Mật mã Tây Tạng, trác Mộc Cường 3. Tập 31. Đêm về, Nhạc Dương nằm trong phòng thì thào thảo luận với Trương Lập. Anh nói, nếu mà, tôi nói là nếu mà thôi nhé, máy móc trong ngôi làng này đều vẫn còn nguyên vẹn, người ở đây cũng chẳng làm sao cả, anh có muốn ở lại không? Trương Lập nghĩ ngợi dây lát, lắc đầu đáp, không biết, còn cậu? Nhạc Dương nói, nếu có thể đón người nhà và bạn bè tôi cùng đến, tôi cảm thấy cũng hay lắm đấy chứ nhưng rồi anh lại đột nhiên nghĩ đến người nhà cũng còn có người nhà bè bạn cũng có những bè bạn khác nữa lập tức cảm thấy suy nghĩ này không thực tế bèn lắc lắc đầu triệu trang sinh ở bên cạnh lập tức phủ định luôn tuyệt đối tôi không ở lại chỗ này đã xảy ra chuyện đáng sợ như thế nhạc dương ngắt lời nếu không có những chuyện đáng sợ ấy thì sao triệu trang sinh không nói gì cơ hồ đang suy nghĩ trương lập nói nhạc dương à tôi bảo cậu này cái suy luận ấy của cậu rốt cuộc đáng tin được mấy phần hả? Lẽ nào, đúng là vì tín ngưỡng bất đồng, mà tiêu diệt cả một làng toàn người cùng bộ tộc với mình? Nhạc Dương nghĩ ngợi dây lát, đoạn nói, chắc là có thể tin được 50%, trong lịch sử cũng có khá nhiều sự kiện tương tự như thế, thậm chí có trường hợp tiêu diệt cả một quốc gia vì tín ngưỡng, huống hồ đây chỉ có một ngôi làng. Chủ yếu là còn một số vấn đề mấu chốt tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt, không tìm được đáp án. Nếu là tín ngưỡng bất đồng, tại sao không ra tay từ 900 năm trước đi? Thù hận kiểu gì mà tích tụ suốt cả 900 năm như thế? Còn nữa, suy luận trước đó của mấy người bọn cường ba thiếu gia chắc là chính xác, tàn sát toàn bộ dân làng và phá hoại máy móc là hành vi của loài vật, còn suy luận của tôi chỉ là dựa trên cơ sở ấy, thêm vào giả thiết rằng không biết loài động vật ấy có phải đã nhận được mệnh lệnh hay không. Anh nói xem, những người qua ba làng trên kia liệu có quá tự tin đến mức ấy không nhỉ? Chỉ ra lệnh cho lũ sói hoặc chó ngao ấy để chúng tiến vào tàn sát toàn bộ dân làng và các động vật sống sau đó. Sau đó thì phá hoại hết cả ngôi làng tiên tiến này. Trương Lập lắc đầu, không biết, tôi chỉ biết một sự thực là, không phát hiện được xác sói hay chó ngao nào hết, ngôi làng này cũng đã thực sự bị hủy diệt, hủy diệt một cách triệt để. Nhạc Dương lấy tay chống đầu lên, nhân mặt dầu dĩ nói, không thể hiểu nổi, sao chẳng hề có chút phản kháng nào vậy. Triệu Trang Sinh đột nhiên sực nghĩ ra một điều, hai người nói xem, liệu có khi nào là sáu năm trước người tên Thứ. Thứ, thứ cái gì đó ấy, đã đến tầng bình đài cao nhất, đánh cắp bảo bối của người qua ba làng trên, người trong làng cũng biết, vì vậy mới cho rằng người qua ba làng trên sẽ không bỏ qua cho họ. Nếu nói, chỉ lấy đi thứ gì đó trong làng, vậy thì chắc là không nhận ra được đâu nhỉ. Trương Lập phản bác, 6 năm trước trộm bảo bối, mà phải đợi 2 năm sau mới phát hiện à. Vậy thì phản ứng của người qua ba làng trên cũng hơi chậm quá đấy nhỉ, và lại nếu bảo là trộm đồ, thì cũng không được thông cho lắm. Người làng dưới sao biết được thứ đồ ấy ở đâu? ít nhất cũng phải lật hòm giờ tủ gì đó chứ triệu trang sinh lại đột nhiên có linh cảm mới chẳng lẽ là bọn sói khởi nghĩa trương lập lấy làm hứng thú hỏi sao lại nói vậy triệu trang sinh nói thì giống như khởi nghĩa nô lệ thời cổ đại vậy thôi đám chủ nô không hề tham gia lao động sản xuất nhưng lại sở hữu rất nhiều tư liệu sản xuất các nô lệ làm sống làm chết nhưng cũng chỉ được nhận một chút của bố thí miễn cưỡng ăn đủ no từ các chủ nô nếu nói lũ sói hoặc chó ngao ở đây có thể thông qua trí tuệ tập trung để tiến hóa lên giai đoạn có chỉ số thông minh cao hơn. Vậy liệu chúng có bị sai khiến như nô lệ, đồng thời cũng chất chứa đầy những sự bất mãn của nô lệ. Khi trong khu rừng này xuất hiện một lãnh tụ của bầy sói, cũng là lúc nó đến rồi, cha, nhất hô bách ứng, trải qua hai năm âm thầm mưu tính, lũ sói đã tạo phản, vì phối hợp cả trong lẫn ngoài, nên chỉ một đòn đã hạ được cả thôn công bố này rồi. Trương Lập mừng rỡ nói, ừm. Um, ý kiến này cũng có lý lắm đấy nhạc dương cậu thấy sao nhạc dương nói được rồi suy luận mà không có căn cứ thì chỉ gọi là đoán bừa thôi nhưng mà tôi tin rằng dù là chuyện gì chỉ cần dụng tâm điều tra ắt sẽ rõ được ngọn ngành thôi trong bóng tối triệu trang sinh cảm giác câu nói ấy của nhạc dương dường như chỉ nói cho mình nghe lẩm bẩm tự nhủ thế nghĩa là gì đêm khuya ở bờ hồ nơi đầu làng một bóng người cởi bỏ quần áo ngâm mình trong làn nước vòng sáng đèn pin được chỉnh cho nhỏ lại, ánh sáng lờ mờ chỉ chiếu rõ cơ thể. Đột nhiên cái bóng đèn đó giật mình cảnh giác, lập tức tắt đèn, thấp giọng quát hỏi, ai? Một cái bóng khác, lẳng lặng như con sói, hiện ra dưới bầu trời đêm, sát khí lạnh lẽo trong khoảnh khắc đã lan tỏa đi khắp không gian. Ba tang lạnh lùng hỏi, muộn thế này còn không ngủ, anh làm gì ở đây vậy Son? Son đứng thẳng người dậy, nói, ô, thì ra là anh ba tang à. Tôi không ngủ được, định ra đây tắm một cái, không ngờ lại đánh thức anh rồi giọng ba tang vẫn đều đều tắm gần đây hành vi của anh rất kỳ lạ từ lúc leo lên chỗ bình đài này son khẽ hừ một tiếng nói anh đa nghi quá tôi thấy thấy chẳng có gì khác cả ba tang nói tôi không cần biết anh nói gì nếu anh làm chuyện gì không phải với mọi người tôi sẽ giết anh đấy dứt lời bóng người lại biến mất trong màn đêm chuyện tiên hiệp son lẩm bẩm nói một mình hư giết tao à mày thì biết gì chứ? Nói đoạn, anh ta lại bật sáng đèn lên, trong lòng thầm nhủ, đã thử qua hết tất cả các phương pháp mình biết rồi, rốt cuộc có bị người đó cấy cổ độc không nhỉ? Chết tiệt thật, lẽ nào đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta? Không hề có chút dấu vết nào, y thực sự đã hạ thủ với mình. Không, chắc là không, chỉ là ngộ nhỡ. Chưa về đến phòng, bà Tàng đột nhiên đứng xứng lại trong gió, anh ta nín thở, các lỗ chân lông trên cơ thể co hết lại, trong mắt mở to, Tựa hồ hòa tan vào trong bóng đêm, bốn bề xung quanh bỗng toát lên một vẻ kỳ bí lạ thường. Thậm chí anh ta có thể cảm nhận được một cách hết sức rõ ràng, mặc dù mình không nhìn thấy gì, nhưng lúc này mình chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh lõa thể, lộ lộ trước ánh nhìn của người khác. Là ai, hoặc giả, là cái gì? Sao mình lại cảm thấy kinh hoàng bất an đến thế? Không biết cứ như thế bao lâu, ba tang mới cảm thấy nguy cơ từ từ đi xa dần. Anh ta cẩn thận hít thở, rồi lặng lẽ đi về phòng, nhịp tim bấy giờ mới dần trở lại bình thường, chỉ có điều, hai chân vẫn cảm thấy hơi tê tê. Trong phòng, một người khác cũng lặng lẽ thở hắt ra một tiếng, gã nhẹ nhàng vuốt ve người đang nằm trong lòng, để cô được ngủ ngon hơn chút nữa. Sáng hôm sau, cả bọn ăn uống no say rồi thu dọn hành trang, bắt đầu leo lên vách đá lớn. Vách đá này thuộc loại khó trèo nhất trong các vách đá khó, bởi vì khả năng của con người có hạn, thêm vào đó, sợi dây thường dài nhất cũng không quá 150 mét, mà vách đá cao đến hơn nghìn mét, căn bản không ai có thể leo được lên trong một ngày, vì vậy cần phải đeo theo rất nhiều thiết bị để ngủ qua đêm trên lưng chừng vách đá, chỉ dựa vào một sợi dây treo mình trên không trung, ăn uống vệ sinh đều phải giải quyết tại chỗ. Núi cao 2000 m dù đi bộ cũng phải mất đến nửa ngày, huống hồ đây là vách đá dựng đứng không thể đặt chân. Ngước nhìn vách đá vươn cao ngút tầm mắt ấy, người nào người nấy đều thầm hít vào một hơi lành lạnh. Nhạc Dương và Triệu Trang sinh nhẹ nhàng nhất, sung phong đi đầu, theo sát phía sau là đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang, sau đó là Mẫn Mẫn, Trương Lập, Son, Trác Mộc Cường Ba, Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam đi đoạn hậu. Leo được chừng hơn 30 mét, Nhạc Dương mới bắt đầu để lại các điểm cố định dọc đường. Để bảo đảm an toàn, họ tăng mật độ các điểm cố định lên, cứ 5 mét lại chốt một lần, vì dây thường không đủ độ dài, nên họ chỉ dùng hai sợi làm dây an toàn, mỗi khi qua điểm cố định lại thắt nút vào. Sau khi người cuối cùng vượt qua điểm đó, lại phải tháo dây, rút chốt cố định ra. Mười người cứ thế lợi dụng hai sợi dây thừng, hình thành nên một con sâu nhỏ dài hơn trăm mét khó nhọc bò trườn trên vách đá treo leo. Vừa phải cố định, lại vừa phải rút chốt cố định ra, leo chưa được bao lâu, cả đoàn đã phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Trong đó, những người đi đầu tiên và cuối cùng, hẳn là những người phải làm việc nhiều nhất. Lẽ ra leo vách núi cũng không khó khăn như thế, nhưng vì họ phải mang theo cả ba lô và các thứ vũ khí nặng nề, mỗi người mấy chục cân, cộng lại cũng đến mấy trăm cân, nên càng thêm khó khăn gấp bội. Suốt cả một ngày treo lửng lơ trên vách đá, dù là đối với thể lực hay ý chí, cũng đều là một khảo nghiệm. Hầu hết thời gian, mọi người phải bám vào vách đá dựng đứng như lũ thạch sùng. Vách đá này thực sự quá đỗi phẳng phiêu, các khe nứt và chỗ gồ ra rất ít, chỉ hơi bất cần một chút là sẽ trượt chân ngay, tuy rằng không đến nỗi rơi xuống, nhưng xước sát là điều không thể tránh khỏi. Vì không có các trang bị phòng hộ, mới leo được chừng 200 mét, khuỷu tay, đầu gối của cả bọn đều chảy xước cả. Leo đến khoảng 400 mét, đội trưởng Hồ Dương phát hiện đinh chốt cắm trong khe đá bị lỏng, bèn chuẩn bị ra cố thêm một cái nữa, đột nhiên dưới chân trượt một cái, toàn thân lập tức mất điểm tựa, chỉ nghe cạch một tiếng, cái đinh chốt ấy quả nhiên đã lơi ra. Sợi dây chính bị tuột khỏi chốt cố định, ba tàng bên dưới đột nhiên cảm thấy có thay đổi, mà lúc ấy, anh ta đang ở trong trạng thái bán nghỉ ngơi, hai tay không bám vào chỗ nào, chỉ có hai chân là đang đạp lên vách đá biến cố bất ngờ đó, khiến ba tang mất thăng bằng, cả người rời khỏi vách đá, trọng lượng toàn thân đều treo lên sợi thừng an toàn. Tiếp đó là đường mẫn, cô bỗng dưng cảm thấy trầm xuống, cơ thể rời khỏi vách đá. Chỉ nghe cạch cạch, lại có thêm hai cái đinh chốt tuột ra, ba người lấy sợi thừng làm trung tâm, vạch một vòng cung trên không, đu từ bên trái sang bên phải. Một thứ gì đó văng ra khỏi ba lô của đường mẫn, đường mẫn ối lên một tiếng, trương lập ở phía sau cô vốn định vươn tay ra bắt lấy nhưng thứ đó bị văng ra quá xa, chỉ chớp mắt thôi đã không thấy đâu. Tất cả mọi việc, chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, đội trưởng Hồ Dương lập tức nghĩ xem có nên cắt đứt dây an toàn của mình để dây chính không bị chịu tải quá nặng hay không, nhưng con dao rát bên hông mới rút ra được một nửa, thì đã thấy gót chân bị ba tang nắm lấy. Từ đôi mắt lạnh lùng của ba tang có thể đọc được ý nghĩ hết sức kiên định, nếu anh cắt dây, tôi sẽ quyết không buông tay ra đâu. Cũng may hai chân hai tay của Trương Lập vẫn cố định trên vách đá, nên mới không tiếp tục trượt xuống, chặn phản ứng dây truyền lại. Lúc này giọng của Trương Lập và Triệu Trang Sinh mới truyền đến tai những người khác, bám chặt trên vách đá, đừng cử động. Đang bị trượt đấy. Đội trưởng Hồ Dương ổn định lại cơ thể, dùng một cái đinh chốt khác cố định dây thường chính, rồi tìm thấy điểm bám mới, cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba Tang và Đường Mẫn cũng đã trở lại được vách đá. Rơi mất cái gì đấy? Mẫn Mẫn, Trương Lập hỏi. Đường Mẫn đáp Chẳng biết nữa, chắc là đèn pin, hoặc cuộn băng gạc gì đấy thôi, phải xem lại mới biết được. Không quan trọng lắm đâu, chúng ta tiếp tục lên thôi. Càng lên cao, gió càng lớn, vách đá bị cơn gió lưu động tuần hoàn ở đây mài rũa cả ngàn năm càng trơn trượt. Khó khăn hơn nữa là, cả vách đá lớn cao 2.000m này, không có chỗ nào đủ cho cả 10 người cùng lúc đặt chân nghỉ ngơi. Những lúc nghỉ, lúc nào cũng có một số người phải đeo mình lủng lẳng trên dây thường như bao cát, đồng thời. Để đề phòng dây thường chính không thể chịu được trọng lượng của tất cả mọi người, một số người khác vẫn phải tiếp tục giữ tư thế bám người vào vách đá như thạch sùng, Luân Phiên nghỉ ngơi. Cũng may, lúc ở bên dưới họ đã bắt được rất nhiều động vật, mà các loại thực phẩm giàu năng lượng này lại đóng một vai trò rất lớn trong khi leo núi. Nếu không có chúng, cả bọn thật không biết làm thế nào mà ăn uống giữa lưng chừng không như thế được. Mà sự thực là, từ trước khi xuất phát, Lữ Cánh Nam đã nghiêm khắc quy định với mọi người về yêu cầu ăn uống dù sao thì khi treo mình như thế, cũng không thể nào đại tiểu tiện một cách thông thường được. Họ bắt đầu leo từ lúc trời còn tờ mờ sáng, đến lúc trời sâm sẩm tối mới ngừng lại, bắt đầu lắp ghép linh kiện. Trên dưới hai hàng đinh cắm sâu vào vách đá, hàng ống sắt bên dưới cắm treo chéo ngách lên không, đỡ hàng ống phía trên, tạo thành một hình tam giác, đồng thời ghép với mép ngoài của hàng ống sắt phía trên, tạo thành một khung hình chữ nhật cố định, sau đó lại quấn thêm nhiều vòng dây ni lông chịu lực ở các mối giáp giữa ống kim loại với ống kim loại, tạo ra một bình đài trên không trung làm chỗ đặt chân. Phía trên bình đài, lại phủ xuống một tấm vải màu sắc ngụy trang nữa, vậy là coi như xong xuôi. Nếu nhìn nghiêng, trông sẽ giống như hai hình tam giác một lớn một nhỏ ghép lại với nhau. Phần phía dưới hơi chia ra một chút so với lều bạt, mọi người có thể bắt bếp đun lại các thứ thịt khô ở đấy. Đường mẫn xử lý vết thương cho mọi người, đồng thời đề nghị hôm sau cần lót thêm một ít vải dày vào những chỗ dễ bị cọ sát, tránh để vết thương rộng ra hoặc nhiễm trùng. Đường Mẫn đứng ở mép bình đài nhân tạo, gió lành lạnh thổi mái tóc tung bay lóa xóa, chỉ thấy vạt rừng bên dưới đã hóa thành một màn sương mơ ảo, áng mây nhàn nhạt tựa một làn khói nhẹ bốc lên nơi mặt biển, lại tựa như một tấm vải xô mỏng phủ trên biển cây xanh ngắt ngay trước mắt. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy tâm thần sảng khoái lạ thường, chỉ muốn tung mình nhảy vút lên, học theo lũ chim giang rộng sải cánh bay lượn. Nhạc Dương ngồi xổm bên cạnh nhai thịt khô, ngẩng đầu lên ngước nhìn, vách đá đỏ hệt như bức tường của một tòa cung điện thuộc về người khổng lồ vươn cao lên tít giữa ngàn mây xanh, nhìn không thấy đâu là điểm cuối, ngó đầu xuống dưới, những cây cối cao lớn trong rừng đã liền thành một mảng lớn, chỉ có thể trông thấy một tấm lụa màu thúy lục, mỗi khi có gió thổi qua lại cuộn lên những đợt sóng nhẹ nhẹ. Vùng đất Sanrila không thể nhận được ánh sáng trực tiếp từ mặt trời này tối rất nhanh, từ lúc bắt đầu lắp ghép các giá sắt đến khi ăn cơm tối, tổng cộng chưa đến nửa tiếng đồng hồ, mà vầng dương ngoằn ngoèo hình rắn trên đỉnh Sanrila đã từ màu vàng chói chuyển sang xám trắng rồi đen kịt, biến hóa như nhảy cốc. Cả bọn ngồi trong lều, vạch ra một cách sơ lược các bước hành động ngày mai, rồi bắt đầu đi ngủ. Trời vừa tối đã ngủ, trời chưa sáng đã dậy, những ngày này, họ đã sớm hình thành thói quen đó. Ở nơi đây và thế giới bên ngoài tồn tại hai khái niệm thời gian hoàn toàn khác nhau, nếu đối chiếu theo đồng hồ nguyên tử họ đeo trên tay, lúc bắt đầu đi ngủ chỉ khoảng 5 giờ chiều, còn lúc dậy chờ trời sáng thì khoảng sau 7 giờ. Nhưng đêm nay, có hai người không sao chớp mắt được đội trưởng Hồ Dương lấy ra bao thuốc lá Trung Hoa cất giấu đã lâu, đốt lên một điếu, ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối. Những hiểm nguy anh từng trải qua không thể nói là ít, có điều gần kề với tử vong như hôm nay thì thực sự cũng không nhiều. Trong một cái chớp mắt, sống, hay là chết, ít nhất anh đã suy nghĩ mất hai giây. Thậm chí anh còn có thể tưởng tượng, lúc đó nếu trường lập cũng trượt xuống, một giây do dự đó của anh rất có thể sẽ khiến những người bên dưới đều bị trượt xuống hết. Ba tang ngồi bên cạnh, ánh lửa đỏ hắt lên đôi mắt, khiến anh ta thoạt trông như thể một con sói đang tiềm phục ẩn mình trong bóng đêm. Ba Tang đang nhớ lại cảm giác nguy hiểm đêm hôm trước. Khi nào chưa nghĩ thông, anh ta sẽ tiếp tục giữ trạng thái cảnh giác cao độ thế này, cho dù là ở trong bóng đêm tuyệt đối như ở đây. Đội trưởng Hồ Dương đưa bao thuốc nhỏ nhĩ ra, làm một điếu không. Ba Tang nhấc tay lên từ chối, không. Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi thuốc, làn khói mỏng nhàn nhạt, nhạt chậm chậm tuôn ra nơi lỗ mũi, nói với giọng như thể đang tự diễu chính mình, hôm nay. Tôi, ba tang đứng lên nói, không cần nói gì cả, dù là ai ở bên dưới anh cũng đều sẽ làm thế cả thôi, chúng ta là một nhóm. Tôi vẫn chưa quên chuyện anh đã làm trên núi tuyết đâu. Đội trưởng Hồ Dương nhìn ba tang một hồi thật lâu, phả ra hết hơi thuốc này đến hơi thuốc khác, đoạn nói, anh là một người lính, là một người lính chân chính đã được lửa chiến tranh chui rèn. Ba Tang nhướng mắt nhìn bóng đêm xa xăm, trong đôi mắt ấy dường như có thứ gì đó đang sáng lên lấp lánh, phải một hồi lâu sau mới đáp lời, chỉ có điều, chiến hữu của tôi đều đã đến cùng một nơi hết cả rồi. Dứt lời, anh ta lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt đội trưởng Hồ Dương, cũng như những thành viên trong đội của anh vậy thôi. Đội trưởng Hồ Dương ngây người, cơ hồ đắm chìm vào trong cơn tư lự, mãi tới khi điếu thuốc cháy sát ngón tay, anh mới vội đưa đầu lọc lên môi hít mạnh hai cái, rồi mới dập thuốc, đứng lên, vỗ nhẹ lên vai ba tang như để biểu lộ sự đồng cảm. Anh biết, nếu Sanrila đúng là nơi ba tang và đồng đội đã từng đến, vậy thì nơi đây chính là chỗ những chiến hữu của anh ta chôn thây. Đội trưởng Hồ Dương an ủi, thực ra tôi luôn lấy làm hãnh diện vì bọn họ, họ đã tìm thấy thứ mình muốn tìm, ngoại trừ trong bệnh viện, tôi vẫn chưa từng thấy người nào ra đi với sự bất an, kinh hoàng, hối hận và ảo não. Lúc lên đường, họ đều biết mình sẽ chết, rất bình tĩnh, rất thỏa mãn, tôi vốn rất lấy làm kỳ quái, cứ ngỡ rằng đó là do mình bị ảo giác. Thế nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc rút dao ra cắt dây thường đó, tôi cũng cảm thấy hết sức bình tĩnh. Đầu óc còn sáng suốt hơn bao giờ hết. Có tiếng loạt soạt vang lên, lại thêm một người nữa đi ra. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, ai vậy? Ba Tang nói, Cường Ba thiếu gia, sao không ngủ? Người vừa bước ra chính là Cường Ba thiếu gia, gã khẽ nói, anh cũng không ngủ, là vì đêm hôm trước. Ba Tang giật bắn mình, nhưng vẫn hờ hững nói, anh cũng cảm thấy à. Cảm giác ấy, hết sức quái dị. Trác Mộc Cường Ba nói, ừm, um, là cảm giác như bị người ta nhìn trộm vậy. Đội trưởng Hồ Dương nói, hai người nói gì vậy, tôi chẳng hiểu gì hết. Chắc Mộc Cường ba bèn thuật lại chuyện đột nhiên thấy cảnh giác tối qua cho anh. Đội trưởng Hồ Dương nói, có chuyện như vậy à, nhưng mà, tuy rằng ngôi làng ấy rất lớn, nhưng cũng không nhiều chỗ có thể ẩn náu mà. Người nào lại dám thị chúng ta được nhỉ? Ba Tăng nói, không đơn giản thế thôi đâu, tôi có thể nói cho hai người một điều, tối hôm qua, tôi lờ mờ thấy, cảm giác đó, đã đánh thức phần nào đó trong ký ức, Dường như có liên quan đến cái chết của những người đồng đội ấy. Trác Mộc Cường ba thoáng giật mình, một cảm giác mừng rỡ không thể gọi tên chợt dâng lên trong tâm thức. Nói gì thế, anh Ba Tang lại nhớ ra gì à? Nhạc Dương, Triệu Trang Sinh và Trương Lập cũng ra góp chuyện. Trác Mộc Cường ba nói, mấy người các cậu sao vẫn chưa ngủ? Nhạc Dương nói, nghe thấy tiếng Cường ba thiếu ra đi ra, nên bọn tôi cũng ra theo. Đội trưởng Hồ Dương nói, cậu cũng cảnh giác nhỉ hơi có tiếng động thôi cũng không qua mắt nổi nhạc dương cười hì hì trương lập nói rốt cuộc là chuyện gì thế nói ra cho bọn tôi nghe với nào phải đấy phải đấy triệu trang sinh cũng nói mấy người thì thầm thảo luận bên ngoài lều không bao lâu sau thì son cũng đến tham gia không biết bao lâu sau nhạc dương bỗng phát hiện kỳ lạ thật sao hôm nay tôi lại nhìn rõ được mặt mọi người nhỉ lúc ấy cả bọn mới ngứa ra đêm nay không ngờ lại có ánh sáng phải biết rằng, những đêm trước ở Sandrila, đêm nào cũng tối đen kìn kịt, giờ năm ngón tay ra cũng không nhìn thấy. Vậy mà lúc này, mọi người đều lờ mờ thấp thoáng nhìn thấy đường nét trên gương mặt nhau. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, cả bọn đều trợn tròn mắt, ngay cả người ra. Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, nhạc dương ngửa cổ lên nhìn bầu trời đêm, mấy ánh sao lấp lẽ, bất giác thốt lên, hay thật, đêm nay màn sương mù phía trên Sandrila lại tan đi, lại có thể thấy bầu trời sao rồi, thật không? trác mộc cường ba cũng ngẩng đầu lên có điều gã và nhạc dương đều nhanh chóng phát hiện ra những ngôi sao ấy có gì đó không ổn đó không chỉ là những ánh sao lấp lánh mà còn di chuyển với tốc độ rất nhanh không giống như quỹ đạo của các vì sao chút nào trác mộc cường ba đứng lên nhíu mày nói lạ thật đấy nếu sandrila có ba tầng bình đài thật thì bọn họ chỉ có thể trông thấy được tầng thứ nhất và thứ hai vì tầng thứ ba và trên cao nữa lúc nào cũng bị mây mù che kín không thể nhìn được nhưng hôm nay đêm hôm nay, Sandrila lại tựa như nàng dâu mới đêm động phòng, chỉ hứng hờ phủ nhẹ một lớp sa mỏng, mây mù đều tan hết, chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết thần thánh. Khe nứt hẹp dài cong cong luôn bị mây mù khuất lấp trên đỉnh đầu, giờ đây đã hiển hiện rõ rệt. Chỗ họ đang đứng là một thung lũng kẹt giữa hai mạch núi lớn, hoặc nói là một mạch núi nứt toác ra cũng không có gì sai. Hai bên có mấy ngọn núi cao sừng sướng cùng nghiêng nghiêng về phía trung tâm thung lũng, dáng hơi cong cong như răng sói. Nếu nói đây là một đóa sen, vậy thì những ngọn núi ấy chính là những cánh sen còn đang khép nụ. Lúc này giữa khe núi không ngờ lại khảm đầy sao trời lấp lánh, tựa hồ giải ngân hà được kéo lại gần cả trăm lần, một chiếc mâm ngọc ló lên khỏi khe nứt, ánh sáng trong vắt đẹp đến ngất ngây lạ thường. Trăng kìa, tất cả hân hoan reo lên, vừa mới đây thôi, họ còn tưởng mình đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế gian, không biết đang ở chốn nào nơi nào, giờ đây được trông thấy vầng trăng vắng bóng đã lâu, làm sao không kích động cho đành. Điều này ít ra cũng chứng minh họ vẫn còn ở một góc nào đó không ai biết đến trên địa cầu, chứ không phải đã rơi vào vực sâu của chốn địa ngục Ati. Pháp sư Á La và mấy người đã chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng hoan hô cũng bước ra, ngạc nhiên phát hiện, Sandrila vốn vẫn chìm khuất sau màn xương, giờ đã hoàn toàn hiển lộ trước mắt. Giống hệt, đúng là giống hệt, đường mẫn nhảy cẫng lên gieo vang, cô nói giống hệt ý là chỉ cảnh tượng nhìn thấy lúc này giống hệt như trong hương ba la mật quang bảo giám, từ lúc họ đặt chân lên mảnh đất này vẫn chưa ai dám khẳng định liệu đây có đúng là nơi họ muốn tìm kiếm hay không tuy rằng đã phát hiện ra dấu vết người xưa để lại nhưng dù sao ở bên dưới cũng không thể trông thấy những cung điện huy hoàng tráng lệ ấy cũng không thể thấy vẻ đẹp tựa tòa thành trong mây hay thánh địa liên hoa mãi cho tới đêm nay họ mới tin chắc rằng mình không đi lầm đường nơi đây chắc chắn chính là nơi họ kiếm tìm rồi pháp sư á la thì trầm ngâm suy tư mạch núi ấy đỉnh núi ấy Tại sao lại có cảm giác như đã thấy ở đâu rồi nhỉ? À, phải rồi, núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, đêm hôm đó mây mù cũng tan hết, nếu nhìn từ bên ngoài, hình dáng thực sự rất giống. Nghĩ tới đây, ông trầm chậm, chậm nói, nói vậy thì khe nước trên đỉnh núi Tư Tất Kiệt Mạc, quả đúng là lối vào Shangri La rồi. Nhạc Dương mừng rỡ nói, đúng rồi, sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Mọi người nhìn kìa, ngọn núi đối diện ấy, chỗ đấy đấy, độ cong của đỉnh núi thứ hai bên tay trái với ngọn bên tay phải kia nữa, đó chính là núi tuyết tư tất kiệt mạc đấy. Chắc chắn chính là núi tuyết tư tất kiệt mạc rồi. Trương lập tiếc rẻ nói, cha cha, hồi ấy mà quyết tâm nhảy từ trên xuống, nói không chừng đã thành công rồi ấy chứ. Đội trưởng Hồ Dương nhìn lên chỗ hóm, lắc đầu nói, nếu nhảy từ trên đó xuống, rất có thể sẽ rơi xuống biển, căn bản không có hy vọng rơi xuống được mé bình đài bên này. Lữ cánh nam lo lắng nói, nếu như, có người đặt thiết bị định vị ở bên trong Sanrila, đồng thời có thể liên lạc được với bên ngoài, vậy thì muốn nhảy dù từ trên đỉnh xuống cũng không phải chuyện khó đâu. Cô hết sức lo lắng, liếc nhìn son một cái, liền phát hiện ra pháp sư Á là cũng đang chăm chú nhìn anh ta từ phía sau. Trác Mộc Cường ba đột nhiên nói: Tôi hiểu rồi, hai tấm bản đồ da sói ấy đều là thật, vì vậy rất có khả năng được cắt ra từ cùng một tấm da sói. Suy đoán của các chuyên gia không hề sai, chỉ là chúng ta đã chọn sai tuyến đường, nếu như lên đỉnh từ phía bên kia gã chỉ ngón tay lên đỉnh đầu nói, rất có khả năng sẽ tìm được con đường thông thẳng tới tầng bình đài thứ ba. Gã bất ngờ đứng lên, chỉ tay ra phía xa, lồng ngực phập phồng, đột nhiên lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống dưới, may có ba tang và trương lập ở hai bên kịp thời chụp lại. Khi họ phát hiện ra lối vào ở U Minh Hà, thực ra mọi người đều ngấm ngầm có cảm giác, vùng đất Sanrila ở đầu bên kia của dòng sông ngầm này, có lẽ không giống với nơi tuyệt hiểm mà đường thọ và ba tang đã từng đến qua đường đỉnh núi nói cách khác e rằng nơi này chỉ có bạc ba la thần miếu đã biến mất trong lịch sử chứ không có tử kỳ lân nào cả song không ai nói ra điều đó thậm chí cả trác mộc cường ba cũng không hề biểu lộ ra ngoài gã hiểu rõ mọi người đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới phát hiện được đầu mối duy nhất ấy chỉ cần khẳng định có sự tồn tại của bạc ba la thần miếu vậy thì cho dù có tử kỳ lân hay không bọn họ cũng không thể bỏ cuộc được nữa vì vậy dọc đường tới đây trác mộc cường ba đều cố gắng nén nhịn cảm giác hụt hẫng to lớn giờ đây đột nhiên phát hiện ra, nơi bọn họ đặt chân đến, vẫn có khả năng chính là nơi đường thọ và ba tang từng lui bước, từ kỳ lân cũng rất có khả năng đang ở đâu đó quanh đây, thử hỏi gã làm sao mà không kích động, làm sao mà không mừng rỡ như muốn phát cuồng lên được. Triệu trang sinh gật gù, thì ra nơi này vẫn thông với thế giới bên ngoài, thì ra là thế. Dường như anh nghĩ ra điều gì đó, cả son cũng vậy. Lữ cánh nam nói với ba tang, lẽ nào các anh đi săn nhiều như vậy, mà không lần nào phát hiện ra hình dáng của ngọn núi đó không lần nào chúng tôi cũng đều đi trong sương mù tầm nhìn chỉ giới hạn ở mấy trăm mét xung quanh mình thôi nhìn bộ dạng cho mày của ba tang lữ cánh nam cho rằng anh ta không nói dối nhạc dương nghi hoặc nói tại sao bình thường trên đó lúc nào cũng có sương mù bao phủ thế nhỉ không biết những khi sương mù tan đi giống lúc này có quy luật gì chăng nghe nhạc dương hỏi mọi người cùng ngoảnh đầu hướng ánh mắt về phía pháp sư á la chỉ nghe Pháp Sư đáp, trong các cuộn ra không thấy ghi chép gì, hiện tượng tự nhiên được nhắc đến trong đó chỉ có một thứ được gọi là rồng ngẩng đầu, ở tầng bình đài thứ ba. Có điều dường như cũng không có thời gian cố định, tình hình cụ thể thế nào không được ghi chép rõ ràng lắm. Giờ đây, mọi người đều đã rõ trí nhớ nhìn một lần là không quên của Pháp Sư Á La, ông đã nói không có, tức là không có. Mặt trăng xuất hiện áng chừng một tiếng đồng hồ, sau đó màn sương mù dần dần tụ lại, bầu trời trở lại tối đen. Có điều, họ đã phát hiện ra dáng vẻ thực sự của Sandrila, mỗi người đều ôm theo bầu tâm sự, hồi lâu sau mới ngủ lại được. Hai ngày một đêm, nhóm người của Trác Mộc Cường ba cuối cùng cũng leo lên được vách đá dựng đứng. Trương Lập và Nhạc Dương lên đỉnh đầu tiên, khi mấy người bọn Trác Mộc Cường ba vẫn còn cách mấy mét nữa, đã nghe thấy Trương Lập hét vang, a a a mẹ ơi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nhạc Dương cũng hét lớn, đây là cái gì, cái gì, cái gì, tiếng vọng của hai người hòa vào nhau, khiến người ta có cảm giác không gian tĩnh lặng lạ thường. Leo lên được tầng bình đài thứ hai, bọn chắc mộc cường ba ai nấy đều giật mình cả kinh. Phần rìa của tầng thứ hai này không ngờ lại là một thế giới hoàn toàn khác so với tầng dưới. Nơi đây không có rừng nguyên sinh cây cối rậm gì che phủ, mà chỉ toàn gò đá nổi lô nhô khắp nơi, nhỏ thì cao mấy mét, mười mấy mét, lớn thì hơn trăm mét, liên miên nhấp nhô kéo dài, hình dạng thôi thì đủ mọi kiểu. Các loài thực vật chỉ nằm giải rác điểm suyết giữa các gò đá, có cây che phủ phần đỉnh của gò đá như chiếc khăn bịt đầu, lại có cây buông rủ xuống từ hai bên như giải thắt lưng, lại có loài thực vật mọc lên thành một mảng xanh xanh giữa hai gò đá. Nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất thì chính là bản thân những gò đá ấy, chúng không chỉ có một màu xám xịt hoặc đỏ nâu như đá ở tầng thứ nhất, mà giống một giải lụa màu chia thành tầng lớp rõ ràng, non như tấm bảng pha màu của các họa sĩ vẽ tranh sơn dầu, đỏ cam vàng lam lục tràm tím đen trắng xám. Họ thực sự không thể đếm được tổng cộng có bao nhiêu màu sắc tổ hợp thành thế giới đầy những mảng màu kéo dài ra ngút ngắt ấy, có những dải màu rất ngay ngắn, quấn từng vòng từng vòng vạch nên các đường đồng tâm hoặc những vòng xoáy ốc, lại có dải vặn vẹo uốn éo, trùng trùng điệp điệp như con sóng ngoằn ngoèo vươn về phía trước, lại có chỗ giống như cồn cát, bị gió thổi lên từng tầng từng tầng nếp nhăn lăn tăn, cả không gian ngập tràn các màu sắc mê ảo. Đội trưởng Hồ Dương giải thích, đây chính là trầm tích dung nham của đại tân sinh. Chúng chảy từ chỗ cao hơn xuống, rồi dần nguội đi ở đây, chất trồng thành từng gò đồi nhỏ. Trong dung nham có các khoáng vật khác nhau, nên tạo thành các giải màu khác nhau rõ rệt thế này. Thật, thật, kỳ lạ quá đi mất, Trương Lập thốt lên, bước mấy bước về phía trước, đột nhiên cả người nghiêng hẳn sang một bên, anh vội kêu, không ổn, không ổn. Càng đi về phía trước, cơ thể càng nghiêng nhiều hơn, cuối cùng thì lộn nhào một cú, lăn lống lốc vào một khoảng hõm tạo bởi mấy gò đá vây xung quanh. Nhạc Dương định tới cứu Trương Lập, nhưng cũng vừa bước được hai ba bước đã mất thăng bằng. Tuy nhiên anh phản ứng nhanh, vội vàng thuộc gối xuống, hai tay chống đất, nên không bị lăn nhào như Trương Lập. Lúc này Trương Lập cũng đã đứng lên, có vẻ lấy làm khó hiểu với cú ngã vừa rồi của mình. Đội trưởng Hồ Dương nói, đó là do ảo giác đấy, nguyên lý cũng giống như cậu cảm thấy choáng váng khi đi trong lòng sông băng thôi, thị lực của chúng ta có thể phân biệt được những đường thẳng và đường gấp khúc đơn giản, nhưng màu sắc phức tạp và đường cong khúc khuỷu ở đây làm nhiễu thị giác. Cậu trông thấy một đường thẳng, kỳ thực lại là một con dốc, nhưng cơ thể cậu thì vẫn tiếp tục đi như trên đường thẳng, kiểu như cậu nhìn thấy phía trước có bậc thang, nhấc chân bước lên mà lại đạp vào khoảng không ấy, thân thể đột nhiên mất thăng bằng. Mọi người hãy cố gắng đi vào phía bên trong, bằng không nếu để mất thăng bằng ngã lăn ra khỏi bình đài thì toi đấy. Đợi khi nào cơ thể mọi người dần dần thích ứng với sự sai biệt thị giác này thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy biển xanh liền trời biếc dừng cây núi nước ngàn, mây bay dưới chân, nước chảy trên đá, cảnh sắc hết sức lạ thường nhưng cũng rất đẹp mắt. gã ngẩng đầu lên, lại thấy tầng bình đài thứ ba ẩn nấp trong mây mù, chỉ có mấy giải thác như lụa buông xuống trong gió. theo ghi chép từ các cuộn gia trong làng công bố, tầng bình đài này có rất nhiều di tích, đều cổ xưa đến mức không biết là do ai xây dựng, còn cả hơn trăm ngôi làng lớn nhỏ đều đã hình thành từ trước khi người qua ba đến đây. nhưng nhìn thấy cảnh ngộ của làng công bố, bọn chắc mộc cường ba cũng không có nhiều ảo tưởng có trời mới biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, những ngôi làng ấy có thể bảo tồn được trong thế giới đầy rẫy dã thú hoành hành này, bản thân điều đó thôi đã là một kỳ tích rồi. Tại sao không trực tiếp làm luôn dây treo đưa thẳng lên tầng thứ ba, còn phải băng qua tầng bình đài thứ hai này làm quái gì nhỉ? Nhạc dương lầm bẩm thu ống nhòm lại, trên vách đá không thấy thang trời do dây leo mọc tạo thành nữa. Trương lập lườm anh một cái, nói, cậu thì biết cái gì, những chỗ có nước ngầm rỉ ra như thế không dễ tìm đâu, nếu không lợi dụng địa thế đặc biệt phân thành từng tầng từng đoạn đó, thì không thể nào lắp đặt thiết bị đưa người lên xuống được, đầu tiên là cậu đã không thể làm được dây thừng nào dài hơn nghìn mét được rồi. Hơn nữa để lộ mình giữa không trung thật quá nguy hiểm, lũ chim chóc và mãnh thú sẽ phá hoại các thiết bị, đội trưởng Hồ Dương bổ sung. Vậy từ đây chúng ta có thể leo thẳng lên tầng thứ ba luôn không? Nhạc Dương lại hỏi đội trưởng Hồ Dương. Pháp Sư Á La lắc đầu trả lời thay, không thể. Vách đá chỗ này toàn là hình nón ngược nghiêng vào bên trong, cơ hồ không tìm thấy chỗ nào để bám tay, giống như lúc chúng ta ở dưới tầng thứ nhất vậy. Bằng không, tùy tiện chọn bừa chỗ nào cũng có thể leo lên được, chúng ta hà tất phải đi vòng một vòng lớn thế làm gì? Nhạc Dương thở dài, chật, xem ra vẫn phải băng qua cả bình nguyên này rồi, không biết còn phải đi bao nhiêu lâu nữa nhỉ? Lữ Cánh Nam nói, đừng ở đó thở ngắn than dài nữa, dò đường trước đi. Đầu tiên là tìm nguồn nước, cắm trại dò đường trong khu rừng nguyên sinh bốn bề toàn nguy cơ này, không tìm hiểu rõ tình hình xung quanh là không thể được. Họ dè ra tiến lên mép tầng bình đài thứ hai, dọc đường cũng không phát hiện ra dấu tích nào của các loài thú dữ lớn. Sau đó, cả bọn tìm được một dòng suối nhỏ, xem ra chính là đầu nguồn của dòng suối chảy trong khe núi ở thôn công bố. Trác Mộc Cường ba quyết định cắm trại nghỉ ngơi ở đây, để bọn nhạc dương, trương lập đi kiểm tra xung quanh. Chưa đầy 10 phút sau, lều chạy còn chưa dựng xong, đã thấy ánh đỏ trên đồng hồ nguyên tử nhấp nháy, Trác Mộc Cường Ba vội nói, xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Dương ở đầu bên kia nôn nóng gọi, Cường Ba thiếu ra, anh đến đây xem đi, tôi và Trương Lập phát hiện được một số thứ. Đó là một vạt cây bụi mọc giữa rừng toàn những cây khổng lồ có gai, cao chừng 10 mét, một tấm vải to tướng phủ lên bên trên, tấm vải đã rách bươm, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đó là một cái rù. Trác Mộc Cường Ba nói, chúng ta đi vào xem sao trong vạt cây bụi ấy đầy gai nhọn, thứ thực vật quái dị đó gai chĩa dài cả mét, tua tủa đâm ra giữa các thân cây như những lưới kiếm, muốn đi vào bên trong thực sự hết sức khó khăn. Trác Mộc Cường ba cầm con dao pha ra sức phạt bớt gai nhọn mở đường. Lúc đến được bên dưới tấm dù, từng khúc xương trắng lù lù hiện ra trước mắt. Qua phán đoán sơ bộ cho thấy chúng thuộc về một người đàn ông. Đội trưởng Hồ Dương ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua tầng tầng gai nhọn chi chít, xuyên qua những tán cây cao ngất phía trên, lờ mờ có thể trông thấy lối ra ẩn khuất sau màn xương xám xịt của Sanrila. Tất cả mọi người đều cùng nghĩ đến một điều, xem ra người này chắc là đã liều mình nhảy từ trên đỉnh núi tuyết xuống, anh ta may mắn không nhảy xuống biển, nhưng rồi rốt cuộc cũng vẫn phải mất mạng. Nhạc dương nhặt một mảnh vải rách dưới đất lên, dùng sức giật mạnh, đoạn nói, cũng không lâu lắm đâu, phải dù còn rất chắc. Đội trưởng Hồ Dương quét mắt một vòng xung quanh khu rừng, mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng anh vẫn nói với giọng khẳng định, không còn lưu lại thứ gì khác, cả bao đựng đồ cũng không. Son nói, người nhảy dù thường không đeo ba lô quá nặng, trước tiên là bất tiện khi mở dù, thứ nữa là rất khó khống chế. Thông thường, bọn họ sẽ buộc các thứ cần thiết vào máy phát tín hiệu hoặc thiết bị gì đó tương tự như thế thả dù xuống trước, sau đó mới dựa theo vị trí của máy phát mà nhảy dù. Triệu Trang sinh hờ hững nói, thì ra, chúng ta không phải những người duy nhất đến được đây. Trương Lập bổ sung thêm, ừm, um, bọn họ không chỉ có một người. Ai cũng đều hiểu, trên đỉnh núi tuyết, chẳng ai lại ngu xuẩn đến mức một mình nhảy thẳng vào vòng tay của tử thần như thế. Hẳn là ít nhất cũng phải là một đám người giống như họ. Giờ đây họ mới chỉ phát hiện một cái dù, nói không chừng, ở những chỗ khác cũng có nữa. Tìm, tìm thấy rồi, nhạc dương bò toài ra đất, cẩn thận chui vào giữa một rừng gai nhọn. Khi anh chật vật chui lùi được ra, trên tay đã có thêm một tấm thẻ sắt đã dì xét buộc vào dây xích nhỏ. Tấm thẻ này rất giống với thẻ quân nhân của các binh sĩ ngoại quốc, bên trên khắc tên, số hiệu và thời gian. Người đàn ông tên là Uôn này sinh năm 1972. Đội trưởng Hồ Dương suy nghĩ dây lát, rồi nhớ lại, tôi nhớ ra rồi, mấy người thuộc nhóm tay Uôn này mất tích năm 1991, lúc đó tôi đang khảo sát ở đỉnh cho Mơ Họ có hai mươi mấy người, chia làm ba nhóm, hình như là đi chinh phục đỉnh Hạ Bang Mã. Về sau có tin báo bị mất tích ba người, chúng tôi còn tham gia công tác tìm kiếm nữa nhưng không có thu hoạch gì hết nhạc dương nói thì ra là vậy xem ra ba vị dũng sĩ nhảy xuống này không thể phát ra tín hiệu gì nữa vì vậy những người phía sau cũng đành phải bỏ cuộc ngoài mấy thứ đó ra họ không phát hiện được gì thêm trác mộc cường ba nói đi thôi trở về chỗ cắm trại kể cho mọi người chuyện xảy ra ngày hôm nay lúc về đến nơi trời đã tối mịt sau khi kể lại mọi chuyện mọi người bàn bạc một phen vẫn chưa biết ở đây có sinh vật gì kỳ dị hay không. Cắm trại trên cây lúc này không an toàn bằng dựng lều dưới đất, mỗi đêm ít nhất phải có hai người trở lên canh gác, ngoài ra cách bố trí các lều trại cũng phải điều chỉnh lại, bên ngoài khu cắm trại có bổ sung thêm một số hố bẫy và cọc bắt voi đơn giản, chỉ hy vọng đừng gặp phải các loại sinh vật khổng lồ cao 3 4 tầng nhà. Còn người nhảy dù dũng cảm kia lại mang đến cho bọn Trác Mộc Cường ba thêm nhiều nghi vấn hơn nữa. Nếu đã có không chỉ một người nhảy dù, Vậy thì những người khác chẳng lẽ đều nhảy hết xuống biển rồi? Hay là đã sinh tồn được ở vùng đất hoàn toàn cách biệt này? Nhưng ở bên ngoài không hề có bất cứ tin đồn nào về con đường thông đến Sandrila. Mọi người thảo luận một hồi, xét thấy chỉ có ba tình huống có thể dẫn đến kết quả này, một là không có người nào sống sót trở ra, hai là những người đi ra được vẫn giữ kín như bưng về hành trình ấy, khả năng cuối cùng là vì họ nghiên cứu chưa đủ kỹ càng nên không thể tra được nhiều đầu mối hơn. Đối với họ, Hai khả năng đầu đều không phải tin tức tốt lành, nhưng vì họ không hiểu nhiều lắm về nơi này, vì vậy cũng không thể nào đưa ra được một kết luận chính xác. Cuối cùng vẫn là pháp sư Á là đưa ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu may mắn có thể phát hiện được làng mạc và dân cư còn sót lại trên tầng bình đài thứ hai này, chắc có lẽ sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin hơn nữa từ họ. Đêm khuya, ở một góc nhỏ không ai để ý đến, một bàn tay đang nắm một thiết bị còn nhỏ hơn viên đạn một chút, trông như một cái đinh ốc khẽ ấn nhẹ nhẹ, thiết bị sáng lóe lên một cái. Người cầm nó biết rằng, thiết bị phát tín hiệu này đã bắt đầu phát sóng vô tuyến ra bên ngoài theo quy luật nhất định. Y không do dự nữa, lập tức cẩn thận chôn thiết bị nhỏ ấy xuống, nhẹ nhàng lách đi. Bóng người chôn thiết bị ấy vừa đi, một bóng người khác lại đến chỗ đó, đào lên, lấp lại cẩn thận, ấn một cái trên đầu, tắt thiết bị phát tín hiệu, rồi bỏ vào trong túi. Khu vực không người ở Tây Tạng, trong một chiếc xe tiếp nhận tín hiệu vệ tinh đã được ngụy trang, một hồi còi báo động gấp rút vang lên làm gã đàn ông cao lớn đang say ngủ giật mình tỉnh giấc, y nhìn vào màn hình ra đa, rồi vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi. Lơ xa, Mark đưa điện thoại cho Merkin, Merkin thấp giọng hỏi mấy câu, rồi một nụ cười đắc ý chợt hiện lên trên gương mặt, cuối cùng chúng cũng đến rồi. Y mở máy tính sách tay, kết nối mạng, số liệu bản đồ lập tức gửi qua. Nhìn nụ cười của ông chủ, Mark cũng thấy hưng phấn hẳn lên, ở đâu vậy? Merkin nói, cách chỗ chúng ta lên đỉnh lần trước chưa đầy 60 km. Hả, Mark kêu lên, nói vậy thì chỗ lần trước chúng ta đến cũng gần chính xác rồi còn gì, thật không thể nào ngờ được. Nhưng mà, sao lại thế chứ? Ông chủ, bao nhiêu nhóm đã mất mạng ở gần đỉnh núi đó, liệu có phải nên đợi thêm một thời gian, tôi sợ bọn chúng cố ý. Merkin nói, không, mày không hiểu đâu, tấm bản đồ đó vốn là đồ thực, còn nhớ tao đã bảo mày gì không, hai tấm bản đồ ấy cùng chỉ đến một điểm đích chỗ đáng sợ của U Minh Hà là bóng đêm vô cùng vô tận và dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Chỗ đáng sợ của núi tuyết là sương mù dày đặc trên đỉnh núi và từ trường khiến tất cả các thiết bị điện tử mất tác dụng, dù là con đường nào cũng đều không thể dễ dàng mà đến được. Giờ đã có tọa độ, chúng ta có thể nhảy dù rồi. À, ngu xuẩn thật, có bao nhiêu đội leo núi đã lên được đỉnh, nhưng có mấy đội lên được từ đầu phía bên này đâu. Tao hiểu rồi, phía bên kia là sinh, phía bên này chính là tử, người nào bước qua cánh cửa nấy, cần phải từ bỏ hết mọi hy vọng. Chẳng trách mà xưa nay vẫn chưa có ai thành công, thì ra nguyên nhân chính là thế. Y vội vàng gọi điện thoại thông báo cho Sos, này, Can, anh mau đến Tây Tạng đi. À, không, chúng ta sẽ gặp nhau ở Kathmandu, nhớ mang theo thành quả nghiên cứu của anh nữa nhé, lần này chúng ta phải cho chúng biết mặt một phen. Theo sự chỉ hướng trong hương ba la mật quang bảo giám, hướng đi ở tầng thứ hai này trái ngược với tầng thứ nhất, là đi từ bên phải sang bên trái, khi đến gần chỗ mép bình đài mới có đường đi lên tầng trên. Nếu tỷ lệ trong đó vẽ chính xác, vậy thì thời gian cần để vượt qua tầng thứ hai này chắc sẽ gấp 3 lần tầng thứ nhất. Nhưng hành trình này không khó khăn như ở tầng thứ nhất. Nếu ở tầng bình đài thứ nhất là rừng nguyên sinh không khí ẩm thấp tăm tối, bốn bề đầy rẫy nguy cơ, thì trên tầng thứ hai này đã bắt đầu hiển lộ những phong cảnh độc đáo. Nơi này giống một khu bảo hộ tự nhiên cấp quốc gia, vừa tràn ngập vẻ nguyên thủy, thô hào, lại ẩn chứa vẻ đẹp tinh tế, biến ảo không nhắc đến những màu sắc rực rỡ mê ly khiến người ta có ảo giác, chỉ riêng muôn vàn hình thái kỳ dị của đá núi thôi cũng đã đủ khiến người ta ngắm nhìn không chán mắt rồi. Những hụ đá bệ đá gò đá cao mấy chục đến cả mấy trăm mét, sau khi được nước suối và gió ăn mòn, lại được những lớp nham thạch nóng chảy khắc phủ lên, xâm thực, xuyên thấu, tầng tầng lớp lớp, hình thành nên những vẻ đẹp độc đáo tựa hồ có hàng ngàn bàn tay điêu khắc. Cũng hệt như lần đầu tiên họ thấy thôn công bố, đá núi ở đây cũng khiến bọn Trác Mộc Cường ba không biết phải hình dung thế nào, chỉ cảm thấy khung cảnh toát lên một vẻ ngông cuồng hoang dã, không chịu bất cứ ước thúc hay phong cách nào. Nhìn từ xa, có chỗ trông như cánh tay người đàn ông gân guốc, cơ bắp cuồn cuộn phá đất vươn lên đến tận mây xanh, lại có chỗ giống như tảng đá ai một, độc bá một phương, khí thế át hết mọi vật xung quanh, có nơi lại nối liền như bướu lạc đà, hoặc uốn lượn như lưng động vật, lại còn cả chỗ ngoằn ngoèo kéo dài bất tận, tựa như giải vạn lý trường thành sừng sững giữa chốn núi non, khí thế ngất trời. Thêm vào đó, khung cảnh lại được điểm xuyết bởi cây cối xanh tươi mát mắt, hoặc trong những vách đá cao ngất thẳng đứng bỗng như có người khổng lồ dùng búa trẻ đôi ngọn núi, một dòng thác trắng xóa đổ xuống, hoặc giữa những đỉnh núi nhọn hoắt có những áng mây nô đùa đuổi bắt, biến ảo không ngừng cũng có nơi mây mù bị vây giữa các đỉnh núi, cuồn cuộn trào cả ra, tựa như làn khói đặc quánh quây quanh thác nước. Lại còn có vô số hồ nước, cả lớn cả nhỏ, có hồ tròn vạnh như hạt trân châu, lại có hồ hình vầng trăng khuyết, nằm dài rác khắp cả vùng núi non trùng trùng điệp điệp, màu sắc rực rỡ chẳng khác nào phường nhuộm vải ở miền sông nước Giang Nam, sắc vàng như chanh, sắc cam như quýt. Bên ngoài nhuộm thêm một vòng xanh ngọc bích, nếu không thì đỏ rực như dáng chiều, xanh ngắt như biển khơi, rồi phủ lên một lớp màu ngân bạch. Dù là đội trưởng Hồ Dương đã đi nhiều biết nhiều, hay Pháp sư Á là học vấn thâm sâu, hoặc Trác Mộc Cường Ba đã đi khắp các miền Nam Bắc cũng đều chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như thế, chưa từng thấy hồ nào như ở đây, chưa từng thấy màu sắc nào như ở đây. Cổ nhân có câu, sông là giải lưng xanh, núi là châm bích ngọc, thực không sai chút nào. Khi nhìn lại, những núi những non ấy đã bị mây mù vẩn vít quấn quanh, thời ẩn thời hiện, thoát cái đã hóa thành lầu vàng gác ngọc, khiến người ta chỉ muốn thả hồn theo gió. Đến gần hơn, cảnh tượng lại càng khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Bề ngoài những khối nham thạch ấy tựa như dòng thác bị đóng băng, còn các giải màu uốn lượn chẳng khác nào cầu vồng, hai yếu tố kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ tạo thành một thể thống nhất, Khiến người ta có ảo giác như thể cầu vồng rơi xuống cùng dòng thác cuồn cuộn chảy. Đi giữa rừng đá rực rỡ ấy, những tảng đá trụ đá hình dạng quái dị càng lúc càng nhiều, trụ thì giống như cây xương bồ chín khúc, vươn lên cao mãi trụ lại giống suối phun nước ba tầng. Có lúc, bọn trác mộc cường ba lại cảm thấy như mình đang đi giữa một rừng binh khí của vương quốc người khổng lồ, đao, thương, kiếm, côn, xếp la liệt trước mắt, nhìn ngang lại thấy nào kích, nào cung, gần xa cao thấp đều không giống nhau, lại có lúc như lạc vào vương quốc tiền sử các loài động vật quái dị to lớn nhăm nhe muốn bổ tới, muốn nhảy lên, muốn bỏ chạy, tựa hồ trong một chớp mắt đều đã bị phép thuật nào đó biến thành đá núi ở đây, đi tiếp về phía trước nữa, lại có những giải đá giống Bồ Tát. Giống con thuyền đi biển, giống voi chiến, giống sư tử đại bàng, nhưng nếu đổi góc nhìn khác, lại ra một hình dáng hoàn toàn khác trước, khiến người ta tưởng tượng ra muôn vàn thứ, mà lại chẳng thể nào hình dung chính xác được. Có khi phía trước đột một xuất hiện một tảng đá lớn chắn đường, thoạt nhìn trông tưởng không thể trèo qua, lúc đến gần lại chợt thấy ở giữa có khe nứt, một con đường ruột dê ngoằn ngoèo vươn ra phía trước rồi biến mất ở đằng xa như một kỳ tích. Cũng có lúc dưới đất đột nhiên mọc lên mấy trụ đá nhọn hoắt, cao ngất chọc tận mây trời, phía trên mấy trụ đá ấy kẹt cứng một tảng thiên thạch thể tích lớn hơn chúng gấp mấy lần, nhìn đung đưa như trứng để đầu đẳng, vậy mà họ vẫn phải đi qua bên dưới tảng thiên thạch đó, mất mấy tiếng đồng hồ. Cũng có nhiều khi, họ phải vòng qua vòng lại trong các hang động như mê cung. Trong hang động đá núi lửa có một loại địa hình hết sức đặc biệt. Nhìn thì tưởng bằng phẳng chân bóng, nhưng thực chất lại có những lỗ nhỏ dạng tổ ong. Khi có nước suối chảy qua, thứ nham thạch như miếng bọt biển này hút đầy nước, người nào bất cần dẫm lên đó sẽ chẳng khác nào dẫm phải bẫy, vách đá xung quanh sẽ như thằng bé nghịch ngợm tè ra một dòng nước suối trong mát phun lên người kẻ không may. Mỗi lần như thế, những người khác đều cười ồ lên sảng khoái. Họ cứ vừa cười vừa nhanh nhẹn tiến lên phía trước, dọc đường trông gai, xong ai nấy hưng phấn lạ kỳ. Cảnh sắc tươi đẹp cùng không khí trong lành của nơi đây đủ để xua tan mọi mệt mỏi. Phía trước không có đường thì tìm một con đường khác, gặp núi thì vượt núi, gặp rừng thì băng rừng, thiên nhiên vĩ đại cũng không chút tiếc rẻ mà đem hết thảy mọi quang cảnh kỳ dị nhất của thế gian phơi bày ra trước mặt họ, khiến họ không ngớt trầm trồ thán phục trước núi non, cây cối, mây trời của nơi đây. Còn về các loài sinh vật, sau khi quan sát hình thái các loài sinh vật dọc đường đi, họ phát hiện hình thể của các loài động vật họ côn trùng có xu thế thu nhỏ lại nhanh chóng son giải thích đây là một quá trình tiến hóa thể hình của các loài côn trùng có xương ngoài tăng đến một kích cỡ nhất định sẽ ngừng lại trong khi đó các loài sinh vật xương trong mới xuất hiện lại có thể trở nên to lớn hơn nữa lúc này côn trùng đã từ kẻ đi săn trở thành con mồi mà con nào nhỏ hơn thì dễ lẩn trốn hơn có cơ hội sống sót cao hơn tất cả đều chỉ vì sinh tồn điều làm họ cảm thấy may mắn nhất là loài quái thú cao ba tầng lầu mà họ luôn lo lắng từ đầu đến nay vẫn chưa xuất hiện lần nào Ngày thứ 10 ở tầng bình đài thứ hai, họ không thể không rời khỏi vùng ven để đi sâu vào bên trong. Vì địa hình nơi này hơi giống chiếc xe gòng, bên ngoài cao bên trong thấp, phần mép bên ngoài chỉ còn lại những đồi đá trơ trọi. Mà lúc này, họ đã ba ngày không phát hiện được dòng suối nào, nước dự trữ cũng sắp hết đến nơi. Từ vùng ven đi vào bên trong chừng gần chục cây số, cuối cùng phát hiện một vùng hồ có thể lấy nước, liên tiếp chín cái liền. Kích cỡ và hình dáng của chín cái hồ này giống nhau đến kinh người, hệt như một hàng dấu chân của người khổng lồ để lại trên bề mặt nham thạch. Nơi đây là một vùng đất trũng, xung quanh có vô số dòng chảy ngầm đổ dồn về, diện tích mỗi cái hồ áng chừng khoảng 4 năm chục cây số vuông, nối liền thành một chuỗi ngay ngắn. Bên bờ hồ giải rác những khu rừng đá thưa thớt, các trụ đá cái cao cái thấp, nhưng bề ngoài rất giống nhau, na ná một loại nấm ăn có tên là nấm đùi gà. Kỳ thực, người đầu tiên phát hiện ra rừng đá này nghĩ rằng những trụ đá ấy rất giống với sinh thực khí của đàn ông, chỉ có điều không dám nói ra mà thôi. Lúc này, bọn họ đã bắt đầu xuất hiện những bất đồng về phương hướng của cả nhóm. Son cho rằng, vùng xung quanh không thấy có nguồn nước nào rõ rệt, giải đất bên rìa thạch lâm chỉ mọc toàn những cây cao to rậm rạp, nơi đây có khả năng là nơi tụ tập của quái thú, sau khi lấy đủ nước, cần lập tức rời đi. Nhưng hầu hết mọi người còn lại đều cho rằng, bây giờ trời đã muộn, dù có rời đi cũng không thể trở về khu vực mép bình đài, rồi cũng vẫn phải ở lại trong rừng sâu, so với đụng độ quái thú trong rừng sâu thì chi bằng cứ ở lại bên hồ nước ít nhất thì ngày mai cũng có thể mang theo được nhiều nước hơn mà kết quả quan sát khu vực rìa xung quanh hồ nước cho thấy không phát hiện ra dấu chân hay xương cốt của loài động vật khổng lồ nào thậm chí còn chẳng phát hiện ra dấu vết hoạt động của loài sinh vật nào cả trong hồ cũng hết sức bình lặng lữ cánh nam phán đoán sơ bộ nơi này không có quái thú qua lại ít nhất là mấy ngày gần đây chưa từng xuất hiện và khả năng có sinh vật sống theo đàn lớn ở khu vực quanh đó cũng rất thấp về vấn đề này, Nhạc Dương đã đưa ra mấy suy luật. Thứ nhất, hồ nước này chỉ hình thành trong thời gian ngắn, chẳng hạn ở tầng thứ ba hoặc tầng thứ hai này đổ mưa lớn. Những dòng chảy ngầm sẽ dồn vào các chỗ trũng thấp rồi hình thành nên một hồ nước thế này. Khi mưa ngừng lại, hồ nước sẽ lại nhanh chóng biến mất. Thứ hai, các dòng chảy ngầm tụ lại thành hồ này lộ ra trên mặt đất ở nơi nào đó khác, những chỗ đó tiện lấy nước hơn, vì vậy các sinh vật quanh vùng cũng tự nhiên chẳng đến đây tụ tập làm gì. Mà chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua. Thứ ba, xung quanh đây có một kẻ săn mồi siêu cấp cực kỳ đáng sợ, nơi này đã trở thành hồ nước riêng của chúng, các loài sinh vật khác đương nhiên cũng không dám lại gần, còn việc không để lại dấu tích thì bởi bùn dưới đất rất mềm, dù là có dấu chân hay vết tích gì cũng sẽ biến mất rất nhanh, mà sau khi chết thì xương cốt cũng chìm hết xuống dưới bùn thôi. Nếu suy luận của nhạc dương chính xác, thì bên bờ hồ này chẳng những không nguy hiểm, mà ngược lại còn là một nơi tương đối an toàn. Nói theo cách của Trương Lập là, dù có kẻ săn mồi siêu cấp đáng sợ ấy tồn tại đi chăng nữa, thì chỉ cần bố trí mấy cái bẫy đơn giản để phát hiện và cảnh báo là cũng đủ rồi. Các loài vũ khí uy lực lớn của họ chính là chuẩn bị để đối phó với những kẻ săn mồi đáng sợ như thế kia mà. Chỉ có ba tang ủng hộ quan điểm của Son, lý do của anh ta rất đơn giản, hồ nước này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến bất bình thường, yên tĩnh đến mức có gì đó kỳ dị. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh ta quyết không muốn cắm trại ở đây một chút nào. Muốn đưa ra phán đoán giữa cảm tính và lý tính là tương đối khó khăn, không ai nghi ngờ lý luận của Son và trực giác của Ba Tang, có điều cũng không ai phản bác lại quan điểm của Nhạc Dương và Lữ Cánh Nam. Chủ yếu nhất là, đối với những người liên tiếp nhiều ngày thiếu nước, cái hồ trước mắt có thể nói là một thứ dụ hoặc những người có thể kháng cự lại sự hấp dẫn của nó thực sự rất ít. Trương Lập thấy mọi người cứ do dự không quyết, bèn đưa ra một hệ thống phòng ngự và cảm bẫy hoàn thiện hơn nữa. Anh sẽ đào một cái hào cách ly xung quanh khu trại, bên cạnh hồ nước, đường kính ít nhất 5 mét trở lên, trong hào bỏ các loại gỗ dễ cháy, đằng nào thì ở đây nhiều nhất chính là gỗ, rồi tẩm dầu vào. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, chỉ cần đốt lửa là sẽ hình thành một vách chắn hết sức hiệu quả. Nghe Trương Lập nói xong, đội trưởng Hồ Dương cũng gia nhập vào hàng ngũ những người ủng hộ hạ trại, triệu trang sinh tất nhiên là theo sát nhạc Dương, còn đối với đường mẫn và lữ cánh nam, hồ nước còn một điểm lợi rất quan trọng khác. Chính là có thể tắm rửa, tuy họ đã quen với việc bôn ba gió bụi, cả ngày làm bạn với đầm lầy bùn đất, nhưng thiên tính của phụ nữ vốn là vậy, nếu có thể tắm mà phải bỏ lỡ cơ hội thì họ còn khó chịu hơn cả bị giết chứ chẳng nghi. Cảm giác quần áo thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào người như một cái khăn bông dính đầy nhựa cao su, vừa lành lạnh vừa trơn trơn ấy, họ còn thấy sợ hơn cả gặp phải quái thú khổng lồ, đặc biệt là khi ở bên cạnh cường ba thiếu gia, cảm giác ấy lại càng chết người hơn nữa. Trong hai phe, ba tang và son rõ ràng rơi vào thế yếu, thậm chí họ còn chẳng có cả tư cách để thảo luận, cục thế rõ ràng là nghiêng hẳn về một phía. Người duy nhất không có ý kiến là Pháp Sư Á La, một mật tu giả. Đối với ông, thích ứng với mọi hoàn cảnh để sinh tồn vốn là điều cơ bản nhất. Cuối cùng, chắc Mộc Cường Ba quyết định sẽ hạ trại lại đây, đồng thời đề nghị mấy người bọn Nhạc Dương đi kiểm tra xung quanh. Trường Lập bận sắp xếp các cảm bẫy, Nhạc Dương bèn gọi Triệu Trang sinh cùng mình đi ra xung quanh xem xét. Có điều, lần này Nhạc Dương không kiểm tra trong vòng bán kính 100 m xung quanh khu trại như thường lệ, anh dẫn Triệu Trang Sinh đi xa dần, hơn nữa hình như còn không hề chú ý đến những cây to nghiêng ngả và các bụi cây bị đè dẹp xuống, tâm tư cơ hồ đã để ở một nơi khác. Trong rừng u ám, lạnh lẽo, gió luồn lách khắp mọi nơi khiến cây cối run rẩy phát ra những âm thanh xào xạc, khiến người ta bất giác đưa tay lên khép cổ áo. Mặt đất phủ đầy rễ cây và dây leo, ngoài ra chỉ có các vũng nước đọng, nhạc dương và triệu trang sinh người trước kẻ sau dẫm lên đất bùn ẩm ướt, tiếng bước chân lộn xộn vang lên trong khu rừng u tính, gấp gáp mà dường như vẫn có chút kìm nén. Triệu Trang Sinh vẫn chưa nhận ra vẻ dị thường của Nhạc Dương, vẫn tấp tỉnh bước theo phía sau, không ngừng hỏi han, này, Nhạc Dương, hình như chúng ta đi xa khu trải quá rồi thì phải. Không xa, tôi đang đo đạc một chút. Có phải cậu phát hiện được gì rồi không? Sao cứ đi thẳng mãi thế? Đi nữa là đến bên dưới tầng bình đài thứ ba, đó là khu bị khuất bóng, liệu có quá nguy hiểm không? Biết rồi, cứ đi đi. Nhạc Dương, cậu xem kìa, mấy cái cây kia sao nghiêng hết cả đi thế kia nhỉ? Dễ cây cũng bật cả lên nữa. Lạ thật, cây to thế kia mà, lẽ nào bị gió thổi bật cả lên? Chỗ này sao mà gập gà gập gành thế, chỗ nào cũng đầy các vũng nước nhỏ, chẳng may mà trượt ngã thì tôi hết quần áo thay rồi đấy. Nhạc Dương, cậu còn đồ thay không? Hết rồi. Được chưa thế, chúng ta đi xa thế này rồi cũng có phát hiện con vật lớn nào đâu, có phải nên đi vòng về khu trại rồi không? Hôm nay cậu làm sao thế? cứ đi mãi về một hướng, cũng chẳng bảo tôi là phát hiện được gì rồi. Nhạc Dương dừng lại, đột nhiên xoay người đối diện với Triệu Trang Sinh. Triệu Trang Sinh nhìn chằm chằm xuống đất, thốt lên, Nhạc Dương, cậu xem, cái vũng nước này trông kỳ lạ thật, sao mà giống dấu chân thế nhỉ? Anh ta lấy tay đo thử độ dài của vũng nước ấy, lại nói tiếp, chật, nếu là dấu chân, thì con này cũng to lắm đấy, chắc chúng ta không gặp phải quái thú cao ba tầng nhà gì đó đâu nhỉ. Khục khục, may mà tôi không có cái miệng chim lợn như Trương Lập. Nhạc Dương ngần ngừ dây lát, cuối cùng cũng chậm chậm cất tiếng, còm à, tôi. Triệu Trang Sinh đột nhiên kêu lên, có động tính. Có tiếng lạo xạo vang lên, Nhạc Dương ngoảnh đầu nhìn, liền thấy một con vật nhỏ trông như con thằn lằn đứng trên hai chân chạy vụt ra bên dưới bụi cây, đang tròn mắt cảnh giác nhìn hai kẻ không mời mà tới khổng lồ. Triệu Trang Sinh nhanh chân đuổi lên mấy bước, cười cười, thằn lằn. Không phải chứ, con này còn bé hơn con tắc kè hoa mà thầy giáo tôi ở Đức nuôi nữa, chẳng lẽ đó chính là tổ tiên của nhân loại trong truyền thuyết? He he, xem ra phải bắt về cho anh son giám định rồi. Con thằn lằn nhỏ ấy dường như cảm nhận được nguy hiểm, vội chui tọt trở vào bụi cây. Nhạc dương thấy không có gì nguy hiểm nữa, liền nhìn chăm chăm vào triệu trang xinh hỏi, Còn à, tôi hỏi cậu, mấy đêm nay cậu đã làm gì vậy? Gì hả, cái gì mà làm gì, thì ngoài canh đêm ra, chỉ có ngủ thôi thứ còn làm gì nữa. Triệu Trang Sinh không dám nhìn thẳng vào mắt Nhạc Dương, mệt mỏi như người dựa vào một tảng đá hình dạng kỳ dị. Nhạc Dương không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một nắm những thiết bị phát tín hiệu trông như viên đạn, thả từng cái từng cái xuống đất, cuối cùng để lại một cái trên lòng bàn tay, xòe ra về phía Triệu Trang Sinh, từ buổi tối hôm nhìn thấy khe hở trên đỉnh Sunrilla ở vách đá lớn, mỗi đêm cậu đều tìm cách đặt một cái thiết bị phát tín hiệu này, cho đến hôm nay tổng cộng đã có 11 cái, tất cả đều ở đây. Có thể cho tôi biết, tại vì sao không? Giọng nói bình tĩnh của anh đã hơi run lên, ánh mắt Nhạc Dương nhìn Triệu Trang Sinh dần dần trở nên sắc bén. Triệu Trang Sinh không trả lời, anh ta chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại, cậu dám sát tôi à? Nhạc Dương nói, đúng vậy, trong phạm vi có thể, chú ý quan sát từng người đồng hành, đây chính là nhiệm vụ giáo quan giao cho tôi. Chỉ là tôi không thể ngờ, thực sự không thể ngờ, đến cả cậu cũng. Triệu Trang Sinh không che giấu nữa, chỉ bướng bỉnh ngẩng cao đầu nói, đúng vậy, chính là tôi, cậu định làm gì? giết tôi à nhạc dương buồn bã cho mày còn cậu làm việc cho tổ chức nào triệu trang sinh cười cười cậu có phải ngày đầu tiên làm lính trinh sát đâu sao lại hỏi câu ngu xuẩn như thế hư chúng ta vào sinh ra tử để làm gì giáo quan giao cho cậu nhiệm vụ ấy chắc chắn cậu không thể nghi ngờ mình tôi phải không chắc là cậu cũng biết trong những người sống sót ra khỏi u minh hà thử hỏi có mấy người không có mục đích của mình chứ đừng có mà bảo với tôi là cậu lại cao thượng đến mức quên sống quên chết vì một người hoàn toàn không liên quan gì đấy nhé cậu dám nói là cậu không có mục đích không chẳng qua chỉ là ông chủ đứng sau lưng mỗi người khác nhau mà thôi hôm nay cậu đã vạch trần sự việc ra rồi vậy thì tốt chúng ta cứ thẳng thừng luôn đi nếu người sau lưng tôi đến đây tôi cũng sẽ cho cậu được chút lợi ích thấy sao hả nhạc dương thấy trái tim mình nguội lạnh tiếc nuối lắc đầu tôi từng nghĩ rằng chúng ta sẽ là những người bạn thân thiết nhất cậu cũng không phải là người có thể bán đứng bạn bè vì lợi ích sao cậu lại trở thành như thế ở đức suốt cuộc cậu đã học những gì anh như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ triệu trang sinh cười khổ nói lẽ nào cậu không phát hiện ra con người bao giờ chẳng sống vì một số lợi ích nào đó đây chính là chân lý của cuộc đời mỗi người đều có giá của mình đó chính là giá trị của cuộc sống cậu cũng không thể nào thoát ra khỏi cái vòng đó tôi làm việc mình cần phải làm vì một cái giá thích hợp phải lấy mạng ra đổi đấy. Cậu biết mà, thực ra tôi không hề muốn đối đầu chính diện với cậu một chút nào, nếu cậu thực sự đã quên tình bạn từng có giữa chúng ta. Khẩu súng trong tay anh ta lặng lẽ từ từ giơ lên. Đừng ngu ngốc nữa, Nhạc Dương cũng giơ súng lên, chỉ có điều, anh có chính khí lẫm liệt, tốc độ rút súng cũng nhanh hơn Triệu Trang Sinh nhiều. Nhạc Dương một tay cầm súng, một tay nắm cái máy phát tín hiệu đó, nói với Triệu Trang Sinh, sử dụng các dòng hạt năng lượng cao sinh ra mạch xung biến tần phát đi tín hiệu sóng điện theo từng khoảng thời gian nhất định, rồi vệ tinh đồng bộ tiếp nhận, lại truyền đi qua các trạm trung chuyển trên mặt đất. Phương pháp tiên tiến lắm, nhưng vô dụng thôi. Dù tôi không phát hiện ra, dù tôi để chúng lại chỗ đó, người ở sau lưng cậu cũng không nhận được tín hiệu gì hết. Cậu chưa trèo lên đỉnh núi tuyết đó, nên cũng không biết ở đó có từ trường rất kỳ quái, tất cả mọi tín hiệu sóng điện từ đều bị hút hết. Tín hiệu của cậu cũng không thể nào phát đi được. Cậu đừng ảo tưởng nữa, tôi đảm bảo với cậu người của cậu tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này đâu nhạc dương ném mạnh cái máy phát tín hiệu cầm trong tay vào mặt triệu trang sinh sắc mặt triệu trang sinh biến hẳn đi ngữ khí nhạc dương trở nên mềm mỏng hơn đừng như vậy nữa được không chắc cậu cũng biết tôi không bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày chúng ta cầm súng chĩa vào nhau thế này cũng chưa từng nghĩ sẽ tổn thương đến cậu hôm nay tôi dẫn cậu đi xa như vậy chính là không muốn để những người khác biết trở về đội ngũ tiếp tục tiến lên phía trước với mọi người đi ở vùng rừng nguyên sinh này sức của chúng ta là cực kỳ nhỏ bé mỗi ngày đều phải tranh đấu với mọi thứ xung quanh để sinh tồn hà tất phải tranh đấu với nhau nữa tôi có thể không nói chuyện hôm nay với bất cứ người nào khác chỉ cần cậu đừng làm những chuyện tổn thương đến mọi người nữa cậu hỏi tôi gia nhập đội ngũ này với mục đích gì vậy thì tôi có thể nói cho cậu biết mới ban đầu đó chỉ là nhiệm vụ của tôi nhưng bây giờ đó đã trở thành sứ mệnh trong suốt quá trình ấy mạng của tôi đã được cường ba thiếu gia và những đồng đội khác liều chết cứu về tổng cộng bốn lần, ít nhất có bốn lần tôi đã chết chắc, thế nhưng tôi vẫn sống, đây chính là nguyên nhân tại sao tôi lại ở đây. Triệu Trang Sinh như thể đã hiểu ra, để báo ân. Nhạc Dương nói với giọng khinh thường, cậu lại sai rồi. Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ báo ân gì cả, chỉ là khi ở cùng với mọi người, tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất đủ đầy, chỉ đơn giản vậy thôi. Vận mệnh của mọi người đã trói chặt lại với nhau, chúng tôi có thể vừa cười đùa vừa đối mặt với mọi thiên tai nhân hỏa và tất cả kẻ địch mạnh nhất, dù cho gặp phải bao nhiêu khó khăn, khi ở bên mọi người, cậu sẽ không thấy sợ hãi nữa. Chẳng những vậy, chặng đường này sẽ là ký ức cả đời không thể nào quên được, đặc biệt là khi cậu cống hiến một phần sức lực, dù chỉ là rất nhỏ nhoi thôi, cậu cũng sẽ hiểu rõ được giá trị tồn tại của mình hơn bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy, sợ rằng cậu chưa bao giờ có rồi. Vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể gia nhập với chúng tôi. Ở vùng đất này, cho đến hiện giờ, chúng ta là những con người duy nhất còn sống sót, sao chúng ta không thể buông bỏ tất cả mọi thành kiến mà đoàn kết lại chứ? Triệu Trang sinh cúi đầu không nói gì, nhưng khẩu súng trên tay đã từ từ hạ xuống. Nhạc Dương cũng hạ nòng súng xuống, nhưng trong chớp mắt, Triệu Trang sinh lại giơ súng lên. Lần này, anh ta nhanh hơn Nhạc Dương, nghe cũng có có lý lắm đấy, lại cảm động nữa, nhưng như cậu nói đấy, tôi không có cảm giác đồng sinh cộng tử giống cậu và bọn họ nếu cậu không nói chuyện này ra, nói không chừng chúng ta còn có thể chung sống hòa bình, nhưng cậu đã vạch trần tôi rồi, vì vậy. Ngón tay đặt trên cò súng của Triệu Trang Sinh nhất thời cũng không thể nào bóp lại, chỉ thấy Nhạc Dương đứng đối diện với anh ta đang trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào mình như không thể tin được, không ngờ lại cũng dương súng lên, cậu ta thật sự muốn chết hay sao? Tiếng súng cùng lúc vang lên, Triệu Trang Sinh bắn trúng cánh tay cầm súng của Nhạc Dương, nhưng Nhạc Dương lại bắn vào chỗ khác. Anh ta ngây người, Nhạc Dương không bắn mình, vậy cậu ta bắn gì? Chỉ nghe nhạc dương lớn tiếng hét lên, mau chạy đi. Một còn được gọi là Uluru, là một khối kiến tạo sa thạch ở phía nam của Northern Territory, miền trung Australia. Triệu Trang Sinh vẫn còn chưa hiểu ra, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ chỗ eo hông truyền lại, tựa hồ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát, thân thể bỗng nhẹ bấng, sao mình rời khỏi mặt đất thế này, màu đen ấy, có phải là máu không? Máu sao đỏ đến mức hóa đen thấm thế kia. Còn Nhạc Dương lại nhìn thấy, tảng nham thạch kỳ quái sau lưng Triệu Trang Sinh bỗng nhúc nhích, lặng lặng không một tiếng động, mở cặp mắt to như chuông đồng. Anh vừa cất tiếng cảnh báo, con vật khổng lồ đã há miệng đớp một cái, nghiến Triệu Trang Sinh vào trong, máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Phát súng của Nhạc Dương bắn trúng một bên má con quái vật, khiến nó đau đớn hất văng Triệu Trang Sinh, đồng thời đứng bật hẳn dậy. Sắc trời lập tức tối sầm, thân hình nó thật đáng sợ, không ngờ còn cao hơn cả những bụi cây cao mười mấy mét kia tảng đá lớn mà Triệu Trang Sinh dựa vào, hóa ra lại chính là cái đầu của con quái khổng lồ này. Nhạc Dương giật mình chấn động, trong đầu chỉ vang lên một giọng nói, quái thú cao ba tầng nhà. Quái thú cao ba tầng nhà. Thể hình cao lớn cùng hàm răng dài sắc nhọn như những lưỡi mã tấu lập tức khiến Nhạc Dương liên tưởng đến kẻ săn mồi khủng khiếp nhất kỷ Zura, khủng long bạo chúa. Tuy con vật trước mắt không giống trên phim lắm, nhưng chắc chắn không sai, chúng đều là những kẻ săn mồi đáng sợ nhất. Nhìn bề ngoài, nó giống một con cá sấu khổng lồ biết đi đứng trên hai chân. Bị con quái vật đi đứng như người lại mọc một cái đầu dài như cá sấu ấy nhìn chằm chằm, từ sâu trong đáy lòng Nhạc Dương bất chợt dâng tràn cảm giác sợ hãi của một con mồi. Nhưng lúc này anh không thể né tránh nữa, anh liếc mắt nhìn theo hướng Triệu Trang Sinh bị hất văng lên rơi xuống, nghiến chặt răng, vừa nổ súng vừa dùng thiết bị liên lạc trên đồng hồ nguyên tử cầu cứu. Đồng hồ nguyên tử không có hồi âm, Nhạc Dương giờ mới sực nhớ ra, anh và Triệu Trang Sinh đã đi quá xa đạn nã vào con cá xấu hình người làm bắn tóe ra lên một thứ huyết tương màu xanh, nhưng chỉ khiến nó càng thêm nổi trận lôi đình, căn bản không thể gây ra những vết thương chí mạng. Con vật khổng lồ gầm lên, khiến người ta run rẩy, rồi nó cúi đầu làm mặt đất rung bần bật. Nhạc Dương sợ hãi ngây ra mất mấy giây, đến khoảnh khắc sinh tử mới lách được người né theo bản năng. Con quái vật không thu thế kịp, đâm thẳng vào một thân cây lớn. Âm một tiếng, gốc cây khổng lồ đã bị con quái vật khỏe vâm đó húc bật, nghiêng sang một bên con quái lại ngẩng đầu gầm lớn, thân hình đung đưa, tách hai thân cây lớn ra, lao về phía nhạc dương. Nhạc dương cầm súng nấp sau một thân cây đường kính mấy mét, bàn tay đã hơi run rẩy, không ngừng tự nhắc nhở chính mình, bình tĩnh đi nào, nhạc dương, mày phải bình tĩnh. Con quái ấy ngoài được cái to sát ra thì chẳng có gì đáng sợ cả, không có gì đáng sợ cả. Mày nhất định phải nghĩ cách báo cho cường ba thiếu gia, nhất định có cách. Phải rồi, lựu đạn khói. Mặt đất chấn động, con quái vật khổng lồ đã hất thân cây nhạc dương ẩn nấp sang một bên. Nhạc dương phơi ra lồ lộ giữa một khoảng đất trống, chỉ còn biết cầu khẩn lựu đạn khói sẽ có hiệu quả nữa mà thôi. Con cá sấu khổng lồ giận đùng đùng nhìn con vật hai chân đã gây đau đớn cho thân thể nó, nhất định phải bắt nó bỏ vào miệng nghiền nát ra mới hả được cơn giận này. Đột nhiên, con côn trùng nhỏ ấy phóng ra những tia sáng chói lóa, rồi một hóa làm hai, luồng sáng ấy phát ra những âm thanh khó chịu bay về một phía. Kẻ săn mồi đã bị chọc giận hết cỡ. Nó gầm lên đuổi về phía đó. Lồng ngực Nhạc Dương vẫn không ngừng nhấp nhô lên xuống, anh không dám do dự thêm dù chỉ một giây, vừa nãy tay hơi run run, ném quả lựu đạn đi không được xa lắm. Trước khi con vật giống khủng long bạo chúa ấy quay đầu lại, cần phải thông báo với bọn cường ba thiếu gia, bằng không cả mình lẫn Triệu Trang Sinh đều không thể thoát khỏi. Anh rút ra một cây gậy ngắn, bẻ đôi ra, một luồng khói tím cuồn cuộn dâng lên. Nhạc Dương ném cây gậy tỏa khói sang hướng khác còn mình thì lợi dụng sự hiểm hộ của các thân cây bò về phía triệu trang sinh. Trong trại, Trác Mộc Cường Ba và Ba tang mới lắp xong đài quan sát. Họ vừa từ trên một thân cây lớn trèo xuống, bỗng nghe thấy tiếng gầm váng động cả không gian từ trong rừng rội ra, mặt đất rung lên, kế đó lại có hai tiếng khác nữa, mọi người trong trại đều ngừng tay, đưa mắt nhìn về phía âm thanh ấy. Trương Lập và Lữ Cánh Nam đứng bên cạnh hàng cột bắt voi vẫn chưa chôn xong, chỉ thấy Pháp Sư Á la lướt tới, nói, sinh vật khổng lồ, lấy vũ khí, chúng ta đi. Sinh vật khổng lồ, sắc mặt trương lập lộ vẻ nghi hoặc, âm thanh nghe có vẻ đáng sợ thật, nhưng âm thanh lớn chưa chắc gì thể hình đã lớn. Lữ cánh nam dường như biết được trương lập đang ngờ vực điều gì, liền dừng tay, cầm khẩu AK-47 nhanh chóng chạy đi, buông lại một câu, mặt đất rung lên, con vật này rất lớn, cậu canh giữ ở đây, hoàn thành nốt hàng cọc bẫy voi ấy đi. Sao tôi chẳng thấy gì cả nhỉ? Trương Lập nằm dạp xuống đất thử cảm giác. Trác Mộc Cường Ba nhìn về phía đó trao mày nói là hướng đi của Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh. Đường Mẫn đặt thanh củi trên tay xuống, kéo kéo vạt áo gã, rồi chỉ về phía xa xa. Cường Ba, anh nhìn xem. Một làn khói tím uốn lượn trên bầu không. Ba Tang cũng từ trên đài quan sát nhảy xuống, còn cách mặt đất hai chục mét liền vung tay ra, lợi dụng dây móc để đáp đất, không nói một lời đã chạy đi lấy vũ khí hạng nặng. Rõ ràng anh ta cũng đã thấy màn khói đó. Đạn khói cầu cứu, bọn Nhạc Dương gặp nguy hiểm rồi. Trác Mộc Cường ba còn chưa nói dứt lời, đã lao về phía xảy ra chuyện. Ba tang, mang vũ khí theo tôi, Trương Lập, cậu và những người còn lại mau hoàn thành các cạm bẫy, rồi lên cây ẩn nấp. Nhạc Dương, Nhạc Dương, các cậu ở đâu, trả lời tôi, Trác Mộc Cường ba vừa chạy vừa hỏi, nhưng mãi cũng không thấy có hồi âm gì, bất giác thầm chửi, chết tiệt thật. Bốn người chạy như bay trong rừng về phía màn khói tím đang tản ra. Chừng 10 phút sau, phía trước lại vang lên tiếng ầm ầm, pha lẫn cả tiếng súng, chắc một cường ba không khỏi lấy làm ngờ vực, sao bọn nhạc dương lại đi xa thế nhỉ? Xem ra mấy người Pháp sư Á La đã đến rồi. Đến khi chắc một cường ba và ba tang chạy đến, cuộc chiến đã kết thúc, xác con quái vật khổng lồ nằm vật ra đất, vô số thần lằn nhỏ bâu vào, tổng cộng phải đến cả trăm con ngốn ngấu trên xác chết quái thú, cảnh tượng như thể một miếng thịt lớn bỏ bị kiến bu đen. Nhạc dương, nguy hiểm đã qua, chắc một cường ba không buồn đưa mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, lập tức nghĩ đến Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh vẫn đang nấp trong tán cây. Họ vòng qua xác chết con khủng long bạo chúa, khiến bọn thần lằn nhỏ náo động một phen, nhưng chỉ thoáng chốc sau đã yên lặng trở lại. Nhìn thấy hàm răng nhọn hoắt còn nguyên vẹn kia, ba tang lập tức nhớ đến bộ răng đã cắm phập vào thân thể người đồng đội la la cát của mình. Đến bên cạnh gốc cây, chỉ thấy Nhạc Dương đang ngồi dưới đất, vạt áo xé ra băng trên cánh tay, còn Triệu Trang Sinh thì gối lên đùi anh, Nửa phần thân dưới và nửa phần thân trên đã đứt lìa, chỉ còn dính một lớp da. Trái tim chắc mộc cường ba như chịu xuống, gặp phải tình cảnh này thì thần tiên cũng khó mà cứu được, chẳng ngờ Triệu Trang Sinh lại vẫn còn sống. Anh ta có thể cầm cự được đến tận giờ cũng đã là một kỳ tích rồi. Nhạc Dương nói, còn phát hiện ra dấu chân khổng lồ và các thân cây bị đổ nghiêng ngả, chúng tôi bèn lần theo dấu vết, tại tôi sơ ý, lẽ ra không nên dẫn cậu ấy đi xa thế. Tôi lẽ ra không nên dẫn cậu ấy theo trong mắt anh chỉ còn toàn sự hổ thẹn và hối hận, trong vẻ đau đớn lộ ra trên gương mặt cũng thấp thoáng cả chút hoang mang. Ba tang vỗ nhẹ lên vai nhạc dương, ý bảo anh không cần tự trách mình quá. Gương mặt triệu trang sinh đã không còn chút sắc máu, đôi mắt lạc thần không biết đang nhìn nhạc dương hay chắc một cường ba, hay ngẩng lên nhìn bầu không, cặp môi nhợt nhạt mấp máy nói, cảm ơn, đây là, mạng. Cường ba thiếu ra, tôi, tôi không có gì để nói, nữa, tôi chỉ muốn nghe anh hát, anh có thể hát cho tôi bài trời cao biển. Trác Mộc Cường ba quỳ một chân xuống, khẽ cất tiếng hát, thứ tha cho tôi cả đời ngỗ nghịch yêu tự do, cũng sợ có ngày sẽ vấp ngã, mất đi lý tưởng, ai ai cũng có thể, sợ gì ngày sau chỉ có tôi cùng anh. Mất đi lý tưởng, ai ai cũng có thể, sợ gì ngày sau chỉ có tôi cùng anh. Giọng ca trầm trầm hồn hậu lan tỏa trong khu rừng, tiếng ca tang thương mà hào sảng vẳng đi vẳng lại trên mặt đất, triệu trang sinh thỏa mãn nhắm mắt lại, Pháp Sư Á la niệm lên một bài kinh siêu độ một con thần lằn nhỏ nằm bò ra trên thi thể quái thú nhổm người đứng thẳng dậy nhưng rồi nó mau chóng phát hiện ra miếng thịt vừa rứt được đã bị đồng loại không chút khách khí cướp mất nó lại rứt một miếng thịt nữa xem ra nhét đầy cái bụng vẫn quan trọng hơn thưởng thức âm nhạc nhiều di thể triệu trang sinh được khiêng về chỗ cắm trại mọi người cùng mặc niệm tiếc thương người bạn yêu ca hát này của nhạc dương sau khi tìm hiểu tình hình son đề nghị trở lại chỗ xác chết quái thú xem xét tiện thể cũng xem luôn cả lũ thần lằn nhỏ Trương Lập an ủi Nhạc Dương mấy câu, rồi cũng tỏ ý muốn đi cùng. Anh biết, lúc này nên để Nhạc Dương và bạn chiến đấu cũ ở một mình với nhau thì tốt hơn. Ba tang dẫn bọn đội trưởng Hồ Dương đi tìm lại chỗ con quái thú, còn Nhạc Dương một mình cầm chiếc sẻng gấp xúc từng sẻng từng sẻng một, đào ra một cái huyệt, vừa đào, anh vừa hồi tưởng lại, hôm nay chúng ta lập bia cho họ, ngày mai, ai sẽ khắc chữ lên tấm bia của chúng ta đây? Đó là câu Triệu Trang Sinh chính miệng nói với anh khi họ đứng trước gò mã ni lúc mới đến Sandrila này, thật không ngờ, nhanh như vậy đã ứng nghiệm rồi. Đồng thời, một câu nói khắc nghiệt khác của Triệu Trang Sinh cũng làm anh hết sức lo lắng, cậu nghĩ rằng trong đám người sống sót ra khỏi U Minh Hà ấy, có mấy người không có mục đích riêng chứ? Mấy người bọn Son đi rất lâu mới trở lại, sau khi cử hành một tang lễ đơn giản cho Triệu Trang Sinh, nhạc dương tự tay chôn bản. Sau đó, Son mới nhăn mặt nhăn mày phân tích một lượt, theo anh ta, loài sinh vật ấy không phải khủng long bạo chúa, nhưng còn kinh khủng hơn. Miệng nó rộng hơn, răng dài hơn, sắc bén hơn, lưỡi tẽ ra, hơi giống thằn lằn, có thể bắt được những mùi cực nhẹ trong không khí, trên cổ có nếp nhăn, không gian hoạt động của các khớp xương cổ rất lớn. Đầu nó thậm chí có thể xoay chuyển 180 độ, chi trên to lớn mạnh mẽ, ngón chân có vuốt, đuôi hơi ngắn. Từ những dấu vết để lại trên các thân cây khổng lồ cao cả trăm mét, con quái thú cao hơn 10 mét này rõ ràng cũng biết leo trèo dựa trên những thứ chưa tiêu hóa hết trong dạ dày của nó có thể thấy đây là loài động vật ăn thịt lúc họ thấy xác quái thú da nó màu xanh nâu còn lúc nhạc dương trông thấy nó da con quái thú này lại giống như màu sắc của nham thạch chứng tỏ rằng nó có thể biến đổi màu sắc hòa lẫn với môi trường xung quanh như con tắc kè tóm lại theo lời son kẻ săn mồi khủng khiếp này tuyệt đối có thể là bá chủ của vùng tuy da nó không dẻo dai bền chắc như da khủng long nhưng nếu đúng là có khủng long Tyrannosaurus thì rõ ràng chúng cũng chỉ có thể trở thành thức ăn cho loài sinh vật này mà thôi. Theo khái niệm sinh vật học, Son gọi loài động vật này là thần lằn khổng lồ tiên sử. Đội trưởng Hồ Dương ngây ra một lúc lâu, rồi mới thẫn thờ nói, con quái vật to thế này, còn biến đổi màu sắc làm gì nữa? Còn biết trèo cây, vô địch mẹ nó rồi còn gì? Son trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra cái kết luận càng khiến người ta dùng mình kia, chứng tỏ rằng ở tầng này, có loài sinh vật nào đó lấy thần lằn tiền sử làm thức ăn, mới khiến nó không thể không tự bảo vệ mình mà phải học cách biến đổi màu sắc và leo cây. Nghe Son nói con thần lằn khổng lồ đó đáng sợ như nào. Mọi người bất giác đưa mắt nhìn sang hai người đã tiêu diệt nó là Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La. Lúc đó Nhạc Dương đang bảo vệ Triệu Trang Sinh, còn chắc Mộc Cường Ba và Ba tang đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc. Lữ Cánh Nam lắc đầu, nói Pháp Sư Á La đã một mình giết chết con thần lằn khổng lồ, Nhìn đám người ngạc nhiên đến không thể khép miệng lại được ấy, pháp sư Á La điềm đạm nói, mỗi loài sinh vật đều có nhược điểm của mình. Son gật đầu, hình như mắt con thần lần ấy đã bị bắn mù, chắc là pháp sư Á La trực tiếp nhét lựu đạn vào hốc mắt, làm tổ chức não của nó bị hủy hoại hoàn toàn. Không biết tôi nói đúng không vậy? Thấy pháp sư Á La gật đầu, Son lại bổ sung, có điều, tôi không biết làm cách nào mà pháp sư đứng được lên đầu con quái vật ấy. Pháp sư Á La chỉ cười cười không nói gì. Vừa rồi, tiếng gầm của con quái thú đã khiến một giải xung quanh đây không còn con thú hung hãn nào dám lại gần, họ sẽ tạm thời được an toàn. Tuy nhiên họ vẫn còn một mối lo chính là lũ thần lằn nhỏ kia. Son nói, đó chắc chắn không phải đời sau của con thần lằn khổng lồ, mà giống như một dạng thần lằn núi, có quan hệ cộng sinh với thần lằn khổng lồ. Lũ thần lằn nhỏ tự đem thân mình làm mồi dẫn dụ các loài ăn thịt khác đến chỗ con thần lằn khổng lồ mai phục, sau đó ăn thức ăn thừa của thần lằn khổng lồ. Còn nếu thần lằn khổng lồ chết, đương nhiên lại trở thành thức ăn của thằn lằn nhỏ. Vuốt trước của chúng cũng có móng sắc để xé thịt vật săn, khoang miệng cũng có hàm răng sắc nhọn, mà số lượng đông đến trăm con thì không thể là chuyện đùa. Vì vậy mấy người bọn họ đã tiện thể quăng lên xác con thằn lằn khổng lồ ấy một quả lựu đạn, nổ cho bọn thằn lằn con banh xác hết quá nửa. Đội trưởng Hồ Dương giải thích, họ trở về muộn thế là vì Son ở lại giải phẫu con thằn lằn khổng lồ, còn mang vài thứ về nữa. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Son lấy trong ba lô ra một khúc xương còn cả thịt, chính giữa phình to. Đội trưởng Hồ Dương nói trông giống như một loại nhạc cụ tên là Hồ Ti. Son nói, khúc xương này là khoang cộng hưởng của con thần lằn khổng lồ, chỉ cần thổi đúng cách thì có thể phát ra tiếng gầm lớn như vậy, các sinh vật lớn xung quanh nghe thấy âm thanh đó thì sẽ không dám lại gần nữa, trừ phi là loài sinh vật lấy con thần lằn khổng lồ ấy làm thức ăn. Nhưng theo quy luật của giới tự nhiên, chắc là không thể xuất hiện loài sinh vật nào như thế cả. Mọi người đều nhíu mày nhân mặt, rốt cuộc cũng dễ dàng thổi được khúc xương kia dưới sự hướng dẫn của Son. Nhạc Dương cho rằng, khúc xương này và cây sáo xương của Trác Mộc Cường ba chỉ khác nhau về hình thức chứ công dụng thì chẳng khác gì mấy. Kế đó, Son lại lấy ra mấy bình chất lỏng màu nâu vàng, nói với mọi người, đây là nước tiểu của con thần lằn khổng lồ đó, sau khi tiến hóa đến một mức độ nhất định, trong nước tiểu của động vật sẽ hàm chứa rất nhiều thông tin, bao gồm cả phạm vi lãnh địa, chu kỳ phát dục, số lượng trùng quần, thậm chí một số loài động vật còn có thể phân biệt được tuổi của đồng loại dựa trên nước tiểu nữa. Vào những lúc cần thiết, nước tiểu có thể trở thành một vách chắn, ít nhất cũng có thể làm mê hoặc hoặc xua đuổi những kẻ săn mồi khác. Son hưng phấn mở nắp chia ra trước mặt mọi người, tựa hồ trên tay mình là một loại thức uống bổ sung năng lượng hấp dẫn lắm, chẳng hề chú ý đến mẫn mẫn đã bịt mũi chạy tiết ra xa. Lúc Son chuẩn bị cất mấy cái lọ ấy đi, ba tang nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta bỗng lên tiếng, còn một bình nhỏ kia là gì? Son nở một nụ cười hết sức quý tộc, lấy ra một cái bình nhỏ, trông như bình penicillin. Bên trong cũng là chất lỏng, nhưng trong hơn nhiều. Anh ta cầm chặt nắp bình, lắc lắc vài cái, nói, cái này. Nói thế nào nhỉ, kiểu như là một chất thông tin vậy ấy. Mọi người biết đó, có một số côn trùng và động vật lợi dụng ngoại kích thích tố để thu hút các con khác giới đến giao phối. Lại có một số sinh vật, khi gặp nguy hiểm sẽ phát ra một loại chất có mùi rất nồng, để cảnh báo đồng loại chớ nên lại gần. Tôi nghe mọi người nói khi con thần lằn khổng lồ vừa mới chết, bọn thần lằn nhỏ liền từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo về, chứng tỏ rằng chúng đã bắt được luồng thông tin gì đó báo cho chúng biết rằng sinh vật khổng lồ ấy đã trở thành thứ ăn được. Sau khi quan sát và phân tích, cuối cùng tôi tìm thấy chất lỏng này trong khoang đầu của con thần lằn khổng lồ, có lẽ nó đã tự hóa lỏng sau khi con thần lằn chết. Tương tự như kích thích tố vậy, có nghĩa thông tin mà chất dịch này truyền tải là. Một sinh vật khổng lồ đã biến thành bữa ăn ngon lành. Tôi đã thử nghiệm với bọn thần lằn con đó rồi, thứ chất lỏng này có thể khiến bọn chúng tấn công một cách điên cuồng. Mà ở nơi này, chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu loài động vật có thể bắt được thông tin qua mùi ấy, chúng ta có thể dùng nó để đối phó với các loài động vật lớn. Cha cha, anh Son giỏi quá. Chúng tôi còn chẳng biết là có thể lợi dụng bọn động vật để đối phó với nhau nữa. Son vừa dứt lời, lập tức nhận được vô số lời khen ngợi. Son chỉ gượng gạo cười, trong lòng thầm nhủ, nếu không phải để tự bảo vệ, cần gì phải làm rõ ra như thế, không biết có ai nghi ngờ ta hay không nữa. Không, chắc chắn là chúng đã nghi ngờ ta rồi, hừ, thế thì sao chứ, ta đã làm gì đâu chứ. Hừm, gượm đã, chuyện trên thuyền, hừ, chúng không có chứng cứ, chỉ cần Johnson không nghi ngờ ta thì chúng cũng chẳng dám làm gì cả. Nghĩ đoạn, anh ta vội chuyển qua chủ đề khác, đúng rồi, con thần lằn đó sinh sống ở vùng này Vậy mà lại không dám đến gần nguồn nước, nói không chừng ở đây còn ẩn tàng nguy cơ gì mà chúng ta chưa biết cũng nên. Đêm nay chúng ta đề cao cảnh giác là được, đến tối tự khắc sẽ biết thôi." Lữ Cánh Nam đưa ra kiến nghị, đồng thời cũng liếc sang nhìn Pháp sư Á La, hai người đều thoáng lộ vẻ nặng nề rất khó nhận ra. Đối với họ, thân phận của Son đã hoàn toàn rõ ràng rồi. Thế nhưng, làm sao để chắc mộc cường ba tin chuyện này đây? Lữ cánh nam lục lọi lại trong ký ức tất cả những gì Son đã làm đã nói dọc đường đi, nhưng cũng không phát hiện ra được sơ hở gì. Trời đã tối hẳn, nhạc dương không sao ngủ được, bèn đổi luôn ca gác với Trương Lập. Chắc Mộc Cường ba biết trong lòng anh khó chịu, hầu hết thời gian đều để nhạc dương ngồi yên tĩnh một mình, còn gã thì dồn hết sức phụ trách giám sát tình hình xung quanh khu cắm trại. Không được bao lâu, nhạc dương chợt lẩm bẩm nói, Cường ba thiếu ra, anh nói xem, có phải mỗi người đều có cái giá của mình chúng ta đều đang nỗ lực không ngừng vì cái giá ấy trác mộc cường ba nghiêng đầu nhìn anh chỉ thấy nhạc dương đang nhìn chầm chằm xuống mặt đất nét mặt thẫn thờ u ám gã không hiểu ý nhạc dương lắm bèn thuận miệng đáp cậu nói giá trị của đời người à ừ gã nghịch nghịch thanh củi đang cháy sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi nói theo như tôi hiểu giá trị của cuộc đời chia làm ba tầng lớp giá trị đầu tiên chính là giá trị sinh tồn đó cũng là mục đích căn bản nhất của đời người nó cần đến những nhu cầu vật chất cơ bản nhất như thức ăn để con người có thể tồn tại và một cơ thể khỏe mạnh. Cho dù cậu muốn hoàn thành mục đích vĩ đại gì hay muốn làm nên sự tích kinh thiên động địa thế nào thì trước tiên cũng phải thỏa mãn được điều kiện này vẫn còn sống. Xét ở điểm này, con người và động vật chẳng có gì khác cả. Một khi mục tiêu căn bản nhất ấy đáp ứng được thì tự nhiên sẽ bắt đầu nảy sinh khát vọng thực hiện tầng giá trị thứ hai, đó là giá trị xã hội. Con người muốn chi phối vật chất, đồng thời thông qua nhiều phương thức khác nhau để địa vị của bản thân được xã hội công nhận. Có lẽ đây chính là sự thể hiện giá trị tự thân mà cậu vẫn hay nói đó. Nó bao gồm cả nhu cầu về vật chất tinh thần, quan hệ giữa người với người, bối cảnh xã hội và một loạt các phương thức xây dựng gia đình, diễn sinh đời sau, toàn bộ những phương thức thể hiện giá trị bản thân cậu ra bên ngoài. Chỉ tồn tại trên thế gian này không thôi vẫn chưa đủ, con người cần phải thông qua nhiều phương thức khác nhau để khảo chứng tính tất nhiên và tất yếu của sự tồn tại của mình trên thế giới này. Đương nhiên phương thức thường dùng nhất mà cũng là cơ bản nhất để thể hiện giá trị này xưa nay vẫn chỉ giới hạn trong phạm trù tiền bạc. Việc dùng một con số làm đại biểu cho tài sản mà một người tạo ra đã trở thành thói quen của tất cả mọi người. Tuy rằng có rất nhiều thứ là vô giá, thế nhưng, con người vẫn quen dùng một giá trị cố định để đo đếm. Vì vậy, nếu gượng ép nói đây là một giá trị của cuộc sống thì cũng không có gì sai cả. Nói tới đây, chắc Mộc Cường Ba lại đưa mắt nhìn xem Nhạc Dương có đang nghe hay không. Nhạc Dương đang mở tròn mắt, ngây người ra, bất giác buột miệng hỏi, thế còn tầng giá trị thứ ba? Giá trị cao nhất hả? Trác Mộc Cường ba cười điềm đạm, đó đương nhiên là giá trị tinh thần rồi. Thực ra, khả năng sáng tạo của con người không có giới hạn, đặc biệt là khi rất nhiều người tập trung lại. Họ sáng tạo ra được bao nhiêu giá trị, điều này quyết định bởi họ thỏa mãn tới mức nào đối với những gì mình sáng tạo ra. Nếu họ vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, họ sẽ vĩnh viễn chỉ theo đuổi tầng giá trị thứ hai. Thế nhưng khi người nào đó đã đạt đến mức tự thỏa mãn về nhu cầu vật chất về địa vị xã hội người đó sẽ chuyển sang một hình thức thể hiện giá trị ở tầng cao hơn giá trị ấy có lẽ là một thứ rất mơ hồ người có tài năng và học vấn sẽ chuyên tâm dồn sức vào tài năng của họ như các nhà nghệ thuật nhà tư tưởng chẳng hạn còn những người bình thường thì phải nhờ đến tôn giáo hoặc các phương thức biểu hiện khác kỳ thực sự thể hiện tầng giá trị thứ hai và tầng giá trị thứ ba không có danh giới tuyệt đối nào cả tỷ như có một số người rất coi nhẹ việc thể hiện giá trị ở tầng thứ hai, họ chỉ cần thỏa mãn được giá trị ở tầng thứ nhất là đủ, sau đó chỉ dồn toàn bộ tâm trí, sức lực theo đuổi sự thể hiện giá trị tinh thần. đối với nhóm người này, nhu cầu vật chất và sự công nhận của xã hội với họ đều thấp đến mức không thể thấp hơn. suốt đời họ chỉ đắm chìm trong thế giới tinh thần của riêng họ, cũng rất khó nói là họ đúng hay sai, có phải không? nhạc dương cầm một cành cây ném vào đống lửa, ngạc nhiên nói, đây là lý giải của anh ư cường ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi chỉ biết vậy thôi. Nhạc Dương cười cười, sắc mặt lại trở nên nặng nề, hỏi tiếp, tại sao, Cường Ba thiếu ra, tại sao có những người, có thể vì tầng giá trị thứ hai mà thay đổi, thậm chí là hoàn toàn thay đổi. Như thể là một con người khác, ma lực của tầng giá trị thứ hai ấy, thật sự đáng sợ đến nhường ấy hay sao? Trác Mộc Cường Ba thở dài đáp, có lẽ, người ấy quá khao khát được thể hiện một giá trị xã hội nào đó để chứng nhận sự tồn tại của bản thân mình. Kỳ thực, Tâm thái này tồn tại trong tiềm thức của rất nhiều người, chẳng hạn như những người ra sức cố công làm việc, ra sức cố công học hành thi cử, và cả những người yêu đương người hơn kém tuổi mình quá nhiều nữa. Trong tiềm thức họ hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn được xã hội công nhận, hoặc giả vẫn chưa có được địa vị xã hội bình thường của một người bình thường. Chỉ là, có những người thích dùng những hình thức cực đoan mà thôi. Gã lại nhớ đến đồng phương chính, nét mặt không khỏi ít nhiều ảm đạm. Nhạc Dương ủ rũ nói, cực đoan, thật sự có thể bất chấp tất cả hay sao? Đột nhiên, Trác Mộc Cường ba tựa hồ nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu lên hỏi, cậu đang nói Trang Sinh hả? Gã nhìn cánh tay cuốn băng của Nhạc Dương, tiếp tục hỏi, vết thương trên cánh tay cậu, không phải vì bị con thần lằn tấn công bất ngờ mà ngộ thương ngoài ý muốn. Nhạc Dương cười gượng gạo, đoạn kể lại hết một lượt sự việc cho Trác Mộc Cường ba nghe. Cuối cùng, Nhạc Dương nói, xem ra, khi đứng trước lợi ích, tình bạn, lời hứa, thậm chí là cả lời thề cũng đều biến đổi. Tôi còn nhớ, ai đó đã từng nói, thời gian có thể biến đổi tất cả, chỉ là tôi không thể ngờ, lại biến đổi nhanh như thế, triệt để như thế. Trác Mộc Cường ba chìm vào trầm tư, hai người nhất thời đều không nói gì, chỉ còn tiếng đống lửa cháy lép bép. Giây lát sau, nhạc dương ngẩng đầu lên, tựa hồ đang từ từ gỡ gánh nặng đè nén trong lòng, thở hắt ra một tiếng, thôi, thế nào thì cũng là quá khứ rồi, có lẽ cậu ấy cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Cường ba thiếu ra, chuyện này, ngoài giáo quan ra thì đứng nói với ai nữa nhé, được không? Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, nhạc dương ngửa cổ lên nhìn bầu trời đêm, mấy ánh sao lấp lóe, bất giác thốt lên, hay thật, đêm nay màn sương mù phía trên Sanrila lại tan đi, lại có thể thấy bầu trời sao rồi. Thật không, Trác Mộc Cường ba cũng ngẩng đầu lên, có điều, gã và nhạc dương đều nhanh chóng phát hiện ra, những ngôi sao ấy có gì đó không ổn, đó không chỉ là những ánh sao lấp lánh, mà còn di chuyển với tốc độ rất nhanh không giống như quỹ đạo của các vì sao chút nào trác mộc cường ba đứng lên nhíu mày nói lạ thật đấy nhạc dương cũng nói chuyện gì thế nhỉ đen ở đuôi máy bay à không ổn trác mộc cường ba giật thoát mình gã và nhạc dương kinh hãi nhìn nhau cả hai cùng lúc nghĩ đến đó là người nhảy dù là thiết bị chiếu sáng gắn trên thân thể người nhảy dù cả hai gần như cùng lúc hành động nhạc dương vươn tay kéo cái chốt lật úp rổ bùn chuyên dùng để dập lửa ánh lửa lập tức tắt ngúm còn trác mộc cường ba thì lần lượt đi thông báo cho những người vừa mới đi ngủ chuyện gì vậy chẳng lẽ bọn chúng dám leo lên ngọn núi tuyết đáng sợ ấy vào giữa đêm hay sao nhạc dương hết sức nghi hoặc nếu không phải vậy thì thì chỉ có một khả năng khác tức là bên ngoài sunrila đang là ban ngày nghĩ tới đây nhạc dương cơ hồ đã hiểu ra tại sao những người nhảy dù trên đỉnh núi tuyết xuống đều không thể sống sót Bên ngoài là ban ngày, còn bên trong Sandrila lại là màn đêm đen kịt dơ năm ngón tay ra cũng không nhìn thấy gì. Những kẻ nhảy dù xuống từ đỉnh phía đông, gặp bóng đêm mít mùng như thế thì chỉ có thể nhảy xuống biển mà thôi. Chín người đứng ngẩng đầu nhìn lên bầu không tăm tối, gắng sức dõi tìm những đốm sáng lập lẻ yếu ớt ấy. Nhạc Dương chỉ dùng mắt thường để đếm số lượng những đốm sáng, còn chắc một cường ba thì dơ ống nhỏ nhìn ban đêm lên điều chỉnh, nhưng chỉ giây lát sau đã thất vọng buông xuống nói, không được, cách xa quá, tối quá. Đội trưởng Hồ Dương đón lấy cái ống nhòm, trác mộc cường ba nắm chặt tay đường mẫn, không còn nghi ngờ gì nữa, đám người này sẽ trở thành đối thủ đáng sợ nhất của họ trong rừng rậm, thậm chí còn vượt xa lũ động vật nguyên thủy kia rất nhiều. Lữ Cánh Nam thầm thở dài, rốt cuộc vẫn bị theo đến đây rồi, không biết là người của nhóm nào nữa. Son thì tự nhủ, đến chẳng đúng lúc chút nào, lẽ ra phải đợi chúng ta phát hiện ra bạc ba la thần miếu rồi mới vào chứ nếu lúc đó hai bên đánh nhau, nhạc dương vừa đếm vừa hoang mang nghĩ sao lại thế được nhỉ? còm chỉ đặt thiết bị phát tín hiệu sóng điện loại tín hiệu ấy vốn không thể nào xuyên qua được bức tường từ trường trên đỉnh sanvila. nếu đối phương không có tọa độ chính xác ở dưới này, bọn chúng tuyệt đối không dám mạo hiểm nhảy dù. lẽ nào đúng như còm nói trong chúng ta vẫn còn người của thế lực khác nữa? người đó rốt cuộc là ai? đã liên hệ với bên ngoài từ lúc nào? ba tang, son, đội trưởng hồ dương vừa nghĩ anh vừa lọc lại một lượt những người mình âm thầm quan sát. Trương Lập cũng đang nghĩ về cùng một vấn đề với Nhạc Dương, chỉ có thể là thiết bị phát xạ tia laser, hoặc là mạch sung một lần. Không, chỉ dựa vào một lần phát xạ thì không thể bảo đảm rằng vệ tinh có thể bắt được tín hiệu. Vậy thì, đó chắc chắn là tín hiệu laser gián cách, cần phải hướng điểm phát xạ chuẩn vào khe nước trên đỉnh Sanrila. Thế nhưng, trước cái đêm sương mù trên đỉnh Sanrila tan đi ấy, chúng ta vẫn chưa biết kết cấu phía trên đó là như thế nào. Chuyện này nhất định xảy ra sau đêm hôm đó. Từ đó đến giờ, mới chỉ có 10 ngày. Đối phương có thể lên đỉnh núi tuyết nhanh như vậy, thì chỉ có một khả năng thôi, bọn chúng đã từng lên đỉnh rồi. Giống như chúng ta, chúng cũng từng bị mất phương hướng trong đám sương mù dày đặc đó. Pháp sư Á La nửa vô tình nửa cố ý liếc nhìn sang phía Ba tang, chỉ thấy nét mặt anh ta vẫn hứng hờ, không bộc lộ gì cả. Từ 7 đến 11, hồi lâu sau nhạc dương mới rụi rụi cặp mắt đã mỏi, báo con số tối đa mà anh có thể đếm được bằng mắt thường. Phải biết là, đó không đơn giản chỉ là đếm 7 ngôi sao, mà phải tìm ra những điểm sáng lập lòe nhỏ bằng đầu kim trên bầu không bao la, hơn nữa những điểm sáng đó lại di động rất nhanh, có lúc lóe lên rồi lại chập tắt, lúc sáng trở lại thì đã đổi vị trí. Lữ cánh nam nói, được rồi, ít nhất là 11, chỉ có nhiều chứ không ít hơn được đâu. Vậy thì, giờ chúng ta phải thương lượng đối sách, xem ra cần phải thay đổi kế hoạch một chút cô đưa mắt nhìn sang phía trác mộc cường ba gã thở dài một tiếng trong giờ phút này kẻ địch mà gã không muốn đối mặt nhất chính là đồng loại của mình những con người có trí tuệ không chỉ có những người ở tầng bình đài thứ hai ấy kinh hoàng mà cả những kẻ nhảy dù đang lơ lửng trên không trung kia cũng hoảng sợ không kém rõ ràng chúng không thể ngờ được bên ngoài mặt trời vẫn chưa lặn trên đỉnh núi tuyết vẫn còn sáng rõ vậy mà vừa xuyên qua màn sương mù dày đặc đã rơi luôn vào không gian tối đen giơ năm ngón tay ra trước mặt cũng chẳng thấy gì. Tây mễ hét lên trong bộ đàm, lôi ba, phía sau còn người không? Lôi ba trả lời, hết rồi, tôi là người cuối cùng nhảy xuống. Lúc tôi nhảy xuống, khoảng 200 mét từ trên đỉnh núi đổ xuống đã bắt đầu nổi gió lớn, bọn họ không lên được, bị kẹt lại ở lưng chừng núi rồi. Nếu tôi mà không nhảy nhanh, sợ rằng cũng bị gió cuốn bay mất tiêu rồi. Tây mễ lại hỏi, có liên lạc được với bên ngoài không? Lôi ba đáp, hoàn toàn bị cắt đứt, lúc nhảy xuống, ít nhất có khoảng 1000 mét là không có tín hiệu gì. Giờ chúng ta chỉ có thể liên lạc được với nhau, còn với bên ngoài thì hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc rồi. Tây Mễ lại nói, tao biết rồi, hồ tử, thống kê số người nhảy dù xuống đi, mỗi người tự báo số hiệu của mình ra. Nghe cho rõ đây, giờ chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, ở đây tao nói gì tức là như thế tao mặc xác chúng mày trước đây ở bộ phận nào, muốn sống thì phải nghe theo tao. Báo số hiệu đi. Chỉ nghe một giọng huệ hoài cất lên, số 00001. Đôi mắt tam giác của Tây Mễ nhướng lên, thoáng ngẩn ra rồi nói, mắc. Sao hả, ông chủ mày vẫn chưa yên tâm bọn tao hả? Toàn bộ đội tiên phong đều đeo mặt nạ, không thể nào nhận ra được ai với ai. Mắc liền đổi ngay giọng nịnh bợ, nói, à, không phải vậy đâu, anh Tây Mễ tôi cũng không biết chuyện này gọi là may mắn hay xui xẻo nữa lúc lên đỉnh tốc độ của tôi tương đối nhanh nên nhảy xuống trước luôn chậc không ngờ những người phía sau lại bị gió ngăn ở lưng chừng núi xem ra chắc phải tạm thời rút lui sợ rằng mấy ngày nữa mới lên được mất chuyện này chẳng liên quan gì đến ông chủ cả đâu anh tin tôi đi giờ tôi chỉ là một tên lính nhép dưới quyền anh thôi mà tây mễ hừ một tiếng y đã quá hiểu tên mắt này đương nhiên biết đối phương quá nửa là vì muốn tranh công nên mới nhanh như thế nhưng y cũng không nói gì, chỉ tự báo số hiệu của mình, 00002, 00035, 00107. Cuối cùng, gã tên Hồ Tử Thống kê ra, trước mắt tổng cộng có 17 người nhảy dù. Tây Mễ đã thuộc lòng ý nghĩa của những số hiệu ấy, 10 thủ hạ cũ của y toàn bộ đều còn sống, thủ hạ của Mắc tính cả Mắc là 3 tên, ngoài ra còn 4 tên lính đánh thuê. Trước mắt, y vẫn còn quyền chỉ huy tuyệt đối, chỉ có điều, tên Mắc kia thân phận hơi đặc biệt một chút, kẻ không có bản lĩnh mà chỉ biết nịnh bợ ấy khiến y cực kỳ chán ghét cái tên này chuyện làm được thì chẳng có gì chỉ toàn sai sót nhưng hắn lại là thân tín của người đó nếu xảy ra chuyện gì sợ rằng tây mễ không nghĩ đến những chuyện tiếp theo nữa sau nhiều năm sống nơi đầu gương mũi súng y đã quen với việc chỉ biết ngày hôm nay lôi ba mày còn nhớ lúc lên đỉnh không đội tiên phong có phải đã lên hết rồi không cuối cùng tây mễ hỏi câu trả lời của lôi ba làm tất cả dùng mình ớn lạnh đúng vậy, toàn bộ đội tiên phong đã lên đến đỉnh. Như vậy có nghĩa là, đội tiên phong 47 người, chỉ có 17 người an toàn đáp xuống. Những người khác, không phải bị cuồng phong thổi bay mất, thì cũng mất liên lạc trong khi nhảy dù. Tây mễ liếm liếm môi, đúng là một cuộc liều mạng. Có điều, cảm giác kích thích ấy. Y rất thích, đồng thời, ánh mắt sắc bén của Mơ cũng khiến Y cảm thấy dùng mình sợ hãi. Con người đó, quả thực là quá hiểu nội tâm con người. Y biết người thế nào cần cuộc sống như thế nào, bao giờ cũng có thể khiến người ta bất giác rơi vào cảm bẫy rồi không thể nhấc chân ra được, biết rõ là mình đang bán mạng cho Y mà vẫn cam tâm tình nguyện. Nhược điểm của Merkin nằm ở đâu? Nếu nói đến nhược điểm, có lẽ là Y quá đa nghi, thứ gì đã tạo nên tính cách cẩn trọng đó. Nhất định là có nguyên nhân, khóe miệng Tây Mễ nở ra một nụ cười. Mấy ngọn đèn nhỏ đó không hề làm bọn Trác Mộc Cường ba rối loạn, chuyện này vốn đã nằm trong suy đoán ban đầu của họ sau khi suy đoán mấy khả năng có thể xảy ra tiếp theo, đồng thời đưa ra đối sách tương ứng, tất cả lại trở về với quỹ đạo bình thường. Người cần đi ngủ thì tiếp tục đi ngủ, người canh đêm thì tiếp tục canh đêm. Theo quan sát của họ, những đốm sáng ấy sẽ hạ xuống phía bên phải chỗ họ cắm trại, khoảng cách cũng tương đối xa. Điều này khiến Nhạc Dương không khỏi nghi ngờ, tọa độ đánh dấu của đám người này rất có thể ở thôn công bố. Nếu như vậy, khoảng cách giữa họ và kẻ địch là khoảng 10 ngày đường. Bọn Trác Mộc Cường ba không cho rằng, trong rừng nguyên sinh bốn bể đầy dẫy những hiểm nguy ấy, kẻ địch có thể đi nhanh hơn họ. Hơn nữa, đối phương cũng còn phải mất thêm một khoảng thời gian để làm quen với hoàn cảnh, thích ứng với phương thức sinh tồn ở đây. Khoảng cách 10 ngày này, rất có thể còn được kéo dài ra nữa, đồng thời cũng không thể loại trừ khả năng bọn chúng sở hữu các loại vũ khí tiên tiến, có thể thuận lợi sinh tồn trong rừng sâu. Tóm lại, nếu có thể giữ được khoảng cách 10 ngày này vẫn là tốt nhất sau khi hoạch định sơ lược phương cách đối phó, Trác Mộc Cường ba yêu cầu mọi người trở về nghỉ ngơi. Lữ cánh nam không bỏ lỡ thời cơ này, kéo gã ra một góc tối, chậm chậm nói, anh thấy chuyện này thế nào? Trác Mộc Cường ba biết cô muốn nói gì, trầm ngâm dây lát, đoạn nói, Nhạc Dương kể với tôi một chuyện. Kế đó, gã liền kể những gì thực sự diễn ra giữa Nhạc Dương và Triệu Trang sinh cho Lữ Cánh Nam nghe. Lữ Cánh Nam gật đầu, chuyện này, chúng ta cũng đã nghĩ đến rồi. Cô nói, Ánh mắt hơi liếc về phía pháp sư Á La, biểu thị chúng tôi ở đây là chỉ những người nào. Kế đó, cô lại tiếp lời, nhưng anh không thấy kỳ lạ sao? Cả tôi và anh đều hiểu rõ, tín hiệu sóng điện từ không thể xuyên qua vách ngăn điện ly trên đầu chúng ta được, chỉ có thiết bị phát xạ tia laser mới làm được điều đó thôi. Trác Mộc Cường ba nhìn thái độ của Lữ Cánh Nam, hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì, bèn không tranh biện với cô nữa, mà trực tiếp hỏi luôn, cô đang nghi ngờ ai? Son Lữ cánh nam trả lời rất dứt khoát. Son, chắc một cường ba thoáng ngây ra. Gã không ngờ, lữ cánh nam và Pháp Sư Á La không nghi ngờ các thành viên cũ trong đội, mà là Son, bất giác vì cười nói, có thể sao? Nếu không phải trương lập tình cờ gặp Son ở nước ngoài, nếu không phải chúng ta hết lòng mời gọi, người ta cũng đâu nghĩ đến chuyện tham gia vào hành trình mạo hiểm này. Cô, sao có thể nghi ngờ Son được chứ? Lữ cánh nam điềm đạm nói, thật vậy sao? Anh khẳng định trương lập tình cờ gặp gỡ Son à? Trùng hợp thôi sao, thấy Trác Mộc Cường Ba đã có vẻ ngần ngừ, cô lại tiếp tục, cần phải biết rằng, lúc đó Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương xuất cảnh bằng visa du lịch, muốn thẩm tra và theo dõi hành trình của bọn họ là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị một chút, hoàn toàn có thể đến trước mười mấy hai mươi ngày, rồi đợi họ ở nơi nào đó. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, gã chưa hề nghĩ đến những chuyện như vậy. Một người hảo tâm đến giúp gã như son, không ngờ cũng có khả năng là gian tế, sao lại có chuyện đó được chứ? gã chất vấn lữ cánh nam làm như vậy thì anh ta được lợi gì lữ cánh nam đáp có rất nhiều nguyên nhân có thể vì tiền hoặc vì báu vật hoặc vì thứ gì đó khác có chứng cứ không trác mộc cường ba ý thức được mình vừa hỏi một câu hết sức ngu xuẩn lại tiếp tục hỏi thêm câu khác lữ cánh nam lắc đầu không hừ trác mộc cường ba không nhịn được bật ra một tiếng cười châm biếm lữ cánh nam nói không sai từ lúc anh ta tham gia huấn luyện chúng tôi đã để ý quan sát hết sức nghiêm ngặt đích thực là không phát hiện ra anh ta có điểm gì không ổn nhưng chính vì vậy anh ta mới càng khả nghi hơn trừ phi anh ta không phải gian tế bằng không son chính là một cao thủ trong các cao thủ có thể làm rất nhiều việc một cách kín kẽ khiến chúng tôi không thể tìm được bất cứ dấu vết nào vậy tại sao không nghĩ đến khả năng anh ấy trong sạch chuyện này cần phải kể từ đầu lữ cánh nam nói lẽ nào hồi ở rừng amazon anh không cảm thấy son quá may mắn hay sao không cảm thấy anh ta hiểu biết quá nhiều hay sao nhiều lúc các anh thì khốn khổ thảm hại còn anh ta lại có thể dễ dàng gặp hung hóa cát cuối cùng chẳng hề thương tổn một chút nào phải biết một điều rằng lúc đó các anh đã được tôi huấn luyện đặc biệt một thời gian rất dài vậy mà một người yêu thích thám hiểm bình thường lại không những có thể đồng hành cùng tiến với các anh mà còn quay ngược lại giúp đỡ nữa anh nghĩ trên đời này có bao nhiêu người làm được điều đó kể từ khi ấy chúng tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh ta rồi Thấy chắc Mộc Cường Ba không nói gì, Lữ Cánh Nam lại tiếp tục, còn một việc nữa tôi cần nói với anh. Chúng tôi nghi ngờ, Lê Định Minh là do Son giết chết. Cô nói gì cơ, chắc Mộc Cường Ba cao giọng thốt lên, bạn đang đọc chuyện được tại. Lữ Cánh Nam nói, lúc đó trên thuyền rất hỗn loạn, chỉ có Son là ở gần Lê Định Minh nhất, chúng ta không thể biết anh ta đã làm gì. Hơn nữa, nếu anh ta dùng các loại chất độc như botulin, TTX để giết người, trong tình hình đó, chúng ta gần như không thể tìm được chứng cứ nào. Trác Mộc Cường ba càng không tin, lại cười khẩy chế nhạo, chẳng có lý gì cả, tại sao anh ấy phải làm thế? Son và Lê Định Minh không oán không cừu, càng không thể quen biết từ trước đó. Lẽ nào cô muốn nói với tôi, bạn học thầy giáo tìm về giúp đỡ chúng ta cũng là một tên gian tế khác? Lữ Cánh Nam nói, đích thực, mới đầu chúng tôi cũng không biết động cơ và mục đích của anh ta. Thế nhưng, đã ở Sanrila này được một thời gian rồi, Chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra sao? Anh không thấy hiểu biết của Son đối với tập tính các loài động vật hơi quá nổi bật à? Đến cả những loài sinh vật cổ mà chúng ta hoàn toàn xa lạ, thậm chí các nhà sinh vật học hiện đại cũng không thể nào tiếp xúc được, anh ta cũng có thể nhanh chóng nắm bắt được tập tính và phương thức hoạt động của chúng, đồng thời đưa ra ý kiến. Điều này chứng tỏ gì chứ? Chỉ có thể chứng minh rằng anh ta đã được huấn luyện một cách hệ thống về sinh vật học. Mà biểu hiện ngày hôm nay của anh ta đối với con thần lằn khổng lồ đó, càng khiến tôi và Pháp Sư Á La nghi ngờ Son chính là một thao thú sư. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể tìm ra chất dịch uy hiếp và dẫn dụ các loài sinh vật khác, chuyện này cơ hồ chỉ có thao thú sư mới làm được mà thôi. Vì vậy, đây rất có thể là động cơ khiến Son giết chết Lê Định Minh. Chắc Mộc Cường Ba vẫn chưa thể hiểu hết, ngây ra nhìn Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam bèn dứt khoát chỉ ra luôn, bởi vì một mình Son hiểu biết về các loài động vật đã đủ rồi, không cần trong đội chúng ta có thêm một nhà động vật học nữa. Nếu con đường dẫn đến Sandrila đầy rẫy các loài quái thú hành hành như trong truyền thuyết, vậy thì Son có thể lợi dụng tri thức về động vật học của anh ta để trói chặt chúng ta lại với mình, khiến chúng ta không thể bỏ anh ta lại mà chỉ có thể dựa dẫm anh ta để tiếp tục tiến lên. Trác Mộc Cường ba trợn mắt, đây là lời giải thích hoang đường nhất mà gã từng nghe. Nhưng sâu thẳm trong lòng gã lại cũng ý thức được, lời giải thích này cơ hồ cũng có khả năng là sự thật. Lẽ nào, con người có mái tóc bạch kim và luôn nở nụ cười trên môi ấy lại hạ sát đồng đội trên cùng một con thuyền. Trác Mộc Cường ba chợt dùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Còn nữa, Lữ Cánh Nam không để Trác Mộc Cường ba có thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói, sau khi chúng ta đến thôn công bố, Son đã từng một mình ra bên ngoài, Pháp Sư Á La và Ba Tan đều phát hiện ra. Tuy sau đó chúng tôi không phát hiện được bất cứ dấu vết gì ở những chỗ Son từng qua lại, nhưng cũng có khả năng, anh ta che giấu tốt hơn cả những gì chúng tôi tưởng tượng. Ý cô là, Son và Mơ là đồng bọn. Anh ta cũng đột nhiên nổi tiếng từ 8 năm trước. Không, tuy rằng chúng tôi cũng từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng sự thực vừa khéo lại hoàn toàn trái ngược. Son từ trước tới nay luôn lặng lẽ ẩn mình, sau khi trở về từ rừng rậm Amazon, tôi từng thử điều tra thân phận của anh ta, nhưng vì tư liệu quá ít nên không có kết quả gì. Lần này tôi đã dùng đến quan hệ của mình trong nội bộ, nhờ họ giúp điều tra thân phận của Son, nhưng lại phát hiện ra, thân phận của con người này dường như bị một tầng sương mù che phủ anh ta trong sạch đến độ không một tỷ vết, lý lịch anh ta bình thường đến không thể bình thường hơn. Điểm này lại càng khiến chúng tôi tin chắc rằng anh ta có vấn đề. Anh thử nghĩ xem, với năng lực và học vấn sâu rộng của Son, sao lại có thể bình thường hơn cả một người bình thường được chứ? Đầu óc chắc một cường ba bắt đầu rối loạn, đây là Son mà gã quen biết đấy sao? Con người mà quần áo lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh tề, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa ấy, sau lưng anh ta không ngờ lại ẩn giấu nhiều bí mật đến thế nhưng nếu không phải như lữ cánh nam nói thì sao? chính lữ cánh nam cũng đã nói họ không có bằng chứng gì về việc son sát hại lê định minh, đây chỉ là một giả thiết. tạm gạt chuyện này sang không nói. trong thời gian đi cùng son, thư anh ta mang đến cho họ cơ hồ chỉ có giúp đỡ, giúp đỡ trên nhiều phương diện khác nhau. nếu nói theo cách của lữ cánh nam, vậy thì mục đích của tất cả những điều anh ta làm chính là để tìm kiếm bạc ba la thần miếu. không, không đúng. nếu son là tên gian tế thông báo địa điểm cho kẻ địch. Vậy thì anh ta cần gì phải khiến cả bọn không thể rời xa anh ta, chỉ có thể dựa dẫm vào anh ta làm gì nữa? Anh ta hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ mọi người, rồi cùng đồng bọn họp mặt mà. Tư duy của Trác Mộc Cường ba dần trở nên rõ ràng hơn, chuyện Son giết chết Lê Định Minh và Son đặt thiết bị phát tín hiệu hết sức mâu thuẫn. Quan trọng hơn nữa là, trong suốt thời gian ở cùng họ, Son không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với mọi người, ngược lại còn mấy lần cứu mạng họ nữa. Nếu nói Son là gian tế, Chắc Mộc Cường Ba không muốn tin, mà gã cũng khẳng định, Trương Lập và Nhạc Dương cũng quyết không tin. Coi một người bạn đã vượt ngàn dặm xa đến giúp đỡ mình mà không yêu cầu gì là kẻ địch, điều này chắc Mộc Cường Ba không thể làm được. Gã gần như không biết nên chứng thực chuyện này như thế nào nữa. Đúng lúc chắc Mộc Cường Ba đang khổ não vì chuyện ấy, Nhạc Dương đang canh đêm chợt phát tín hiệu cảnh báo. Chuyện này để tôi nghĩ đã, chắc Mộc Cường Ba buông lại cho lữ cánh nam một câu, rồi vội vàng chạy đến chỗ Nhạc Dương. Lần này kẻ địch xuất hiện ở ngay bên cạnh họ, nhìn những điểm sáng trên màn hình hiển thị, rõ ràng là họ đã bị thứ gì đó bao vây kín. Tuy rằng trước đây cũng gặp phải tình huống bị các loài động vật thần bí bao vây tấn công, nhưng chưa lần nào lại xuất hiện nhiều như thế. Chắc một cường ba đã khởi động các cảm bẫy phòng ngự, tường lửa xung quanh khu trại đã được đốt lên. Tất cả mọi người đều đứng bên trong một vòng lửa đường kính khoảng 5 mét, độ cao của tường lửa có thể điều tiết bằng số lượng xăng dầu bơm vào. Thứ gì vậy? Đường mẫn căng thẳng hỏi. Nhạc dương lắc đầu đáp, không biết, nhưng rõ ràng là chúng đang chạy về phía chúng ta. Số lượng rất nhiều, đã đến gần lắm rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Rất nhiều người nước ngoài tin rằng, người tuyết cư trú trong một nơi cực kỳ ẩn mật trên dãy Himalaya, nơi đó rất có khả năng chính là Sandrila trong truyền thuyết. Thêm vào đó, người tuyết chưa bao giờ thực sự lộ diện, đâu đâu cũng có truyền thuyết, song lại chẳng có một chứng cứ xác tín nào cả, nên mọi người lại càng tin rằng, người tuyết có thể tìm được đường đến Sanrila, bắt được người tuyết, biết đâu có thể bắt họ dẫn đường đến Sanrila cũng không chừng. Đột nhiên, trong rừng sâu vang lên những tiếng vù 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 đều đặn. Em mờ thanh ấy khiến mấy người bọn trác một cường ba, ba tăng theo bản năng dợn hết cả tóc gáy, những vết thương kinh hoàng chợt trở về trong ký ức. Ông sát nhân châu Mỹ, tuy vẫn chưa xác định được có phải thứ ấy đang tiến lại gần họ hay không, nhưng âm thanh thì rõ ràng là giống đến kinh người nhạc dương căng thẳng dương ống nhòm rồi đột ngột ném cho son đang đứng bên cạnh kinh hãi thốt lên là mũi chưa bao giờ tôi thấy giống mũi nào to thế này cả vừa nói anh vừa bắt đầu lục tìm vũ khí bên mình nhưng chọn đi chọn lại cũng không sao chọn được thứ gì có thể tiêu diệt lũ mũi này một cách hiệu quả nhất bọn chúng là những cỗ máy giết người bay lượn trên không trung rõ ràng là cực kỳ đáng sợ cứ hễ nhớ đến lũ ong sát nhân ở châu mỹ nhạc dương lại không rét mà run sắc mặt son cũng tái nhợt lúc anh ta đưa ống nhòm cho trác mộc cường ba cổ tay thậm chí còn hơi run run trác mộc cường ba cầm ống nhòm lên xem thử chỉ thấy cả một khoảng rừng từ gần kéo ra xa tựa hồ bị một lớp khói mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ gã hiểu rất rõ làn khói mờ phiêu đặng ấy chính là đại đoàn quân mũi những con bay đầu tiên đã hiện lên rất rõ trong tầm nhìn của ống nhòm rồi phải gọi chúng là những con quái vật bay mới đúng chính xác là vậy bất cứ người nào bỗng dưng nhìn thấy những con mũi dài hơn một mét ắt sẽ không mảy may nghi ngờ gì mà lập tức nhận định rằng chúng là một lũ quái vật. Bọn quái vật ấy có cái đầu phủ đầy những con mắt dạng lưới, ước chừng to bằng đầu đứa trẻ sơ sinh, phía sau kéo theo phần bụng trông tựa như cái túi đựng nước bằng da bò, toàn thân từ đầu tới đuôi, kể cả trên cánh cũng mọc đầy những sợi lông cứng như kim thép, trong tầm nhìn màu xanh lá cây của ống nhòm ban đêm, những vằn trắng xám biến thành các ô đen và trắng, giữa đầu và bụng nhìn tựa như bị dây thừng thiết chặt lại, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa ra, thực không hiểu sao hai bộ phận này có thể nối liền vào nhau được như thế. Nhưng chính cái vòi hút máu đặc trưng của loài mũi mới là thứ thực sự khiến người ta run rẩy. Trên đầu của những con quái vật ấy, con nào con nấy mọc ra cái vòi dài chừng 30 phân, trông như đầu kim của một cái xi lanh khổng lồ vậy, không khó để tưởng tượng, muốn hút được máu của bọn thần lằn khổng lồ kia, những cái vòi ấy phải đủ sắc bén thế nào, còn hai cái xúc tu thì cứ ngon ngoe trên đầu mũi kim như thể đang khiêu khích ai vậy. Trác Mộc Cường ba buông ống nhòm xuống nhưng không đưa cho người tiếp theo, bởi còn không cần thiết nữa rồi. Bọn mũi quái vật đã bay đến xuất hiện trong ánh lửa. Phía bóng tối thăm thẳm kia, những tiếng vù 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 vang lên trói tai, khiến người ta không thể đoán biết được bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu con. Ánh mắt Trương Lập đảo đi đảo lại liên tục trên mấy cái ba lô. Nhạc Dương thấy vậy bèn hỏi, tìm cái gì thế? Trương Lập căng thẳng nói, tôi đang nghĩ không biết có thuốc diệt côn trùng gì không. Nhạc Dương nói, thuốc diệt côn trùng dùng được với bọn quái vật khổng lồ này chắc. Nếu bọn chuồn chuồn khổng lồ ở tầng dưới mà lên được đây thì tốt quá. Son vội lên tiếng an ủi, đừng lo, đừng lo, theo những gì tôi biết, thì bọn mũi khổng lồ thời viễn cổ chắc là chỉ hút nhựa cây thôi. Nổ súng, chắc Mộc Cường ba biết rõ vào lúc này không thể do dự thêm chút nào nữa, mặc xác bọn mũi ấy có hút máu hay không, dù sao cũng không thể để bọn chúng đến gần bọn họ được. Ánh lửa lóe lên, lũ quái vật đáng sợ bay lượn trên không trung lần lượt rơi xuống, nhưng bọn chúng số lượng quả thực quá nhiều, chỉ có một phần rất nhỏ bị bắn hạ mà thôi. Càng lúc càng có nhiều mũi vây bâu quanh bọn trác mộc cường ba, bọn chúng rõ ràng rất sợ bức tường lửa họ đốt lên, không dám mạo hiểm lao vào. Có điều, số mũi bị bắn chết có thể nói là rất ít, hầu hết chỉ bị bắn rụng xuống đất, đập đập cánh mấy cái là lại bò dậy được, tiếp tục chầm chầm nhìn đám người bên trong qua bức tường lửa. Số lượng mũi trên mặt đất mỗi lúc một nhiều, bắt đầu trồng chất lên nhau, ba tang không hề do dự quăng ra một quả lựu đạn, nổ cho lũ quái vật sắc thịt tung tóe bắn văng tứ phía. Nhạc Dương để ý thấy hễ trên cánh những con muỗi ấy lóe lên một tia lửa, tựa như một mảnh cho giấy còn chưa tắt hẳn, liền có vệt lửa lướt qua trên đôi cánh, rồi chỉ trong chớp mắt, cặp cánh khổng lồ đã cháy hết. Chúng sợ lửa, dùng lửa mà đốt, Nhạc Dương kêu lên, lập tức lấy chân hất lên một đám lửa. Đám lửa rơi vào giữa đàn muỗi, liền như mồi lửa quăng trên thảo nguyên vào mùa thu, những sợi lông cứng trên mình lũ muối cũng dễ cháy như lông tóc của nhiều loài động vật khác, mà đôi cánh của chúng rõ ràng cũng thuộc loại hàng dễ cháy, bùng lên rất nhanh. Đốm lửa ấy thậm chí còn gây thương tổn cho lũ muối dưới mặt đất nhiều hơn quả lựu đạn ba tang ném ra lúc nãy. Những người khác cũng lần lượt làm theo, vừa dương súng bắn rơi lũ muối đang bay, vừa dùng chân đá vào đống lửa, hoặc cầm những khúc gỗ đang cháy phừng phừng ném vào đàn muối. Nhưng nhiều con muỗi đã bay tít lên cao, những cỗ máy giết chóc đập cánh vù vù ấy rõ ràng đã thích ứng với bức tường lửa chướng ngại kia, bay lên đến độ cao mà ngọn lửa không thể bốc tới được, sau đó đảo lượn ở giữa phòng lửa, rồi ngừng đập cánh, lao thẳng xuống như một mũi tên. Cẩn thận, cẩn thận, vừa phải tránh thế công dồn dập như một trận mưa tên ấy, những người trong vòng lửa đã không còn sức đâu mà để ý đến lũ mũi trên mặt đất nữa, từng nòng súng lần lượt chĩa thẳng lên cao, bắn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, xả đạn không thương tiếc vào bầu trời chỉ nghe soạt một thanh kiếm sắc cắm phập xuống cách trương lập chưa đầy một mét trương lập dởn người nhìn con quái vật đang dồn sức vào bốn chân định nhổ mũi kim khổng lồ của nó ra khỏi vũng bùn lầy anh liền vung tay tương cho nó một thanh củi cháy phừng phừng toàn thân con vật dị hợm ấy tức thì bị những tia lửa lóe lên thiêu dụi thấy thế lửa xung quanh đã yếu dần trương lập liền xông sang phải mấy bước giật sợi dây thừng thứ hai một thùng xăng nữa đã chạy theo đường rãnh được thiết kế từ trước đổ vào vòng lửa lửa đổ thêm dầu lập tức bùng lên cao gấp đôi, ngọn lửa nhảy nhót phút lên đến mười mấy mét. Những con muỗi khổng lồ chưa bay lên đủ độ cao bị lưới lửa liếm vào, lập tức rơi xuống là tả, thân thể liền trở thành một nguồn nhiên liệu mới. Trong vòng lửa, bọn muỗi ẩm ập lao xuống hết con này đến con khác, như máy bay ném bom chân châu cảng. Bọn chắc mộc cường ba vất vả né tránh, thỉnh thoảng lại nổ súng phản kích. Lũ muỗi rơi xuống bên trong vòng lửa cũng chưa chết hẳn, có con cánh bị bùn đất dính chặt, ngửa bụng lên trời khua loạn sáu cánh tay bé xíu, có con thì lăn lộn khắp phía, chừng những con mắt dạng lưới như cái rổ lên, vươn thứ hung khí như đầu kim ra chọc loạn lung tung, có con vùng vẫy bỏ ra được khỏi đống lửa, toàn thân vẫn cháy bùng bùng. Tình hình bên ngoài vòng lửa cũng không khác gì, chỉ là số mũi nhiều hơn bên trong rất nhiều, tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau, khi lưỡi lửa liếm đến, cảnh tượng còn ghê người gấp bội. Tiếng cảnh cáo, tiếng hét, tiếng rú, tiếng súng, tiếng nổ, tiếng đập cánh, tiếng ngọn lửa cháy lách tách, tất cả hòa trộn nháo nhào, người nổ súng, người né tránh, lấy củi châm lửa, ném lựu đạn, ném đuốc, ném đạn khói. Cảnh tượng thực sự vô cùng hỗn loạn, nhất thời cảm tưởng như đâu đâu cũng là đạn nổ, đâu đâu cũng là lửa cháy. Bọn mũi khổng lồ rơi vào vòng lửa mỗi lúc một nhiều hơn, bọn họ cơ hồ đã bị buộc đẩy vào thế đánh giáp lá cả với lũ chúng, chẳng còn đội hình trận pháp gì hết, mọi thứ loạn xà ngầu, không đụng phải người mình thì va phải bọn mũi dù chỉ bị những sợi lông cứng nhọn hoắt của chúng cọ phải một cái đã để lại vết thương khá sâu không cần nói cũng biết nếu bị cái vòi trên đầu lũ mũi chọc cho một cái rất khó nói còn bao nhiêu phần cơ hội sống sót trong lúc hỗn loạn trác mộc cường ba lách người né tránh một con mũi khổng lồ sông thẳng tới trước mặt chỉ thấy đùi non đau nhói lên bỏng rát ống quần đã bị lông cứng trên mình con mũi ấy cả rách toác ba vết thương trông như thể bị chó săn cao cấu gã vung chân lên tung ra một cước đá lộn nhào một con mũi khác khẩu súng cabai đã hết đạn, đành dùng súng lục 45 ly, từng đám từng đám chất dịch trông như bùn loãng bắn tóe. Bên phải gã lại có một con muỗi khác bỏ tới, đà lao vừa nhanh vừa mạnh, khó mà tránh được. Trác Mộc Cường ba lập tức quyết đoán trong khoảnh khắc, thân hình vặn một cái, nhằm thẳng vào cái đầu to tướng của nó vỗ một phát thật mạnh, chỉ thấy cảm giác như thể vỗ vào một cái bao bố đựng đầy hạt ngũ cốc vậy. Cảm giác khó chịu ấy khiến toàn thân gã hơi trùn lại. Nhưng cũng còn may, phần nối giữa đầu và thân thể con muỗi ấy quả nhiên không được chắc chắn, bị chắc mộc cường ba vỗ cho một cái, cả cái đầu lẫn mũi kim nhọn cùng văng tuốt, ở chỗ đứt lìa có một thứ vật chất trông như sô so cô la lỏng chảy tràn ra, còn phần thân thể vẫn lao tới phía trước, xông thẳng vào vòng lửa. Bỗng nghe có tiếng rú kinh hãi, á, đường mẫn bị một con muỗi hất ngã văng ra đất, lại có một con khác xông đến, đã trồm cả lên người đường mẫn, cái vòi dài nhọn hoắt dơ lên cao. Trác Mộc Cường ba nãy giờ vẫn ở bên cạnh để ý canh chừng cho cô, sao có thể để đường mẫn bị tổn thương dù chỉ một chút, chỉ thấy gã vươn tay lên một cái đã tóm chặt cái rùi nhọn ấy, vận sức bẻ mạnh, giật tung cả cái đầu và toàn bộ phần tiếp nối với thân thể của con quái vật, rồi ném vèo ra tít đằng xa. Bên trên kia, đường mẫn nằm dưới đất lại kêu lên hoảng hốt, liên tục giật lùi. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên, một kẻ tập kích từ trên không đang dơ cao lợi khí của nó nhằm thẳng vào mẫn mẫn lao xuống. Đã không kịp nữa rồi, Trác Mộc Cường ba đột nhiên dơ cánh tay trái ra hứng lấy cú đâm đó. Cái vòi hút máu nhọn hoắt đâm thẳng vào cánh tay Trác Mộc Cường ba ngọt sắt, nhưng đồng thời, khẩu súng lục 45 ly đã hết đạn trên tay phải gã cũng đã quật thẳng tới, báng súng đập nát bét đầu con mũi. Nhưng tranh trách phía sau lại có một con khác lao tới, cánh tay Trác Mộc Cường ba vẫn còn để nguyên đầu mũi kim to tướng chưa rút xuống, gã lại đang xoay lưng bảo vệ cho đường mẫn, e rằng khó mà tránh được. Đúng lúc ấy, Son từ một bên lao tới, anh ta không dám trực tiếp tóm lấy vũ khí của con mũi khổng lồ, bèn nghiêng người hút thẳng vào con mũi đang lao đến đánh lén trác mộc cường ba giữa chừng còn ngoảnh đầu lại nở một nụ cười điệu bộ quý tộc với trác mộc cường ba oa chúa ơi ngay sau đó đã nghe tiếng son hét lên bằng tiếng anh cái vòi nhọn hoắt của con mũi quái vật đâm thẳng vào chỗ bàn tọa nhiều thịt nhất của son không sai không lệch chỉ thấy anh ta tay bịt mông nhảy tương tưng nhưng trước sau chẳng cách nào hất được cái vòi cứng ngắc ấy đi ba tang bèn đến giải vây giúp son tung cước đá vào chỗ tiếp giáp giữa đầu và cơ thể con muỗi, kế đó thì chính anh ta cũng suýt chút nữa bị đánh trộm, vội vàng ngã sang một bên, lăn mấy vòng tránh né. Son đã tự rút được mũi nhọn ra, nhưng vẫn cứ suýt xoa mãi không ngừng. Đúng lúc ấy, có người kêu lên, bắt lấy này. Chỉ thấy một vật đen xì xì rơi vào tay Son, hóa ra là một cái mặt nạ hô hấp có kèm bình dưỡng khí. Lại thấy lữ cánh nam đang ra sức vẫy cánh tay chỉ về phía hồ nước, hét lớn, nhảy xuống nước mau nhảy xuống nước, dưới ánh lửa bập bùng, Nhạc Dương và Trương Lập đã nhảy xuống từ lúc nào, nhưng đầu vẫn lộ ra trên mặt nước chờ mặt nạ dưỡng khí. Pháp Sư Á là đứng một bên hộ vệ, chỉ thấy tay trái tay phải ông vung lên liên tiếp, vỗ xuôi vỗ ngược như thể tiện tay vung lên tắt ai đó, còn mũi nào lại gần ông đều bị vỗ cho đầu văng bắn đi. Lũ mũi đã mất đầu, dù có đông hơn nữa cũng không dễ gì gây ra những vết thương chí mạng cho ai được nữa. Còn lữ cánh nam lúc này đang ở bên cạnh mở ba lô, phân phát mặt nạ dưỡng khí cho những người vẫn đang loạn trọng trốn chạy và những người đã nhảy xuống nước. Những người còn lại cũng đã lấy được mặt nạ, từng người từng người nhảy xuống nước tùm túm rồi lặn xuống chỗ sâu hơn. Trước khi lao xuống làn nước, ba tang vừa khéo ngoảnh lại, nhìn thấy Pháp Sư Á La vẫn vùng cánh tay lên như thể đang thong thả dạo bộ trong vườn, tư thế đẹp tựa một vị nhạc trưởng đang chỉ huy giàn nhạc giao hưởng, bất xác anh ta thấy lạnh cả người, thầm nhủ, lão già này. Không ai dám khẳng định lũ muỗi trên không kia liệu có lao thẳng xuống nước như chim bói cá được hay không, nhưng theo kết luận do Nhạc Dương quan sát và phân tích rút ra, thì dưới nước chắc sẽ tạm thời an toàn cho bọn họ. Qua ánh lửa phừng phừng trên bờ có thể trông thấy, đàn muỗi mất mục tiêu vẫn đảo lượn trên không trung một hồi lâu, cuối cùng mới hậm hực kéo nhau bỏ đi. Nếu không có những trang bị để hô hấp này, họ không thể nào ở dưới nước được lâu như vậy. Để cho an toàn, lại sợ đàn muỗi rảo hoạt nấp đâu đó gần đấy. Họ vẫn ở lại dưới nước thêm một lúc lâu nữa mới trở lên bờ. Lửa tắt dần, bờ hồ như vừa trải qua đại chiến thế giới, khắp nơi trốn khói thuốc vần vít bốc lên và la liệt xác chết cháy đen thui. Họ nhớ lại trận chiến sinh tử vừa diễn ra trong khoảnh khắc trước và cả những cơ thể côn trùng vẫn còn sống không ngừng vặn vẹo kia, tâm thần bất định không yên. Đường Mẫn kiểm tra thương thế của mọi người, chắc một Cường ba bị đâm một cú xuyên qua xương cẳng tay và xương cổ tay, cơ bắp có tổn thương chút ít, nhưng không ảnh hưởng đến vân cốt cũng không bị phạm vào mạch máu lớn chỉ cần rửa sạch sát trùng trích mủ và băng bó vào là xong thậm chí vẫn còn cử động được so sánh ra vết thương của son hình như nặng hơn một chút đường mẫn quan sát vết thương bên mông trái của son có thể khiến anh ta nhảy cẫng lên kêu ầm ĩ như thế cú đâm này chắc chắn là không phải tầm thường bên trong vết thương to như ngón tay cái ấy toàn những thịt là thịt màu đỏ hồng không biết là sâu bao nhiêu nữa nhìn gương mặt của son có lẽ ít nhất nhát đâm cũng phải xuyên hết qua bắp thịt ở mông vào đến tận xương chậu, hoặc thậm chí xuyên qua cả xương chậu nữa. Vết thương sâu như thế, chỉ riêng rửa cho sạch cũng đã là chuyện rất khó khăn rồi. Đường Mẫn ngước lên, gương mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn Son đang hít hà hít hà, cô hơi do dự. Lữ Cánh Nam thấy trên tay Đường Mẫn không phải ống xi lanh dùng một lần bằng nhựa, mà là loại xi lanh bằng thủy tinh không gắn đầu mũi kim, đại để cũng đã biết cô định làm gì, bèn giật lấy ống tiêm thủy tinh đó hơ qua hơ lại trên ngọn lửa, nói, "Tôi làm cho." Tiếp đó cô lại bảo với Son, hơi đau đấy, cố nhịn nhé. Rồi, cô kẹp ống xi lanh vào ngón giữa và ngón vô danh, ấn nguyên cả ống vào cái lỗ mới xuất hiện trên mông Son. Á à, á, à, Son đau đến nỗi từng hạt mồ hôi to như hạt đậu trên trán túa ra như tắm. Lữ cánh nam bơm hết chất lỏng bên trong ống xi lanh vào cái lỗ ấy rồi rút ra. Để làm sạch vết thương hoàn toàn, cô lại bơm thêm một ống nữa vào, rồi vò vò khu vực xung quanh vết thương như thể người ta giặt quần áo, làm Son đau đến ngất xỉu vết thương thế này mà không khử độc sạch sẽ thì rất dễ bị nhiễm trùng, phải không? Đường mẫn hoảng hồn gật gật đầu, rốt cuộc cô cũng không thể không thừa nhận, ở một mặt nào đó, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể bị kịp lữ cánh nam. Trong đầu cô bỗng nhớ lại lời vị bác sĩ hướng dẫn đã dặn dò mình, là một bác sĩ, trước tiên phải học cách tàn nhẫn đã. Xong xuôi mọi việc, cả bọn mới ngồi lại phân tích nguyên nhân dẫn đến vụ tập kích của đàn muỗi. ý kiến của Son lúc này đã đau đến mức giờ sống giờ chết là được tin phục nhất lũ muối bình thường đã có thể cảm ứng được mùi vị từ cách xa một cây số, mà khứu giác của lũ muối khổng lồ kia rõ ràng là nhạy bén hơn nhiều, vừa khéo bọn họ lại mới làm thịt một con thằn lằn khổng lồ, hẳn mùi máu thằn lằn chính là nguyên nhân dẫn dụ lũ muối hung ác kia tới. Nhưng nói gì thì nói, cả bọn đã bị quân đoàn muối ập đến bất ngờ ấy làm cho chẳng còn lòng dạ nào mà yên giấc, ai nấy mệt mỏi thương tích đầy mình. Nghiêm trọng hơn nữa là, vũ khí đã tiêu hao gần hết trong trận chiến đấu chẳng có chút ý nghĩa gì đó, nếu lại gặp phải những quân đoàn quái vật như thế, bọn họ thật không biết phải đối phó thế nào nữa. Đêm hôm đó đã được định sẵn là không thể trôi qua một cách bình yên, đám người hiện đại vừa mới nhảy dù xuống Sanrila kia cũng gặp phải tình cảnh bi thảm chẳng kém gì. Đúng như Nhạc Dương đã dự đoán, đám người của Tây Mễ trực tiếp nhảy dù xuống thôn Công Bố, nhưng cả bọn chỉ có 13 người thành công đáp xuống bên trong thôn làng, còn 4 người khác thì rơi xuống tầng bình đài thứ hai. Các trang thiết bị của bọn chúng cũng chỉ có 3 hòm rơi xuống đúng vị trí dự định hai hòm không biết đã bay đi đâu. Kế đó, 13 kẻ nhảy dù xuống thôn công bố cách tầng bình đài thứ hai quá xa, nên chỉ nghe được thứ tạp âm sột soạt và những tiếng kêu thảm thiết điên loạn. Tiếng kêu thảm ấy quá đối khủng khiếp, thậm chí không cần dùng hệ thống bộ đàm liên lạc cũng nghe thấy được. Hai tên lính đánh thuê đó, á á, dẹt dẹt, loẹt xoẹt, cách cách, á, cứu. Tây mễ đắc ý nói với những kẻ còn lại, nghe thấy chưa hả? Đây chính là nơi mà chúng mày muốn đến đó không đơn giản chỉ là địa ngục thôi đâu, muốn sống sót ở đây, thì phải nghe lời ta. Mắc tiếp lời, đúng thế, đúng thế, tất cả đã nghe rõ chưa? Ở đây, chúng ta nhất định phải nghe theo đại ca Tây Mế. Phải theo đại ca Tây Mế, chúng ta mới tìm được kho báu ấy, cũng chỉ có đại ca Tây Mế đây mới giúp chúng ta có thể sống sót ở đây. Đúng vậy không, đại ca Tây Mế? Nói đoạn, y liền nhe răng cười ngó sang phía Tây Mế. Tây Mế nhìn bộ dạng của mắt, trông chẳng khác nào một con chó nhật lông xù đang lẻ lưỡi quấy đuôi tiếu tít. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn Trác Mộc Cường ba mang theo đủ nước dự trữ rời khỏi hồ nước đáng sợ ấy. Vì hầu hết đạn dược đã tiêu hao trong cuộc chiến đêm trước, nên bọn họ buộc phải tiến lên một cách cẩn thận hơn đồng thời tăng tốc. Trác Mộc Cường ba vót cho Son một cây gậy trống và gánh ba lô giúp anh ta. Son tập tính đi theo sau mọi người, bộ dạng trông chẳng khác nào lý thiết quài trong chuyện bắt tiên. Trong cả quá trình ấy, thì thoảng chắc Mộc Cường Ba vẫn đánh ánh mắt phức tạp liếc sang phía Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La. Phải biết rằng, đêm qua nếu không có son đỡ cho cú đánh đó, lúc này người phải chống gậy hoặc nằm trên cáng, sợ rằng chính là bản thân gã. Thế nhưng lời của Lữ Cánh Nam chốc chốc lại vang lên trong tâm trí, khiến đầu óc gã vô cùng hỗn loạn. Nhạc Dương và Trương Lập đi trước giò đường, thì thoảng lại gặp phải một số loài sinh vật hình dáng kỳ dị, hầu hết đều đi vòng qua né tránh, nếu thực sự không thể nào né tránh được mới đành tiêu diệt bôn ba hơn nửa ngày trời cuối cùng cũng trở lại được chỗ mép bình đài mà không gặp phải nguy hiểm gì đối với bọn trác mộc cường ba lúc này chỉ còn phương án men theo mép bình đài tiến lên mới không quá nguy hiểm mà thôi đi men theo mép bình đài được một lúc nhạc dương chợt nheo nheo mắt dường như phát hiện ra gì đó trương lập thấy vậy cũng nhướng mắt lên nhìn nhưng không thấy gì cả bèn quay sang hỏi nhạc dương phát hiện ra gì à nhạc dương đáp không biết đi thêm một lúc nữa mới nhìn rõ được cả bọn đi thêm một đoạn nữa, nhạc dương đột nhiên reo lên mừng rỡ, rồi lao về phía trước. trương lập chẳng hiểu gì, cũng nhao lên theo. những người phía sau cũng lần lượt chạy theo. lúc này cả bọn mới nhìn rõ, một cái dù rơi xuống mắc ở mép bình đài, đang bị gió thổi hơi đung đưa. bên dưới cái dù là một hộp sắt lớn hình chữ nhật, nhang nhắc cái container, nhưng nhỏ hơn nhiều. khi bước lại gần, mới phát hiện đó không phải một cái hòm, mà là mấy cái vali du lịch cỡ lớn buộc chặt lại với nhau lớp vỏ bên ngoài bằng hợp kim rất chắc chắn. Trương Lập cũng nhận ra, đây là thiết bị mà bộ đội đặc trùng thường dùng khi nhảy dù. Thông thường một bộ hòm xiềng thế này, bên trong đủ các trang bị vật dụng thường dùng cho cả một tiểu đội, gồm cả vũ khí, dược phẩm, thực phẩm. Nhạc Dương mừng rỡ nói, ha ha, đúng là mất cái nọ, được cái kia. Nhất định là trang bị của bọn nhảy dù kia bị gió thổi chuyển hướng. Nhìn kia, thiết bị định vị bằng laser bị va đập hỏng rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng là ông trời phù hộ. Đối với họ mà nói, có những trang bị này thật chẳng khác nào được tặng than hồng giữa trời tuyết giá cả. Trác Mộc Cường ba vỗ vỗ lên lớp vỏ ngoài bằng hợp kim, đưa tay kéo thử, thấy gắn rất chặt, không kéo được. Trương Lập vừa lấy máy tính ra, vừa nói, không được đâu, giờ mấy cái hòm này đã bị khóa chặt với nhau, không có đĩa giải mã thì kéo còn không thể, đừng nói đến chuyện mở ra. Nói đoạn, anh nhanh nhẹn đăng nhập vào máy tính lập tức bắt tay tìm kiếm chỗ tiếp nối, rồi nói, nhưng mà chúng ta cũng có máy tính, phá giải mấy thứ mật mã này chẳng khó hơn phá giải cạm bẫy của cổ nhân là mấy đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, bọn chúng làm cách nào vận chuyển lên núi được nhỉ? To thế này cơ mà. Nhạc Dương giải thích, kiến còn tha được cả voi cơ mà. Tách ra, mỗi hòm nhỏ bên trong cũng bằng một cái ba lô leo núi. Nếu có 40 người lên được đỉnh núi thì ở đó bọn họ sẽ lắp ghép các hòm nhỏ lại thành bốn hòm lớn thả dù xuống, 10 người theo một nhóm. Như loại này thì là do 8 cái hòm nhỏ ghép lại. Có tiếng cạch cạch, vang lên, lại nghe Trương Lập nói, cái đầu tiên mở được rồi, rút ra đi. Ba tang liền đưa tay kéo ra một cái hòm khá lớn, cao bằng nửa người, đặt nằm ngang dưới đất, tách tách mở ra. Vừa bật hai cái khóa móc ở hai bên, bơm nén khí ở nắp hòm đã tự động nâng lên. Phần bên trong hòm từ trên xuống dưới được lưới kim loại chia thành ba tầng, từng loại thiết bị đặt ở mỗi tầng hiện ra lồ lộ, lộ trước mắt mọi người. Tầng đầu tiên là đồ dùng y tế, gồm có túi cấp cứu của bộ đội đặc trùng, thuốc kháng sinh, ngoài ra còn có một số thuốc tiêm và viên con nhộng khá hiếm thấy. Nhìn những chữ viết tắt tiếng Anh bên ngoài bao gói, Lữ Cánh Nam đoán những loại thuốc tiêm và viên con nhộng này gồm nhiều loại, có các tác dụng như gây tê, gây mê, khí độc. Tầng thứ hai là tầng xếp giữa hai tầng, nên hơi nhỏ hơn, bên trong toàn là những miếng nhỏ hình chữ nhật kích thước 7, 5 x 2, 5 nhân 1 cm, vỏ bọc bằng chất dẻo hút chân không, trông hơi giống lương khô, mà sự thực thì cũng hoàn toàn có thể gọi đây là một loại lương khô, có điều hàm lượng nguyên tố vi lượng và vitamin cao hơn lương khô thông thường rất nhiều mà thôi. Nhạc Dương đọc lướt qua mấy hàng chữ nhỏ lithium bên ngoài bao bì, nét mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi, cầm một miếng bánh vuông vắn ấy lên nói, chỉ cần một miếng này cũng đủ cung cấp toàn bộ năng lượng cho cơ thể hoạt động trong một ngày, trời ơi là trời, bọn Mỹ ấy giỏi thật đấy. Ở đây có một 2, 3, 4, 5. Nhạc Dương đếm thử, ngăn nhỏ ở giữa này có ít nhất là 1.000 miếng lương khô dầu năng lượng, đủ để ăn trong 2 năm liền. Lữ cánh nam cũng cầm một miếng lên xem thử, rồi nói, hạn sử dụng 5 năm, bao bì bên ngoài sử dụng kỹ thuật đóng gói bằng màng của cơ quan hàng không vũ trụ, có vẻ như được nghiên cứu chế tạo làm thực phẩm cho các phi hành gia. Theo tôi được biết, ở Mỹ họ đang ra sức nghiên cứu một loại hỗn hợp dầu năng lượng dạng thuốc viên, hy vọng có thể làm được loại hỗn hợp kích cỡ chỉ nhỏ bằng viên thuốc, mà có thể thỏa mãn nhu cầu trong một ngày của cơ thể người, xem chừng họ đã có bước đột phá rồi. Đội trưởng Hồ Dương cũng rất hài lòng với loại lương khô đặc biệt này, cười nói, để người sử dụng không có cảm giác chán ăn, lại còn làm ra các mùi vị khác nhau nữa chứ. Tầng thứ ba để vũ khí, chia làm rất nhiều ngăn nhỏ, như hộp đựng đồ trang điểm của các bà các cô vậy, các loại vũ khí được cố định trong các ngăn nhỏ bằng bọt biển. Ngăn lớn nhất chiếm 3 phần tư không gian cũng là ngăn để vũ khí chính, Chính giữa đặt nghiêng một khẩu súng phóng lựu bề ngoài rất giống khẩu M16A4, chỉ thoạt nhìn đã biết cả tính năng lẫn các chỉ số kỹ thuật đều hơn xa loại M16 thông thường. Ngăn phía trên bên trái là một đôi tiểu liên Steyr TMP có gắn nòng giảm thanh, ngăn bên phải bên dưới là một khẩu súng lục USP có gắn thiết bị ngắm tia hồng ngoại. Mỗi loại kèm theo 5 băng đạn, còn vũ khí chính thì kèm thêm 10 băng đạn được nối dài. Bên dưới ngăn để vũ khí là 3 ngăn hẹp dài đựng đồ phụ trợ, ngăn đầu tiên có 10 quả lựu đạn ngăn thứ hai năm quả thủ pháo, năm quả lựu đạn sáng. Ngăn thứ ba có 10 quả bom dạng đồng hồ đeo tay. Phía bên phải ngăn để vũ khí chính còn có mấy ngăn nhỏ hình vuông, chứa một số loại đạn đặc biệt như đạn xuyên giáp, đạn phát sáng, đạn nổ. Ngoài ra còn một ngăn nữa để ba quả mìn cỡ nhỏ. Đến cả ba tang cũng phải rung động trước những hòm vũ khí trang bị ấy, một tiểu đội lính đặc chủng được trang bị thế này trên chiến trường hẳn là những kẻ thù cực kỳ đáng sợ, chỉ còn thiếu mỗi ống phóng hỏa tiến cá nhân nữa mà thôi. Nhạc Dương lại phát hiện ra, đáy tầng thứ ba này còn cách đáy hòm một khoảng nữa. Ba tầng mà họ trông thấy đây có lẽ chỉ chiếm khoảng một nửa không gian bên trong hòm mà thôi. Anh bèn thử đẩy nhẹ một cái, nghe tiếng tách, các ngăn đựng vũ khí liền trượt ra như ngăn kéo tủ, phía bên dưới, quả nhiên vẫn còn một bộ trang thiết bị hoàn chỉnh nữa. Móc câu, thiết bị bắn móc câu, dây thừng an toàn, dây thừng leo bám, khóa móc, vòng số 8 lớn nhỏ, trên đục để leo vách đá, cuốc chim leo núi, dây, mũ, đệm bảo vệ đầu gối và khuỷu tay, đèn chiếu sáng, đèn pin, túi ngủ cá nhân. Có thể nói là tất cả các trang bị để sinh tồn được giữa nơi hoang dã, thứ gì cần là có thứ ấy. Tận cùng bên dưới còn xếp một cái ba lô to tướng đã được gấp lại gọn ghẽ. Hiển nhiên, đeo theo cái hòm kim loại thế này không hề tiện cho việc di chuyển đường dài một chút nào. Son chống gậy loạn choạng bước lên hai bước, kinh ngạc thốt lên, quá hoàn mỹ, thật không thể nào tin nổi. Nói đoạn, lại nghĩ đến những thứ bọn họ đang mang trên mình, Quá nửa là đồ tự chế lấy trong lòng lập tức có cảm giác trang bị của mình thật chẳng khác nào đồ vứt đi. Trương lập hắng giọng nói: Tiền nào của nấy, người ta tiền nhiều như thế, trang bị thêm cho chúng ta cũng vẫn còn thừa chán. Hòm thứ hai mở ra rồi đây. Đường Mẫn mừng rỡ nhìn Trác Mộc Cường ba, giờ bọn họ đã có thêm các trang thiết bị mới này, cơ hội có thể sống sót ra khỏi đây rõ ràng là tăng lên rất nhiều. Trác Mộc Cường ba vẻ như đã biết Đường Mẫn đang nghĩ gì, cũng quay sang nhìn cô mỉm cười gật đầu khẽ khẽ cô ôm chặt cánh tay chắc Mộc Cường Ba, dựa đầu vào vai gã. Lữ cánh nam vẫn đang nhìn đống trang thiết bị dưới đất, nhưng khóe mắt dường như không sao kiềm chế nổi nữa. Đội trưởng Hồ Dương nói, sao không thấy có nước nhỉ? Nhạc Dương đáp, ngoại trừ ở những khu vực tác chiến đặc biệt, thông thường lính đặc chủng không mang theo nước uống, cùng lắm chỉ có một bình thôi, còn trong tuyệt đại đa số hoàn cảnh đều lấy nước tại chỗ. Dù sao cũng không thể cõng theo mấy chục cân nước mà đi khắp núi đổi được. Cả quần áo cũng không có." Đội trưởng Hồ Dương lại nói. Ba tang bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, Trương Lập cũng không nén nổi cười, buột miệng đáp, "Thông thường khi tác chiến dã ngoại, một bộ quần áo mặc suốt mấy tháng liền, huống hồ đa phần đều là đàn ông với nhau, đâu có phụ nữ như chúng ta." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh liền cảm thấy có ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí đang nhìn mình, vội vàng bổ sung thêm, "Nhưng mà lính đặc chủng nữ cũng có thể hành động như nam giới vậy, không, à không, có lúc còn ưu tú hơn ấy chứ." Nói xong, anh chàng vội lè lè lưỡi, mồ hôi túa ra, thầm mắng mình lắm mồm, rồi lại tiếp tục cắm đầu phá giải mật mã. May cho Trương Lập là lữ cánh nam lúc này không để tâm đến lời nói của anh lắm, đầu óc cô đang nghĩ đến một vấn đề khác. Chỉ nghe cô cảnh cáo mọi người, đừng vui mừng sớm quá, đây chỉ là các trang thiết bị thất lạc của kẻ địch, từ đây chúng ta có thể hình dung ra đối phương được trang bị đầy đủ như thế nào. Kẻ địch như vậy, lẽ nào không đáng cho chúng ta phải cảnh giác ư? câu nói của lữ cánh nam làm cả bọn bình tĩnh lại duy chỉ có ba tang là vẫn quyến luyến thử điều chỉnh các loại vũ khí nghĩ cũng phải bọn họ chỉ là may mắn phát hiện ra một bộ hòm xiểng này mà theo như cách nói của nhạc dương đối phương tuyệt đối không chỉ có một bộ vũ khí và các trang thiết bị hiện đại giúp họ có thể đối mặt với các loại ác thú hung mãnh hơn thích ứng được với những hoàn cảnh hiểm ác hơn có điều kẻ địch cũng có những trang bị ấy nên điều này chỉ có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ hơn bội phần mà thôi Toàn bộ 8 chiếc hòm đã được mở ra, 7 hòm giống hệt nhau, đều chứa nguyên một bộ trang thiết bị tiêu chuẩn, nhưng chiếc còn lại thì khác hẳn. Bên trong không có túi đựng đồ cấp cứu, mà là một vali chứa đầy dụng cụ phẫu thuật, loại mà các bác sĩ ngoại khoa vẫn thường mang theo, giao phẫu thuật đủ các cỡ, gương, kẹp, dụng cụ tách, ngoài ra còn có thiết bị siêu âm màu 3D sách tay và máy sốc điện, một cái hộp giữ lạnh kín mít bên trong có mấy túi máu dự phòng, trong hòm này không có thức ăn, nhưng lại có nguyên một bộ thiết bị thông tấn hoàn chỉnh, có thể liên lạc ở khoảng cách xa hơn đồng hồ nguyên tử của bọn Trác Mộc Cường Ba, ngoài ra còn có ống nhòm hồng ngoại điện tử để nhìn ban đêm và thiết bị theo dõi dẫn đường bằng. Tia laser, trong hòm không có các vũ khí thông thường, nhưng có hai ống phóng hỏa tiến sách tay, một khẩu trung liên tháo rời được, hai hộp đạn to đùng, hai khẩu súng bắn tỉa cự ly xa, bên dưới còn có máy phát điện kiểu quay tay, radar và bộ điều hợp. Ba Tang không kìm được huyết lên mấy tiếng sáo, những người hiểu anh ta đều biết, điều này chứng tỏ Ba Tang đang hết sức phấn khích đối với ba tang có những thứ này mới có thể coi là một đơn vị tác chiến hoàn chỉnh được. Nhạc Dương kiểm lại đống khí giới rồi phân tích, kẻ địch của chúng ta rõ ràng cũng rất chuyên nghiệp. Nhìn cách phân phối trang bị này có thể thấy, chúng ít nhất có một bác sĩ, hai lính trinh sát, hai tay súng bắn tỉa, hai chuyên gia chất nổ, lại cả các thiết bị thông tin chuyên nghiệp này nữa, hiển nhiên cũng phải có cao thủ về máy móc điện tử thao tác sử dụng. Tám người được trang bị thế này, đính thực là một nhóm tác chiến cực kỳ đáng sợ. So với lúc đụng độ với bọn ta ở đảo huyền không tự, đám người này đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Rất rõ ràng, cũng giống như chúng ta, Merkin có ý định huấn luyện đàn em của hắn thành những tinh anh trong các tinh anh. Ừm, lạ thật đấy. Sao hả, với những vấn đề kiểu này, có lúc lứa cánh nam cũng phải hỏi anh chàng có tài năng thiên bẩm của một lính trinh sát, rất giỏi quan sát phát hiện những điều người bình thường không dễ gì nhận ra ở những sự vật hết sức bình thường này. Nhạc Dương quan sát lại một lượt toàn bộ các trang thiết bị rồi nói, một hệ thống tác chiến và các phụ kiện hỗ trợ hoàn thiện, thế nhưng, nếu bọn chúng đến đây để tìm bạc ba la thần miếu, nơi đã có hơn nghìn năm tuổi, đầy dẫy các cạm bẫy chết người, sao có thể đến cả một hệ thống thám chắc phổ thông nhất cũng không có cho được. Ít nhất thì cũng phải có một bộ thiết bị thăm dò thường dùng nhất như camera gắn trên ống chất dẻo chứ nhỉ. Lữ cánh nam đã hiểu ý nhạc dương, khẽ gật đầu. Đội trưởng Hồ Dương nói, ý cậu là. Nhạc dương nói, nếu cần một lời giải thích hợp lý, Vậy thì, rất có khả năng, đối phương định chia quân thành nhiều đợt tiến vào Sanrila. Đội thứ nhất này là đơn vị tác chiến, nhiệm vụ chỉ là quét sạch mọi chướng ngại vật và dò đường mà thôi. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc. nếu nói những kẻ ấy chỉ là đội tiên phong đi trước, vậy phía sau còn bao nhiêu người nữa sẽ tiến vào Sanrila là điều thật sự rất khó đoán. Chuyện này thật không có gì hoan hỉ. Son đã cầm lên một miếng lương khô, hỏi chắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam, có thể. Có thể ăn một miếng không? ban sáng không ai còn muốn hưởng dụng lũ muối mọc đầy lông cứng ngắc đó, về sau trên đường cũng bắn hạ được một vài con động vật chân đốt, nhưng món thịt nướng chẳng có mắm muối gì ấy không thể nào khiến người ta có cảm giác ngon miệng thèm ăn cho được, thêm nữa phải bôn ba suốt một ngày mệt nhọc bụng ai nấy lúc này đều đã rỗng không. Dĩ nhiên, Trác Mộc Cường Ba không hề do dự đáp ngay. Lữ cánh nam đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba nói, hôm nay chúng ta hạ trại ở đây luôn. Nói đoạn, cô liếc sang cái vali chứa dụng cụ phẫu thuật, rồi lại nói, vết thương của Son vẫn cần xử lý một chút. Ok, Trác Mộc Cường ba gật đầu đáp. Lúc này, Son đã bóc lớp màng mỏng bọc bên ngoài miếng lương khô, vừa nhai nhồm nhòm vừa nói, vị dâu tây, tôi thích vị này lắm. Ăn được một nửa, anh ta bỗng ngạc nhiên thốt lên, cái gì đây nhỉ? Chỉ thấy anh ta rút từ bên trong lớp màng mỏng bọc bên ngoài ra một vật mỏng, rèn rẹp như cái kẹo cao su. Nhìn bao bì bên ngoài của vật mỏng ấy, Son bất giác cười khổ, Khoảng cách về trang thiết bị của bọn họ so với đối phương quả thực đúng là một trời một vực. Nhạc Dương tò mò hỏi, cái gì thế? Anh đón lấy vật mỏng đó, không ngờ lại đúng là kẹo cao su thật. Nhạc Dương nhìn nhìn, rồi cũng bật cười, bộ dạng có vẻ rất cam chịu. Đường Mẫn cũng lấy làm hiếu kỳ, gì thế? Nhạc Dương đưa cho cô, rồi nói, đúng là kẹo cao su. Giấy bọc viết rất rõ, sử dụng sau khi ăn có tác dụng làm sạch khoang miệng ngoài ra bên trong còn có hoạt chất khiến đầu óc tỉnh táo hấp thụ thông qua lưỡi hơn nữa nhai kẹo còn làm máu não tuần hoàn tốt hơn khiến phản ứng và khả năng phán đoán của con người tăng lên đáng kể rất có lợi cho việc phối hợp và điều hòa tác chiến đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều vận động viên bóng rổ bóng đá thích nhai kẹo cao su trong khi thi đấu còn cả hàng chữ cuối cùng nữa cô mẫn mẫn có thấy không bên trong còn có adx đã được xử lý khử hoạt tính nữa cơ đấy Đường mẫn bất giác khẽ thở hắt ra một hơi, chất nổ dẻo. Nhưng làm gì có kiếp nổ chứ? Nhạc dương nói, nhai kỹ xong lật ngược lớp giấy bọc bên ngoài gói lại, lúc ấy thì tuyệt đối không được để bất cứ vật gì đè lên nó nữa đâu. Đội trưởng Hồ Dương nghe mà ngẩn cả người ra, đây hình như không phải là thứ mà bộ đội đặc trùng cần sử dụng thì phải. Nhạc dương gật đầu, chỉ có điệp viên mới sử dụng loại vũ khí bí mật kiểu thế này. Đến cả giấy gói cũng không lãng phí, sợ rằng những từ như hiện đại, hoàn bị không đủ để hình dung về trang thiết bị của đối thủ của chúng ta rồi. Trương Lập nãy giờ vẫn quỳ một chân trước cái hòm lục lòi tìm kiếm rất kỹ càng và cẩn thận một thứ gì đó. Trác Mộc Cường ba thấy vậy bèn hỏi, tìm cái gì đấy? Trương Lập đầm đìa mồ hôi đứng dậy, lắc đầu nói, thiết bị phát xạ tia laser. Thứ gì bọn chúng cũng chuẩn bị đầy đủ cả, duy chỉ có thiết bị phát tia laser là không có thôi, hình như đối thủ của chúng ta không định liên lạc với thế giới bên ngoài thì phải. Theo lý mà nói, Bọn chúng từ trên cao nhảy dù xuống, nhất định phải biết ngoài tia laser ra thì chẳng có loại tín hiệu nào xuyên qua được màn mây mù trên đỉnh kia mới phải chứ nhỉ?" Nhạc Dương liền nói, "Chuyện này đơn giản lắm mà, đối thủ của chúng ta cũng sợ trong đám người của hắn có những thành phần bất thuần, mà hắn còn sợ nơi này bị người khác phát hiện hơn chúng ta nhiều." Điều này hoàn toàn phù hợp với tác phong của McKinn thôi. Điều chỉnh lại một chút, rồi Trương Lập ném một bộ thiết bị thông tấn cho Nhạc Dương. Nhạc Dương bắt lấy đưa lên nhìn qua một cái, rồi đeo vào tai, kéo nửa miếng kính mắt có thể mở ra kéo vào che lên mắt phải, tai nghe nhét vào trong lỗ tai, microphone chĩa về phía khóe miệng, ngoài ra còn hai sợi dây kết nối với hệ thống dữ liệu số buông trên vai. Trương lập lại đưa cho anh thêm một thiết bị trung chuyển tín hiệu cỡ bằng cái điện thoại di động. Nhạc Dương nhét thiết bị đó vào túi áo trước ngực, rồi gắn dây kết nối vào, đoạn ấn hai cái nút bố trí phía trên tai. Trên mảnh kính phía trước mắt anh lập tức xuất hiện vị trí của 7 bộ thiết bị thông tấn còn lại và khoảng cách của anh so với chúng, vì lúc này các bộ khác chưa bật nên số liệu hiện lên đều bằng không. Nhạc Dương cũng không kìm được, đắc ý huyết sáo véo von. Bộ trang thiết bị này cứ như thể là được đặt làm riêng cho cánh lính trinh sát giống anh chẳng vậy. Nhìn Nhạc Dương điều chỉnh thiết bị một cách hết sức thành thạo, lữ cánh nam chợt hỏi, hồi trước cậu dùng qua hệ thống này rồi à? Nhạc Dương lắc đầu, đâu ra cơ hội tiếp xúc với hàng xịn thế này chứ? Giáo quan, cô dùng bao giờ chưa?" Lữ Cánh Nam lắc đầu, trong lòng thầm nhủ, chưa dùng bao giờ sao lại thành thạo vậy được. Trương Lập đứng bên cạnh bổ sung thêm, còn một bộ xử lý trung tâm nữa, đến lúc đó sẽ do một người đeo trên lưng, thông qua camera gắn bên cạnh mắt kính, bất cứ người nào trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt người khác tại thời điểm đó. Ngoài ra còn có một radar siêu cao tần, nó sẽ cung cấp cho chúng ta dữ liệu về phạm vi hoạt động của các sinh vật sống cũng như quỹ đạo di động của chúng. Nhạc Dương nắm chặt hai tay trước ngực, kích động thốt lên, mặc kệ đây là bang hội tổ chức nào, tôi cũng yêu chúng đến chết đi được ấy. Mỗi người một cái ba lô, cứ như là được đặt làm riêng cho chúng ta ấy nhỉ. Trương Lập nói, ai bảo là vừa khéo chứ? Ở đây chỉ có 8 cái ba lô, chúng ta lại có tận 9 người, trừ phi có thêm. Nhạc Dương vội cướp lời, cầm cái mõm chim lợn của anh vào. Trương Lập giờ mới chợt ý thức được, hình như suýt chút nữa thì mình đã lại nói ra một câu xui xẻo. Lữ cánh nam nói, đừng xúc động nữa, trời cũng không còn sớm đâu, dựng trại đi thôi. Đối thủ của chúng ta dùng túi ngủ, xem ra bọn chúng vẫn còn chưa tìm hiểu kỹ lưỡng về Sanrila rồi, có lẽ đây là sơ suất duy nhất của bọn chúng cũng nên. Những người còn lại phụ trách dựng trại trên vách đá, chạm radar cỡ nhỏ của Trương Lập cũng đã lắp ráp xong xuôi, rất nhỏ, nhưng tiện sách theo bên người. Để thử phạm vi quét của radar, Trương Lập bảo Nhạc Dương mang theo thiết bị thông tin đi lùi về phía sau. Còn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì cùng bắt tay làm một ca phẫu thuật đơn giản để xử lý vết thương ở mông của Son, loại bỏ các tổ chức mô bị hoại tử, dẫn lưu vết khâu. Lần này đã có thuốc tê nên Son cũng không bị đau đớn quá. Chỉ có điều vết thương rất sâu, theo ý kiến của Mẫn Mẫn, Son vốn không nên tiếp tục lên đường nữa, như vậy sẽ rất bất lợi cho vết thương, nhưng Son vẫn cho rằng không vấn đề gì, chắc chắn sẽ không bị tụt lại phía sau. Lúc này Trương Lập cũng đã có kết luận sơ bộ về phạm vi quét của radar khoảng cách lớn nhất lên đến 10 cây số, nếu ăng ten lắp trên cây, phạm vi quét thậm chí còn có thể lớn hơn nữa. Chỉ có điều, đây không phải loại radar có thể phát hiện vật thể sống mà Trương lập tưởng tượng, chỉ là loại radar phát hiện vật thể di động bình thường, đồng thời chỉ có thể bắt được những tín hiệu di chuyển với tốc độ cao, nếu là vật thể đứng yên bất động hoặc chậm chậm di chuyển thì không thể nào phân biệt được với cây cối trong rừng. Ngày hôm sau, cả bọn sắp xếp lại đồ đạc rồi tiếp tục tiến về phía trái giờ đây sự tự tin của họ đã tăng lên gấp bội. Được trang bị đến tận răng thế này, dẫu có gặp phải mấy con thần lằn khổng lồ như lần trước vây công, bọn họ cũng thừa tự tin có thể tiêu diệt được hết. Bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục men theo mép tầng bình đài thứ hai tiến lên. Vì không cần lo lắng về chuyện thức ăn nữa, nên ngoài những lúc lấy nước, họ gần như không cần thiết phải tiến sâu vào rừng, thành ra tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, họ cũng nghĩ đến kẻ địch của mình. Cũng như họ, đối phương cũng không cần lo lắng về thức ăn, bởi thế hành trình 10 ngày mà họ dự đoán ban đầu, áng chừng sẽ phải rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 5 đến 7 ngày mà thôi. Hai ngày đầu không gặp nguy hiểm gì, thì thoảng mới có một hai con quái vật sông ra khỏi rừng, nhưng cũng bị họ tiêu diệt một cách dễ dàng. Son vẫn còn có thể đầy hứng thú giới thiệu với mọi người đây là sinh vật thuộc giống gì, từ ngoại hình có thể nhìn ra được các đặc điểm gì, đó là động vật ăn thịt hay ăn cỏ, từ các cơ quan trên cơ thể có thể đoán được nó săn mồi như thế nào, vân vân. Trác Mộc Cường Ba dẫn theo đội của mình đơn độc tiến lên giữa trốn rừng rậm hoang dã đầy dãy quái thú hành hành nhưng chẳng có vết dấu gì của loài người ấy. Trên đường, họ quẳng lại sau lưng hết thảy những sợ hãi và mệt mỏi, tạm thời quên đi đau đớn và nỗi buồn, nói theo cách của nhạc dương, thì dù có bi thương đến mấy đằng nào cũng phải tiến lên phía trước, vậy cớ sao không vui vẻ mà đi cho rồi. Điều đáng tiếc duy nhất trong hai ngày nay chính là vết thương ở mông son, chẳng những không có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngược lại còn có xu hướng ngày một trầm trọng hơn. Về sau, cứ mỗi lần son chống cây gậy xuống, cả bọn đều nghe thấy anh ta khẽ rên lên một tiếng, xem chừng có vẻ đang gắng sức chịu đựng, nhưng mồ hôi trên trán thì vẫn túa ra không sao kìm được. Sau khi cùng chẩn đoán, lư Cánh Nam và Đường Mẫn đều cho rằng vết thương của son như vậy thì không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Lúc ấy sắc mặt anh ta tái dại đi, mấy ngày này, anh ta vẫn luôn gắng ngược, cố hết sức không để tình trạng này xảy ra. Nhưng ngay sau đó, đề nghị của Trác Mộc Cường Ba đã hoàn toàn biến đổi nỗi lo của Son gã đề nghị liệu có nên làm cho son một cái cáng, rồi mọi người thay nhau cáng anh ta tiếp tục lên đường. Lữ cánh nam và Pháp sư Á là đưa ánh mắt trao đổi dây lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, cho dù nghi ngờ son có mục đích gì đi nữa, thì anh ta cũng đã đạt được rồi. Bỏ son lại trong hoàn cảnh này, tốc độ tiến lên của họ rất có thể còn chậm hơn khi phải cáng anh ta theo, càng huống hồ họ cũng không có chứng cứ gì, nhất là đội ngũ này không thể cứ thế bỏ lại người bị thương rồi đi tiếp được. Những ngày này, Pháp Sư Á La và đội trưởng Hồ Dương không lúc nào ngừng việc chỉnh lý sắp xếp cuốn nhật ký thôn công bố và những quyển kinh văn còn sót lại, hy vọng có thể tiếp tục đào sới được thêm một số đầu mối có ích khác nữa. Những người khác sau khi hoàn thành việc của mình, có lúc cũng lại giúp họ một tay. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì dành thời gian chăm sóc son nhiều hơn một chút, hễ làm xong công tác phòng ngự và trinh sát, Trương Lập và Nhạc Dương cũng chạy qua lăng sang giúp đỡ hai cô. Ban đầu mọi tư liệu đều được lưu vào máy tính, chỉ mình Pháp Sư Á là tiến hành phiên dịch và giải nghĩa, nhưng giờ đây, trong đống trang bị của bọn Merkin còn có cả thiết bị lưu trữ và đọc dữ liệu cỡ nhỏ. Pháp Sư có thể chia các tư liệu trong máy tính ra theo từng khoảng thời gian, chuyển vào thiết bị lưu trữ của từng thành viên trong đội, hiệu suất nghiên cứu nhật ký thôn công bố liền tăng lên đáng kể. Phần nhật ký phân cho Trương Lập, hình như chỉ toàn ghi chép những chuyện vụn vặt lắt nhất, chẳng hạn như năm nào tháng nào đi đến đâu, mang theo những thứ gì, đổi về những thứ gì. Mặc dù thế, anh cũng phát hiện được rất nhiều chữ lạ, không hiểu nghĩa là gì, bèn đi tìm Pháp Sư Á La để nhờ chỉ giáo. Lúc Trương Lập đến chỗ Pháp Sư Á La, ông và đội trưởng Hồ Dương đang thảo luận rất sôi nổi, nói toàn những gì mà lục đạo, hoa sen tám cánh, cung điện gì gì đó. Đột nhiên đội trưởng Hồ Dương hét lớn một tiếng, kích động tóm chặt tay Pháp Sư Á La kêu lên, Pháp Sư còn nhớ Đại Thiên Luân Kinh miêu tả thế giới này được cấu thành như thế nào không? Đoạn ở ngay đầu tiên ấy. Pháp sư Á la cũng đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày, trợn trừng mắt lên nói, "Ý cậu là, đây không phải Shangri La. "Đúng thế, nó không giống với những gì được ký tải trong Đại Thiên Luân Kinh, nó là cả một thế giới." Đội trưởng Hồ Dương nắm chặt tay đấm vào tảng nham thạch lớn bên cạnh mình, thốt lên, "Đúng là vậy rồi." "Đúng là vậy rồi." "Trương Lập chẳng hiểu gì, đần mặt ra hỏi, "Pháp sư, đội trưởng Hồ Dương, hai người đang nói gì vậy? Cái gì không phải là Shangri La? Đúng vậy rồi là sao?" Pháp Sư Á là Bèn giải thích, thực ra, khi nghiên cứu nhật ký thôn công bố, chúng tôi đã phát hiện ra danh xưng họ gọi nơi này không phải Sangrila chúng ta vẫn cứ nói, mà là một từ khác. Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi cho rằng từ này chính là để chỉ Sangrila, nhưng hôm nay, đội trưởng Hồ Dương đã xác định được từ nguyên của Sangrila rồi. Dựa theo phần miêu tả trong nhật ký thôn công bố này, Sangrila chắc là nằm ở một nơi nào đó trên tầng bình đài thứ ba mới đúng. Trương Lập lắp bắp nói, cháu, cháu không hiểu, pháp sư á la cháu hồ đồ mất rồi nơi này không phải sandrila sandrila ở một nơi nào đó trên tầng bình đài thứ ba vậy thì nơi này nơi này là cái gì còn mật quang bảo giám mà chúng ta diễn dịch ra thì sao nó chỉ cái gì hay là chúng ta đã nhầm đội trưởng hồ dương bật cười khà khà đưa tay vỗ lên lưng trương lập một cú rõ mạnh pháp sư á la gật đầu nói đây cũng chính là vấn đề chúng tôi vừa tranh luận khi nãy nếu nơi này Toàn bộ không gian ở bên trong khe nứt khổng lồ giữa lòng núi này, không phải là Sandrila, mà Sandrila chỉ là một phần trong nó mà thôi. Vậy thì nơi này rốt cuộc là nơi nào đây? Đúng lúc cậu bước đến, thì tôi và đội trưởng Hồ Dương đã rút ra được một kết luận có thể nói là tương đối chuẩn xác rồi. Pháp sư Á La hướng ánh mắt về phía mép bình đài, chậm rãi nói, người bộ tộc qua ba cổ đại coi chốn này như một thế giới độc lập. Họ cho rằng, bất luận là băng qua U Minh Hà hay vượt qua núi tuyết thần thánh Thiêng Liêng, thì cũng đều là những quá trình siêu thoát khỏi sự sống và cái chết. Đối với họ, toàn bộ không gian bên trong khu khe nứt này chính là một thế giới hoàn toàn mới, nơi đây chính là toàn thế giới, toàn vũ trụ quả núi có ba tầng bình đài hình chóp ngược này, chính là núi Tu Di. Trương Lập vẫn chưa hiểu, đội trưởng Hồ Dương bèn giải thích thêm, cậu còn nhớ Đại Thiên Luân Kinh miêu tả vũ trụ cấu thành như thế nào không? Thế giới vật chất do tứ luân, địa, thủy, hỏa, phong tạo nên. Phong luân ở chốn hư không, Bên trong là Hỏa Luân do nó nâng đỡ, có 7 tầng, tầng thứ 7 gọi là Kim Cương Sơn hay danh mã diện Hỏa Sơn, bên trong ngọn núi lửa ấy là Thủy Luân, cũng có 7 tầng, tầng thứ 7 được gọi là Diêm Hải, bên trong nó là Địa Luân, trung tâm của Địa Luân chính là núi Tu Di, trên dưới núi Tu Di có những vòng vây quanh, dạng như cái đĩa đồng úp ngược ra phía bên ngoài, tầng dưới cùng nhỏ nhất, càng lên trên càng lớn dần, thực chất chính là một hình chóp nón trên lớn dưới nhỏ úp ngược. Cậu nghĩ lại những gì chúng ta đã trải qua khi tìm đến được nơi này mà xem, bên ngoài núi tuyết là gió thốc cuồng loạn, lại còn cả biển ngầm và kết cấu thông đạo của U Minh Hà nữa, đều là do núi lửa cổ đại tạo thành, dung nham núi lửa đã hình thành nên biển ngầm, mà bình đài ba tầng hình chóp ngược chân nhỏ đầu to này chính là ở giữa biển ấy. Từ đầu đến giờ, chúng ta không hề liên hệ gì giữa kết cấu hình chóp ngược này và núi Tu Di cả, giờ nghĩ lại mới thấy, ba tầng bình đài mà chúng ta đang leo lên đây, đích thực chính là núi Tu Di rồi. Trương Lập ngạc nhiên thốt, "Đây, đây là núi Tu Di, thế còn Sanrila đâu? Mật quang bảo giám không phải chỉ đường đến Sanrila hay sao?" Đội trưởng Hồ Dương nói, "Theo tôi nghĩ, trước đây chúng ta đã hiểu lầm rồi. Trong Mật quang bảo giám, về chỉ đường ẩn tàng ấy không phải chỉ đường cho chúng ta đến Bạc Ba La thần miếu, mà là đến Sanrila. Sanrila chỉ là một phần trong thế giới Tu Di này mà thôi. Người đời muốn tìm kiếm Sanrila ở thế giới bên ngoài kia là chuyện không thể nào thực hiện được." bởi vì Sandrila, Sandrila ở bên trong thế giới này, đây. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Cậu nhìn đây đi, đội trưởng Hồ Dương chỉ vào máy tính, nói với Trương Lập, những người dân trong thôn công bố ở tầng thấp nhất này tự nhận rằng ngôi làng của họ tỏa lạc ở miền giáp danh giữa thánh vực và phiên vực, đây cũng là những gì được miêu tả về thế giới Tu Di trong Đại Thiên Luân Kinh. Dọc theo chân núi Tu Di chia ra làm bốn góc vuông, mỗi góc là một châu, mỗi châu lại chia thành ba khu đông, trung, tây, Cách lý giải thông thường về Đại Thiên Luân Kinh cho rằng, phàm nhân như chúng ta cư trú ở nửa vùng phía Bắc khu trung của châu phía Nam, vùng này lại được chia làm 6 khu vực nhỏ, từ bắc đến nam lần lượt là Tuyết Sơn Tụ, Sanrila, Hán vực, Lê vực, Phiên vực, Thánh vực. Các nhà nghiên cứu cho rằng, Phật giáo được truyền vào từ Ấn Độ, vì vậy Thánh vực để chỉ Ấn Độ, Phiên vực là chỉ Tây Tạng, Lê vực đại khái chắc là vùng Tân Cương, Tuyết Sơn Tụ chắc là vùng cực bắc của đại lục, còn Sanrila rốt cuộc là ở đâu thì vẫn chưa có kết luận nào rõ ràng. Ngoài ra còn rất nhiều luận định nhất trí cho rằng núi Tu Di mà người xưa nói, kỳ thực chính là chỉ hy mã lạp sơn, ai có thể ngờ được. Ai có thể ngờ được, thì ra núi Tu Di lại là núi ở bên trong núi. Trương Lập hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác chấn động pha lẫn kinh hãi, núi Tu Di, Sanvrila, những danh từ trong truyền thuyết ấy cứ luân phiên xuất hiện trở đi trở lại trong đầu anh. Pháp Sư Á La giật lấy chiếc máy tính, nói, chúng ta vẫn còn phải đọc thêm nhiều tư liệu nữa, để xem có thể kết hợp với hình vẽ trên gương đồng mà vẽ ra một tấm bản đồ cụ thể và tỉ mỉ của núi Tu Di hay không. À, đúng rồi, Trương Lập, cậu tìm tôi có việc gì đấy? Trương Lập giật mình sực nhớ ra, vội nói, à, vâng, Pháp Sư, ở đây có một số phần cháu không hiểu nghĩa lắm, muốn nhờ ông xem giúp. Nói đoạn, anh liền chuyển phần tư liệu mình được chia cho vào máy tính. Pháp Sư Á La nhìn lướt qua tư liệu, ồ lên một tiếng, nói, trong này có rất nhiều từ ngữ tu sức, chẳng trách cậu lại không hiểu. Ừm, vừa đưa mắt đọc, pháp sư Á La vừa mỉm cười hiền hòa. Trương Lập đứng bên cạnh cuống cuồng hỏi, "Sao rồi ạ? À? Pháp sư, trong đó viết gì vậy?" Pháp sư Á La giải thích, "Đây chắc là một dạng kiểu như du ký do người phụ trách ghi chép nhật ký của thôn làng viết ra, miêu tả lại những nơi bản thân từng đi qua và những gì mắt thấy tai nghe." "Ừm, thời gian này, tính theo lịch pháp Thiên Luân." Pháp sư Á La gõ mạnh lên bàn phím máy tính, kích động nói, trong những tư liệu chúng ta phát hiện được, đoạn ghi chép này có lẽ khá gần với thời gian thôn công bố xảy ra thảm họa diệt tộc, phải nghiên cứu cho kỹ vào. Trương Lập, cậu chú ý tìm lại coi, trong phần tư liệu cậu được phân cho đó có đoạn nào tương tự như như vậy nữa không, cứ tìm hết loạt ra. Rất có thể chúng ta sẽ tìm được trong đó nguyên nhân thôn công bố bị đổ sát cũng nên đấy. Trương Lập gật đầu nói, "Vâng ạ, thế đoạn ấy rốt cuộc là viết gì thế ạ? Cháu chỉ biết trong ấy có một tên người" Hình như tên là A Mễ hay gì đó, phải không ạ? Mã Cát A Mễ, cái tên đẹp thật, pháp sư Á La chậm rãi nói. Xem chừng người ghi chép của thôn công bố này rất để ý tới cô bé đó, mỗi lần nhắc đến Mã Cát A Mễ đều dùng khá nhiều từ tu sức. Nghe pháp sư Á La nói thế, cả đội trưởng Hồ Dương cũng thấy tò mò, Trương lập lại càng nôn nóng thúc giục, pháp sư đọc lên nghe thử xem thế nào đi, đọc thử đi ạ. Pháp sư Á La chuẩn bị một chút rồi chậm chậm đọc thành tiếng bằng chất giọng thấp trầm. Đêm nay, vầng trăng đã lâu rồi không xuất hiện chiếu rọi khắp muôn nơi, tiếng lá cây xào xạc tấu lên một khúc nhạc tuyệt mỹ dưới ánh trăng vàng, bóng trăng loang lổ, tinh tú chuyển rời, ánh trăng chiếu xuyên qua tán cây rậm rạp rải xuống thảm cỏ màu bích lục, trên mặt đất tựa như có dòng sông sao đang chảy. Ta đầu đội ánh sao, chân bước qua dòng sông sao, đón ngọn gió nhẹ nhẹ mát lành tiến về phía trước, cảnh đêm đẹp tuyệt trần ấy làm ta quên đi cả thời gian và mệt mỏi. Dần dần, bóng trăng ngả về tây phía góc trời đã thấy có ánh sáng tiên nắng đầu tiên của ban mai chiếu qua màn sương mờ vẫn chưa khép hẳn lại phủ lên khu rừng sương sớm ngưng kết thành vô vàn tinh linh bé nhỏ những hạt sương run rẩy nghịch ngợm lượn tròn trên đám lá xanh mơn mởn mới nhú trong khu rừng tĩnh lặng truyền lại tiếng chim trong trẻo véo von dòng suối hân hoan khẽ cất tiếng ngâm nga chúng chảy từ núi tuyết xuống xuyên qua thánh vực đã lâu lắm lâu lắm rồi ta không tìm đến thánh vực tĩnh lặng thanh bình này nữa hôm nay đã được định sẵn là một buổi ban mai không bình phàm ta bước lên thảm cỏ xốp mềm tựa hồ như trong cõi vô minh có một thứ lực lượng đang chỉ dẫn ta tìm kiếm gì đó ta cũng không biết đó là gì cho tới khi thấy bóng hình yêu kiều mong manh đó một thiếu nữ đi nhặt quả phỉ nàng quỳ một chân trên bãi cỏ xoay lưng hướng về phía ta bên cạnh có một chiếc giỏ trúc nhỏ nàng rất chăm chú hoàn toàn không biết ta đang tiến lại gần nếu nói thần tự nhiên khẳng khái đã trải ra trước mắt ta một bức tranh diễm lệ Vậy thì, chẳng nghi ngờ gì nữa, cô bé đó chính là trung tâm của bức tranh ấy, nàng hòa lẫn với khu rừng thành một thể hài hòa thống nhất, cảm giác như sự tồn tại của ta chỉ là dư thừa. Khi nàng ngoảnh đầu lại nhìn, ta lấy làm kinh ngạc trước vẻ đẹp đó, rồi bỗng bàng hoàng hiểu ra, thì ra ánh nắng mai như mộng cảnh này, chính là để tôn lên vẻ đẹp ấy. Trên gương mặt thanh nhã non tơ đó, ta có thể nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của nàng sau này, trong đôi mắt nàng, ta càng có thể thấy cả khu rừng minh mông. Một sắc xanh tràn ngập thậm chí cả trái tim già nua mệt mỏi này của ta, cũng vì thế mà được rót tràn trề một sức sống mới. Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương tựa như đang nghe một đoạn tản văn tuyệt mỹ, tâm thần say sưa chìm đắm, thấy pháp sư Á La ngừng lại, cả hai không hẹn mà đồng thanh hỏi, "Hết rồi à?" Pháp sư Á La mỉm cười, tiếp tục đọc, "Ta khâm phục sự dũng cảm của nàng. Chắc mới chỉ khoảng 7, 8 tuổi thôi, vậy mà đã dám một mình vào trốn rừng sâu này nhặt quả phỉ, lẽ nào nàng không biết, bất cứ loài động vật nào ở đây?" bất cứ một cây rừng nào ở chốn này cũng có thể đưa nàng vào chỗ chết. Đối mặt với một kẻ lạ mặt đi ra từ trong rừng sâu như ta, nàng cũng không hề có vẻ sợ hãi hay hoảng hốt gì, ngược lại còn nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười ấy như thế nào nhỉ, trong những năm tháng đầy giấy khổ đau này, nụ cười ấy đủ sức mạnh để xua tan tất thảy mọi bi thương và tang tóc. Ta cũng thấy yên tâm phần nào, một thiếu nữ có nụ cười như thế, chắc hẳn sẽ được chư thần bảo hộ, dẫu là đám người lỗ mạc hung mạnh nhất, nhìn thấy nụ cười đó, chắc cũng không nhẫn tâm mà ra tay với nàng đâu. Cô bé ấy là, là một tinh linh có nụ cười của thiên sứ. Thiên sứ, Trương Lập tròn mắt nhìn Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La nói, tôi chỉ cố để dịch sao cho các cậu có thể hiểu được. Đội trưởng Hồ Dương vừa ra hiệu cho Pháp Sư Á La tiếp tục đọc, vừa lừa mắt lườm Trương Lập, tựa như đang trách anh chàng phá thối, ngắt lời Pháp Sư Á La. Bởi một cảm giác thân cận hết sức tự nhiên, ta lại gần nàng, cùng nàng trò chuyện. Thiếu nữ ấy nói với ta, nàng tên là Mã Cát, Mã Cát âm mế, một cái tên đẹp đến độ khiến người ta đắm say ngây ngất. Năm nay nàng tám tuổi, đang sống chung với bà nội ở thôn Công Nhã Lạp gần đây, bà nàng không được khỏe, nên Mã Cát đi nhặt quả phỉ về cho bà ăn. Được Mã Cát mời, chúng ta cùng nhặt quả, hái hoa, kết vòng cỏ, chơi đùa. Sự ngây thơ thuần khiết của nàng khiến ta quên đi cả tuổi tác của mình, tựa hồ lại trở về với những năm tháng vô ưu vô lự thuở ấu thơ buổi sớm hôm ấy khiến ta chọn đời cũng khó thể nào quên. Bởi vì vui, cho nên vui, cảm giác vui vẻ đơn thuần ấy, khiến ta hồi tưởng lại được niềm vui thích thật sự. Điều khiến ta kinh ngạc nhất là, từ lời kể của Mã Cát, ta biết được rằng cha mẹ nàng đã chết trong chiến tranh, nàng và người anh trai hơn 2 tuổi xưa nay vẫn quấn quyết nương tựa lẫn nhau cách đây không lâu cũng bị ly tán trong nạn đói. Nhưng ở thiếu nữ này, ta chỉ nhìn thấy niềm hoan lạc và sự kiên định. Niềm vui của nàng khiến từng ngọn cỏ cành cây xung quanh cũng thấm đẫm vẻ hân hoan thích thú. Thiếu nữ ấy nói với ta bằng giọng khẳng định chắc nịch, "Bà nàng nhất định sẽ khỏe lại, chiến tranh nhất định sẽ kết thúc, anh trai nàng nhất định sẽ trở về đón nàng rời khỏi nơi đây, họ sẽ ra thế giới bên ngoài kia, họ đã ước định như vậy rồi. Họ sẽ cùng đi tìm kiếm miền Tịnh thổ không có chiến tranh loạn lạc trong truyền thuyết ấy, thế giới bên ngoài rộng lớn vô hạn, nhất định sẽ có một vùng thánh địa thanh bình." nàng muốn tất cả mọi người đều sống bên nhau thật tình tương thân tương ái. Khi Mã Cát nói những lời ấy, vẻ nghiêm túc trên gương mặt nàng khiến tim ta rung lên. Thật hổ thẹn thay, địch ô của thôn công bố như ta, mà lại không có được đảm thức và sự giác ngộ ấy. Một lần nữa, ta lại kinh ngạc trước sự kiên định và chấp niệm của nàng, trước đôi bờ vai nhỏ nhắn non tơ ấy. Pháp Sư Á là đọc tới đoạn cuối cùng, nhíu mày nói, chiến tranh. Trong các đoạn nhật ký trước đây chúng ta đọc được, hình như không có nhắc đến chiến tranh thử tìm kỹ lại xem, có khi lại có quan hệ trực tiếp với sự diệt vong của thôn công bố cũng nên đấy. Trương Lập vẫn đứng im bất động, trong óc anh đã phát ra một cô bé với nụ cười tươi tắn thuần khiết, tay cầm chiếc giỏ trúc, chăm chú nhặt quả phỉ trong cánh rừng u tịnh. Sương sớm, dòng suối nhỏ, thảm cỏ xốp mềm, vài tia nắng chiếu qua cây, cảnh tượng đó hẳn phải đẹp vô cùng. Sau đó họ lại đi thêm hai ngày nữa. Trong hai ngày này, người nhàn nhã nhất chính là Son, vì vết thương ở chỗ nhạy cảm nên anh ta được ung dung thoải mái nằm sấp trên cáng, ngày ngày chỉ có mỗi việc đọc tài liệu trong máy tính của giáo sư Phương Tân, bổ sung thêm kiến thức về các loài sinh vật khổng lồ thời tiền sử, nên giờ đây đã có thể phán đoán được tập tính sinh hoạt của các loài quái thú ở đây một cách chính xác hơn nhiều rồi. Có điều, sự nhàn nhã của son được xây dựng trên cơ sở sự bận biểu của bốn người, Ba Tang, đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á là bốn người này phải thay nhau khiêng cáng. Ba người còn lại không nói gì chỉ có ba tang là rất nghi ngờ về vết thương của son đầu óc son vẫn tỉnh táo vết thương cũng không hề có chiều hướng nhiễm trùng nặng hơn tại sao lâu như vậy vẫn không đỡ chút nào ít nhất anh ta cũng phải tự đi được vài bước mới phải có điều lần nào thay thuốc cũng thấy lư cánh nam và đường mẫn nhíu chặt đôi hàng lông mày lần nào cũng dẫn lưu được nhiều dịch như cũ nhưng nếu bảo là vết thương bị nhiễm trùng thì cơ thể son lại cũng không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào khác đối với trường hợp này bọn họ cũng không thể nào giải thích nổi các loại thuốc tiêu viêm, kháng sinh có thể dùng được đều đã dùng hết cả rồi, lẽ nào cả vi khuẩn ở Sanrila này cũng khác với thế giới bên ngoài hay sao? Nhưng chắc Mộc Cường Ba cũng bị thương y như vậy, tại sao chắc Mộc Cường Ba không sao? Vết thương của gã về cơ bản đã khỏi hẳn, sẹo cũng liền lại rồi. Nhưng chẳng phải ba tang quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Son, điều anh ta lo lắng là Son chẳng những không chia sẻ một phần việc phát đồ, ngược lại còn tăng thêm trọng lượng cho những người còn lại, khiến tốc độ hành trình của cả nhóm giảm xuống đáng kể, cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng bị đám phần tử vũ trang đằng sau kia đuổi kịp. Nếu là đội trước đây của anh ta, những thành viên như tay son này đã sớm phải rời khỏi đội ngũ, một mình tự sinh tự diệt trong rừng sâu rồi, còn nếu như gặp tình trạng quá sức đau đớn không thể sinh tồn được, thì những thành viên khác trong đội sẽ hoàn toàn không chút do so dự giúp người bị thương giải thoát. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt băng lạnh đầy sát khí của ba tang, son cũng không khỏi có chút áy náy, đương nhiên anh ta cũng biết hiện giờ mình đang là gánh nặng của cả đội, có điều lần tiếp xúc thân mật với con muỗi khổng lồ ấy có lẽ đã thương tổn đến thần kinh hay xương mông gì đó, cứ hễ đặt một chân xuống đất là lại đau đến thấu tim, mà anh ta thì cũng tuyệt đối không thể hy sinh bản thân vì nhóm người này được. Trong thời gian nghỉ ngơi của hai ngày này, với sự cố gắng không mệt mỏi của mình, cuối cùng Trương Lập đã phát hiện được thêm hai đoạn ghi chép nữa có nhắc đến mã cát, Pháp Sư Á là đã dịch lại cho anh thành một đoạn văn đầy thi vị. Ngọn lửa chiến tranh, mặc dầu đã dần dần lắng xuống, nhưng mỗi lần nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ vô tội, cùng những cặp mắt oán hận ấy, ta lại biết rằng, dấu ấn thù hận đã hằn sâu, bên dưới sự bình lặng bề ngoài ấy là sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng. Ta thật không hiểu nổi, những kẻ sống ở phía trên kia nghĩ thế nào. Sự cân bằng thế lực giữa hai vương quốc lớn đã giữ được hơn trăm năm, phá vỡ thế cân bằng ấy, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng khủng khiếp, bọn họ hẳn cũng hiểu rõ đạo lý ấy chứ. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể nào trở lại trên ấy nữa, xem ra, mãi mãi ta cũng không thể nào biết được chân tướng sự thực. Có điều, khi đi qua thôn công Nhã Lạp, ta đã thấy một cảnh tượng khiến mình thật sự cảm động, một đám trẻ con tầm 6-7 tuổi, quần áo rách dưới vây quanh một cô bé khoảng 10 tuổi, díu ra díu rít, tiếng cười hân hoan vang lên không ngớt. Dường như chúng đã quên đi nỗi đau do ngọn lửa chiến tranh mang tới. Trong khoảnh khắc ấy, ở chúng toát lên vẻ thuần chân mà những đứa trẻ nên có, thật hài hòa với cỏ xanh mầm biếc nơi đây ta bất giác dừng ngựa đứng từ xa nhìn, không phải cố ý, nhưng bất chợt nghe thấy lũ trẻ ấy báo cáo với thiếu nữ đang quay lưng về phía ta bằng chất giọng non nớt trong trèo. Chị Mã Cát, em giúp chú Lạp Cát tìm được cái chổi trong nhà, chú ấy khen em cẩn thận đấy nhé. Chị Mã Cát, em giặt sạch khăn giúp Ama, Ama còn khen em rất giỏi giang nữa cơ. Chị Mã Cát, chị Mã Cát, chú dê nhỏ nhà em bị thương ở chân, em băng bó cho nó rồi, nó còn liếm tay em nữa nhé. Cả em nữa, cả em nữa, em tưới cây cho vườn quả của a ba. a ba bảo em đã lớn rồi. những lời báo cáo hân hoan ấy, cùng với tiếng cười ngân nga như tiếng chuông bạc như mưa xuân tưới đẫm lên linh hồn của kẻ đang lắng nghe là ta đây. tựa hồ lần đầu tiên ta biết được, thì ra niềm vui còn có thể hưởng thụ được theo cách như thế. lũ trẻ tranh nhau nói ra những điều khiến mình vui vẻ, những điều mình tự hào, bất giác đã làm nhạt đi cảm giác đau đớn, quên đi cả đói khát và nỗi sợ những gương mặt non nớt ngây thơ càng tôn thêm vẻ đẹp của nụ cười. Cô bé gái lớn hơn một chút ấy, tay sách một giỏ trúc nhỏ, chừng như đang phát phần thưởng cho lũ bé hơn. Ta có cảm giác, bóng lưng ấy sao mà quen thuộc thế, cả cái tên mã cát cũng cứ vương vấn mãi trong lòng. Khi nàng quay người lại, gương mặt tươi cười khiến người ta có cảm giác như được tắm trong gió xuân, khiến lòng người thấy ngọt ngào như có dòng suối mát chảy qua, chính là nàng. Trong tâm trí ta lập tức hiện lên bóng hình nhỏ nhắn mong manh ấy, mã cát am mế cùng với năm tháng mã cát càng ngày càng thêm xinh đẹp bất cứ ai nhìn thấy nụ cười thanh bình của nàng cũng đều mang một hồi ức cả đời khó quên mã cát đã không nhận ra ta nữa nhưng nụ cười của nàng vẫn không hề thay đổi đôi mắt trong suốt của nàng cũng không thay đổi bước lại gần ta ngạc nhiên phát hiện ra chiếc giỏ trúc nhỏ của mã cát chứa đầy các loại hạt giống hạt cỏ hạt quả hạt ngũ cốc còn lũ trẻ nhỏ hơn kia thì nâng niu những hạt giống ấy trên tay như báu vật nét mặt lộ ra vẻ dương dương đắc ý Ta tò mò hỏi xem cả bọn đang chơi cho gì. Mã Cát Bèn khẽ nói với ta rằng, lũ trẻ ấy đã phải chịu nhiều đau khổ trong chiến tranh, đứa thì mất người thân, đứa thì thành tàn phế, cặp mắt chúng đã phủ lên sắc màu u ám, nếu không có người nào giúp đỡ chúng, trái tim chúng sẽ như tảng băng ngàn vạn năm không tan trên cao nguyên tuyết phủ. Nhìn những đứa trẻ mất đi nụ cười hoan hỉ của tuổi thơ ấy, Mã Cát liền nghĩ đến bản thân mình. Nàng hy vọng những đứa trẻ mồ côi bị chiến tranh dày vò ấy có thể tìm được hạnh phúc trong bất hạnh, nàng hy vọng nỗi đau mà nàng từng phải chịu đựng, từng phải nếm trải, không còn dáng xuống đầu những đứa trẻ khác nữa. Vì vậy, nàng đã nhặt rất nhiều hạt giống, và nói với chúng, mỗi ngày chúng có thể mang những điều khiến mình vui vẻ, những điều khiến mọi người vui vẻ đến đây đổi lấy một hạt giống hạnh phúc. Mang những hạt giống ấy trồng xuống đất, rồi dùng trái tim yêu thương tưới tắm, dùng niềm vui để chăm sóc, hạt giống sẽ nảy ra những mầm xanh hạnh phúc mầm sẽ lớn lên, đơm hoa kết thành những trái hy vọng. Như thế, mỗi ngày lũ trẻ đều đi thu thập niềm vui, bọn chúng sẽ quên đi những điều bất hạnh. Nhìn nụ cười thuần khiết vô tà của mã cát, ta bất giác rung động cả cõi lòng. Rốt cuộc nàng là người như thế nào? Chỉ với một hạt giống bé nhỏ đã có thể khiến lũ trẻ ấy quên đi nỗi đau đi thu nhặt niềm vui. Nàng đã gieo trồng những hạt giống hạnh phúc vào lòng lũ trẻ ấy. Chữa lành vết thương do chiến loạn gây ra là việc ta đã vắt óc nghĩ suy cũng không thể nào làm nổi. Vậy mà nàng đã làm được. Nàng mới chỉ là một thiếu nữ 10 tuổi, sau khi vào thôn Công Nhã Lập, ta nghe được một tin đau lòng, nửa năm trước, bà của Mã Cát đã qua đời. Cô bé vừa nãy mang đầy một giỏ hạnh phúc phân phát cho đám trẻ đã phải một mình gánh vác cuộc sống rồi hay sao? Khi nhìn thấy vẻ kính ngưỡng và sùng bái trong mắt lũ trẻ ấy, ta càng có niềm tin rằng, thiên sứ bé nhỏ ấy chính là độ mẫu trên trời chuyển thế đến nơi đây cứu vớt những linh hồn bị thương tổn vì chiến loạn như chúng ta đây. Lúc trở về, khi đi qua thôn công nhã lạp, địch ô lạp tố mời ta cùng đón Tết vọng quả, ta lại nhớ đến cô thiếu nữ ấy. Mã cát giờ chắc đã 12 tuổi rồi. Khi ngọn lửa cháy lên, ta liền thấy nàng. Giờ nàng đã trổ mã, càng thêm duyên dáng thất tha. Mã cát nhảy múa quanh đống lửa, vạt váy tung bay, ngọn lửa cũng lay động hòa theo nhịp múa của nàng, mặt đất cũng đang rung lên theo nhịp chân nàng, nụ cười toát ra từ trong ánh mắt nàng. Khác với Trương Lập chỉ chăm chú lắng nghe những dòng văn đẹp đẽ ấy, Pháp sư Á La và đội trưởng Hồ Dương để tâm hơn đến các thông tin ẩn chứa đằng sau những ghi chép dạng như du ký cá nhân hay tùy bút đó. Giờ họ đã hiểu được đại khái, nơi này chắc là một vùng đất cách biệt với thế giới bên ngoài ở trong dãy núi tuyết, cực kỳ khó ra vào. Nếu các loại truyền thuyết cũng có thể coi như lịch sử, vậy thì cách đây khoảng 10.000 năm, đã lần lượt có các dân tộc thiên di đến đây để tránh chiến loạn hoặc nạn đói. Những dân cư nguyên thủy ở đây thống nhất gọi cả ba tầng bình đài là thánh vực hoặc cũng có thể mấy nghìn năm trước họ đã từng có một mô thức thống nhất, nhưng về sau đã lại bị phân tán ra, từ sau khi người qua ba đến đây, họ bèn gọi nơi này là núi Thánh Tu Di, còn một nơi nào đó trên tầng bình đài thứ ba, sau khi được người qua ba xây dựng kiến tạo, đã được đặt tên là Sanrila, là nơi được kiến tạo giống như trong truyền thuyết, không có chiến tranh, không có đói khát, cơ hồ mọi thứ đều có thể tự động hoàn thành. Sở dĩ họ cho rằng trước đây đã từng xuất hiện một mô thức thống nhất, là vì trong các phần ghi chép tản mạn, sự phân bố quyền lực trong các bộ lạc có nét tương đồng rất lớn, giống như bộ lạc người cu ở rừng rậm châu Mỹ, quyền lực được chia thành thần quyền và vương quyền, người đại biểu cho thần quyền gọi là địch ô. Pháp sư Á La giải thích, địch ô là một dạng thầy mo có thể trực tiếp đối thoại với thần linh, có thể đoán biết tương lai, đồng thời cũng sở hữu năng lực tiêu trừ khổ bệnh hoặc dáng tai họa trong bản giáo cổ đại. Trong các bộ tộc ở tầng bình đài thứ hai này, địa vị của địch ô đã được nâng lên đến gần bằng hoặc có thể nói là ngang với vương quyền, mỗi bộ lạc đều có một địch ô, chức trách của họ giống như trưởng thôn, cũng đồng thời là thầy lang của thôn làng ấy, trong chiến tranh lại có tác dụng như thiên khí chú sư, hoặc cổ độc sư, thao thú sư. Trong những ghi chép dạng hồi ức ấy, còn một điểm cực kỳ quan trọng. Chiến tranh, nhật ký thôn công bố dường như không hề nhắc đến chiến tranh, có thể là ngọn lửa chiến tranh không bao giờ lan đến thôn công bố ở tận tầng bình đài thứ nhất, cũng có thể là người phụ trách việc ghi chép của thôn công bố rất kín kẽ đối với vấn đề chiến tranh, nên sự việc vốn trọng đại hơn thiên tai, tế lễ gấp bội phần này không hề xuất hiện trong các bản ghi nhật ký lấy một lần. Từ những đoạn ghi chép hồi ức, trải nghiệm của những người thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, có thể thấy rằng nơi này không chỉ từng bùng nổ một trận chiến, mà cứ cách chừng mấy chục năm lại nổ ra một trận. Người qua ba khi mới đặt chân đến đây cũng không được thuận buồm xuôi gió, mà đã từng nảy sinh vô số xung đột lớn nhỏ với những dân tộc sống ở đây từ trước, cuối cùng mới xác lập được địa vị của mình. Trong một bản chép tay cổ xưa nhất, có nhắc đến một cuộc chiến tranh gian khổ nhất kể từ sau khi bộ tộc qua ba đến núi Thánh Tu Di, ở trên tầng cao nhất, họ rằng có bất phân thắng bại với một bộ tộc nào đó. Phần nội dung này Nhạc Dương phát hiện ra, anh rất ngạc nhiên vì trong phần tư liệu do những người khác phụ trách, chiến tranh chỉ được nhắc đến hết sức qua loa đại khái. Xét cho cùng ở thời đại đó, thế lực có thể đối kháng ngang hàng với đạo quân ánh sáng gần như không tồn tại, bộ lạc có thể buộc đạo quân ánh sáng phải huyết chiến nhiều ngày, ắt hẳn cũng tương đối lớn mạnh chứ chẳng chơi. Nhạc Dương đưa phần tư liệu ấy cho Pháp Sư Á La. Pháp Sư vừa nhìn thấy tên bộ lạc đó, liền bất giác biến sắc thốt lên, mã tang. Nhạc Dương vội hỏi, đây là bộ lạc gì vậy ạ? À? Pháp Sư Á La giải thích, mã tang là một bộ lạc trong truyền thuyết. Tương truyền rằng, trước khi thổ phồn thống nhất cao nguyên thanh tạc, nơi đây đã từng trải qua mười mấy vương triều khác nhau, mã tang chính là một trong số đó. Thời kỳ thống trị của bộ tộc này có lẽ còn trước cả vương triều tượng hùng, Chắc là cùng thời kỳ với Triều Nhà Thương ở Trung Nguyên Nhưng đồng thời, mã tang cũng là một loại ma vật có sức mạnh vô song trong bản giáo cổ xưa Về sau khi dung hợp với Phật giáo, mã tang được đổi thành dạ xoa và gọi như vậy cho đến ngày nay Ngoài ra, trong các truyền thuyết thần thoại xa xưa, còn một câu chuyện rất nổi tiếng về mã tang nữa Gần đây, Trương Lập trở nên cực kỳ mẫn cảm với các loại thần thoại truyền thuyết Vội vàng ngó đầu vào hỏi, thật không ạ? Truyền thuyết gì thế? Pháp Sư Á La Bèn kể vấn tắt là một truyền thuyết khác về nguồn gốc của người Tạng. Trong câu chuyện ấy, tổ tiên của chúng ta từ đầu đã ở trên cao nguyên rồi. Họ sống trong những hang động nằm lưng chừng núi, còn được gọi là người ở hang đá, còn ở nơi cao hơn nữa trên núi tuyết, thì có người núi tuyết sinh tồn, tên của họ chính là Mã Tang. Vì vậy Mã Tang còn có thể gọi là người núi tuyết. Trong truyền thuyết, người Mã Tang cao lớn hơn chúng ta, bên ngoài cơ thể mọc một lớp lông tóc dày, tay dài chân rộng, có thể bước đi như bay trên núi tuyết thời viễn cổ xa xưa người núi tuyết thường xuống núi ức hiếp người ở hang đá người ở hang đá phản kháng nhưng vì sức khỏe không bằng đối phương nên vẫn luôn bị người núi tuyết chèn ép áp bức về sau vì muốn sinh tồn người ở hang đá đã đến cầu xin mẹ của các thần xa đâu ngài tang vậy là trong một trận quyết chiến giữa người núi tuyết và người ở hang đá thần mẫu đã giúp đỡ người ở hang đá biến vũ khí trong tay họ thành những tảng đá khổng lồ còn vũ khí của người núi tuyết bị biến thành những quả cầu tuyết cuối cùng Người ở hang đã dùng những tảng đá ấy đuổi người núi tuyết sang tận phía bên kia núi, rồi từ đó vui vẻ sinh sôi nảy nở dưới chân núi tuyết, cuối cùng đã hình thành nên các bộ tộc trên cao nguyên. Hả, Trương Lập và Nhạc Dương đều cho rằng mình đã tìm hiểu đủ về cao nguyên thanh tạng rồi. Vậy mà Pháp sư Á là chỉ cần thuận miệng kể ra một câu chuyện thôi cũng khiến họ cảm thấy hoàn toàn mới mẻ. Đội trưởng Hồ Dương nói: Truyền thuyết này tôi cũng có nghe nói. Còn nhớ khi đó có một vị chuyên gia nghiên cứu tây tạng đã từng phân tích. Bảo rằng truyền thuyết này chắc là để ám chỉ cuộc chiến giữa người da vàng phương Đông và người da trắng ở phương Tây. Mọi người biết đấy, đám người nước ngoài kia thường thường thể hình đều cao lớn hơn chúng ta, hơn nữa lông tóc trên người cũng dài mà rậm rạp hơn. Thậm chí có người còn nói đấy là cuộc chiến giữa người Neanderthal và người Homo sapiens nữa. Pháp sư Á la lắc đầu nói, "Không, không phải, đây có lẽ là một lần thay đổi vương triều trong thời kỳ nô lệ, thời kỳ vẫn chưa có văn tự ghi chép." Hơn nữa về người núi tuyết này, tôi có khuynh hướng nghiêng về. Người tuyết, đội trưởng Hồ Dương tựa hồ bỗng nhiên sực nghĩ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng nôn nóng tiếp lời. Trương Lập và Nhạc Dương cũng lập tức lần lượt nói theo, "Dạ đế, chính là cái thứ lần trước chúng ta ở trên núi tuyết nghe thấy tiếng mà không thấy đâu ấy ạ." À. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu nói, "Ừm, um, trên cao nguyên Thanh Tạng vùng nào mà chẳng có các truyền thuyết về người tuyết, dã nhân, miêu tả cũng tỉ mỉ kỹ lưỡng lắm." nhưng trước nay vẫn chưa có chứng cứ nào xác thực cả. Nhiều nước trên thế giới còn tổ chức các đội khảo sát khoa học đến Tây Tạng và Nepal để tìm kiếm chứng cứ về người tuyết nữa đó. Nhạc Dương tò mò hỏi, đội trưởng Hồ sao lại nắm rõ những thông tin kiểu thế giới đó đây này thế? Đội trưởng Hồ Dương nhe răng cười, đáp, không đơn giản chỉ là chuyện lạ đó đây đâu, rất nhiều nước coi việc điều tra về người tuyết như một hạng mục nghiên cứu khoa học. Năm đó, thời tôi mới vừa tham gia công tác, cũng từng theo ông đội trưởng già lên núi tuyết tìm cái thứ ấy đấy. Đội trưởng Hồ Dương ngước mắt nhìn trời, như hồi tưởng, ở vùng thanh tạng và cả dãy Himalaya này, những câu chuyện về người tuyết thật nhiều vô số kể. Những khu vực khác nhau cũng có cách gọi khác nhau, cách gọi giả đế là phổ biến nhất, cả vùng núi thuộc Trung Á và Đông Á đều gọi như thế cả, gần như đã trở thành tên gọi chính thức của người tuyết. Nhưng ở khu mặc thoát thì lại gọi là tắc thị, gần vùng núi Lạp Ca Ba gọi là Khang Mễ, vùng phía Bắc Thanh Hải gọi bằng tên cách lý, các ghi chép thời nhà thanh thì gọi là nhân đồng đối với vấn đề giã nhân có tồn tại hay không nhà nước xưa nay vẫn rất coi trọng chỉ có điều trọng điểm là ở khu vực thần nông giá, còn về phương diện người tuyết thì các chuyên gia nước ngoài nghiên cứu kỹ hơn chúng ta nhiều họ hoạt động ở phía nepal và ấn độ ngoài ra các hoạt động bí mật điều tra về người tuyết cũng được triển khai khá nhiều ở xung quanh ngọn cho Ma. không đúng pháp sư á là nở một nụ cười điềm đạm nói với đội trưởng hồ dương bằng giọng hết sức khẳng định đội trưởng hồ dương thoáng ngẩn người ngạc nhiên vẫn chưa hiểu ra không đúng ở điểm nào nhạc dương đã nhanh nhỏ phản ứng trước gieo toáng lên đám người nước ngoài ấy không tìm người tuyết mà chỉ mượn đó làm cái cớ che mắt thực ra là họ muốn tìm bạc ba la thần miếu giống như đoàn khảo sát đỉnh cho mơ lung ma của hitler và các nước khác thời thế chiến thứ hai vậy tất cả chỉ là để che mắt mà thôi tất cả đều muốn tìm kiếm bạc ba la thần miếu pháp sư á la nở một nụ cười khen ngợi nhưng vẫn nói không đúng nhạc dương gãi gãi đầu lần này thì anh cũng không hiểu ông muốn nói gì nữa chỉ nghe pháp sư á la trầm chậm, chậm giải thích bọn họ tìm kiếm bạc ba la thần miếu nhưng cũng tìm kiếm cả người thuyết nữa đó không phải cái cớ thấy nhạc dương vẫn còn trao mày pháp sư lại tiếp lời giống như cường ba thiếu ra vậy cậu ấy tìm kiếm tử kỳ lân cũng tìm kiếm bạc ba la thần miếu đâu có mâu thuẫn gì đồng thời cũng tương tự như chúng ta biết rõ việc bộ tộc qua ba đã xây dựng bạc ba la thần miếu Giữa đạo quân ánh sáng và bạc ba la thần miếu có một mối liên hệ tất nhiên, có một số nhà nghiên cứu phương Tây cũng tin chắc rằng giữa người tuyết và Sandrila có một mối liên hệ tất nhiên nào đó. Sao lại nói thế, giờ thì cả đội trưởng Hồ Dương cũng bắt đầu thấy hứng thú. Pháp sư Á La nói, chuyện này phải bắt đầu từ Morton Stanley. Người đời sau đều biết, Morton Stanley tìm được đầu mối về bạc ba la thần miếu trong sử thi A Lý Vương, vì vậy, cũng có một số người kế thừa phương hướng tìm kiếm này của ông ta, họ chuyên thu thập các loại truyền thuyết, thần thoại, hy vọng có thể phát hiện được bí mật về bạc ba la thần miếu trong đó. Trong đó có một câu chuyện thần thoại, bắt nguồn từ bản giáo cổ, đại ý là thế này, vào thời kỳ của thần và ma, nơi thần cư ngụ gọi là gia quốc, nơi ma cư ngụ gọi là ngạn quốc. Ngạn quốc là nơi có đủ loại bệnh tật, chất độc, sinh linh thương tàn, sinh tồn là điều cực kỳ gian nan, còn gia quốc thì ngược lại, hoa thơm cỏ lạ, chim chóc líu lo, mây lành vẩn vít, không cần lo ăn lo mặc. Hai vùng đất này bị chia tách bởi dòng sông Hy Mã, Ngạn quốc muốn chiếm lĩnh đất đai của Gia quốc, vì vậy chiến loạn cứ kéo dài liên tu bất tận. Về sau, Ngạn quốc phái đi một ma nữ để dụ dỗ thần linh, sinh con đẻ cái, rồi ma nữ ấy giết chết mẹ ruột của mình, bỏ rơi chồng và con cái trở về Ngạn quốc, từ đó Gia quốc cũng bị vấy bẩn theo. Vì vậy, khi tiến hành mọi nghi lễ của bản giáo cổ, nhất định phải có nghi thức tịnh hóa, chính là để rửa sạch sự ô nhiễm mà ma nữ của Ngạn quốc mang đến dần dần thì được diễn hóa thành một tập tục của dân tạng ngày nay. Tục đốt tang. Pháp Sư Á La nói tới đây thì dừng lại. Trương Lập, Nhạc Dương và cả đội trưởng Hồ Dương không nói gì, chỉ chố mắt ra nhìn ông. Câu chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến người tuyết và shangri thì phải. Pháp Sư Á La giờ mới nói, những nhà nghiên cứu nước ngoài ấy cho rằng, ngạn quốc chính là chỉ cao nguyên mà người thời cổ sinh sống. Lúc ấy môi trường ở cao nguyên rất khắc nghiệt, con người muốn sinh tồn là chuyện cực kỳ khó khăn, các loại bệnh tật cũng rất nhiều, gia quốc là để ám chỉ Sanrila, còn dòng sông Hy Mã chính là con đường dẫn đến thánh địa nguy ma long nhân của bản giáo cổ, cũng tức là con đường duy nhất dẫn đến Sanrila. Còn người tuyết lại được gọi là dạ đế, rất nhiều nơi dịch âm thành ra đề, những nhà nghiên cứu ấy chỉ ra rằng, gia quốc thực ra có hàm nghĩa là đất nước của người ra đề. Ngạn quốc làm ô nhiễm gia quốc, vừa khéo cũng rất trùng khớp với truyền thuyết người ở hang cuối cùng cũng xua đuổi được người núi tuyết, mà tục đốt tang một của người Tạng ngày nay, chính là để làm lắng điều oán niệm của người mã tang bằng phương thức đốt. Và sự thực là, tang mà chúng ta nói đó, hẳn phải có nghĩa sạch sẽ, thanh khiết, toàn bộ nghi thức tịnh hóa này là dùng nước sạch và khói tinh khiết của cây bách hồng xua đi những thứ vẩn đục ô uế và bệnh tật. Nhạc Dương sắp xếp lại tư duy trong đầu, đoạn nói, ý của pháp sư là, những nhà nghiên cứu nước ngoài đó cho rằng, Sanrila chính là gia quốc trong truyền thuyết, cũng chính là nơi người núi tuyết mã tang cư trú những từ người núi tuyết, mã tang, người tuyết, dạ đề, đều để chỉ một loại sinh vật đã từng tranh đoạt không gian sinh tồn với tổ tiên chúng ta thời xa xưa, về sau đã bị xua đuổi đi, và chạy đến shangri la Sao thế được nhỉ, tôi nhớ cường ba thiếu gia từng nói, trong tiếng hạ nhĩ ba, dạ đế nghĩa là người ở hang, ở đây sao lại biến thành kẻ đối đầu của người ở hang rồi. Pháp sư Á La lắc đầu nói, trong tiếng hạ nhĩ ba không có từ nào chỉ người núi tuyết. Dạ đế là để chỉ một loại sinh vật khổng lồ có vóc dáng rất giống con người, nhưng thân hình cao lớn, khắp người lông lá, hoạt động trong khu vực núi tuyết, vì người hạ nhĩ ba không biết chúng sống ở đâu, cũng chưa bao giờ tìm được sào huyệt của chúng, vì vậy cho rằng chúng cư trú trong những hang đá trên núi tuyết, bởi thế, trong tiếng hạ nhĩ ba, dạ đế còn có thể phiên nghĩa ra thành người ở hang đá. Người ở hang đá này và người ở hang đá chúng ta vừa nhắc đến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Còn những phân tích khác của cậu thì đều không sai, đại để chính là như vậy. Rất nhiều người nước ngoài tin rằng, người tuyết cư trú ở một nơi cực kỳ ẩn mật trong dãy Himalaya, nơi đó rất có khả năng chính là Sandrila trong truyền thuyết. Hơn nữa, người tuyết chưa bao giờ thực sự lộ diện, đâu đâu cũng có truyền thuyết, song lại chẳng có một chứng cứ xác tín nào cả, nên mọi người lại càng tin rằng, người tuyết có thể tìm được đường đến Sandrila, bắt được người tuyết, biết đâu có thể ép họ dẫn đường đến Sandrila cũng không chừng. Nhạc Dương nói: xem các tư liệu chúng ta tìm được ở thôn công bố, thì cách lập luận của đám chuyên gia nước ngoài kia hình như cũng có lý ra phết. Ở đây đúng là có một bộ tộc mã tăng thật, chỉ tiếc là tôi tìm được có mỗi một đoạn ngắn. Pháp Sư Á La nói, sở dĩ các nhà nghiên cứu nước ngoài ấy vững tin như vậy, chính là vì câu chuyện thần thoại về gia quốc và ngạn quốc tôi vừa nhắc đến ấy xuất hiện rất sớm, còn sớm hơn cả các câu chuyện lưu truyền trong dân gian như sử thi A Lý Vương, sử thi cách tát nhĩ Vương rất nhiều. Còn có cả nhà nghiên cứu tạng học nước ngoài chỉ ra rằng, từ trước khi bản giáo cổ hình thành, đã có những câu chuyện như thế lưu truyền rồi. Mặc dù tôi không biết họ tìm được chứng cứ xác thực ở đâu, nhưng truyền thuyết này thì đích thực là có từ rất sớm, bao gồm cả câu chuyện về cuộc chiến giữa người ở hang và người núi tuyết, đều được người tạng truyền miệng cho nhau bao nhiêu đời nay rồi. Mặc dù về sau này có pha trộn thêm một số tu sức của bản giáo cổ và các đặc điểm riêng của từng địa phương, nhưng nội dung chính của câu chuyện thì có lẽ là không thay đổi gì cho lắm. Nhạc Dương nhìn đống tư liệu trên tay, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là, người qua ba năm xưa cũng vì nghe được câu chuyện này, nên cuối cùng mới tìm được tới nơi đây. Pháp Sư Á La Trầm ngâm gật đầu, có khả năng như vậy. Mọi người xem câu này, dịch ra có nghĩa là, quân lính trong đạo quân ánh sáng cơ hồ chỉ cao đến ngực người Mã tang. Mà theo như chúng ta đã biết, người qua ba không phải giống thấp lùn, đạo quân ánh sáng lại là những chiến sĩ xuất sắc nhất trong bộ tộc, từ đây có thể suy ra, chiều cao bình quân của người Mã Tang hẳn phải hơn 2 mét. Với thể hình khổng lồ ấy mà người ghi chép này cũng không dùng ngữ khí kinh ngạc, xem ra giống như là ông ta đã biết có một giống người như vậy tồn tại từ lâu rồi vậy. Đội trưởng Hồ Dương nói, Pháp Sư, ông dịch giúp bọn tôi cả đoạn này được không? Pháp Sư Á La gật đầu, rồi dịch vắn tất cả đoạn văn ấy ra. Người viết chép lại câu chuyện của một người bạn ông ta, người này cùng với những tộc nhân khác lên tầng bình đài cao nhất ác chiến với người Mã tang sau khi trở về tầng dưới này người bạn đó đã chia sẻ đoạn chiến sự thảm liệt đó với ông ta đây rõ ràng là chuyện xảy ra khi người bộ tộc qua ba mới tiến vào đây giữa các tầng bình đài vẫn còn có thông tin qua lại trong ghi chép chỉ viết rằng người mã tan rất khỏe ngoài ra còn một số đoạn tả cảnh chiến đấu nửa sau thì vẫn chưa tìm được nhưng sau khi nghe pháp sư á la dịch những đoạn miêu tả về chiến tranh ấy đội trưởng hồ dương lại nhíu mày lại nói dựa dựa vào ngoại hình thì những người mã tang ấy khá là phù hợp với đặc điểm hình thể của người tuyết. Có điều, xưa nay chúng ta vẫn quy người tuyết vào loại dã nhân, một giống sinh vật tương tự như khỉ vượt, trí tuệ có hạn. Nhưng người mã tang mà pháp sư vừa nhắc đến có hẳn bộ là cơ mà. Người mã tang và người tuyết có lẽ nào là hai loại khác nhau không? Pháp sư Á La cũng nói, đúng vậy, nếu câu chuyện truyền thuyết không bị biến đổi quá nhiều, vậy thì người núi tuyết và người ở hang chắc là có trí tuệ tương đương nhau chỉ là hai chủng tộc khác nhau giống như người phương Đông và người phương Tây vậy thôi, trí khôn hẳn không hơn kém nhau quá nhiều. Còn nữa, trong các truyền thuyết về Sandrila còn có một thuyết nói rằng, Sandrila do hai tộc người A Chát Ba và Khố Tấn Ba nắm giữ, thể hình hai tộc người này cũng rất giống người tuyết, thân thể cao lớn, nhiều lông. Nhưng trong truyền thuyết đó, trí tuệ của hai tộc người này đều cao hơn những người bên ngoài chúng ta rất nhiều. Đương nhiên, tôi vẫn chưa tìm được xuất xứ của truyền thuyết này, khó mà xác định được độ tin cậy. Tới đây, Pháp Sư Á là mỉm cười, đoạn nói tiếp, tư liệu về người tuyết thì tôi không tìm hiểu nhiều lắm, nhưng nhớ hình như văn bản sớm nhất về sự xuất hiện của người tuyết chắc là vào khoảng hơn 800 năm về trước. Tôi phát hiện một đoạn ghi chép về họ trong một ngôi chùa nhỏ, bản ghi đó nói trí tuệ của người tuyết không cao. Đội trưởng Hồ Dương cũng nhớ ra điều gì đó, nói, tôi nhớ có một nhà thám hiểm người anh từng kể, người tuyết mà ông ta gặp có cầm cung tên. Chỉ có điều, hầu hết các miêu tả về người tuyết đều là hình tượng dã nhân, không mặc quần áo, ngoại hình giống vượn, ăn sống vật săn mà thôi. Việc này cần gì phải tranh luận, Trương Lập vỗ vỗ lên máy tính sách tay, nói, cứ bỏ thời gian ra tra cứu một lúc là biết. Trong máy tính của giáo sư Phương Tân có cài đặt toàn bộ dữ liệu của Thư viện Britannica. Pháp sư Á La nói, đúng, chuyện này giờ không phải là trọng điểm, trước tiên chúng ta cần sắp xếp các tư liệu có liên quan đến chiến tranh trong đống tư liệu tìm được ở thôn công bố đã. Đây mới là mấu chốt để tìm hiểu thêm về vùng đất này. Nhạc Dương lại tìm được một số ghi chép về chiến tranh. Nhưng dựa trên những đoạn ghi chép rời rạc mà họ tìm được, ngoài cuộc xung đột thủa ban đầu với các bộ tộc ở đây khi người qua ba mới đến vùng đất này, hồi ức về chiến tranh trong giai đoạn sau cũng như bạc ba la thần miếu hoàn toàn không có gì. Trong khoảng 200 năm trở lại đây thì mới bắt đầu nhắc đến chiến tranh. Hơn nữa thời gian những cuộc chiến này rất khớp với thời gian thiên tai, mượn lương thực, tế lễ trong nhật ký của thôn công bố. Trận chiến gần đây nhất là khoảng 17-18 năm trước, bản thân phần ghi chép ấy cũng rất mơ hồ, tưởng như nguyên nhân ban đầu là do một thôn làng nào đó bị hủy diệt, nhưng rốt cuộc tại sao bị hủy diệt thì không thấy nhắc đến, chỉ biết rằng lần đó do sự cân bằng thế lực bị phá vỡ, cả tầng bình đài thứ hai này đã đánh nhau loạn cả lên. Pháp Sư Á là bảo Nhạc Dương tiếp tục suy luận, theo ý kiến của Nhạc Dương thì điều này cũng hết sức tự nhiên, ở một khu vực khép kín, nếu gặp phải thiên tai tức là không có gì ăn, những người không có gì ăn không thể sống được, không thể sống được thì phải đi cướp của người khác ăn, người đi cướp nhiều, tự nhiên sẽ bùng nổ chiến tranh. Xét cho cùng, dựa theo những gì được ghi chép lại trong các cuộn gia, tầng bình đài thứ hai của thánh vực này không phải là một chỉnh thể thống nhất, mà bị phân chia thành rất nhiều bộ lạc khác nhau. Trong khoảng thời gian một vạn năm, có vô số bộ lạc đã lần lượt đến nơi này, đặc biệt là sau khi người qua ba đến đây, bọn họ đã không ra thế giới bên ngoài nữa. Trải qua nhiều năm phân chia rồi lại hợp nhất, trước mắt đại để đã hình thành hai thế lực lớn, hoặc có thể gọi là hai vương quốc, lần lượt là cái gì mà lang Bu ở hồ bên trái và yaka ở bên phải, còn phân biệt trái phải như thế nào, lại còn hồ gì, thì họ cũng không tìm được tư liệu nào liên quan, kết quả vẫn là một đống bùm nhùng không lời giải đáp. Có một điều khiến Pháp Sư Á là cảm thấy khó hiểu là, sau khi người qua ba đến đây, không ngờ đã có một khoảng thời gian bình lặng không chiến tranh kéo dài tới mấy trăm năm. Thật sự không có chiến tranh nổ ra, hay người qua ba không ghi chép lại. Còn Nhạc Dương cũng lấy làm thắc mắc, dù là nhật ký của thôn công bố hay bút ký của các vị trưởng giả trí giả gì đấy, ngoài khoảng 100 năm đầu tiên có loáng thoáng đề cập đến tầng bình đài thứ ba, cũng là tầng của Sandrila thực sự, và đoạn ghi chép nói một người tên thứ tháp nhĩ đã gây hỏa, thì không còn bất cứ ghi chép nào nữa. Hơn nữa, khi các bộ lạc tầng bình đài thứ hai này đánh nhau kịch liệt nhất, cũng không thấy những người dân bản địa này xuống tầng thứ nhất hoặc lên tầng thứ ba. Nhạc Dương hết sức nghi hoặc hỏi Pháp Sư, Pháp Sư, lẽ nào lên, xuống một tầng bình đài thực sự khó khăn thế sao? Nếu thang kéo của người qua ba không bị phá hoại, việc lên xuống chắc cũng không phải chuyện gì gian nan chứ nhỉ. Hơn nữa những người qua ba đó, hình như cũng lên tầng bình đài thứ ba rồi còn gì. Dựa theo các tư liệu chúng ta nắm được cho đến nay, người gây ra hỏa tên là Thứ Tháp Nhĩ, hình như cũng lên tầng thứ ba rồi. Pháp Sư Á La giải thích, lên xuống giữa các tầng chắc không phải việc khó, khó ở chỗ phải băng qua khu vực rừng rậm không người. Với những gì chúng ta biết được, vùng này đầy rẫy dã thú hoành hành, riêng loài thần lằn khổng lồ kia cũng xuất hiện trong các ghi chép không dưới 10 lần. Còn nữa, dọc đường chúng ta tới đây đã gặp phải không biết bao nhiêu loài động vật hoang dã dữ tận rồi. Với số người của một bộ tộc hoặc một thôn làng, muốn xuyên qua khu rừng rậm ấy thật chẳng khác nào đi tự tử cả, trừ phi họ cũng có vũ khí trang bị hiện đại như chúng ta đây. Chắc cũng vì nguyên nhân này mà không ai lên tầng thứ ba được cả. Nhạc Dương lại hỏi tiếp, thế sao người qua ba có thể dễ dàng đi lên đi xuống như không vậy? Pháp sư Á La mỉm cười nói, họ là hậu duệ của đạo quân ánh sáng, sợ rằng người bình thường không thể nào so sánh được. Nhạc Dương lộ vẻ kinh hãi, nói, từ đó suy ra, muốn tiêu diệt toàn bộ thôn làng của người qua ba, không để sót lại một mạng sống nào là điều rất khó khăn. Khóe mắt pháp sư Á La khẽ giật giật, điều Nhạc Dương nói là sự thật, người qua ba thực lực mạnh như thế vậy mà vẫn bị hủy diệt hoàn toàn, tuy trước mắt vẫn chưa biết là do nguyên nhân gì nhưng hung thủ ra tay sạch sẽ gọn gàng như thế, chắc hẳn còn đáng sợ hơn người qua ba nhiều chứ chẳng nghi. Pháp sư liền không nói gì nữa, tiếp tục lật những đoạn văn ngắn ngủn rời ra còn sót lại trong đống tàn quyển, tìm kiếm thêm đầu mối. Ngày thứ sáu sau khi đụng độ với lũ muỗi, mới đi chưa được bao xa, bỗng nghe thấy phía đằng xa có tiếng gầm rú, âm thanh nghe rất giống tiếng kêu của con thần lằn khổng lồ họ gặp mấy ngày trước. Cả bọn bất giác giật nảy mình kinh hãi, vội tìm chỗ kín đáo ẩn nấp. Nhạc Dương và Trương Lập thì cẩn thận tiến lên thăm dò. Không lâu sau, hai người trở lại, đội trưởng Hồ Dương vội hỏi, tình hình thế nào? Nhạc Dương thấp giọng đáp, phía trước có một loại thần lằn lớn, cao tầm chừng này này. Nhạc Dương đưa tay lên diễn tả, áng chừng cao hơn anh một chút, nhưng thấp hơn chắc một cường ba, kế đó lại nói tiếp, động vật ăn thịt, bọn chúng cắn chết một con thần lằn khác lớn gấp đôi chúng, xem chừng có vẻ như là một con thần lằn khổng lồ còn chưa trưởng thành. Trương Lập đứng bên cạnh bổ sung, loại thần lằn nhỏ ấy rất giống với loài tấn mãnh long hai trong phim công viên kỳ Jura, trong rừng cũng có nữa, số lượng không rõ bao nhiêu. Nhạc Dương lại nói, chúng ở trong khu rừng bên cạnh, có con còn nấp trên cây, rất khó phát hiện. Son nhíu mày, thấp giọng nói, đi vòng qua. Nhạc Dương lắc đầu, không biết chúng có bao nhiêu con, e là rất khó. Lời còn chưa dứt, phía xa xa đã lại vang lên một tiếng kêu nữa. Nếu âm thanh vừa nãy mới chỉ là giống, thì lần này gần như đã có thể khẳng định đó chính là một con thần lằn khổng lồ đang chạy ra từ phía khu rừng đằng sau họ. Ba tang buột miệng chửi, chó chết, muốn đánh nhau thì cũng đừng kẹp bọn ta vào giữa thế chứ. Son giơ tay lên không vẫy vẫy thử, rồi lập tức nói, vào trong rừng, lên cây, chỗ ấy ở cuối gió, hy vọng không bị chúng phát hiện ra. Lữ cánh nam bảo Trương Lập, bật radar lên, giám sát động thái của các sinh vật xung quanh đây. Trương Lập tìm một cây khá cao, hì hục leo lên, lắp đặt hệ thống radar xong xuôi thì những người khác lần lượt lên cây, cáng của son cũng được buộc vào bốn sợi dây thừng, nhanh chóng kéo vào chỗ tán cây ẩn mật. Trên màn hình radar hiển thị, có một sinh vật đang xông về phía bên trái bọn họ với tốc độ cực nhanh, còn phía trước họ lại không dò ra được dấu hiệu của sinh vật nào. Trương Lập là người đầu tiên nhìn màn hình radar, không khỏi ý lên một tiếng. Mẫn mẫn tò mò ngó đầu qua xem, rồi hỏi, phía trước không có à? Nhạc Dương khẳng định, không thể nào, rõ ràng chúng tôi đã nhìn thấy mà. Lữ cánh nam nói, loại radar này chỉ phát hiện được những vật thể di động, điều này chứng tỏ bọn thần lằn nhỏ phía trước không di chuyển, hoặc động tác rất nhỏ, radar không thể phát giác được. Kỳ lạ thật, săn được con mồi rồi mà không lập tức di chuyển, bọn chúng còn định làm gì nữa nhỉ? Nhạc dương từ trên cao nhìn xuống, nhanh chóng dùng ống nhòm điện tử phát hiện được mục tiêu và báo cáo, cách khoảng 1.200 mét, tọa độ 052, 322, là con thần lằn khổng lồ non bị sát hại lúc nãy. Son nằm sấp trên cáng cũng nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu nhạc dương nhắc đến trong ống nhòm, đúng là có một con thần lằn khổng lồ chưa trưởng thành, đầu hơi vuông vuông, vai gồ nhô cao, tròng mắt hõm sâu, cổ đã bị cắn đứt lìa nằm gục xuống bất động. Đồng thời anh ta cũng thấy trên cái cây cạnh đó loài thần lằn nhỏ mà bọn nhạc dương và trương lập nhắc đến. Khác với loài thần lằn khổng lồ, loại thần lằn kia đầu nhọn hơn, chiều dài cơ thể khoảng chừng 2 mét, phía sau kéo theo một cái đuôi lớn to và dài, các móng vuốt sắc bén ở bốn chân giúp chúng bám vững được trên cành cây, làn da nhăn nheo màu vàng úa pha lẫn sắc xanh lục khiến chúng trông như một phần của tán cây vậy. Tại sao lại bỏ con mồi ở chỗ dễ thấy như vậy? Điều này trái ngược hẳn với chuẩn tắc hành vi của động vật. Son tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, không ngừng điều chỉnh tiêu cự ống nhòm. Phần mặt của con thằn lằn nhỏ đang nằm dạp trên cây kia không ngừng hiện lên gần hơn trong ống nhòm, Son thấy rất rõ, trong cặp mắt màu vàng kim của nó, rõ ràng có ánh lên vẻ rào hoạt không sai rào hoạt đôi mắt ấy sắc bén lạnh lùng bình tĩnh tựa như một tay lính bắn tỉa kinh nghiệm phong phú ẩn mình bất động trên chiến trường vậy son thầm giật mình kinh hãi dịch chuyển ống nhòm lại phát hiện ra trên cây còn nhiều con thằn lằn nhỏ khác rũi tứ chi bám trên cành cây hơi thở trầm chậm, chậm kéo dài nằm phân bố xung quanh xác con thằn lằn khổng lồ non kia kinh ngạc hơn nữa là bọn thằn lằn ấy cũng giống họ đều nấp ở chỗ cuối ngọn gió là một cuộc mai phục Son phát ra một tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ. Lúc này, con thần lằn khổng lồ trong rừng đã xông tới chỗ cái xác con thần lằn non, tựa như cũng cảm giác được điều gì đó nguy hiểm, cặp chân to khỏe liền chầm chậm dấn từng bước một, đôi mắt hồ nghi đảo khắp bốn phía xung quanh. Giờ thì những người khác cũng lờ mờ đoán ra được, nhạc dương thở hắt ra một tiếng, nói, ô, thì ra là chúng giết con của con thần lằn khổng lồ kia, hỏng dẫn dụ con to vào vòng vây. Rào hoa thật đấy, son lắc đầu, chưa chắc đã là con của nó, nhưng dẫn dụ nó đến thì chắc chắn rồi. Chỉ thấy bọn thần lằn nhỏ nấp phía sau cành cây, nhích động thân thể theo bước tiến của con thần lằn khổng lồ, động tác đều đặn thống nhất, phối hợp có thể nói là cực kỳ ăn ý. Con thần lằn khổng lồ đến trước cái xác của đồng loại, mùi máu tanh đã thu hút nó, Trương Lập còn đang cảm khái rằng con thần lằn ấy nhất định là rất thương tâm, thì nó đã há miệng đớp một phát hết nửa người con thần lằn non, rồi ngửa cổ nuốt ực một cái. Đúng lúc ấy, lũ thần lằn nhỏ nấp trên cây cũng phát động tấn công. Cặp chân khỏe mạnh giúp chúng có thể bật tung lên khỏi cành cây như một đàn châu chấu, những móng vuốt sắc nhọn vung vẩy trên không trung. Con thằn lằn khổng lồ căng thẳng ngẩng đầu lên, lấy làm hoảng loạn trước đợt tấn công có tổ chức quá bất ngờ, cái đầu hết nghiêng sang bên trái rồi ngửa bên phải né tránh, nhưng thân thể to lớn đã bị cào xước vô số vết thương lớn. Lúc bọn thằn lằn nhỏ nhảy xuống son mới để ý thấy, chi trước của chúng có khác biệt rất lớn so với con thằn lằn khổng lồ. Chi trước của thần lần khổng lồ so với chi sau của nó thì giống như thể chưa phát dục hoặc bị teo cơ, vừa ngắn lại vừa nhỏ, còn chi trước của bọn thần lần nhỏ hơn thì to khỏe linh hoạt hơn rất nhiều, nếu không có bàn tay to lớn và móng vuốt sắc nhọn, thoạt nhìn trông có vẻ không khác cánh tay người là mấy. Con thần lần khổng lồ không chịu nổi đau đớn, mất hết ý chí chiến đấu, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng lũ thần lần nhỏ kia nào chịu bỏ qua, hết con này đến con khác từ trên cao bổ xuống, cắm móng vuốt sắc nhọn vào da thịt kẻ thù khổng lồ rồi bám chặt trên đó mấy con thể hình lớn hơn thì nhảy lên cái cổ ngắn ngủn to tướng kia ý đồ muốn bỏ lên đầu đối thủ con thằn lằn khổng lồ gầm lên một tiếng giận dữ toàn thân run lên cần cổ vung mạnh vừa hất văng bọn thằn lằn nhỏ xuống vừa há miệng ra đớp nhưng bọn thằn lằn con rất linh hoạt hai chi trước móc vào giống như lũ khi con bám vào cổ ngựa không ngừng đung đưa theo đà lắc tránh khỏi đòn tấn công của con thằn lằn khổng lồ nhưng vẫn bám chặt trên cổ địch thủ không để mình rơi xuống trong rừng loáng thoáng vang lên những tiếng chí chí kỳ lạ. Son đưa ống nhòm lần theo âm thanh ấy, anh ta đã nghe ra có sự biến điệu, ít nhất cũng có tới 7-8 âm tiết, trong đầu cứ cảm giác rằng âm thanh đó không đơn giản chỉ là tiếng kêu ầm ĩ loạn xạ. Lúc này đã có con thần lằn nhỏ leo lên được cái đầu hình vuông to tướng của con thần lằn khổng lồ, không trần trừ một chút nào, nhân khoảnh khắc con thần lằn sững lại do thay đổi phương hướng lực khi lắc qua lắc lại, móng vuốt nó đã móc thẳng vào hốc mắt kẻ thù. Con thần lằn khổng lồ giống lên thảm thiết, không còn thấy đường nữa, cứ thế lao thẳng về phía trước. Lữ cánh nam và Pháp Sư Á là đưa mắt nhìn nhau, cảnh tượng vừa nãy sao mà giống cách Pháp Sư Á là đối phó với con thần lằn khổng lồ lần trước đến thế. Có điều, thân hình linh động nhanh nhẹn chúng, sợ rằng còn linh hoạt hơn Pháp Sư Á là lúc đứng trên đầu con thần lằn khổng lồ kia nhiều. Một tiếng ầm vang lên, cả khu rừng tựa hồ khẽ rung lên nhẹ nhẹ, con thần lằn khổng lồ kia đã hút thẳng vào một gốc cây lớn. Dù con vật thể hình to lớn ấy là loại da dày xương cứng, nhưng cú va chạm cũng khiến nó phải loạn choạng nó quay đầu lại, rồi lại lao sầm sập về một hướng khác. Bọn thằn lằn nhỏ vẫn không chịu buông tha, bám chặt vào thân thể con mồi to lớn, lại có mấy con khác dùng bộ móng vuốt sắc nhọn móc vào phần da bụng mềm nhất của con thằn lằn khổng lồ, rạch ra một vết thương lớn. Nội tạng của con vật tung tóe khắp mặt đất, nhưng nó vẫn chạy thêm được khoảng trăm mét nữa, cuối cùng hai chân mới mềm nhũn, tựa như chiếc xe tải đang lao nhanh bỗng nhiên bị lật, còn ầm ầm chưa thêm một khoảng xa nữa rồi đập mạnh vào một thân cây khác sau đó mới dừng lại. Lúc này, Son đã phát hiện ra con vật đang kêu chí chí kia, nó náu mình trên ngọn cây cao nhất, chỉ ló đầu ra khỏi tán cây, trông có vẻ là một vị tướng chỉ huy toàn cục, phát hiệu lệnh cho đồng bọn. Con thằn lằn ấy cũng hơi khác với bọn thằn lằn nhỏ còn lại, đầu nó rõ ràng là lớn hơn những cái đầu nhọn xung quanh, đỉnh đầu hơi dẹt, xương sọ có hai bướu gồ lên, trông như thể trên đỉnh đầu đội hai quả dừa vậy. Sau khi phát hiện ra con thằn lằn nhỏ phát hiệu lệnh kia, Son lại nhanh chóng phát hiện ra một điều kinh ngạc hơn, cũng trên cái cây cao nhất đó, còn hai con thần lằn nữa khác với con thần lằn đầu to phát lệnh và cả bọn thần lằn nhỏ bình thường. Tứ chi của hai con thần lằn ấy bé hơn bọn thần lằn nhỏ nhiều, cũng không thấy có móng vuốt, nhưng toàn thân thì gồ lên rất giống với vỏ cây, hơn nữa màu da dường như cũng không khác gì màu vỏ cây, nếu không để ý đến con thần lằn đầu to, chắc Son không thể nào nhận ra được hai con thần lằn ngụy trang rất giỏi ấy. Một điều nữa khiến Son càng kinh ngạc hơn, đó là cặp mắt của hai con thần lằn ngụy trang đó, cơ hồ giống hệt như mắt tắc kè hoa, hai con mắt có thể chuyển động theo các hướng khác nhau. Nếu bỏ qua sự khác biệt về tỷ lệ tứ chi, có bảo chúng là hai con tắc kè hoa cỡ lớn cũng chẳng sai chút nào. Son lập tức ý thức được bọn họ đang nhìn thấy thứ gì, bèn lẩm bẩm, đây là một gia tộc. Trác Mộc Cường Ba ở bên cạnh bèn hỏi, cái gì? Gia tộc gì cơ? Son thì thầm nói, đây là một gia tộc thần lằn, bọn chúng tiến hóa ra các loại công năng khác nhau. Để tôi giải thích thế này cho đơn giản, anh có biết cơ cấu của tổ kiến không? Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, mấy người bọn lữ cánh nam nấp bên cạnh cũng bị lời nói của Son làm chú ý. Chỉ thấy Son chỉ ngón tay vào những thân hình nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống trong rừng cây phía xa xa nói, bọn thần lằn đang tấn công con mồi kia, cũng giống như kiến thợ, bọn chúng phụ trách vây khốn, cầm chân vật săn, đoán chừng vai trò lớn nhất của chúng vẫn là vận chuyển thực phẩm, chúng ta có thể gọi là thần lằn vận chuyển cũng được. Không biết mọi người có để ý trong đám thần lằn vây công con thần lằn khổng lồ kia, có mấy con thể hình tương đối lớn hơn không? Thấy rồi, thấy rồi, người lên tiếng trả lời là Nhạc Dương, trong đám thần lằn nhỏ đuổi giết con thần lằn khổng lồ ấy, có mấy con thể hình to hơn hẳn bọn còn lại. Nhạc Dương cũng nhận ra, những con thần lằn đó không chỉ là thể hình to lớn hơn, mà chi trước của chúng cũng to gấp đôi đồng loại, hơn nữa móng vuốt cũng dài hơn khá nhiều, thoạt nhìn hơi giống như cái càng cua chính bọn thần lằn thể hình lớn hơn này đã chọc mù mắt và móc toàn ổ bụng của con thần lằn khổng lồ. Son nói, bọn đó mới là chủ lực chiến đấu, giống như là kiến lính, chúng ta có thể tạm gọi nó là thần lằn lính. Vừa nãy tôi quan sát được, trên cái cây cao nhất kia còn hai loại thần lằn hoàn toàn khác nữa, một loại đầu to hơn, không ngừng phát ra những âm thanh với ngữ điệu khác nhau, bọn thần lằn lính và thần lằn vận chuyển bên dưới đều nghe theo sự chỉ huy của nó. Đó là loại thần lằn chỉ huy hay thần lằn chúa bên cạnh nó có hai con thằn lằn trinh sát giống hệt như loài tắc kè hoa ẩn mình rất kỹ trên cành cây hai con mắt có thể đồng thời chuyển động theo hai hướng khác nhau mà hơn nữa còn chưa biết có loại thằn lằn nào chưa bị chúng ta phát hiện hay không vì vậy tôi mới nói đây là một cuộc săn được phân công rất chặt chẽ phối hợp cực kỳ hài hòa của gia tộc thằn lằn giống như loài người chúng ta phân hóa ra các ngành nghề khác nhau vậy bọn thằn lằn này không biết đã phải trải qua mấy nghìn vạn năm tiến hóa mới có thể trở thành một quần thể gồm nhiều cá thể có các sở trường khác nhau như thế này. Chật chật, trường lập lẩm bẩm phối hợp tổ nhóm một cách hoàn mỹ, tấn công hiệu quả cực cao, cũng may bọn chúng không phải là thứ chúng ta gặp đầu tiên khi tới đây. Nhạc Dương nói, có lẽ loài vật có thể đuổi con thần lằn khổng lồ bị chúng ta giết bỏ chạy tháo mạng mà anh Son nhắc đến lần trước, chính là bọn chúng rồi. Mặc dù thể hình lũ thần lằn này không lớn, nhưng với sự phối hợp hoàn hảo thế này, một con thần lằn khổng lồ hành động đơn độc rõ ràng không phải là đối thủ. giống như, giống như, giống như châu chấu và kiến vậy. hai mắt son sáng rực như sao. chậm chậm nói, trước tiên giết chết con thần lằn khổng lồ vẫn còn non, sau đó lợi dụng tiếng kêu của nó và mùi máu tanh để dẫn dụ con thần lằn khổng lồ trưởng thành đến, bố trí thế trận vây công. nhân lúc con mồi phân tâm nhất loạt ảo lên, sử dụng chiến thuật kiến nhiều cắn chết voi phục kích kẻ địch. nếu đổi lại là tổ tiên loài người chúng ta, vào một vạn năm trước. Cùng lắm chắc cũng chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi. Đây là một hành vi xã hội điển hình, tôi có thể khẳng định rằng, về mặt hình thái xã hội, bọn thần lằn có sự phân công rõ ràng này đã không thua gì tổ tiên loài người chúng ta vào khoảng 10.000 năm trước đâu. Bấy giờ, lũ thần lằn nhỏ đã vật đổ con thần lằn khổng lồ, bọn thần lằn lính vung vẩy những móng vuốt sắc bén, cắt thân thể con mồi thành những tảng thịt lớn, rồi dưới hiệu lệnh âm thanh của thần lằn chỉ huy, mỗi con thần lằn vận chuyển lần lượt trật tự đưa những tảng thịt vào sâu trong rừng. Chẳng bao lâu sau, con thần lằn khổng lồ đã bị tách ra tận từng cọng xương chuyển hết đi, không bỏ phí một chút nào, cuối cùng, con thần lằn chỉ huy cũng bật lên khỏi cành cây bỏ đi. Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị nhổ người dậy rời khỏi tán cây thì Son đã kéo lại, những người khác cũng đều bất động. Son cẩn thận nhắc nhở, đợi thêm chút nữa đã. Không lâu sau, mấy cành cây chạc ba lại khẽ đung đưa, cả bọn giờ mới phát hiện, ở ngoài phạm vi quan sát của họ vẫn còn mấy con thần lằn trinh sát ngụy trang cực kỳ khéo léo, bọn chúng mới là những con rời đi cuối cùng trong đàn. Ồ, nhạc dương quệt quệt mồ hôi rỉ ra trên trán, khẽ nói, may mà chưa bị phát hiện. Son áng chừng lũ thần lần kia đã đi xa rồi, lập tức nói, mau lên, nhìn hướng chúng tiến vào rừng, chắc hẳn chỗ này ở không xa xào huyệt của chúng lắm đâu, không nên luẩn quẩn ở gần quanh đây nữa. Cả bọn leo xuống khỏi tán cây, tiếp tục men theo mép bình đài tiến nhanh về phía trước. Son nằm trên cáng, nghĩ ngợi một hồi vẫn thấy không yên tâm, Bèn gọi Trác Mộc Cường ba tới, đưa cái lọ thủy tinh nhỏ mà anh ta cẩn thận cất giữ cho gá, đồng thời dặn dò, nếu không may bị bọn thần lằn nhỏ kia phát hiện, thì thử dùng thứ này trước, tốt nhất là ném ra cùng với lựu đạn để cả bình nổ tung, cố gắng sao cho phạm vi che phủ của chất lỏng bên trong càng rộng càng tốt. Trác Mộc Cường ba ngờ vực hỏi, có hiệu quả không? Son gật đầu khẳng định, đoạn nói, chắc là có, chất thông tin này sẽ khiến lũ thần lằn tưởng đồng loại của mình là con thần lằn khổng lồ đã chết và quay lại tấn công lẫn nhau. Trương Lập vừa thay ba tang khiêng cáng ở phía sau hỏi với lên, chẳng phải là bọn chúng đều có mắt sao? Lẽ nào không thể phân biệt được đâu là đồng loại của mình? Son nói, đây là một vấn đề về quyền hạn ưu tiên. Ừm, nói sao nhỉ? Thế này nhé, một đứa trẻ 5 tuổi, có một ông chú lạ mặt và người mẹ đã nuôi dưỡng nó 5 năm cùng chỉ vào một vật hình cầu. Ông chú kia thì bảo đấy là quả bóng truyền, còn mẹ nó lại bảo đấy là quả bóng đá. Cậu nói xem, theo lẽ thường thì đứa bé kia sẽ tin ai hơn? Trương lập đáp, dĩ nhiên là tin mẹ nó rồi. Son gật đầu, đúng vậy, bởi vì cả quá trình trưởng thành của đứa trẻ đều có mẹ nó ở bên, đối với nó, độ tin cậy của mẹ cao hơn ông chú xa lạ kia rất nhiều, nói cách khác, tức là quyền hạn của người mẹ đối với nó cao hơn ông chú kia. Cùng lẽ đó, đối với mấy trăm triệu năm tiến hóa của sinh vật, quyền hạn của chất thông tin cao hơn quyền hạn mà thông tin do các giác quan khác thu nhận được rất nhiều lần, mà động vật càng thấp cấp, sự ỷ lại vào chất thông tin ấy lại càng rõ rệt quyền hạn này tỷ lệ nghịch với công năng của các cơ quan mà sinh vật tiến hóa ra. Quyền hạn càng đơn giản, càng trực tiếp thì vị trí lại càng cao. Đến cả những sự sống tiến hóa đến mức độ cao cấp và có lý tính như con người chúng ta, cũng chịu ảnh hưởng của chất thông tin và những quyền hạn không dễ gì nhận ra được ấy, chúng ta gọi chung đó là trực giác, hoặc giác quan thứ sáu. Trương lập ngây người ra một lúc, rồi kết luận, phức tạp quá. Son cười cười, lại đưa bộ phận phát thanh của con thần lằn khổng lồ kia cho Trương Lập, Dặn dò, cậu và Nhạc Dương phụ trách trinh sát, rất dễ rơi vào chốn nguy hiểm. Khi nào không thể đột phá được vòng vây thì hãy dùng cái này, ít nhiều gì thì cũng có tác dụng gây chấn động hoặc làm kẻ địch khiếp sợ, chỉ cần sử dụng hợp lý, nói không chừng còn có thể gọi được bọn thần lằn khổng lồ khác đến, tới lúc đó làm thế nào thì phải xem sự ứng biến của các cậu rồi đấy. Kế đó, anh ta lại dạy Trương Lập một số kỹ xảo để thổi mảnh xương. Trương Lập mừng lắm, vội vàng ghi nhớ. Không ai ngờ được, đến tối hôm ấy son lại bắt đầu sốt tình huống tệ nhất e rằng cũng chỉ đến mức ấy là cùng. Mặc dù không sốt cao, nhưng son rất bực dọc, lấy làm oán trách lữ cánh nam và đường mẫn, có mỗi vết thương đơn giản mà cũng xử lý không xong. Anh ta bị ép phải uống rất nhiều thuốc viên, tiêm đủ các loại thuốc vào người. Mặc dù tự bản thân son cũng đã xem qua, biết rõ là theo lẽ thường, các loại thuốc ấy sớm đã khống chế được chứng sốt do nhiễm trùng thông thường rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao, các loại thuốc đó vào cơ thể anh ta cứ như làm bằng tinh bột vậy, chẳng hề có lấy một chút tác dụng gì đêm hôm ấy son đột nhiên giật mình cảnh giác mặc dù không nhìn thấy gì nhưng anh ta biết có người đang đứng bên cạnh mình cảm giác băng lạnh ấy ừm là ba tang không thể sai được người gác đêm hôm nay chính là ba tang ba tang anh đấy à son khẽ cất tiếng hỏi hồi lâu sau không thấy có ai trả lời son cũng cảm nhận được người đứng bên cạnh mình đã rời đi hoặc cũng có thể là chưa từng có người nào đứng ở đó cả anh ta bất giác cảm thấy hơi lo lắng. Sau một thời gian dài tiếp xúc, anh ta cũng đã hiểu được phần nào con người ba tang, con người này đã được huấn luyện thành một cỗ máy giết chóc, nếu mình thực sự không còn tác dụng gì, khả năng rất cao là anh ta sẽ không hề do dự mà tiến đưa mình về cõi vĩnh hằng. Khổ nỗi lúc này thân thể mình lại không thể đối kháng được với cái gã lạnh lùng đó, sợ rằng đành phải sử dụng biện pháp để phòng vậy. Nghĩ đoạn, son âm thầm lần mò trong bóng tối, lấy một loại thuốc cao bôi lên những chỗ dễ trí mạng nhất trên người mình, lòng thầm nhủ ta không muốn chết một cách vô duyên vô cớ như vậy. Kẻ nào muốn giết ta thì phải đem mạng ra mà đổi. Nhưng anh ta không thể ngờ được, cuộc đời này có rất nhiều việc luôn trái với ý muốn của mình, càng không muốn nó xảy ra, ngược lại càng dễ xảy ra hơn. Sang ngày thứ bảy, bệnh tình của Son dường như lại trầm trọng hơn, nhiệt độ lại tăng cao nữa rồi. Đường Mẫn lo lắng nói, cô bước tới phía trước mặt Son, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, tôi và Chỉ Cánh Nam đã thương lượng rồi chuẩn bị đổi cho anh một đơn thuốc khác. Lần này chúng tôi dùng New Stigmai, Alprazolam, ngoài ra dùng thêm phương pháp châm cứu và bấm huyệt của Trung Y nữa, anh thấy sao? Son ngẩng đầu lên, chỉ nhìn được đến chéo áo đường mẫn. Lấy ta ra làm vật thí nghiệm hả? Trong lòng thầm thoá mạ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhẫn nhịn, gương mặt nở ra một nụ cười tươi tắn khiến người ta nảy sinh cảm giác tín phục. Chậm rãi nói, tôi cảm thấy mọi người nên thảo luận thêm về bệnh tình của tôi, chứ không phải cắm đầu cắm cổ dùng thuốc để thử nghiệm hiệu quả trị liệu. Có lẽ nói vậy hơi thất lễ một chút, nhưng mà, theo cô thì thế nào? Đường mẫn trầm ngâm gật đầu, nói, vết thương của anh vẫn tiếp tục chảy mủ, bởi vậy, chúng tôi nghĩ anh đã bị nhiễm trùng, nhưng xem tình hình sử dụng kháng sinh liều cao hai ngày nay của anh, có vẻ như vi khuẩn ở đây dường như có khả năng để kháng lại thuốc kháng sinh của chúng ta. Mà không có điều kiện, nên tôi cũng không thể nuôi cấy vi khuẩn tại chỗ, càng không có cách nào tìm được vaccine, vì vậy mới đành phải tiến hành thử trị liệu bằng các loại kháng sinh có kháng phổ rộng. Có thể là tôi đã bỏ sót điều gì đó mất rồi, bây giờ anh cảm thấy cơ thể mình có xuất hiện hiện tượng gì bất ổn không? Chẳng hạn có cảm giác toàn thân đau mỏi gì đó, anh có thể từ từ nhớ lại, có gì khác với lúc bình thường không? Lông mày son nhíu lại như hai cọng dây thừng, nói, đau mỏi. Không có, nếu phải nói có gì khác biệt, có điều cô hỏi vậy, giờ tôi cảm thấy hình như hình như chỗ này, chỗ này hơi tê tê son một tay chỉ vào mông, một tay chỉ vào xương cổ. Đường mẫn lộ vẻ khó xử, nhiễm trùng lan đến hệ thần kinh rồi. Phải, phải làm sao bây giờ? Son khôi phục lại tư thế lúc nãy, cố gắng dặn ra một nụ cười nhìn đường mẫn, trong lòng thầm nhủ, nhiễm trùng đến hệ thần kinh. Không đến nỗi thảm vậy chứ, nếu đám người này đều bó tay, có khi ta phải nghĩ đến việc hợp tác với bọn mất kim kia vậy, hy vọng chúng có cách chữa được. Đây, đây là cảm giác gì thế? Son bóng giật thoát mình kinh ngạc, những chỗ anh ta vừa chỉ, bảo thấy hơi tê tê, giờ đây cảm giác tê dại bỗng ập đến, liên tiếp đó, sau gáy bỗng thấy nhói đau, như bị kim đâm vào, rồi cảm giác đau ấy giống như một quả tạc đạn nổ bên trong đầu, sự tê dại nhanh chóng lan tỏa khắp đại não, rồi từ đại não chuyển đi khắp toàn thân. Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, nhưng mỗi bước đó, Son đều cảm nhận được một cách vô cùng rõ rệt, khi anh ta định thần lại, thì đã nhận ra toàn thân mình không thể nào nhúc nhích được nữa. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta là, con nhỏ đó, nó đã làm gì mình rồi? Cô làm cái gì vậy Son muốn lớn tiếng quát hỏi, nhưng lại lập tức phát hiện ra, thậm chí cả khả năng phát âm của mình cũng không còn nữa, gương mặt chỉ có thể giữ nguyên điệu bộ mỉm cười ấy. Chớp mắt, chớp mắt, chớp mắt, Son gắng hết sức ép thân thể mình nhúc nhích dù chỉ một chút cũng được, nhưng càng muốn cử động, lại càng phát hiện, thân thể mình không thể nào cửa quậy, đến cả động tác cực kỳ cơ bản như chớp mắt cũng không sao thực hiện được. Trên gương mặt son, vốn là một nụ cười hết sức tự nhiên, nhưng lúc này nụ cười ấy lại toát lên vẻ kỳ dị khôn cùng. Trong đầu son nhanh chóng có vô số ý nghĩ chạy qua vùn vụt, nhưng lòng dạ dối bời, cảm giác tê dại vẫn đang xâm thực vào hệ thần kinh, khiến anh ta không thể nào suy nghĩ như bình thường được. Đầu tiên anh ta nghĩ không biết có phải là đường mẫn dở trò hay không, nhưng lúc này, trông thấy đường mẫn vẫn đang quỳ một chân trước mặt anh ta, không hề nhúc nhích, bất giác lại nghĩ, liệu kẻ nào đang ở sau lưng mình nhỉ, nếu có người, Đường Mẫn phải phát hiện ra mới đúng. Không, không phải, Đường Mẫn đang nghĩ xem dùng thuốc thế nào, biết đâu vừa nãy có người đi lướt qua mà cô ta không để ý. Không thể nào, cô ta mà lại để tâm nghĩ ngợi dùng thuốc cho mình thế nào kỹ đến thế ư? Chết tiệt thật, nhìn tôi đi này, nhìn tôi đi này. Cô nhìn kỹ hơn một chút đi, tùy tiện hỏi một hai câu là biết thân thể tôi đang xảy ra chuyện rồi. À, phải rồi, cuối cùng Đường Mẫn cũng nghĩ ra điều gì đó bèn nói với son hình như có để tôi đi tìm xem son không ngừng kêu khổ trong lòng đường mẫn vừa đi được hai bước lại phát hiện ra có điều không ổn vội ngoảnh đầu hỏi son anh không sao chứ anh anh sao rồi nói gì đi chứ anh son anh son thân thể son xảy ra hiện tượng dị thường khiến cho tất cả mọi người đều hết sức lo lắng phong cách nói năng quý tộc và học thức huyên bác của anh ta sớm đã để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người dọc đường tới đây tri thức về sinh vật học của Son đã giúp ích rất nhiều, không có anh ta, họ thật chẳng biết phải ứng phó với nhiều loài động vật như thế nào nữa. Lần ấy cũng vì không nghe theo kiến nghị của Son mà cắm trại bên bờ hồ, cuối cùng mới thành ra như vậy. Chỉ có Son là không nghĩ thế. Làm bộ cuống cuồng lên như thế, nhưng cũng thấy các người làm cái quái gì đâu, lúc nãy khi kẻ đó đến bên ta hạ thủ, đường mẫn mà lại không nhìn thấy ư? Không thấy thật hay giả bộ không thấy? Hừ, lẽ nào bọn chúng lại bắt tay nhau dồn ta vào chỗ chết ư không sai rồi ả lữ cánh nam và cả đường mẫn đều từng nhiều lần chú ý đến mình xem ra chúng đã nghi ngờ mình là nội gián rồi nhưng mình có để lộ sơ hở nào đâu nhỉ ba tăng cũng từng hoài nghi mình cường ba cường ba thì không quá nửa là anh ta không biết chuyện này hai tên nhãi trương lập và nhạc dương chắc chắn không dám cãi lệnh lữ cánh nam pháp sư á la và bọn chúng hình như cũng cùng một hội nhất định là chúng đã lên kế hoạch này từ trước không chỉ một ngày mấy hôm nay mình không thể cử động không thể nào biết được chúng đang thương lượng điều gì đúng rồi để đường mẫn ở trước mắt mình thu hút sự chú ý nhân lúc mình không phòng bị hạ thủ sau lưng lẽ ra mình phải nhận ra từ trước mới đúng con bé con ấy có khiếu diễn kịch thật người ở sau lưng mình là ai nhỉ ba ta ngà không nếu hắn tiếp cận chắc chắn mình sẽ nhận ra pháp sư á là cũng không giống ông ta quá cao thâm chắc không làm những chuyện hạ thủ sau lưng người khác lữ cánh nam đúng nhất định là cô ta, cô ta và đường mẫn có thể lợi dụng cơ hội xem xét bệnh tình của mình để lẳng lặng ra tay. Ở đây ngoài cô ta và đường mẫn, không ai có hiểu biết sâu về các loại thuốc cả. Son càng nghĩ càng thấy lạnh buốt cả người, cảm giác sợ hãi dần trào dâng lên trong tâm thức. Audio điện tử võ tấn bền Lữ cánh nam đưa tay lên giờ chán son, đoạn nói, nhiệt độ không tiếp tục tăng, cho dù đã bị nhiễm trùng đến hệ thần kinh thì cũng không thể nhanh thế được, mà cũng làm gì đến nỗi toàn thân không thể nhúc nhích cửa quậy gì thế này. Son nghe thấy thế, thầm nhủ, vậy mà cũng mặt dày nói ra được, ai mà chẳng biết chứ. Chết tiệt thật, thấy ta không đi lại được, chẳng còn tác dụng gì nữa thì muốn vứt bỏ cho bớt gánh nặng hả. Các người, cũng tàn nhẫn thật, sớm biết thế này, lẽ ra ta cho mỗi tên một ít thuốc, ta mà chết, tất cả các người cũng phải bồi táng theo. Sao mình lại không làm vậy cơ chứ? Chết tiệt thật, chết tiệt thật, đồng thời, anh ta cũng thấy bàn tay lữ cánh nam ấn lên chán mình, trong lòng không khỏi lấy làm chấn động, sao lại thế được? Tay cô ta đặt trên đầu mình đấy sao? Tại sao không có cảm giác gì thế này? Lẽ nào, thân thể mình chẳng những không nhúc nhích được, mà còn mất cả chi giác luôn rồi sao? Thế này thì có khác gì người thực vật? Lẽ nào bọn chúng muốn giày vò mình đến chết? Hay là muốn moi điều gì đó từ miệng mình? Bọn chúng đã nghi ngờ bao lâu rồi? Rốt cuộc là mình sơ hở ở điểm nào? Ở đâu nhỉ? Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thảo luận về mấy khả năng có thể xảy ra, nhưng cũng đều bó tay trước tình trạng hiện tại của Son, không biết nên trị liệu thế nào, lại đi tra trong máy tính của giáo sư Phương Tân cũng vẫn không tìm được phương pháp nào giải quyết. Đội trưởng Hồ Dương nói, giờ làm sao đây? Chúng ta không thể dừng mãi ở đây mà nghĩ cách được đâu. Lại nổ ra một trận tranh cãi nảy lửa, chủ yếu là xoay quanh chuyện tình hình sức khỏe của Son lúc này và sự an toàn của cả nhóm. Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam cho rằng, Trước khi tìm được nguyên nhân tại sao thân thể son xảy ra hiện tượng đó thì không nên mạo hiểm càng anh ta tiếp tục tiến lên, chỉ e tình hình sẽ ngày một nghiêm trọng hơn. Còn Ba Tang lại phản đối ý kiến đó, cho rằng lẽ nào cứ không tìm được nguyên nhân thì phải ở mãi một chỗ này. Với kỹ thuật và nhân lực trước mắt của họ, rất có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được nguyên nhân tại sao, chuyện duy nhất sẽ xảy ra khi dừng chân tại đây chính là phải đụng độ với đám truy binh ở phía sau. Vì một người mà làm chuyện bất lợi cho cả nhóm, rõ ràng là lợi bất cập hại. Ngược lại, nếu tiếp tục tiến lên, biết đâu lại tìm được các bộ lạc khác ở đây, như thế may ra còn có một tia hy vọng. Hai bên đều có lý lẽ riêng, những người còn lại nhất thời cũng không biết quyết định thế nào. Bọn họ không hề ngại bị lũ người kia đuổi kịp, làm theo cách nào có lợi nhất cho sức khỏe của Son, đó mới là điều họ quan tâm nhất. Son thầm miệt thị trong đầu, hừ, làm bộ làm tịch diễn kịch cho ai xem. Đối tốt với ta vậy cơ à, ta không tin các người đâu, tuyệt đối không tin lữ cánh nam bước tới phía trước mặt son đoạn nói nhất định anh ấy nghe được nhìn thấy được chỉ có điều không có cách nào biểu đạt ra được mà thôi nhất định anh ấy đang rất đau đớn thậm chí còn không nhắm mắt lại được nữa nói đoạn cô liền vuốt mi mắt của son xuống không ngờ lại không gặp phải trở lực gì dễ dàng giúp anh ta nhắm mắt lại nhưng nụ cười ấy thì vẫn đông cứng lại trên gương mặt không thể nào hồi phục được dáng vẻ bình thường son lại âm thầm chửi bới định làm gì hả không muốn cho ta thấy chứ gì hay là sợ những người khác nhìn ra được điều gì trong ánh mắt ta lữ cánh nam tựa hồ như biết được son đang nghĩ gì lại nói tiếp nhãn cầu không được bảo vệ sẽ nhanh chóng bị khô dẫn đến viêm kết mạc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực son lại thầm nhủ nói như hát hay ấy nhưng điều làm anh ta thực sự lo lắng là những giọng nói khác hình như cũng tán đồng với cách làm của lữ cánh nam lữ cánh nam lại nhúc nhắc chuyển động tứ chi của son lần này anh ta cũng không có cảm giác gì chỉ nghe lữ cánh nam nói cơ bắp không có hiện tượng tê cứng, ngược lại mất đi sức lực và sự đàn hồi vốn có, tình trạng này không giống như bị nhiễm trùng dây thần kinh, mà có vẻ như là đại não không thể điều khiển được cơ thể nữa vậy. Người, người thực vật, nhạc dương kinh ngạc kêu lên, cô nói anh Son sẽ biến thành người thực vật á. Ba tang lấy móng tay vạch một đường cong trên lòng bàn tay Son, lắc đầu nói, không phải sẽ, mà là đã. Chắc một cường ba tổng hợp ý kiến của các bên, cuối cùng quyết định, Dùng nửa ngày kiểm tra thật kỹ xem rốt cuộc đã có thay đổi gì xảy ra trên cơ thể Son. Còn nữa, cán anh ấy đi liệu có gây tổn thương gì nghiêm trọng hơn nữa không? Nếu thực sự không tìm được cách trị liệu nào nữa thì chỉ còn cách khiêng anh ấy tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa nghĩ tiếp vậy thôi. Thực ra, Ba Tan thấp giọng lầu bầu một tiếng, anh ta vốn muốn nói, còn một cách nữa, chính là đợi đám người ở phía sau đuổi kịp, xem có thể giảng hòa với đối phương không, đằng nào thì ở chỗ này cũng không còn ai khác nữa. Hai phe có thể bắt tay cùng đi tìm bạc ba la thần miếu, đồng thời cũng có thể nghe ý kiến của những người kia về bệnh tình của Son. Có điều bản thân anh ta cũng biết, cơ hội để điều đó xảy ra gần như là không có, ngay cả chính anh ta cũng chẳng tin, vì vậy nên rốt cuộc cũng không nêu ra nữa. Kết quả kiểm tra là, bọn họ không thể làm gì để thay đổi tình trạng của Son cả. Cuối cùng Lữ Cánh Nam kết luận, khiêng bằng cáng sẽ không gây thương tổn gì cho cơ thể anh ấy, nhưng hiện giờ cảm giác của Son đã mất hơn nữa lại không thể biểu đạt được cảm nhận của mình. Cũng có nghĩa là, nếu bản thân bị thương, dù là bị đâm, hay bị bỏng hoặc gì gì khác, anh ấy cũng không hề hay biết. Điều duy nhất chúng ta cần chú ý, chính là trong lúc vận chuyển cần chú ý bảo vệ tránh để cơ thể anh ấy bị thương. Vậy là, cả nhóm người lại tiếp tục cáng theo son với bộ mặt cười cứng đờ quái dị tiếp tục lên đường. Ngày thứ hai sau khi son bị tê liệt hoàn toàn, anh ta nghe thấy đường mẫn nói với Lữ Cánh Nam, nhiệt độ anh ấy lại tăng lên rồi sốt cao quá. Dùng thuốc hạ sốt chưa? Dùng rồi, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả. Ừm, chán anh ấy hình như không nóng, hay là trung khu điều khiển nhiệt độ trong hộp sọ xảy ra vấn đề gì rồi, giờ chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp vật lý để giảm nhiệt độ thôi vậy. Son không còn chi giác, nhưng anh ta biết, lúc này đường mẫn và lữ cánh nam nhất định đang làm gì đó với cơ thể mình. Anh ta tự nhủ, mình đang sốt à? Sao lại thế được, nếu bị sốt, đầu phải có cảm giác nặng nề, hơn nữa ý thức cũng mơ hồ dần đi mới đúng, nhưng sao mình lại cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết thế này? Chẳng lẽ là, nhiệt độ máu của mình đã tăng lên rồi sao? Tim đập nhanh hơn, đáng ghét thật, cả nhịp tim của chính mình cũng hoàn toàn không cảm giác được. Giờ mình có khác nào một kẻ ký sinh, thân thể này đã hoàn toàn không thuộc về mình nữa rồi. Gượm đã, mình vừa nghĩ đến gì vậy nhỉ? Nhất định là vừa nghĩ ra được gì đó, có gì không ổn ở đây nhỉ? Sang ngày thứ ba, đường mẫn nói với Lữ Cánh Nam, nhiệt độ không giảm xuống, tim anh ấy đập nhanh hơn hẳn, cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ. Trên cơ thể son bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ lấm tấm bằng hạt thóc, trên mặt, trên cổ, mờ u bàn tay, ngực, sống lưng, gót chân, khắp nơi chỗ nào cũng có, giống như bị bỏ cho đốt, hoặc bị nhện bò qua vậy. Đến hôm thứ tư, nhiệt độ cơ thể son lại giảm xuống, các đốm đỏ cũng biến mất, nhưng đường mẫn lại phát hiện ra vấn đề khác. Cơ thể son đang gầy đi nhanh chóng, Mặc dù ngày nào cũng tiêm chất dinh dưỡng đồng thời truyền đủ lượng nước muối sinh lý, nhưng Son vẫn giống như người ba bốn ngày liền không ăn không uống gì cả. Không, so với lúc họ vừa ra khỏi U Minh Hà, anh ta còn thảm hơn nhiều. Làn da vốn trắng trẻo căng đầy, giờ giống như lớp vỏ cây khô khốc, chỉ còn một lớp mỏng dính bọc bên ngoài xương cốt, các cơ bắp đầy tính đàn hồi cũng trở nên khô đét tựa như miếng thịt bò khô, thứ duy nhất có thể thấy rõ ràng chỉ có từng sợi mạch máu gồ lên như những con run ngoằn ngoèo, trông chẳng khác nào một lũ quái thú đang cuồn cuộn bám vào mảnh đất cằn cỗi khô kiệt. Ngày thứ năm, đường mẫn thì thầm nói với Trác Mộc Cường Ba, em nghĩ, bọn em đã phát hiện ra nguyên nhân son bị gầy đi nhanh chóng rồi, trong cơ thể anh ấy, dường như có. Có thứ gì đó? Em nói gì hả? Dẫn anh đi xem nào. Lữ cánh nam đang đứng bên cạnh son, đôi hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Tình trạng của Son lúc này rất không ổn, hai mắt đã lở loét, chảy ra chất ngủ dịch màu vàng, trông chừng có vẻ như đã không còn cơ hội thấy lại ánh sáng, hai má gầy tóp lại, xương gò má gồ cao lên, hốc mắt hõm xuống thành hai hố sâu bầm máu, nhìn chẳng khác nào một cái xác ướp đang nhe răng ra mỉm cười cả. Đáng sợ hơn cả là phần bụng gầy đến lõm hẳn xuống của Son, giờ chỉ còn lại một lớp da bọc lên trên xương chậu. Bên dưới lớp da ấy, có thể nhận rõ những sinh vật to tầm bằng ngón tay người đang nhung nhúc chuyển động không chỉ một con, mà giống như cảnh tượng họ nhìn thấy trên bãi cát vậy, những chỗ gồ lên dưới lớp da dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác, đây rõ ràng là cách di chuyển của loài sâu hay côn trùng gì đó. Lúc nhiều nhất có thể cùng lúc thấy 6-7 chỗ gồ lên như thế dịch chuyển bên dưới da, có lúc chúng như bọn nòng nọc bơi trong hồ nước, tốc độ nhu động rất nhanh, cũng có lúc lại dừng lại, nhúc nhích từng chút từng chút một như bọn tầm đang gặm lá dâu, lại có lúc hai con đụng đầu nhau, rồi quấn chặt lại, tựa như đang tranh đoạt, lần nào con thất bại cũng nhúc nhích về phía lồng ngực son rồi biến mất. Đây chính là nguyên nhân son gầy đi một cách nhanh chóng như vậy. Chất sinh dưỡng họ truyền vào người son đều bị những sinh vật kỳ quái ấy hấp thu hết sạch. Mà bọn chúng dường như vẫn không có ý định dừng lại, vẫn còn tiếp tục lần lượt ăn hết nội tạng của anh ta. Trác Mộc Cường ba tựa hồ còn nghe thấy cả những âm thanh nhồm nhòm phát ra lúc chúng đang ngon lành gặm nhấm thức ăn nữa. Trương Lập và Nhạc Dương cũng bước đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, suýt chút nữa trương lập đã kêu toáng lên nhạc dương vội bịt miệng anh lại kéo sang một bên giận dữ gắt gỏng anh làm cái gì vậy lỡ để anh son nghe thấy thì sao sau khi để lại pháp sư á la trông trường son những người còn lại đều bước sang một bên thảo luận lữ cánh nam nói giờ thì coi như đã biết được nguyên nhân thực sự của hiện tượng lạ xảy đến với son rồi tại sao thuốc kháng viêm không có tác dụng tại sao lại sốt cao tại sao lại tê liệt tất cả đều do loài sinh vật ký sinh trong cơ thể anh ấy gây ra cả. Trương Lập thắc mắc, nhưng mà, chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy nhỉ? À, chẳng lẽ là do bị con mũi đó? Nhạc Dương nói, mũi đẻ trứng bằng vòi ở đuôi cơm mà. Sao lại dùng miệng được, hay là lúc ở trong hồ nước? Đường Mẫn lắc đầu, không thể nào, lúc ấy cả bọn chúng ta đều bị thương, nhưng chỉ có mỗi mình son là có vấn đề thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, Chắc là như vậy rồi, đây cũng là nguyên nhân giải thích tại sao tôi thì vẫn ổn còn Son lại gặp vấn đề. Khi ấy con mũi đó đã đâm xuyên qua cánh tay tôi, còn Son thì chỉ bị đâm vào một nửa. Dùng miệng để đưa ấu trùng vào ký sinh trong vật chủ, đây đích thực là một phương thức sinh sôi này nở rất tốt. Gã bóng phát hiện khi nghe thấy hai chữ vật chủ, lữ cánh nam nhìn mình với ánh mắt rất quái dị. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, cũng chưa chắc đã là ấu trùng của muối, cần biết rằng bản thân muỗi đã là kẻ gieo rắc, khi hút máu, chúng có thể mang ký sinh trùng ở cơ thể mình chuyển sang những cá thể khác. Nhạc dương nắm chặt bàn tay lại nói, vậy mà chúng ta không nghĩ ra, giờ thì rõ hết cả rồi. Nguyên nhân chủ yếu là vì hình dáng bọn mũi khổng lồ ấy quá dữ tợn, thực sự khiến người ta khó mà liên tưởng đến loài mũi ở thế giới bên ngoài kia. Lữ Cánh Nam nói, thông qua sự tuần hoàn máu, trước tiên chiếm cứ trung khu thần kinh, sau đó làm tê liệt toàn bộ thân thể con mồi, cắt đứt mọi cảm giác như vậy có thể đảm bảo con mồi sống được một thời gian dài, không đến nỗi chết vì đau đớn, để cho chúng ăn từ từ. Bọn chúng vừa ăn, vừa bài tiết, chất bài tiết này có hàm lượng độc tính rất cao, gây thương tổn nghiêm trọng đến vật chủ. Loài ký sinh trùng này, quả thực quá đáng sợ. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, giờ tính sao đây? Bắt bọn sâu ấy ra à? Đường mẫn lắc đầu, cần quan sát trước đã, mấy ngày trước dùng máy siêu âm màu cũng đâu phát hiện được chúng. Ừm, Lữ Cánh Nam nói, kết cấu cơ thể bọn sâu này rất giống với kết cấu các tổ chức mềm trong cơ thể người nếu chúng náu mình trong các mạch máu thì siêu âm màu cũng khó mà nhận ra được trở lại bên cạnh son dùng máy siêu âm màu kiểm tra lại tất cả đều kinh ngạc đến nỗi không thốt lên nổi một lời khoảng trống khoảng trống khoảng trống trên màn hình hiển thị cả phần bụng son chỗ nào cũng toàn là khoảng trống đường mẫn vừa kiểm tra nước mắt vừa lã chã tuôn rơi lá gan đã bị ăn mất một phần ba phổi gần như cũng chỉ còn khoảng một nửa dạ dày và ruột đều thủng lỗ chỗ, nội tạng của Son lúc này giống như cái tổ kiến có hàng trăm lối ra vào. Lần này, thông qua hình ảnh 3D, mọi người có thể thấy rõ ràng, lũ ký sinh trùng to bằng ngón tay trong ổ bụng Son đang cuồn cuộn vặn vẹo như một đám ruột non cuốn vào nhau. Không hiểu chúng dùng cách gì, từ từ ăn hết các tổ chức mô, nhưng mạch máu thì vẫn giữ nguyên không hề tổn hại gì. Chỉ thấy những mạch máu to như dễ cây lúc này đang trăng như mạng nhện trong khoang bụng trống rỗng, phập phồng theo nhịp tim đều đặn, Lúc thì tót lại, thoáng sau đã căng phòng. Cảnh tượng quái dị trong màn hình hiển thị khiến họ bất chợt nhớ đến loại dây leo kỳ dị mà đáng sợ bên trong Đảo Huyền Không Tự. Ba Tang lạnh lùng nói, anh ta không sống nổi đâu. Ý muốn bảo đã tới lúc nghĩ đến chuyện bỏ son lại rồi, sự thực là anh ta cũng đã nhẫn nhịn suốt mấy ngày nay không nói ra rồi. Bạn đang đọc chuyện được tải Trác Mộc Cường ba đột nhiên vươn tay ra, chụp lấy cổ áo Ba Tang, nhấc anh ta lên trước mặt mình từ trên cao nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, hai tay run lên khe khẽ. Ba tang không ngờ cường ba thiếu ra lại giận dữ đến thế, nên cũng không tránh kịp cú trộm ấy của gã. Chắc một cường ba cố gắng khắc chế cảm xúc đang trào lên, cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa giận đang bốc lên bừng bừng trong tâm thức, hạ thấp giọng nhưng hết sức kiên định, nói, tôi không muốn nhắc lại một lần nào nữa, chắc một cường ba này, không bao giờ bỏ rơi, bất cứ một người nào cả. Anh ấy là đồng đội của chúng ta đó, ba tang. Đây là câu nói cuối cùng mà Son nghe thấy được. Cuối cùng, màng nhĩ anh ta đã vỡ toang, dịch ngủ chảy ra theo hai lỗ tai, rồi anh ta nhanh chóng cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trong lòng buồn bã thầm nhủ, cường ba, không quen anh sớm hơn, thật là một điều đáng tiếc. Thì ra thế giới này cũng có thể thanh bình đến thế. Mình sắp chết rồi sao? Đây chắc là báo ứng, theo cách nói của người Trung Quốc. Chắc một cường ba đặt ba tang xuống, nhưng ba tang cũng không có ý định từ bỏ ý đồ của mình, anh ta hỏi vặn lại, vậy anh tính làm sao? Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng, khoang bụng của Son đã bị bọn ký sinh trùng ăn cho tan hoang, mặc dù nét mặt anh ta không có vẻ gì đau khổ, nhưng có ai dám khẳng định rằng nỗi đau đớn không thể nào biểu đạt ra ấy không phải là càng đau đớn hơn bội phần. Bất luận có giết được bọn ký sinh trùng chưa rõ nguồn gốc lai lịch kia hay không thì Son cũng chỉ sống được thêm một hai ngày nữa là cùng, mà với tình trạng như lúc này, sống thêm một ngày là anh ta lại thêm một ngày đau khổ. Trác Mộc Cường ba không trả lời được, ba tang đặt tay lên cán đao, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao đâm vào lồng ngực Trác Mộc Cường ba. Ánh mắt Trác Mộc Cường ba giấy lên niềm bi thương vô hạn, trong lòng thầm nhủ, ba tang, sao anh có thể lạnh lùng đến thế? Người đó là chiến hữu đã từng đồng sinh cộng tử với chúng ta mà. Ánh mắt ba tang không hề nhượng bộ, đôi mắt lạnh lẽo ấy như thể đã đưa ra câu trả lời, tôi được tái sinh từ trong phần mộ, tôi đã phải dẫm đạp lên thi thể của chiến hữu để sống sót trở về. Tim tôi đã chết, nhưng chúng ta đều phải tiếp tục sống, xin hãy chấp nhận sự vô tình của tôi đi. Trác Mộc Cường ba quay người đi, gã không thể đối diện với chuyện này. Những người khác cũng đều đang sụt xịt, cúi gằm mặt xuống. Ba tang rút dao ra cho một tiếng, lưỡi đao tỏa ra khí lạnh giận người, nhưng mới rút ra được một nửa đã bị lưỡi cánh nam ấn lại. Chỉ nghe cô điềm đạm nói, để tôi xử lý cho. Cô mở cái bao da đựng thuốc ra, trong đó không chỉ có các loại thuốc men chữa bệnh, đồng thời cũng có cả những thứ mang đến sự hủy diệt nữa. Lữ cánh nam lấy ra một lọ thuốc ngủ, chậm chậm chuyển động thân lọ, hàng chữ bên trên đã ghi rõ, chỉ cần 15 giây là nó có thể đưa người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lữ cánh nam bất giác cắn môi, đây cũng là lần đầu tiên cô đảm nhậm vai trò này. Chất lỏng trong suốt được tiêm vào mạch máu son, nó sẽ nhanh chóng theo dòng chảy của máu đi khắp thân thể, lúc đó tất cả đều kết thúc. Lữ cánh nam tiêm xong, cả người khẽ run lên, rút đầu kim ra, đột nhiên vung mạnh tay ném ống kim tiêm ấy ra thật xa, tựa hồ như đó là thứ đã bị ma quỷ chạm vào, cô không thể cầm trên tay được nữa. Tất cả mọi người, đều lặng lặng đứng đó, lặng lặng cúi gằm mặt xuống. Trác Mộc Cường Ba thì ngồi xổm ở một góc xa, cái vẫy tay rất lịch sự ấy, nụ cười thân thiện hữu hảo ấy, mái tóc bạch kim bay bay, tựa như đang hiện lên trước mắt gã. Lữ cánh nam bước lại gần, khuyên giải, trước khi xuất phát, chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi mà, không phải vậy sao? Trác Mộc Cường ba không hề nể nang, nói vặc lại, người ta từ tận bên kia đại dương tới, không có bất cứ yêu cầu nào, mà chỉ vì từng cùng băng rừng ở châu Mỹ đã khẳng khái nhiệt tình giúp đỡ chúng ta. Nếu không có son, cả bọn chúng ta liệu có mấy người sống sót? Còn các người thì sao? Ngoài nghi ngờ, các người đã làm gì chưa? Lữ cánh nam ngẩn người, cô không ngờ thì ra chắc Mộc Cường ba phản cảm với thái độ cẩn trọng của bọn họ như thế. Nhưng về mặt này, cô cũng có những nguyên tắc của riêng mình, không sai, tôi nghi ngờ anh ta đấy, cho đến bây giờ cũng không hết nghi ngờ, đây là chức trách của tôi. Nói tới đây, ngữ điệu đột nhiên thay đổi, nếu một ngày nào đó, tôi cũng giống như Son thì sao? Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên ngoảnh đầu lại. Đúng lúc ấy, đường mẫn chợt gọi vang, anh Cường Ba, chị cánh nam, mau đến xem Son này. Hơi thở của Son ngắn mà gấp gáp, lũ ký sinh trùng trong khoang bụng anh ta rõ ràng đã bị chất thuốc ảnh hưởng, đang lăn lộn bên trong đó, dưới lớp da như có vô số con ếch nhỏ đang dẫy giụa muốn thoát ra khỏi cơ thể son. Lớp da nhéo nhẹo ấy đột nhiên bật tung lên, phần bụng phồng to như cái lều, cái đó lại xẹp xuống, rồi lại có chỗ khác bật lên, có lúc có tới mấy điểm cùng bật lên, tựa như trong bụng anh ta đang có một con quái thú nhe nanh múa vuốt muốn phá toang lớp da bọc bên ngoài thoát ra vậy. Trong thế giới tĩnh lặng ấy, son đang hồi tưởng vô số đường hầm trong mộ cổ, các loại cảm bẫy bí mật, nếu không có vụ án đó, nếu không gặp tấm bản đồ ấy, có lẽ giờ đây anh ta đã trở thành một luật sư xuất sắc rồi cũng nên. Anh ta lại nhớ đến những người trong tổ chức, anh ta đã học được ở họ một lượng tri thức đáng sợ, theo họ đến những nơi kinh hoàng nhất, kích thích mà điên cuồng nhất, đã bao giờ được nghỉ ngơi trong bình lặng thế này. Đột nhiên, Son bỗng thấy tỉnh táo lạ thường, chi giác của anh ta dường như đã hồi phục, cảm giác đau đớn thấu tim gan từ khắp mọi bộ phận trên cơ thể truyền về, trong bụng dường như có gì đó đang bỏ qua bỏ lại, có thứ gì đó đang cắn mình. Anh ta đột nhiên sực hiểu ra tất cả, mấy ngày trước chẳng phải mình luôn lo lắng chuyện này sao? Đến phút cuối cùng không ngờ lại không nghĩ đến nó thì ra, đây chính là. Son bỗng nhiên khôi phục lại quyền kiểm soát cơ thể, miệng đã ngậm lại được, cái đó liền gắng sức hét lên, te. Những người cạnh đó đều giật bắn mình, Son đột nhiên ngồi bật dậy, miệng phát ra tiếng hét chói tai. Đồng thời, vì quá đau đớn, anh ta bất giác đưa tay móc vào bụng mình, lớp da mỏng dính lập tức bị móc toang một vết lớn. Tuyệt một tiếng, máu và các cơ quan nội tạng bị tàn phá tuôn ảo ra ngoài, đồng thời còn có cả mấy con sâu màu trắng như mỡ dê, toàn thân gần như trong suốt, tựa hồ không nhúm một chút máu nào. Nếu không có cơ thể khô kiệt đang run rẩy của son ngay bên cạnh, thử hỏi ai có thể liên tưởng bọn chúng với cảnh tượng tàn nhẫn khủng khiếp như này cơ chứ? Sau khi để lại lời cuối cùng, son lại ngã xuống, lần này, anh ta đã biến thành một cái xác không còn sự sống. Son, anh son, một tục lệ đốt cây tùng, cây bách cho khói cuồn cuộn bốc lên. Đây là một nghi thức tế trời của người dân tộc Tạng. Hai Velociraptor hay còn gọi là Velociraptor mongoliensis. Nhạc Dương nói, theo lời địch ô cát mẫu, người tuyết đã tiến hóa tới hình thái bộ lạc, đồng thời đã có cả công cụ bằng kim loại. Đây là một thể chế tương đối văn minh rồi, ít nhất cũng phải tương đương với văn minh đồng thao thời nhà thương. Nhưng tại sao những người tuyết được phát hiện cho đến nay, đa phần đều ở trạng thái người vượn hoang dã, trí lực đần độn vậy nhỉ? rốt cuộc người tuyết có phải người núi tuyết không về vấn đề này hiện tại chúng ta vẫn chưa thể có kết luận chuẩn xác được còn nữa người núi tuyết bị bộ tộc qua ba đánh bại bỏ chạy đã chạy đi đâu rồi tại sao lại lưu truyền nhiều câu chuyện thần thoại dân gian và tôn giáo về họ đến thế càng không cần phải nói đến những người tự xưng là đã tận mắt chứng kiến từ thời cận đại đến nay người nào người nấy đều miêu tả rất thật hơn nữa tôi còn có phát hiện mới trong một số tư liệu khi son tự móc toác bụng mình ra rồi tử vong, nhạc dương và trương lập đều kêu toáng lên kinh hãi, đường mẫn đưa tay che kín mặt, cả ba tang cũng phải cho mày. Son không được yên nghỉ một cách an lành như họ tưởng tượng, mà ngược lại đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, anh ta lại phải chịu đựng cảm giác đau đớn khủng khiếp nhất. Nỗi đau ấy khiến ngũ quan khô đét như xác khô của anh ta cũng vặn vọ biến hình, hai tay co có quắp, cặp mắt trống rỗng đầy máu trợn trừng, cái miệng khô khốc há hốc, hàm răng màu cà phê cắn chặt cái lưỡi màu tím sập, trong hốc máu nơi ổ bụng, từng con từng con côn trùng màu trắng nhung nhúc bỏ ra, thật sự là một cảnh tượng thê thảm đến nỗi không ai nỡ nhìn lâu. Trương Lập giơ chân lên giẫm tới tấp, giẫm chết bọn mày. Tao giẫm chết bọn mày. Đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang mỗi người một bên giữ chặt anh lại. Á, à, Trương Lập vừa vùng vẫy, vừa ngửa mặt gầm lên giận dữ. Nhạc Dương thì trầm ngâm suy tư, câu cuối cùng mà anh son hét lên có nghĩa gì nhỉ? Polisimeke tu. Trác Mộc Cường ba nói nghe giống tên người nước ngoài đường mẫn cuối cùng cũng bình tĩnh lại nói không không phải tên người đâu hình như son muốn nói với chúng ta điều gì đó vậy thì nhất định anh ấy sẽ nói thế nào để chúng ta có thể hiểu được nếu đó là một tên người thì cả bọn chúng ta đã bao giờ nghe qua cái tên nào như thế đâu hơn nữa từ cuối cùng đó dường như vẫn phát âm chưa hết vì vậy em cho rằng anh ấy mới chỉ nói được một nửa thôi trác mộc cường ba thoáng ngạc nhiên liếc nhìn mẫn mẫn rồi lại đưa ánh mắt sang phía Nhạc Dương. Nhạc Dương khẽ gật đầu nói, có lý đấy. Lữ cánh nam chợt cất tiếng, tạm gác những chuyện đó lại, chúng ta mai táng cho son trước đã. Bên bìa rừng lại có thêm một đống đất nhỏ. Bên cạnh đống đất, họ bứng một cây nhỏ ra trồng, trên thân cây to bằng miệng bát được khắc hàng chữ son, một nhà thám hiểm vĩ đại của thế kỷ 21, an nghỉ tại nơi đây. Ngày hôm đó, sắc trời rất u ám, dường như trời tối qua sớm lồng ngược tôi như thể có một tảng đá khổng lồ đang đè nặng làm tôi không sao thở nổi cảm giác ấy như thế nào tôi không diễn tả được tôi muốn khóc nhưng lại không thể hòa lên chỉ thấy có áp lực nặng nề dồn nén khiến tôi mỗi bước đều phải hết sức khó nhọc lê chân nếu không phải sau này gặp được mã cát tôi nghĩ không biết mình có thể tiếp tục cầm cự ở vùng đất sanrila đó nữa hay không tôi là người đã đưa son ra nhập đội ngũ này chính tôi là người đã đưa ân nhân cứu mạng mình lên đoạn đầu đài khi ấy tôi cứ luôn tự trách mình như thế. Cuối cùng, rốt cuộc tôi đã hiểu được tại sao mình không thể khóc được. Nước mắt, không thể nào cuốn trôi đi cảm giác hối hận trong lòng người ta được. Cái cây ấy, giờ chắc đã lớn lắm rồi. Son từng nói, loài cây đó có thể sống cả mấy nghìn năm, không biết nghìn năm sau nữa, người ta có thể tìm được cái cây ấy giữa muôn vàn cây cối khác ở Sandrila hay không. Có lẽ, nhiều năm sau đó, Trương Lập đã viết như thế trong cuốn hồi ký của anh. Trôn cất son xong, họ lại tiếp tục lên đường, ban ngày đi dọc theo mép bình đài, ban đêm dựng trại ở lưng chừng vách đá, mỗi ngày đeo trên lưng 50kg đổ đi bộ 20 cây số. Vì sự ra đi bất ngờ của Son, không khí trong đội cũng trở nên nặng nề khó tả. Họ đi gần một tháng trên tầng bình đài thứ hai, càng tiến về phía trước, thực vật trong rừng càng thấp nhỏ hơn, nhưng chủng loại cũng phong phú hơn nhiều. Họ gặp phải đủ thứ sinh vật ly kỳ cổ quái, có con rắn đuôi như con lươn, hoặc một loài sinh vật toàn thân gồ ghề đầy gai, Vừa giống thần lằn lại vừa giống cá sấu, hoặc loài động vật thể hình như tê giác, toàn thân mọc đầy gai nhọn, phần miệng lại to cứng như mỏ vẹt, hoặc có loài lại đầu lừa miệng ngựa thân hươu, đuôi thì giống như đuôi chuột, ngoài ra còn có các loại giống như khỉ, chim, đại bàng, tất cả đều là những loài chưa từng xuất hiện trong bất cứ ghi chép nào. Họ tra ra rất nhiều hình ảnh phục dựng 3D của các loài sinh vật tiền sử trong máy tính của giáo sư Phương Tân, nhưng cũng đều chỉ là rông giống chứ không phải, không thể nói được rốt cuộc chúng thuộc giống nào loài nào. Có điều lòng nhiệt tình của cả nhóm đối với vấn đề này cũng không cao nữa, bởi người có hứng nhất, thích giảng giải nhất đã không còn nữa, gặp phải loài sinh vật nào trông có vẻ nguy hiểm hoặc thể hình to lớn, cả bọn lại đi đường vòng tránh qua. Ngoài ra, cũng có mấy lần họ gặp phải bọn thần lằn săn mồi theo đàn kia, may mà năng lực quan sát của nhạc dương cũng chẳng kém gì bọn thần lằn trinh sát biết đổi màu ấy, nên bọn chắc một cường ba mới không phải chính diện đụng đầu với lũ săn mồi đáng sợ đó. Nhưng không thấy bất cứ dấu tích nào của con người. Dựa trên những gì ghi chép trong nhật ký thôn công bố, ít nhất bọn họ đã bỏ qua mấy chỗ di tích cổ, có điều trong đó cũng nhắc đến, các di tích cổ ấy đều đã bị hoang phế từ mấy trăm năm trước rồi, sau này cũng hầu như không còn ai đến những nơi đó nữa. Dọc đường thẳng hoặc cũng có những tình huống bất ngờ, gặp phải một loài động vật thể hình to lớn lại có cảm quan nhạy bén từ trong rừng ảo ra tập kích, trong đó có tới mấy lần bị bọn động vật lớn hợp thành một đàn tấn công, cuối cùng gây ra lở đất. Về sau, họ còn bị lũ chim khổng lồ ở đây để mắt, may mà chạy nhanh lẩn tuột vào trong rừng, mới tránh được bị bọn chim kia không kích. Cuối cùng, nước uống đã dùng cạn kiệt, họ buộc phải đi sâu vào rừng tìm kiếm nguồn nước. Băng qua thảo nguyên, qua khu vực toàn cây họ dương xỉ thấp tè chịu được hạn hán, lại một lần nữa bước chân vào khu rừng ẩm ướt, băng lạnh, tối tăm. Không hiểu tại sao, mỗi lần đi sâu vào rừng, chắc một cường ba đều thấy không được thoải mái, cảm giác như có người đang ngấm ngầm nhìn trộm mình vậy. Khu rừng lần này đã khác hẳn với mấy lần trước, thực vật um tùm, tán lá sum xuê rậm rạp, càng đi vào bên trong, hơi ẩm càng nhiều, lớp bùn bên dưới đã ngập tới gần mắt cá chân họ rồi. Đi chưa được bao lâu, Lữ Cánh Nam bỗng nhắc, chú ý cảnh giới, thực vật ở đây bắt đầu thấp nhỏ đi rồi đấy. Mọi người đều hiểu ý Lữ Cánh Nam, đây là kinh nghiệm họ rút ra được ở Sandrila này, khi cây cối cao lớn khổng lồ, còn mặt đất lại không có loài thực vật cỡ nhỏ nào, thông thường các loài sinh vật xuất hiện đa phần đều thuộc loại thể hình to lớn cành càng, đó cũng là để thích ứng với môi trường sống. Mà sinh vật khổng lồ ở Sandrila này, không phải đơn độc hành động, thì cũng là loại thiểu năng trí tuệ, đối phó với bọn đó vừa dễ tấn công, mà cũng dễ né tránh. Thế nhưng, khi rừng cây xuất hiện các loại thực vật thấp nhỏ, thì lũ sinh vật nhỏ cũng có chỗ náu thân, tệ hơn nữa là, những loài đó thông thường đều sống theo bầy lớn, chẳng may đụng độ với chúng, thực đúng là giết hoài cũng chẳng hết bọn họ đã mấy lần nếm mùi đau khổ rồi. Cảm giác lạnh lẽo âm u, tiếng gió rú gào giữa các tán cây rừng thi thoảng pha lẫn với tiếng gầm của những loài dã thú chưa biết tên, còn trước mặt bọn họ, xương cốt của các loài thú hoang cũng mỗi lúc một nhiều hơn. Nơi này như thể một lò sát sinh thời cổ đại, cứ bước được vài bước là lại thấy một bộ xương tương đối hoàn chỉnh, hình thái muôn hình vạn trạng, gió thổi qua, chốc chốc lại phát ra những âm thanh u u rợn người. Còn cả một số sinh vật khổng lồ, nhìn có vẻ như mới chết không bao lâu, lạ một điều là, bên ngoài bộ xương của chúng vẫn còn một lớp biểu bì chi chít những lỗ nhỏ trông như cái sàng. Tiếng u u u chính là âm thanh khi gió thổi vào những bộ xương có lớp da bọc bên ngoài ấy phát ra. Lữ cánh nam bất giác nhíu mày, thứ gì đã tạo ra những xác chết thế này chứ? Nhện ư, bọn nhện cũng thích bơm dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi, khiến phần bên trong con mồi từ từ tan chảy, sau đó hút lấy dinh dưỡng. Có điều nhện rất hiếm khi hành động theo bầy đàn, hơn nữa vết thương do chúng gây ra là vết thương không có hình dạng cố định, còn những vết thương này đều hình tròn, giống như kim châm vậy. Phải chăng là lũ muỗi? Không, ở đây có rất nhiều xương động vật nhỏ, nhỏ đến mức lũ muỗi đại tướng kia khó mà tấn công được, hơn nữa hoàn cảnh nơi này cũng rất không thích hợp cho việc bay lượn. Phải là một loài hút máu nhỏ hơn, sống theo bầy đàn, có bộ xương vỏ ngoài tương đối cứng rắn và dẻo dai để đối phó với các loài thực vật đầy gai nhọn, có lẽ không biết bay, nhưng tốc độ bò trườn trên mặt đất nhất định rất nhanh. Lữ cánh nam bèn nói suy nghĩ của mình ra. Từ khi Son ra đi, bọn họ chỉ còn có thể dựa vào phán đoán của mình để nhận biết các loài quái thú sắp phải đối mặt. Đường Mẫn hơi sợ hãi, dè dặt đề nghị, hay là, chúng ta lấy nước ở đây rồi đi luôn cho nhanh. Lúc này phía trước họ không hề có dòng suối nào, chỉ có một đám đất bùn nhão nhuệt. Đường Mẫn nói lấy nước là chỉ cách dùng bao vải bọc lấy đất bùn ép ra nước. Đây là phương pháp thường dùng khi ở giữa chốn hoang vu một thời gian dài mà không tìm được nguồn nước, cũng không có công cụ nào thích hợp để đào nước ngầm. Nhạc Dương lắc đầu nói, Mẫn Mẫn lo xa quá đấy, nói gì thì nói chúng ta cũng đều được huấn luyện đặc biệt có bài có bản, lại còn cả những trang bị mới này nữa chứ. Đội trưởng Hồ Dương lên tiếng cảnh cáo, Nhạc Dương, đừng khoác lác thế, chú ý quan sát đi. Trác Mộc Cường ba nắm chặt tay Mẫn Mẫn nói, không sao đâu, ít nhất đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy có gì nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, Trác Mộc Cường ba nhận ra Trương Lập đang dựa người vào một gốc cây nghỉ ngơi, hơi thở của đội trưởng Hồ Dương cũng trở nên nặng nề gã bèn nói, nghỉ ở đây một lát đã. Nhưng Trương Lập đã đứng lên nói, biết đâu phía trước có nguồn nước luôn rồi. Nhạc Dương lắc đầu nói, độ mềm và độ ẩm của bùn đất phân bố rất đều, phía trước có khả năng là đầm lầy hoặc hố bùn thôi. Anh cũng muốn nghỉ ngơi một lát, lưng đeo một đống nặng trịch bước đi trên đất bùn nhão nhuét, thực sự là rất tốn sức. Trương Lập nói, vậy để tôi lắp anten, giờ cứ mỗi lần bọn họ dừng lại, Trương Lập liền lập tức bật hệ thống radar lên, cũng là một biện pháp để đảm bảo an toàn khá hữu hiệu. Có điều khoảng thời gian này, trường lập tương đối trầm mặc hơn. Đội trưởng Hồ Dương đặt ba lô xuống bên cạnh, chọn lấy một khúc rễ cây khô ráo ngồi phịch xuống, bỗng nghe rắc một tiếng, rễ cây đã gãy lìa. Thế cũng chưa là gì, lại thấy một vật trăng trắng bay vèo ra từ giữa đám rễ cây bùng nhùng. Đội trưởng Hồ Dương tưởng là côn trùng gì đó, lập tức giật bắn mình nhảy thoát lên. Pháp sư Á La vươn tay ra bắt lấy, thì ra là một khúc xương trắng. Đội trưởng Hồ Dương thấy vậy bèn lầm bầm, chỗ này cứ quái quái kiểu gì ấy, đâu đâu cũng toàn xương trắng. Sau lưng họ là một đống xương trắng chất lẫn lộn, lờ mờ có thể nhận ra vài bộ còn nguyên vẹn, còn một bộ xương khổng lồ ít nhất cao 3 mét, dài khoảng 10 mét bị ngập một nửa trong đầm lầy. Pháp sư Á La nhìn khúc xương dài trong tay mình, nét mặt có vẻ ngần ngừ nghi hoặc. Lữ cánh nam để ý đến vẻ mặt ấy của Pháp sư Á La, cũng đưa mắt nhìn khúc xương, bất giác giật mình ngạc nhiên, đó là... Pháp sư Á La đã bước tới gần chỗ đội trưởng Hồ Dương, nghi hoặc nói: "Cho tôi xem khúc rễ cây bị gãy kia được không?" Đội trưởng Hồ Dương không hiểu gì, nhưng vẫn nhổ người đứng lên. Pháp sư Á La cẩn thận quan sát khúc rễ cây, có lẽ là một đoạn rễ gồ lên của cái cây to phía sau lưng Hồ Dương, chỉ thấy ở chỗ gãy lìa ấy có một cái lỗ, bên trong còn vài khúc xương trắng toát nữa. Pháp sư Á La lại kiểm tra thân cây to đó, quả nhiên lại phát hiện thêm mấy khúc xương khác mắc kẹt giữa các cái cây hoặc có thể nói chúng được thân cây bao bọc bên trong cũng không sai đội trưởng hồ dương cũng nhìn thấy xương trắng kẹt trong thân cây ngạc nhiên nói thế này là sao nhỉ trong thân cây có xương có động vật gì chết trong thân cây được nhỉ pháp sư á la lắc đầu lữ cánh nam cũng lên tiếng đây giống như xương người hơn pháp sư á la gật đầu tán thành ừm đây là xương đùi của người mấy người bọn trác mộc cường ba đều đứng bật dậy đến bên cạnh cái cây ấy trác mộc cường ba hỏi lại cho chắc xương người sao lại ở trong thân cây ở gần đây có người à pháp sư á la đáp chắc là một dạng thụ táng thời cổ đại ở tây Tạng cũng có khá nhiều hình thức thụ táng khác nhau một trong số đó là đặt xác hoặc cho cốt hoặc bình đựng cho cốt của người chết vào khe nứt trên thân cây hoặc trôn bên dưới gốc cây đường mẫn mừng rỡ thốt lên vậy có nghĩa là gần đây có người sống rồi pháp sư á la mỉm cười khe khẽ lắc đầu nhạc dương đã trả lời thay có thể rất lâu trước đây từng có người hoặc giả ở sâu trong rừng có di tích của một bộ lạc nào đấy nhưng giờ thì sợ rằng không còn nữa rồi nhìn ở đây có nhiều xương cốt động vật như vậy không giống nơi có người ra vào cho lắm thấy vẻ mặt thất vọng của đường mẫn trác mộc cường ba nói đi thôi chúng ta tiếp tục lên đường nhạc dương lại bổ sung tất nhiên cũng có khả năng có người mà dù chỉ có di tích thôi thì cũng tốt mà nếu là thôn làng bỏ hoang chưa lâu lắm biết đâu chúng ta còn tìm được mấy bộ quần áo thì sao. Tiếp tục đi thêm về phía trước, bùn nhão dưới chân mỗi lúc một sâu, bọn họ chỉ có thể dùng dây móc đu trên cây. Có điều, vùng đầm lầy này cũng không lớn lắm, không bao lâu sau đã thấy thấp thoáng trong rừng một dòng suối nhỏ trong vắt chảy ngoằn ngoèo, nước suối trong thấy đáy, phản chiếu từng mảng lá xanh bùn vàng xung quanh, lập tức khiến người ta cảm thấy thanh bình lạ thường. Nhạc dương nôn nóng muốn nhảy xuống bên bờ suối, nhưng đúng lúc ấy, cả trác một cường ba lẫn ba tang đồng thời cảm nhận được bên dưới có gì đó nguy hiểm. Nhạc dương, đừng xuống đó, chắc một cường ba hét lên hơi chậm mất một chút, hai chân nhạc dương đã chạm đất. Nhưng gót chân anh chàng hóa ra không dẫm lên mặt đất, mà chỉ thấy cả một khoảng đất bên cạnh dòng suối bỗng nhiên nhung nhúc chuyển động, nào thấy đất vàng lá xanh gì đâu, mà thì ra là cả một lũ rán to tướng. Lũ rán ấy tụ lại rất ngay ngắn, màu vàng nâu trên cơ thể chúng thoạt nhìn trông chẳng khác nào bùn đất, cú đáp của Nhạc Dương đã làm kinh động cả bầy rán xung quanh. Đội trưởng Hồ Dương ở trên cây không kìm được bột miệng kêu lên, rán khổng lồ. Cũng may Nhạc Dương vẫn chưa thu dây móc lại, nghe thấy tiếng hét của Trác Mộc Cường Ba, anh chỉ nhún chân xuống như chuồn chuồn điểm nước, rồi lại đu tiếp lao vút lên. Có điều trong lúc hoảng hốt, anh đã tương nguyên ra cả một băng đạn như một phản xạ có điều kiện. Hành động ấy rõ ràng đã gây hòa to, không biết xác chết của bọn rán nguyên thủy ấy phát ra chất thông tin gì, mà những con rán khác lập tức bắt đầu phát động tấn công. Bọn rán đó có thể không lợi hại bằng lũ côn trùng khổng lồ họ từng gặp phải trước đây, nhưng vô số thân thể dài hơn 30cm phủ kín cả một khoảng mặt đất như thế cũng đủ khiến người ta run lên sợ hãi. Tệ hơn nữa là, bọn rán đó biết leo cây, vậy là ngay cả trên cây họ cũng không còn an toàn. Những kẻ gây hỗn loạn đầu tiên là bọn rán nhỏ chưa trưởng thành, vỏ giáp bên ngoài của chúng mới là từng khúc từng khúc một, pha lẫn hai màu trắng và vàng nâu, mặc dù không có móc răng cưa như bọ ngựa, nhưng sáu cái chân của chúng đều có móc ngược, bị quẹt phải một cái là đủ toát thịt ra. Trước đây chẳng ai để ý đến miệng rán thế nào, cũng chẳng ai quan tâm xem chúng ăn uống ra sao, giờ gặp phải bọn rán dài cả thước này, họ mới nhìn rõ cái miệng của chúng. Những cái miệng hình tam giác nhọn, hơi giống miệng chuồn chuồn hay bọ ngựa, trên dưới đều có hàm, bên trong có rất nhiều xúc tu cuồn cuộn nhu động. Vừa thấy bọn rán bỏ lên, đường mẫn đã lập tức kêu rú ẩm ý lãnh địa của bọn rán này rất rộng tốc độ leo cây lại nhanh đến kinh hồn chẳng những vậy dù họ bắn dây móc về hướng cây nào thì bọn rán bên dưới gốc cây ấy cũng lập tức bỏ lên ngay khốn thật bọn chúng làm gì có mắt sao lại biết vị trí của chúng ta được chứ nhỉ trương lập ngoác miệng ra chửi vừa đặt chân xuống suýt chút nữa bị một con rán bỏ lên đùi may mà kịp dơ súng bắn hạ lữ cánh nam đáp cảm ứng rung động rán có thể cảm ứng được rung động nhỏ như lá rơi ở khoảng cách vài trăm mét nói gì đến rung động mạnh khi dây móc bắn vào cành cây chứ. Vừa nói, chân cô vừa dẫm lên lưng một con rán, chất dịch màu trắng bắn tóe ra khiến cô chỉ muốn nôn mửa, vội vàng lật cổ tay, bắn dây móc đu người sang một thân cây khác. Bọn chúng, bọn chúng đâu có ăn thịt, sao cứ đuổi theo chúng ta làm gì thế nhỉ? Đường mẫn thắc mắc hỏi chắc một cường ba. Chắc một cường ba cũng dẫm bẹp dí hai con rán, nhưng trong đầu gã lúc này lại đang nghĩ đến một chuyện khác, sau cái chân mọc đầy gai móc, phần đầu hình nửa bầu dục, tốc độ bò cực nhanh, cắt đầu đi vẫn có thể sống được thêm 3 tiếng đồng hồ, trong hoàn cảnh không có thức ăn và nước uống vẫn sống được thêm một tuần, nếu không tiêu hao thể lực còn có thể kéo dài được lên đến 3 tháng, sức sống cực mạnh, loại động lực thích hợp nhất, lẽ nào chính là chỉ thứ này. Trung tâm của các loại cảm bẫy máy móc lẽ nào chính là bọn chúng. Đội trưởng Hồ Dương nói, ai bảo chúng không ăn thịt. Bọn chúng là động vật ăn tạp, cái gì chẳng sơi. Nhạc Dương cũng nói, đúng đấy, ở chỗ chúng ta người ta gọi rán là mụ trộm mỡ, nếu đã ăn mỡ thì chắc chắn là không ăn chay rồi. Lữ cánh nam đột nhiên giật mình, sực nghĩ ra, phải rồi, tấn công theo bầy đàn kiểu này có đúng là rán không nhỉ? Tại sao toàn là các cá thể chưa trưởng thành không có cánh? Không, bọn này không giống rán lắm, mà giống loài bọ chó hút máu nhiều hơn. Dường như để nghiệm chứng suy nghĩ của lữ cánh nam, vài con rán đột nhiên lợi dụng sức bật của chi sau mạnh mẽ bắn người lên cao. Tình hình càng thêm nghiêm trọng, tốc độ và độ cao của những cú nhảy ấy chẳng khác nào bay. Ở đây mà gặp phải một đám côn trùng biết bay thì đúng là chẳng còn gì tệ hơn được nữa. Trác Mộc Cường Ba lập tức đưa ra quyết định, tản ra chạy. Đoạn dẫn theo đường mẫn đột phá về phía phải. Đây là kinh nghiệm họ rút ra được sau nhiều lần đụng độ với các quần thể sinh vật số lượng lớn. Một khi phân tán, số lượng truy binh phía sau cũng sẽ bị tản ra, mà thông thường bọn chúng cũng rất hiếm khi bay ra khỏi vòng lãnh địa của mình. Đồng thời, sau khi phân tán lại không lo lỡ tay làm bị thương người của mình, phiền phức cũng giảm đi đáng kể. Với trang bị vũ khí hiện giờ của họ, đã đủ để bảo đảm an toàn của cá nhân rồi, cộng với hệ thống thông tấn hiện đại, có thể nhanh chóng tìm được vị trí của những người khác, không sợ bị lạc trong rừng sâu. Tám người tản ra tám hướng khác nhau, nhạc dương đi sâu vào rừng, trường lập thì xuôi theo dòng suối, lao thẳng vào chỗ bỏ chó nhiều nhất, anh định dẫn dụ đám đông nhất theo mình. Này, anh cẩn thận đấy, Trương Lập, Nhạc Dương hét lên trong bộ đàm, nhưng anh cũng không dám khẳng định Trương Lập có nghe lọt lời mình không. Nhạc Dương rất lo Trương Lập vì cái chết của Son mà nghĩ quẩn. Xa xa vang lên tiếng nổ ầm ầm, ầm ầm, Ba Tang đã bắt đầu ném lựu đạn ra rồi. Lúc Trương Lập dừng lại, trên người đã có mấy chỗ bị cào rách, cánh tay hình như bị một con chẳng hiểu là dán hay bọ chó ấy móc vào, lòi cả thịt ra ngoài, nhưng cũng coi như đã thoát được sự truy đuổi của chúng. Thông qua thiết bị thông tấn, anh nhận ra, người ở xa nhất là Ba Tang, hai người cách nhau tới khoảng 5 km, còn người ở gần nhất là Pháp Sư Á La, có điều cũng cách tới khoảng 1,7 km. Khi anh phát tín hiệu an toàn, ba người khác cũng đồng thời phát ra tín hiệu an toàn, chỉ có Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La, đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang là chưa xác định được vị trí an toàn, có điều bốn người bọn họ chắc đều biết làm thế nào để thoát khỏi lũ rán. Trương Lập phần nào yên tâm, lấy băng cấp cứu ra băng qua cánh tay bị thương, bắt đầu lần mò tiến lên phía trước. Lội qua bờ suối bên trái, đi ngược dòng tiến lên phía trước, xuyên qua một vùng cỏ rậm rạp um tùm, rồi leo qua một con dốc đất và đá vụn, Sương trắng đã thưa dần, tiếng suối nước vang lên rõ hẳn. Cha cha, Trương Lập bất giác than thầm một tiếng, đã đến đầu nguồn của con suối này rồi. Lại một thác nước, từ tầng bình đài thứ ba lần khuất trong sương mù chảy xuống, tựa như bị ngọn gió trên cao thổi tan, đến nơi đây chỉ còn một dòng nhỏ mong manh, chảy dọc theo những dây leo xanh biếc ngoằn ngoèo rỏ xuống, như thể một nàng tiên nữ đang gội đầu chải tóc. Cảnh đẹp như tranh, dường như khiến quả tim nặng nề co thắt lại của Trương Lập cũng thấy dần nhẹ nhõm. Đá núi màu đỏ và cây rừng màu xanh xung quanh quây lại thành một hố trũng, bao bọc lấy một viên minh châu màu phỉ thúy, viên ngọc ấy cũng phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh, gió thổi dì rào bên ngoài không thể nào cuốn vào trong. Nơi đây tựa như một cái chậu khổng lồ, những dòng khí lưu chậm chậm lưu động bên trong. Thế nhưng, Đột nhiên, trong mắt Trương Lập, cảnh sắc tuyệt vời xung quanh đều nhòa đi không còn màu sắc, anh chàng trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn ra giữa hồ, thời gian dường như đứng lại, cả linh hồn bất giác cũng rời khỏi xác thân phàm tục bay ra ngoài. Trong hồ nước xanh biếc hoàn toàn thoát ly khỏi hiện thực ấy, một cô gái, không phải, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cũng không phải, là một tiên nữ mới đúng, nàng tiên nữ ấy đang tắm. Cô xoay lưng về phía Trương Lập, chậm chậm đứng dậy trong làn nước mái tóc dài đen mượt mềm mại như tơ, giống như một tấm gấm lụa đen lớn khoác lên bờ vai nàng tiên nữ, làn da trắng muốt như dương chi bạch ngọc, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hoàn mỹ, không thể tìm đâu ra một tỷ vết, những đường cong mềm mại quyến rũ, không biết bàn tay của vị thần nào đã phát nên những đường nét hoàn mỹ đến rung động lòng người như thế, khiến người ta chỉ thấy thật hết sức thích đáng, thêm một chút hay bớt một chút cũng đều không được. Nàng tiên nữ khẽ lắc đầu, vô số hạt chân châu lóng lánh trong suốt bắn tung lên không trung, mái tóc mượt, đôi mày ngài, chiếc mũi thon, làn môi đỏ thắm như chu sa, gương mặt lung linh, cùng đôi mắt sáng như hai vì sao rơi xuống, cặp lông mi hơi cong lên mang theo cả mấy hạt nước nhỏ li ti, toàn bộ đều lọt hết vào mắt Trương Lập. Tim anh ra sức đập dồn, thình thịch thình thịch, thịch thình thịch, thịch thình thịch, thịch thình thịch Dẫu có đeo theo 50 kg đi liên tiếp không ngừng nghỉ 20 cây số, dù phải đối mặt với cả đàn rán vô số con, tim Trương Lập cũng chưa từng đập nhanh và mạnh đến thế lần nào nếu được nhìn gần hơn một chút nữa thôi thì đời này chẳng còn gì hối hận nữa rồi. Nếu tiên nữ cùng mình chuyện trò một lúc thôi, thì dù sau đó có chết ngay lập tức cũng đáng lắm. Trong đầu trương lập nghĩ thế, tự nhiên đưa tay lên gỡ thiết bị thông tấn gắn trước mắt xuống, chậm chậm nhích lên phía trước. Hai tay tiên nữ khẽ dơ lên, cánh tay như ngó sen, mười ngón tay như mười cộng hành. Cô đứng yên, trời đất cũng như nhòa sắc, gió tự nhiên dịu dàng, cô cử động, động tác yêu kiều uyển chuyển mê hồn, cô hơi trao mày, cơn gió kia thổi là nước biết gợn lên những hàng sóng lăn tăn, đôi mắt cô sáng bừng, trời đất cũng như sáng bừng lên theo. Không cười cũng không giận, không hờn không dỗi, thế mà đôi mắt kia tựa như toát lên ngàn mối tơ tình. Trương lập cách nàng tiên nữ mỗi lúc một gần hơn, càng nhìn càng thấy si mê, thậm chí nhất thời quên cả mình đang ở đâu, chân đứng không vững, bịch bịch một tiếng ngã lăn ra đất. Mặt trương lập áp lên mặt đất lạnh lẽo, khóe miệng đã có máu rỉ ra, nhưng anh chẳng hề thấy đau chút nào, phản ứng đầu tiên của anh là, mình đang nằm mơ. Đúng vậy rồi, sau hơn một tháng trời quần thảo với các loại quái vật ở Sanrila này, bỗng dưng lại gặp một đồng loại ở chốn đây, mà lại còn đẹp như thế này nữa. Bất kể thế nào thì Trương Lập cũng không dám tin những gì trước mắt mình bây giờ là sự thực. Thế nhưng, khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, lại nhìn thấy nàng tiên đó đang khoan khoái vùng vẫy trong làn nước. Trương Lập bèn rụi mạnh hai mắt, rồi bấu mạnh vào má mình một cái, đau thật, cuối cùng cũng tin rằng mình đã trở thành nhân vật chính của một màn kỳ ngộ nhưng anh không hề phát hiện ra, ngay phía trên đầu mình, có một bóng đen khổng lồ đã lẳng lặng che phủ. Đột nhiên, một làn hơi nóng phừng phả vào lưng Trương Lập, là gió sao. Trương Lập cảm giác không giống lắm. Anh bèn ngoảnh đầu lại, hai mắt mở to, xém chút nữa là trợn lên chỉ còn tròng trắng. Một cái đầu to tướng dí sát trước mặt anh, cơ hồ mũi đã chạm vào mũi, cái đầu ấy, chắc trăm phần trăm không thể nhỏ hơn đầu một con vo châu phi được. Cái gì vậy, quái vật gì thế, Trương Lập nhảy dựng lên, ngã bổ ngửa về phía sau. Lúc ngã ngửa ra, Trương Lập mới phát hiện, thì ra đó là một con thần lằn cổ dài đã trưởng thành. Họ đã gặp loài thú khổng lồ dài tới hơn ba chục mét này trong rừng rồi. Chúng là loài động vật hiền lành, chỉ ăn cỏ. Con thú khổng lồ tròn đôi mắt to tướng, tò mò quan sát kẻ lạ mặt. Trương Lập không biết lấy dũng khí ở đâu, vội đưa một ngón tay đặt lên môi, làm động tác ra hiệu không được lên tiếng. Nhưng cú ngã của anh đã làm kinh động đến nàng tiên nữ đang tắm trong hồ, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng chất vấn. Trương Lập vội lén lút bò ra khỏi bãi cỏ như một con chuột. Bên tai còn loáng thoáng nghe thấy nàng tiên nữ ấy đang lớn tiếng nói gì đó, hình như đã nhìn thấy anh, nhưng đầu óc Trương Lập lúc này chỉ toàn những tiếng ong ong ong, máu trong cơ thể đều dồn cả lên đầu, tiếng gì cũng chẳng nghe rõ nữa rồi. Trương Lập bò đến chỗ cách bờ hồ một khoảng khá xa, nơi này có lẽ an toàn rồi, chắc là không bị phát hiện đâu, anh thầm nhủ anh nằm lăn ra đất thở hồng hộc, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường. Một đợt rung động nhẹ nhẹ bỗng làm Trương Lập giật bắn mình, giờ mới phát hiện ra đồng hồ nguyên tử đang rung lên, những người khác đã tìm đến đây rồi. Anh vội đeo lại thiết bị thông tấn, nhìn số liệu trên màn hình, họ đã đến rất gần rồi. Trương Lập cuống hết cả lên, lòng dạ dối bời, không phải vì anh sợ mình bị phát hiện, mà là bởi trong cái đội này có quá nhiều thành phần bất lương, ngoài Pháp Sư Á La và hai cô gái, bốn người khác đều là phần tử nguy hiểm, đặc biệt là cường ba thiếu gia, Trương Lập đã liệt gã vào hạng phần tử khủng bố hàng đầu rồi. Trương Lập, không sao chứ, sao lại gỡ thiết bị truyền tin xuống, gọi mãi cũng không trả lời, còn tưởng anh bị quái thú ăn thịt mất rồi cơ đấy. Giọng nhạc dương vang lên trong thiết bị, Trương Lập vừa bật thiết bị truyền tin lên, những người khác liền lập tức biết được vị trí của anh. Đâu, đâu có đâu, tôi, tôi, tôi đang trinh sát, Trương Lập bối rối đáp, bấy giờ, bên dưới dốc đá hình tròn ấy đã thấy bóng dáng chắc mộc cường ba xuất hiện trương lập vội vàng xuống đón anh chẳng mong muốn nàng tiên của mình bị bao nhiêu người nhìn thấy trong tình trạng đó cậu không sao chứ thấy trương lập đi xuống chắc mộc cường ba mới yên tâm Ôi, tay anh bị thương rồi có phải bị bọn dán kia làm bị thương không đường mẫn thoạt nhìn đã thấy vết thương chạy dài trên cánh tay trương lập hả à, chắc là thế chính trương lập cũng đã quên mất mình bị thương lúc nào trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến phía bên kia dốc, vừa liếc thấy nhạc dương đang định đi lên, vội vàng nói, đừng lên đó. Nguy hiểm, tuy rằng quan hệ của anh và nhạc dương xưa nay vốn rất tốt, có điều lúc này, nhạc dương tính ra cũng chỉ nguy hiểm kém cường ba thiếu ra một chút mà thôi. Sao thế, trên đó có gì hả? Nhạc dương giật mình kinh ngạc, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi. Trương lập dơ cánh tay bị thương lên cho đường mẫn kiểm tra, gương mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, khủng khiếp lắm, đừng lên đó khủng khiếp lắm. Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương gần như cùng lúc kiểm tra vũ khí trên tay, nếu có con quái thú nào bất ngờ xông ra, súng mà kẹt đạn thì cầm như chết chắc. "Là thứ gì, đáng sợ lắm à?" Lữ Cánh Nam nghiêm túc hỏi. Đầu óc Trương Lập như một mớ bùng nhùng, chỉ biết hàm hồ đáp, "Tôi tôi không biết, tóm lại là đáng sợ lắm, khủng khiếp lắm." Mọi người đều biết, ở nơi này đích thực có rất nhiều loài quái thú không thể chỉ dùng một hai câu mà có thể hình dung được. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt bấn loạn của Trương Lập, bọn Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu nghĩ xem có nên lùi lại đi vòng đường khác hay không rồi. Chẳng lẽ còn kinh khủng hơn cả bọn thần lằn khổng lồ à? Trong trí nhớ của Nhạc Dương, lần gặp phải con thần lằn khổng lồ đó rõ ràng là chuyện khủng khiếp nhất. Còn đáng sợ hơn cả trăm lần, Trương Lập đã bắt đầu nói năng lung tung. Thế so với bọn muỗi kia thì sao? Đối với Đường Mẫn, lũ muỗi cỡ đại tướng ấy mới là những sinh vật đáng sợ nhất, xấu xí nhất làm sao mà so sánh được trương lập thầm nhủ trong lòng nhưng ngoài miệng lại nói còn ghê hơn lũ mũi ấy cả vạn lần miệng thì nói vậy trong đầu anh lại cứ nghĩ về cảnh tượng lúc nãy vừa mục kích nói một hồi bỗng cảm thấy có hai dòng chất lỏng nong nóng chảy phía trên môi ủa anh chảy máu mũi kia nhạc dương chỉ vào mặt trương lập nói trương lập đưa ngón tay lên quẹt máu trong người vẫn nóng phừng phừng sôi sùng sục đành nghiến răng nói bừa lợi hại chưa, tôi mới chỉ nhìn một cái đã sợ đến chảy cả máu mũi rồi. Tôi thấy, tốt nhất cứ đi vòng qua thì hơn, nói thì nói vậy, nhưng trên mặt anh chàng lại lộ ra vẻ lưu luyến không nỡ rời đi. Đột nhiên, Trương Lập bỗng cảm thấy không khí có gì đó không ổn lắm, đến cả đường mẫn cũng ngừng việc rửa vết thương lại, trong mắt những người khác hiện lên một vẻ kỳ quái mà mình không sao hiểu nổi, tuồng như trước là kinh ngạc, sau đó là chăm chăm nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, rồi tựa hồ sực ngộ ra đạo lý gì đó, cuối cùng thì những ánh mắt ấy đều lộ ra vẻ coi thường, diễu cợt. Trương lập nắc nỏm bất an ngoảnh đầu lại, lập tức hồn siêu phách lạc, chỉ thấy nàng tiên đó đã mặc lại quần áo, đang đứng phía trên dốc đá nhìn họ với ánh mắt giò xét. Mái tóc búi lên kia vẫn còn nhỏ nước, quần áo mặc vội trong lúc cuốn quýt vẫn chưa buộc gọn gàng, với sự tinh minh của đám người này, dẫu có dùng mông để suy luận, cũng biết rõ mười mươi vừa nãy Trương Lập đã làm gì. Hư đáng sợ hơn thần lần khổng lồ 100 lần hả? Lữ cánh nam hờ hững nói, gương mặt trương lập tức thì biến thành một quả cà chua chín nục, cả hai tai đều nóng bừng lên như bị lửa đốt. Chỉ nghe nàng tiên ấy cất tiếng hỏi, các vị là. Người hạ qua ba à, tiếng tạng cổ tiêu chuẩn, giọng nói trong veo ấy làm người ta nghĩ đến những vụn băng ngày đầu xuân. Cô thầm nhủ, làm sao thế được nhỉ, nhìn phục sức của họ, đích thực không phải kiểu của người hạ qua ba, nhưng mà, trên lưng họ đeo gì thế nhỉ mình chưa bao giờ thấy kiểu gùi nào như thế. Và lại, người hạ qua ba không phải bị tiêu diệt hết rồi sao? Đã bao nhiêu năm rồi không có ai từ dưới đó lên nữa. Địch ô trong thôn nói, những người băng qua được rừng xương trắng, ai cũng đều là dũng sĩ cả. Lòng trương lập lúc này thật hoan hỉ không biết nên nói sao cho phải, không ngờ có thể nghe hiểu được. Không ngờ lại hiểu được lời tiên nữ ấy nói. Anh vội vội vàng vàng hấp tấp chạy vụt lên, lắp ba lắp bắp gượng gạo nói, chúng tôi chúng tôi ở bên dưới lên, miệng thì nói, tay thì khua loạn xạ, trình độ tiếng tạng cổ của anh cao nhất cũng chỉ đến mức ấy. Mặc dù Pháp Sư Á là có thể nói tiếng tạng cổ rất lưu loát, nhưng Trương Lập không hề có ý định để ông lên tiếng một chút nào. Nàng tiên ấy thoáng ngây ra, tựa như phải nghĩ ngợi dây lát mới lĩnh ngộ được những gì Trương Lập nói. Trương Lập vừa liếc thấy đám người bọn Trác Mộc Cường ba đều tiến về phía này, lại vội vàng bổ sung thêm, cái này. Cái kia, vừa nãy, bí mật, bí mật, ấp a ấp úng mãi, mới tìm được từ ngữ muốn biểu đạt. Lần này thì nàng tiên kia có vẻ đã hiểu, nhìn anh chàng mặt mũi đỏ bừng bừng, tay chân luống cuống trước mặt, khuôn mặt cô cũng hơi ửng hồng, nhưng chỉ thoáng sau đã trở lại bình thường. Từ trên cao cô nhìn chằm chằm xuống mặt Trương Lập, mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt ấy đã rất rõ ràng, thì ra chính là anh. Ánh mắt ấy của cô làm chống ngực Trương Lập cứ đập lên thình thịch. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đã lại gần, Nàng tiên đó liền hỏi lại câu vừa nãy Trương Lập vẫn chưa trả lời trực tiếp, người hạ qua ba à? Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Pháp sư Á La chắp tay trước ngực đáp, chúng tôi từ bên ngoài tới. Bộ tộc hạ qua ba mà cô nương nói, phải chăng là thôn làng hoang phế ở tầng bên dưới? Thật đáng tiếc, trong thôn đã không còn sinh linh nào nữa rồi. Đôi mắt trong veo như nước của nàng tiên ấy tức thời sáng bừng lên, hân hoan nói, ở bên ngoài, các vị từ bên ngoài tới à? Tiên nữ vừa nở nụ cười. Trương Lập bỗng cảm thấy trên cánh đồng hoang trong tâm hồn mình lập tức nở đầy những bông hoa nhỏ đủ sắc màu rực rỡ. Lữ cánh nam lấy làm kỳ lạ, cô bé này sao mà biết được sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài nhỉ? Con vật to quá, bạn nuôi hả? Tiếng tạng cổ của đường mẫn rõ là giỏi hơn Trương Lập nhiều, cô là người đầu tiên trông thấy con thằn lằn cổ dài khổng lồ đang nằm phục phía sau nàng tiên đó. Mà sự thực là, người nào trong nhóm này cũng giỏi tiếng tạng cổ hơn Trương Lập rất nhiều, ít nhất là muốn nói chuyện bình thường với mã cát cũng đều không có vấn đề gì chị hỏi thủ hộ linh của em à nó tên là cường ba lòng ba cường ba em tên là mã cát mọi người từ bên ngoài đến thật đấy à vẻ mặt mã cát đầy vẻ ước ao chờ đợi sặc nhạc dương không nhịn được phải len lén phì cười đường mẫn và lữ cánh nam cũng đều mím chặt môi thật không ngờ con vật to bự đại tướng này cũng tên là cường ba trác mộc cường ba thì ngước mắt lên nhìn con thú khổng lồ con cường ba này còn giống cường ba hơn gã nhiều. Chỉ có Trương Lập là trợn tròn mắt lên, lớn tiếng hỏi, Mã. Mã, Mã Cát, Mã Cát A Mễ, cô, cô tên là Mã Cát A Mễ hả? Mã Cát lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó trên gương mặt lập tức xuất hiện nét ngượng ngùng xấu hổ, sao? Sao anh biết tên người ta? Bộ mặt ngây thơ hoàn toàn không có chút gì giả tạo ấy khiến đường mẫn cũng phải cảm thấy hổ thẹn không bị được. Ừm, um, chúng ta vừa đi vừa nói được không? Mã Cát, cô sống ở gần đây à? Trò chuyện với Mã Cát, họ biết thêm rằng, thôn làng của cô tên là Công Nhật Lạp, hiển nhiên chính là ngôi làng Công Nhã Lạp trong bản dịch của Pháp Sư Á La. Như vậy có nghĩa là, họ đã đến vùng gần với trung tâm của tầng bình đài thứ hai. Hiện giờ thôn Công Nhật Lạp có khoảng hơn 200 hộ, sống nhờ chăn nuôi và trồng trọt. Phía đông thôn làng vốn còn một làng khác tên là Cường Nhật, nhưng giờ đã bị bỏ hoang, Công Nhật Lạp nay trở thành thôn làng nằm gần rừng xương trắng nhất. Có lẽ trong tương lai không xa, Họ cũng phải rời cả thôn làng, tránh xa khỏi khu rừng xương trắng nguy hiểm, nơi này rồi sẽ hoàn toàn trở thành lãnh địa của bọn quái thú. Còn các vấn đề lịch sử chẳng hạn như, tại sao trước đây trong rừng lại có nhiều thôn làng như thế, vì cứ gì mà giờ đã bỏ hoang gần hết, quan hệ giữa họ và bộ tộc qua ba như thế nào, thì Mã Cát đều không trả lời được, nhưng theo lời cô, thì Địch Ô đại nhân trong thôn chắc chắn có câu trả lời, bởi vì chuyện gì Địch Ô đại nhân cũng biết hết. Dọc đường, Mã Cát cũng hỏi rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài. Tỷ như bên ngoài rộng lớn nhường nào, cảnh sắc ra sao, trời xanh mây trắng trông như thế nào, chuyện gì cô cũng thắc mắc. Những câu hỏi này thực không dễ trả lời chút nào, sự thực là, pháp sư Á La quen nói những lời thấm đẫm thiền cơ, một lời đa nghĩa. Nhưng lúc này lại phải miêu tả một thế giới rộng lớn bao la với bao điều kỳ lạ cho một thiếu nữ xưa nay vốn vẫn nhìn bầu trời qua miệng giếng như mã cát, vậy nên vai trò người đối thoại liền đổi sang cho Trương Lập nãy giờ vẫn mong ngóng từ lâu. Có điều, đối với mã cát những câu trả lời ngọng nghịu, lắp ba lắp bắp của Trương Lập, đúng là càng dễ khiến cô gợi được nhiều liên tưởng hơn. Trương Lập nhìn đôi mắt to tròn biết nói ấy, quả tim đập là cả nhịp, lúc nhanh lúc chậm. Được lữ cánh nam gợi ý, Trương Lập mới hỏi Mã Cát, tại sao cô không hề ngạc nhiên khi gặp những người từ bên ngoài đến như bọn họ. Câu trả lời của Mã Cát làm tất cả đều giật nảy mình, bởi vì thường hay có người bên ngoài đến mà. Nếu nói có chuyện gì khiến bọn Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, thì câu trả lời của Mã Cát chắc chắn được xem là một trong số đó, dù bây giờ bạc Ba La thần miếu có bất thình lình xuất hiện trước mặt cũng chẳng khiến họ ngạc nhiên đến thế được. Dẫu sao thì, từ khi bắt đầu công cuộc tìm kiếm bạc Ba La thần miếu tới giờ, họ vẫn luôn cho rằng mình là đội ngũ duy nhất thành công đặt chân đến Sandrila này. Dù có gặp được thi thể của những nhà thám hiểm đi trước, họ cũng chỉ cho rằng đó chẳng qua chỉ là những kẻ thất bại, vừa đặt chân đến đây hoặc thậm chí là còn chưa đặt chân xuống đất đã chết tiệt hết cả rồi. Nhưng giờ nghe như Mã Cát nói, không chỉ có người hiện đại đến được nơi này mà vẫn còn sống, chẳng những vậy, còn khá thường xuyên nữa, chứng tỏ rằng những người đã đến đây cũng không phải là ít. Cảm giác vượt trội và niềm vui sướng ban đầu lập tức tan biến thành mây khói. "Mã Cát, cô nói họ từ bên ngoài đến à, có chắc vậy không?" Cô biết bên ngoài nghĩa là như thế nào chứ? Lữ Cánh Nam không cam tâm hỏi. "Ừm," đôi mắt biết nói ấy của Mã Cát lại một phen khiến Trương Lập Hồn siêu phách lạc họ toàn tới bằng những cái nấm khổng lồ biết bay, nhưng người leo từ tầng dưới lên, lại băng qua rừng xương trắng như mọi người thì đây mới là lần đầu tiên em gặp đấy. Pháp sư Á La nói, như chúng tôi thì cháu mới gặp lần đầu tiên, lẽ nào cháu đã gặp những người bên ngoài bay đến bằng cái nấm khổng lồ rồi. Mã cắt tỏ vẻ đắc ý, cười hì hì nói, đương nhiên, năm 10 tuổi cháu đã gặp một chú đến từ bên ngoài kia rồi mà. Địch ô đại nhân trong thôn nói, chú Đa La bay đến bằng một cây nấm lớn, nhưng bị ngã gãy chân, chẳng đi đâu được cả. À, chú ấy cao lắm, cao như cái chú này này. Mã cát chỉ vào chắc mộc cường ba, nói tiếp, nhưng tóc chú ấy màu vàng, mắt màu xanh, mũi nhọn hoắt, cháu còn tưởng người bên ngoài kia đều như vậy cơ. À, chú ấy nói không sói như mọi người đâu, nhưng cháu vẫn hiểu được, giống như anh Trương Lập ấy. Mặt Trương Lập lại đỏ bừng lên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tên của cường ba thiếu ra cô còn chẳng nhớ, vậy mà lại nhớ được tên của mình. Về điểm này thì Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam đều không có gì nghi hoặc, những người nghiên cứu bạc ba la thần miếu, ít nhiều đều có nghiên cứu về tiếng tạng và tiếng phản cổ. Pháp Sư Á La lại hỏi tiếp, thế người đó đã nói gì với cháu rồi? Mã Cát nói, cháu nhớ tên của chú Đa La đó rất cổ quái, cái gì mà Đa La cách phúc hay là Đa La cách ngúc gì đấy? Chuyện mà chú ấy nói nhiều nhất là, vương quốc của chú ấy sắp đưa một khối sắt to lên cao ơi là cao, đến gần cả mặt trăng ấy, Hình như có một vương quốc nào đấy tên là tên là Aimenica America, cũng chưa làm được đâu. Chú ấy còn bảo, ở bên ngoài, chỉ cần trời không mưa thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy mặt trăng, không giống như ở nơi này, có khi cách mấy tháng trời mặt trăng mới ló dạng một lần. Nói tới đây, Mã cắt cục hàng lông nghi cong cong xuống. Trương Lập cảm tưởng như có quả chùy đập mạnh vào ngực mình, chỉ muốn nhào tới ôm Mã cắt vào lòng, nói với cô, anh có thể dẫn em ra ngoài kia ngày ngày ngắm trăng, đếm sao trời. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau, vậy là có thể xác định rồi, khoảng thập kỷ 50-60 của thế kỷ trước, người Liên Xô có thể là cán bộ tình báo cấp cao, bằng không chắc không thể biết được chuyện vệ tinh sắp được phóng lên quỹ đạo. Lúc Mã Cát gặp ông ta, người đó chắc đã sống ở Sanrila này hai ba chục năm rồi, tiếng tạng cổ của ông ta có lẽ cũng là về sau này mới học. Mã Cát, vậy cô còn gặp những người đến từ bên ngoài khác không? Trác Mộc Cường ba hỏi. Mã Cát lắc lắc đầu đáp, Hết rồi, có điều hồi nhỏ cháu nghe người lớn trong thôn nói, ở thôn Phá Nhật, thôn Thác Nhật, cả bên Vương quốc Ca nữa, đều có người bên ngoài đến cả. Mã Cát, cô nói thêm về chú Đa La ấy được không, chúng tôi muốn biết thêm nhiều chuyện về chú ấy nữa. Lữ Cánh Nam dịu dàng nói, họ thực sự cần biết thêm thông tin về thực lực cũng như kết cục cuối cùng của những kẻ ngoại lai ấy. Tại sao lại không có một chút tin tức nào về những người đó? chẳng lẽ toàn bộ bọn họ đều sống nốt quãng đời còn lại của mình ở Sanrila này hay sao à trước khi nói gì mã cắt đều thích nghiêng đầu nghĩ ngợi khi ấy đôi mắt cô đều sáng rỡ lạ thường hồi trước em không biết chú đa la là người ở bên ngoài tới vì chú ấy bị thương nên suốt ngày chỉ ở trong nhà của địch ô đại nhân ít khi ra ngoài lắm em có đến gian phòng ấy rồi lần nào cũng thấy chú đa la làm gì đấy với một cái hộp vuông Chú ấy dùng khoai tây, với một ít đất bùn và mấy mảnh sắt và dây sắt liền có thể làm rất nhiều thứ sáng bừng lên, lại còn kéo ra một sợi dây sắt dài ơi là dài nữa. Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn nhau cười cười. Thiết bị phát sóng điện, kết quả hiển nhiên là đã làm ông chú Đa La kia rất thất vọng. Nhưng việc lợi dụng các nguyên tố hiếm trong đất bùn và khoai tây cộng với sắt để phát điện thì rõ ràng đã khiến cô thiếu nữ này cảm thấy hết sức thần kỳ, vì vậy ấn tượng lưu lại trong cô cũng vô cùng sâu đậm. Mã Cát tiếp tục nói, mỗi lần em đến, chú Đa La đều kể nhiều chuyện lắm, toàn là chuyện bên ngoài cả, có nhiều thứ em chẳng hiểu gì cả. Kế đó, Mã Cát liền kể ra đủ thứ chuyện thần kỳ ở thế giới bên ngoài. Chắc rằng đây là điểm mà cô kính phục ông chú tên là Đa La đó nhất, nhưng những chuyện ly kỳ hấp dẫn mà cô kể, đối với đám người đến từ thế kỷ 21 này, rõ ràng là đã quá lạc hậu mất rồi. Ừm, Mã Cát này. Sau khi Mã Cát kể ra một loạt các kỹ thuật lạc hậu từ thập niên 50-60 của thế kỷ trước, Cuối cùng Pháp Sư Á La cũng không kìm được cất tiếng ngắt lời cô, những chuyện thần kỳ ấy chắc hẳn nhất thời cũng khó mà nói hết được đúng không? Vâng ạ, à, Mã Cát Phấn khởi nói, chú Đa La kể nhiều chuyện lắm, nói mấy ngày cũng chẳng hết ấy chứ. À, vậy thì, những chuyện ấy để lại sau mới kể được không? Có thể cho tôi biết, chú Đa La đó về sau đã đi đâu rồi không? Pháp Sư Á La nở một nụ cười hiền hậu, Trường Lập thì chỉ thấy lúc này Pháp Sư thật là giả dối hết sức. Ồ! sắc mặt mã cát liền trở nên ảm đạm, thầm nhủ. Lúc trước khi mình kể chuyện này với các bạn nhỏ trong thôn làng, ai nấy cũng đều thích thú lắm cơ mà. Sao những người này? À, phải rồi, họ cũng ở bên ngoài đến đây. Trong mắt họ, những câu chuyện của mình cũng bình thường chẳng khác nào châu bò ăn cỏ, mã cát ăn bánh bột mì thanh khoa vậy thôi. Trương lập thấy thế thì đau lòng lắm, thật chỉ muốn vươn tay ra vuốt ve gương mặt ấy để an ủi, mà sự thật là anh đã không tự chủ nổi mình, lập tức vươn tay ra vuốt khẽ lên má mã cát không sao, anh. sau này về sau sẽ kể, kể cho em nhiều nữa, bên ngoài nhiều nữa, nói dứt lời anh mới thấy kinh ngạc trước hành động của chính mình, tựa hồ cơ thể không còn chịu sự khống chế của bộ não nữa rồi vậy. cũng may là những người khác dường như đều không để ý lắm. mã cắt nghe lời hứa của trương lập cũng vui vẻ trở lại, có điều ở trước mặt nhiều người nên cũng không tiện reo lên, nhưng nụ cười bằng mắt ấy trương lập có thể cảm nhận được chú Đa La luôn ở trong nhà địch ô đại nhân, chú ấy và địch ô đại nhân là bạn tốt của nhau. Về sau, khi biết thời gian của mình trên thế giới này không còn nhiều nữa, địch ô đại nhân bèn hợp nhất linh hồn với chú Đa La, không bao lâu sau, họ đã phi thăng lên theo thang trời. Mã Cát đã hồi phục tâm trạng vui vẻ thoải mái, tiếp tục kể. Hợp nhất linh hồn, phi thăng, đó là gì thế? Bọn Trương Lập, Nhạc Dương đều thấy như đang nghe chuyện thần thoại riêng chắc một cường ba thì cứ có cảm giác dường như đã nghe nói đến điều gì đó tương tự ở đâu rồi, nhưng ký ức của gã về chuyện này lại hết sức mơ hồ. Pháp sư Á la thầm nhủ, phi thăng thì dễ lý giải rồi, nhưng còn hợp nhất linh hồn, hình như không có điển tịch nào từng ghi chép về nghi thức này thì phải. Mã cát cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn bọn họ, những người này chắc không đến nỗi không biết phi thăng là gì đấy chứ, người nào đến cuối cùng mà chẳng phi thăng, cả chuyện linh hồn hợp nhất cũng rất bình thường mà. Nghĩ đoạn, cô bèn giải thích, hợp nhất linh hồn tức là tức là chỉ địch ô đại nhân và chú đa la trong người này có người kia trong người kia lại có người này trong người này có người kia trong người kia lại có người này lẽ nào địch ô là phụ nữ hay là nhạc dương vẫn chưa hiểu lắm nhìn ánh mắt có vẻ vẫn chưa hiểu của những người này mã cắt càng bối rối lại giải thích tiếp đơn giản lắm mà tức là linh hồn của địch ô đại nhân và chú đa la hợp nhất làm một dung hợp lại với nhau ấy chỉ có những người bạn thân thiết nhất mới được như vậy thôi, sau khi hợp nhất linh hồn thì dù đi tới đâu họ cũng ở bên nhau, kể cả lúc phi thăng cũng thế. Những người khác vẫn chưa hiểu, nhưng chắc một Cường Ba thì bỗng lộ vẻ kinh hoàng, gã đột nhiên nhớ lại một chuyện son kể với mình, những bộ tộc ăn thịt người sùng bái niềm tin linh hồn và nhục thể hợp nhất cho rằng. Linh hồn con người mãi mãi gắn liền với thể xác, không thể nào tách lìa nhau được, khi ăn thịt một người, linh hồn người đó sẽ vĩnh viễn gắn liền với mình, vĩnh viễn ở bên mình. Vì vậy, khi họ coi anh là bạn, không muốn phân ly với bạn bè, vậy thì phương pháp tốt nhất chính là sơi tái luôn người bạn ấy. Bọn họ cho rằng, đặt người bạn tốt nhất, tôn quý nhất vào bụng mình, đó mới là cách thể hiện cao nhất của tình bạn. Lẽ nào nơi họ sắp tới đây lại là, Trác Mộc Cường Ba không dám nghĩ tiếc, gã len lén dùng tiếng phổ thông hỏi Lữ Cánh Nam, có từng nghe nói đến những bộ tộc ăn thịt người sùng bái linh hồn và nhục thể hợp nhất không? Lữ Cánh Nam giật mình chấn động, cô đã hiểu ngay Trác Mộc Cường Ba muốn nói gì rồi cô lại chuyển lời ấy cho Pháp Sư Á La, Pháp Sư ngây ra mất khoảng 2 giây, cái đó lại nói với đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương đang định báo cho ba Tăng biết, thì bỗng nghe trong rừng phía trước vang lên âm thanh tựa như tiếng tù và. Mã cát tái mặt, vội nắm lấy vạt áo Trương Lập thốt lên, chạy mau lên, người lỗ mặc đấy, người lỗ mặc. Trương Lập và Pháp Sư Á La đều cảm thấy danh xưng này nghe rất quen thuộc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, mã cát vừa mới xoay người, đã thấy trong rừng có hai cái đầu ló ra, chúng ta đã bị bao vây rồi. Bọn chúng, bọn chúng đã xâm lấn đến tận đây rồi ư. Cái đầu mọc đầy vẩy, cặp mắt xanh ngọc ẩn bên dưới lông mày gồ cao, hàm răng nhọn hoắt lộ ra bên trong cái miệng khép hờ, đó đâu phải người ngợm gì, mà rõ ràng chính là bọn thần lằn nhỏ hung dữ kia. Trước mắt họ là hai con thần lằn vận chuyển, cao khoảng từ 1m7 đến 2m, chiều dài cơ thể áng chừng từ 2m dưới tới 3m, chi trước nhỏ mà ngắn, chia làm ba ngón, chi sau to khỏe mạnh mẽ, sau lưng kéo theo một cái đuôi dài to tướng. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, hai con thần lằn vận chuyển liền nhìn nhau một cái, miệng khẽ gầm gừ phát ra âm thanh như tiếng tù và, ánh mắt ấy rõ ràng không phải của loài dã thú. Lữ cánh nam cả kinh thốt lên, bọn chúng đang trao đổi. Tám người nhích dần quay lại thành hình tròn, bảo vệ mã cát ở giữa. Nhạc dương thấp giọng thì thào, sống quần cư, tay chân linh hoạt, anh Son đã bảo rồi, bọn chúng đã tiến hóa không thua kém gì tổ tiên loài người một vạn năm trước đâu. Những ngày này, để sinh tồn ở nơi đây, họ đều không dám lơ là việc nghiên cứu tìm hiểu thêm tư liệu về các loài sinh vật. Ua một con thần lằn bỗng bất thình lình nhảy tót sang hướng khác. Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương đều không chút nể nang nổ súng luôn, con thần lằn vận chuyển ấy rơi bịch xuống từ trên không trung, làm giấy lên một màn bụi mù trước mắt họ. U, lại một âm thanh tương tự như tiếng tù và, Hai con thần lần vận chuyển xuất hiện trước mặt bọn Trác Mộc Cường ba phát ra tiếng kêu cảnh cáo, rồi nhanh chóng rút lui vào rừng sâu. Liền ngay sau đó, cây cối ở các phía trái, phải, sau lưng cùng lúc lay động, chốc chốc lại có tiếng tù và cất lên chỗ này chỗ kia. Mã Cát khẽ run lên nhè nhẹ, rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi. Trác Mộc Cường ba nói, có vẻ chúng ta bị bao vây rồi, cẩn thận bọn thần lần lính đấy. Nhạc Dương thắc mắc, tại sao lại để một lối thoát phía trước nhỉ? Lữ Cánh Nam nói, bọn chúng muốn lùa chúng ta vào bẫy đó mà, hừ, đừng hòng được như ý. Lên cây, vừa dứt lời, cổ tay cô đã vung lên, dây móc bắn vút ra, lữ cánh nam nhẹ nhàng đu người lên như cánh én trao liệng trong mưa xuân. Những người khác cũng đều lần lượt bắn dây móc, tản ra bốn phía. Mã cắt nhìn cảnh tượng ấy mà trợn tròn mắt, giọng nói trong trẻo cất lên, ồ, biết bay à. Trương Lập nhìn cô, cố nén trái tim đập loạn nhịp xuống, nói, anh đưa em bay lên nhé, có sợ không? Ưm, um, Mã cát chớp chớp mắt nhìn chầm chầm vào trương lập, khẽ cắn môi dưới, rồi kiên định lắc đầu. Tốt lắm, vậy ôm chặt anh vào nhé, không được buông tay đâu đấy. Trương lập vốn muốn ôm eo mã cát, nhưng lại thoáng sợ rằng chiếc eo thon nhỏ nhắn ấy sẽ gãy liền, anh liền hơi nhún người xuống, để mã cát leo lên lưng mình. Mã cát thẹn thùng nghiêng đầu dựa vào vai trương lập, hai tay ôm chặt cổ anh, cổ hai người áp sát vào nhau. Trương lập vung lên, chạy đà mấy bước, rồi thân thể đu lên theo sợi dây móc vừa bắn ra mắt mã cắt mở to, miệng khẽ há ra như thể muốn kêu lên kinh hãi nhưng lại không dám thốt ra thành lời, tựa như không dám tin đây là sự thật. Không ngờ có một ngày mình có thể bay lên như vậy, tuy rằng không được cao lắm, nhưng cảm giác ấy, trải nghiệm ấy, sao có thể nào quên được. Trương lập ngoái đầu nhìn giai nhân, mã cắt rất nhẹ, gần như không cảm giác được trọng lượng của cô. Được tiếp xúc với người trong mộng ở cự ly gần như thế, thực khiến anh chàng hân hoan muốn phát điên lên vừa khéo lúc ấy mã cát cũng đưa mắt sang bốn mắt nhìn nhau cô nhoẻn miệng cười thật tươi cây cối và mãnh thú xung quanh thức thì tan biến vào không khí trước mắt trương lập chỉ còn mỗi nụ cười ngọt ngào của mã cát anh cảm giác như thân thể mình đang lơ lửng trên mây ở nơi mềm mại nhất trong cõi lòng tựa hồ có một chú mèo nhỏ đang vươn bàn tay ra khe khẽ gãi một cái rồi lại gãi thêm cái nữa cảm giác tê dại mà chấn động đó suýt chút nữa khiến cả hai ngã bịch xuống đất trương lập hỏi xem thôn làng của cô ấy có an toàn không Câu hỏi của Lữ Cánh Nam kéo Trương Lập xuống khỏi tầng mây. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là đập thẳng mặt vào thân cây lớn rồi, anh vội thu ánh mắt khỏi nụ cười duyên dáng của Mã Cát, chuyên tâm vào sợi dây móc gắn ở tay. Mã Cát, lũ thần lần này, à không, những người lỗ mặc này, bọn chúng có tấn công thôn làng của em không? Trương Lập hỏi, lúc này anh đã nhớ lại rồi, loài thần lần này, rất có thể chính là người lỗ mặc trong bản dịch của Pháp Sư Á La. Trong tư liệu tìm được ở thôn công bố có chép rằng, người lỗ mặc giống như một dạng quân du kỵ trong rừng, phạm vi săn bắt rất rộng, đi đâu cũng thành một nhóm lớn. Mã cát chỉ tròn mắt lên nhìn cây rừng đang giật lùi về phía sau, gió thổi vù 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 bên tai, không nghe thấy Trương Lập nói gì. Mãi tới khi Trương Lập nhắc lại đến lần thứ ba, cô mới nói, làm gì có chứ, quanh thôn làng đều có cạm bẫy chuyên dùng để đối phó với chúng đấy. An toàn, có bố trí bẫy bắt thú, Trương Lập trả lời. Bảo Mã Cát dẫn chúng ta về làng, cậu đi trước dẫn đường, chúng tôi theo sau. Cẩn thận đấy, đừng sướng quá mà quên hết mọi sự trên đời. Giọng lữ cánh nam nghiêm lạnh, nhưng Trương Lập nghe mà mừng thầm trong bụng, rõ ràng là giáo quan đang cổ vũ mình. Đàn thần lần này có khoảng ba chục đến bốn chục con, bọn chúng đuổi phía sau rát lắm, có cần tiêu diệt không? Nhạc Dương hỏi. Lữ cánh nam đáp lại, cố gắng tiết kiệm đạn dược, đối phó với bọn này chỉ cần dùng bẫy là đủ rồi. Đã hiểu. Mã cát, bọn chúng cũng giống thủ hộ linh của em mà, sao lại gọi là người lỗ mặc? Trương Lập không sao kìm nén nổi cảm giác cứ muốn nói gì đó với mã cát. Người lỗ mặc thì là người lỗ mặc mà, chúng là người lỗ mặc có chân, người hạ qua ba đều gọi chúng như thế mà. Và lại, người hạ qua ba còn nói, những động vật khác mỗi loài ở một nơi trong rừng, chỉ có người lỗ mặc là đi khắp nơi, từ phía đông sang phía tây, tới chỗ nào là ăn ở chỗ đó, rất nhiều thôn làng đã bị chúng tấn công xúc vật rồi đấy. Hơi thở mã cát phả vào bên tai thơm như mùi hoa lan, Trương Lập hân hoan hưởng thụ cảm giác ấy. Trác Mộc Cường Ba nói với Trương Lập, lỗ mặc là một loại tinh linh đầu người mình rắn trong mật giáo, trong giáo lý mật giáo, chúng là chúa tể của mọi động vật, bọn thần lần ấy ngoài hai cái chân ra, thì trông cũng khá giống đầu người mình rắn mà, hiểu chưa hả? Ồ, Trương Lập rốt cuộc cũng hiểu được phần nào, rồi ngay tức thì lại nhớ ra gì đó, Giở giọng trách móc má cát, làng ở xa cái hồ đó như vậy, sao em lại một mình chạy đến chỗ ấy làm gì chứ? em không sợ đám người lỗ mặc kia à? Mã cát lúng búng đáp, hồi trước làm gì có người lỗ mặc đến chứ, người ta vẫn thường ra đó, có bao giờ thấy quái thú nào đâu, mỗi lần này gặp phải anh thôi. Nói đến phía cuối, giọng cô đã nhỏ như tiếng muối, bất giác lại nhớ tới lời tiên đoán của địch ô đại nhân dành cho mình, người trong số mạng cô sẽ xuất hiện nơi có nước. Sau này không được tự đi đến đó nữa đâu đấy, Trương Lập đã coi mã cát như em gái mình, hết sức tự nhiên nói ra như thế. Người ta biết rồi, Mã Cát dường như rất nghe lời. Trương Lập còn đang định nói gì đó nữa, bỗng nghe Nhạc Dương hỏi, Mã Cát có nói đến người hạ qua ba, có thể cô ấy đã gặp họ rồi. Thử hỏi về người hạ qua ba xem, miệng Mã Cát rất gần microphone trên thiết bị thông tấn, nên những người khác đều có thể nghe thấy. Trương Lập thầm mắng Nhạc Dương không biết chọn thời điểm, nhưng vẫn hỏi, Mã Cát, em đã gặp người hạ qua ba bao giờ chưa? Ừm, hồi nhỏ em gặp rồi, người hạ qua ba giống như là thủ hộ linh của các thôn làng vậy họ thường xuyên băng qua tất cả rừng rậm trên tầng thứ hai này, hình như đang tìm thứ gì đó, về sau rất hay đến làng em. Mãi cho đến hai năm trước, lúc ấy họ đã không ghé qua làng em ba bốn năm rồi, mới có tin lan đến bảo rằng, người hạ qua ba chọc giận người thượng qua ba, bị tiêu diệt cả tộc rồi. Cái gì, người thượng qua ba, lần này là do Trương Lập không nén nổi tò mò hỏi tiếp, chắc hẳn là chỉ người qua ba sống trên tầng bình đài thứ ba kia rồi. Mã cắt khe khẽ đáp bên tai Trương Lập, ưng. Sao, sao lại có người thượng qua ba nữa? Họ là ai thế? Mã cắt nhoèn miệng cười tươi tắn đáp, anh Trương lập ngốc thật đấy, có người hạ qua ba, thì dĩ nhiên phải có người thượng qua ba rồi. Người hạ qua ba sống ở tầng thấp nhất, người thượng qua ba sống ở tầng cao nhất. Truyền thuyết kể rằng, họ sống ở hai đầu thánh vực, không cho ai vào mà cũng chẳng cho ai ra, dường như là đang bảo vệ thứ gì đấy, hay là như đang đợi gì đó vậy. Trương Lập đang định thăm dò thêm thông tin về người thượng qua ba với hạ qua ba, dù sao thì chuyện này cũng quan hệ đến mục đích chuyến đi này của họ, nhưng Mã Cát đã vỗ vỗ lên lưng anh nói, đến rồi, đến rồi, bỏ em xuống, mau cho em xuống. Trương Lập chỉ thấy xung quanh rõ ràng vẫn là một vùng rừng rậm cây cối um tùm, nào có thấy bóng thôn làng gì, sao bảo đã đến được rồi. Có điều giọng nói dối rít của Mã Cát khiến anh căng thẳng hơn mọi việc trên đời, vội vàng thu dây về, chẳng ngờ lại không khống chế được đà lao. Mắt thấy Mã Cát sắp đập vào tảng đá dưới đất, Trương Lập vội bất chấp tất cả, lộn người trên không trung hai tay nâng móc lên còn mình thì đập lưng xuống đất một cú rõ mạnh đau đến điếng người anh không sao chứ anh trương lập ánh mắt mã cắt đầy sự quan thiết trương lập dẫu có gãy xương đứt gân lúc này cũng chẳng còn thấy đau đớn gì nữa khi khái nam nhi bốc lên ngùn ngụt, ngụt anh không sao chợt nhận ra ối trời tay mình đang để vào chỗ nào của mã cắt vậy anh vội vàng buông tay ra vậy là cả người cô liền đè sát lên người trương lập cái miệng nhỏ không kịp tránh cũng vừa khéo ép lên môi Trương Lập. Cảm giác mềm mại truyền qua, khiến thần hồn Trương Lập bay vút lên tận mây cao, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cảm giác phiêu phiêu lâng lâng ấy bao phủ khắp toàn thân đổ từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Bất ngờ quá, điều ao ước bấy lâu nay bỗng nhiên xảy ra, đúng là một kỳ tích. Mã Cát cuống quyết đứng dậy, trên gương mặt hiện lên hai dáng mây ửng hồng, bộ dạng nửa muốn từ chối nửa không, vừa bất an lại vừa thích thú đó khiến quả tim Trương Lập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhất thời còn chẳng có cả sức lực đứng lên. Mã cát bối rối đưa mắt nhìn quanh, cũng may là không có ai, nhưng cô nào có biết, toàn bộ cảnh tượng ban nãy đều đã được thiết bị thông tin liên lạc gắn trên mắt trương lập truyền tới tất cả những người khác không sót một chi tiết nhỏ nào rồi. Nhạc dương bất mãn kêu lên, vậy cũng được à, cường ba thiếu ra, tay trương lập này thật là quá đáng hết mức. Cái gì, à, ờ, chắc một cường ba vẫn đang hồi tưởng lại những ngày đồng hành với son trong rừng rậm ở châu Mỹ, Đường Mẫn cười hì hì nói, thế thì sao đâu chứ, Trương Lập giỏi đấy. Nhạc Dương, anh cũng phải cố lên đó. Hừ, thế thì có gì khó. Nhạc Dương thầm nhủ, từ lâu đã nghe nói Tây Tạng có rất nhiều truyền thuyết về Mỹ nhân tộc, Mỹ nhân cốc gì gì đó, nguyên một làng chỉ toàn là Mỹ nữ, chủ yếu là vì vùng này có địa thế tốt, chất nước tốt. Vùng đất Sandrila này tuy là hơi nhiều quái thú một chút, nhưng xét về cảnh sắc sơn thủy thì đúng là chẳng cần phải nói rồi biết đâu làng của mã cát lại chính là một ngôi làng mỹ nhân đúng tiêu chuẩn trong truyền thuyết thì sao Và lại với tầm nhìn hạn hẹp của họ nói không chừng chỉ cần một cái đèn pin hay vài viên bi thủy tinh gì gì đó là đã đổ dàn dạt hết cả rồi cũng nên chỉ thấy mã cát chỉnh trang lại quần áo bước tới bên cạnh một cây không cao lắm trong rừng cung kính chào chú lang ca chú vẫn khỏe chứ ạ à? mã cát về rồi nói đoạn cô đưa tay lên vuốt khẽ lên thân cây gió thổi cây lay tán lá kêu gì rào gì rào Trương Lập đã ngồi dậy, thấy vậy bèn thầm nhủ, lại cho gì nữa đây? Nghi thức trước khi về làng sao, chỉ thấy Mã Cát đã quay mặt về phía mình, lại nói tiếp, chú Lang Ca, đây là anh Trương Lập, bọn họ là người từ bên ngoài đến đó, Mã Cát chuẩn bị đưa họ về làng đây. Nhìn bộ dạng cô như thể đang giới thiệu Trương Lập với ai đó vậy, nhưng trước mặt Mã Cát rõ ràng là một cái cây chứ chẳng có ai hết. Kế đó, Mã Cát lại trịnh trọng giới thiệu với Trương Lập, anh Trương Lập, đây là chú Lang Ca, trước đây chú ấy yêu quý mã cát lắm đó. Trương Lập nghe thấy hai chữ yêu quý, tức thời cảm thấy bàn tay đang vuốt ve lên thân cây của mã cát cũng khá giống như đang vuốt ve gương mặt người tình, đầu anh như muốn nổ tung. Đó rõ rành rành là một cái cây mà, chẳng lẽ nàng tiên mã cát này. Cô, trí lực của cô có vấn đề hay sao? Lúc này, những người khác cũng đều đã đến nơi, lần lượt hạ xuống khoảng đất trống. Mã cát lại giới thiệu ông chú lang ca đó với từng người một, giống như thể giới thiệu một người thân rất quan trọng của mình vậy. Nét mặt mọi người đều giống như Trương Lập, cũng cảm thấy không hiểu Mã cắt có vấn đề ở đâu đó hay không, chỉ có mình Pháp Sư Á La là nghiêm nghị bước đến gần, quan sát thân cây không lớn lắm đó một cách kỹ lưỡng. Cái cây đó đã cao chừng 3 mét, lá cây chĩa ra các phía, đường kính thân cây chỉ khoảng nửa mét, phần dưới thân cây có mấy chỗ gồ lên như những con rắn quấn vào thân cây. Pháp Sư Á La rè giật hỏi, vì sao mà chú lang ca này lại bị trồng ở đây vậy? Mã cát thoáng lộ nét u buồn, đáp, chú lang ca chẳng làm gì sai cả, là đại địch ô của vương quốc nói con trai chú ấy đã đầu hàng quân địch, vì vậy chú ấy bị trồng ở đây. Trước khi chú lang ca hoàn toàn thụ hóa, ngày nào cháu cũng mang thức ăn ngon cho chú ấy ăn đó. Hồi nhỏ chú lang ca tốt với cháu lắm mà, kể tới đây, mã cát lắc đầu thật mạnh, tựa hồ muốn hất những chuyện thương tâm đó ra khỏi ký ức, rồi cô nói nhanh, thôn làng ở ngay phía trước đây thôi, để cháu dẫn mọi người vào nhé, cẩn thận có bẫy đấy trương lập đứng lên mới phát hiện vết thương trên cánh tay có máu rỉ ra chắc là lúc nãy khi chạm đất vết thương lại bị toát ra nữa anh cứ mặc kệ đó bước tới sau lưng mã cắt hỏi chú chú lang ca ấy là người hả mã cắt ngừng bước gật gật đầu rồi lại tiếp tục đi trước dẫn đường đằng sau nhạc dương cũng đang hỏi pháp sư á la pháp sư cái cây đó là thế nào vậy pháp sư á la chăm chú nhìn vào thân cây đáp thụ nhân trong truyền thuyết đó không ngờ lại là sự thật Nhạc Dương thắc mắc, thụ nhân trong truyền thuyết. Pháp sư gật đầu đáp, ừm, um, trong các điển tịch cổ có ghi chép, có thể xem như là một loại cổ độc vậy. Theo những gì viết trong kinh thư, người ta sẽ cấy một loại hạt giống thực vật vào cơ thể nạn nhân, hạt giống ấy sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong máu để sinh trưởng, sau đó từ từ biến người chúng cổ độc thành một cái cây. Tuy chưa từng được thấy loại cổ độc trong truyền thuyết ấy, nhưng từ lúc đội trưởng Hồ Dương ngồi gãy khúc rễ cây đó, tôi đã nghi nghi rồi. Đường Mẫn bước theo sau, cất tiếng hỏi, Hạt giống sinh trưởng bên trong cơ thể người, làm sao được chứ?" Pháp sư Á La giải thích, "Ở Tây Tạng có một loại đông trùng hạ thảo rất nổi tiếng, chắc mọi người đều nghe nói đến rồi phải không?" "Đông trùng hạ thảo thì chẳng ai lạ lắm gì, mùa đông là côn trùng, bị nấm và vi khuẩn tấn công, nó sẽ chôn mình xuống dưới đất, sang năm sau, trên đỉnh đầu con côn trùng ấy sẽ mọc lên một loại thực vật họ cỏ, thân thể côn trùng chỉ giữ lại vẻ bề ngoài, còn về cơ bản đã bị thực vật hóa cả rồi." Đội trưởng Hồ Dương lại hỏi tiếp, nhưng mà, dù sao cũng là nấm khuẩn. Đây, đây là cả một cái cây to cơ mà. Pháp sư Á la nói thì cũng có thể coi cái cây này như một loại nấm khuẩn khổng lồ. Phải biết rằng, ở tầng dưới kia chúng ta đã gặp những thực vật họ dương xỉ cao tới cả trăm mét, chúng cũng lớn lên từ những bào tử nhỏ bé thôi. Thế giới bao la, điều kỳ lạ nào mà chẳng có thể xảy ra chứ. Mã Cát Đi đằng trước không ngừng nhắc nhở Trương Lập, đừng đi sang bên trái đấy, giới hạn là cái cây bên phải kia kìa không được vượt qua đó đâu nhé, nhìn thấy cái dấu trên thân cây kia chưa, nghĩa là tuyệt đối không được lại gần đấy. Những câu trả lời của Trương Lập càng khiến Mã Cát kinh ngạc hơn, à, bên trái là hố bẫy đúng không, bên trong chắc là có cọc gỗ chứ gì, đằng sau cái cây bên phải ấy có lưới à. Trên lưới có gắn thêm lưới đao nữa không, thấy dấu hiệu rồi, khi khi, bước lại gần đó đạp chúng chốt bẫy, thì cọc gỗ nhọn dấu trên thân cây sẽ sập xuống, đúng không? Mỗi lần nghe trả lời, Mã Cát đều mở to đôi mắt ra, thốt lên, chà, sao anh biết vậy? Trương Lập Thầm thấy tức cười, những loại bẫy này chỉ dùng để đối phó với bọn thú hoang, tất nhiên là chỉ cần nhìn thoáng một cái đã nhận ra rồi. Có điều, cũng phải nhờ đến giáo quan huấn luyện, coi như không uổng công hai năm trời vất vả. Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng đã đến thôn công Nhật Lạp, ai nấy đều nhất loạt phát ra một tiếng kêu đầy kinh ngạc. Sự thần kỳ của thiên nhiên vĩ đại, thực đúng là dẫu rằng có nhìn ngắm bao nhiêu cũng không thể nào thưởng thức hết cho được chắc là do núi lửa làm lòng núi nứt vỡ sụt xuống, những khối nham thạch khổng lồ nhô ra tua tủa, trước mặt bọn Trác Mộc Cường ba hiện ra một cái đỉnh ba chân khổng lồ. Chân đỉnh cao khoảng chừng 2 300 mét, khoảng cách giữa các chân lên đến hơn nghìn mét, thân đỉnh có hình dáng như một chiếc khay tròn, phần đáy ít nhất cũng phải rộng bằng mười mấy cái sân bóng đá gộp lại. Một dòng thác lớn cuồn cuộn chảy từ tầng bình đài thứ ba, đổ vào trong đỉnh, rồi xuôi theo các chân đỉnh ngoằn ngoèo chảy xuống. Thoạt nhìn, trông như thể phần dưới của tòa tháp Đông Phương Minh Châu ở Thượng Hải được phóng to lên vô số lần, hoặc bảo là một tòa kim tự tháp bị khoét rỗng ruột, chỉ còn lại phần khung giá cũng không sai cho lắm. Mã Cát nói, thôn làng của họ ở ngay bên dưới cái đỉnh đá khổng lồ này. Phòng ngự ngoại vi của ngôi làng này về đại thể cũng giống như thôn công bố, đều bọc quanh bằng tường đất nện, bên trên cắm đầy trông nhọn hoắt, chỉ khác một chút là, ở chân tường và một số khoảng trống có bố trí thêm một tầng lưới sắt gắn móc câu ngược, có vẻ như để phòng ngừa một số loài động vật cỡ nhỏ, như lũ rán kia chẳng hạn. Vừa vòng qua bức tường đất, lại có thêm mấy tiếng kêu kinh ngạc nữa. Vẻ đẹp thanh bình tĩnh lặng của ngôi làng, và hiểm nguy bốn bề trong rừng sâu, thật là một sự đối lập mạnh mẽ chẳng khác nào thiên đường và địa ngục. Cả thôn công nhật lạp rộng khoảng 300 hecta địa thế bằng phẳng thông thoáng, từ đầu thôn có thể nhìn thẳng tới cuối thôn, sắc xanh phủ kín cả tầm mắt, một dòng sông nhỏ uốn theo hình chữ S chảy từ trên xuống dưới, vòng qua 4 năm khúc quanh trải qua thôn làng. Nhưng điều làm bọn Trác Mộc Cường ba phải trầm trồ kinh ngạc, chính là những căn nhà ở đây. Những ngôi nhà lặng lẽ nằm tản mát giữa một vùng xanh ngắt, vừa lộn xộn nhưng cũng rất có trật tự ngay ngắn, hòa thành một thể thống nhất với đồng cỏ xanh tươi mát mắt, hoàn toàn trọn vẹn. Những ngôi nhà thấp hơn một chút, thì giống như nơi ở của giống loài tinh linh trong thần thoại phương Tây, có mái tròn nhọn hoắt và thân nhà hình trụ, những ngôi cao hơn, thì như các cối say gió trên thảo nguyên Hà Lan vậy, trước nhà có ba bốn cây cao lớn, sau nhà có vườn hoa, nhìn rộng hơn nữa, bốn bề là một vùng thảo nguyên ngút ngàn xanh ngắt. Càng khó tin hơn nữa là, tất cả nhà ở đây đều không hề có dấu vết gì của bàn tay con người, những đường nét của phác đơn sơ đó, trông như thể gió thiên nhiên đã bảo mòn nhào nặn đá núi mà ra vậy. Nhất thời, tất cả mọi người đều liên hệ vẻ đẹp ấy với mã cát, chắc cũng chỉ ở một nơi thế này mới có thể sinh ra được một nàng tiên ngây thơ trong sáng như cô mà thôi. Đội trưởng Hồ Dương còn thất thanh thốt lên kinh ngạc, ống khói tinh linh. Ống khói tinh linh, một, đó là cái gì vậy? Nhạc Dương tò mò hỏi. Đội trưởng Hồ Dương hưng phấn giải thích là một loại địa mạo núi lửa, khi dung nham lạnh đi, do chịu nhiệt không đều và tác dụng của ngoại lực mà dạn nước thành dạng trụ, tác dụng của gió trong suốt hàng triệu hoặc hàng trăm triệu năm đã mài rũa chúng thành hình dạng như cây nấm. Tùy theo mức độ kiên cố của nham thạch, nhiều chỗ có thể trực tiếp đục thành những căn phòng đá ở bên dưới, tạo thành một nơi ở thiên nhiên, có thể nói, đây là những căn nhà kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Đi qua cổng thôn làng, liền thấy một tấm bia đá, nét chữ bên trên đã mở tịt, gắng gượng lắm cũng chỉ nhận ra được mấy chữ như Tân Nghiêu, Nguyệt Huy. Gì gì đó, theo suy đoán của Pháp Sư Á La, ngôi làng này đã tiến vào Sanrila ẩn cư từ khoảng năm 647 sau công nguyên, dựa theo ghi chép trên văn bia, họ là một nhánh của bộ tộc vi đạt của nước Đại Bằng. Theo đó suy ra, Tổ tiên của họ chắc hẳn thuộc nhóm những người không chịu quy thuận sau khi Tượng Hùng bị thổ phồn đánh bại. Mã Cát nghe bọn họ bàn luận mà lấy làm mê hoặc, tới khi Trương Lập lắp bắp dùng tiếng tạng cổ giải thích xong, cô liền kinh ngạc kêu lên, "Mọi người, mọi người nhận ra được những văn tự trên đó sao? Trời ơi, những chữ này đến cả Địch Ô Đại nhân cũng không đọc được nữa đó." Thì ra, người trong thôn làng của Mã Cát đều nói tiếng tạng cổ, nhưng lại chẳng có ai biết chữ tạng cổ cả. Ba Tang thì lại dồn sự chú ý vào một cái đỉnh lớn cạnh cổng làng, hoặc có thể nói là một thứ bằng kim loại trông hơi giống cái vạc lớn. Vật này cao khoảng gấp đôi người bình thường, có bốn chân, bụng tròn, phần thân như một cái nồi cỡ đại, dưới đáy cũng có dấu vết ám khói. Nhưng dùng cái nồi cỡ đại này để nấu cái gì chứ nhỉ? Dùng nồi kiểu này, sợ rằng cả làng ra ăn cũng chẳng hết. Trương Lập cũng tò mò không biết cái nồi lớn ấy dùng để làm gì. Mã Cát nói, dùng trong tế lễ sau buổi lễ, thức ăn trong đó đúng là được phân phát cho cả làng cùng ăn. Nói tới đây, cô bỗng nheo mắt cười cười nhìn Trương Lập, bảo, có điều, nó còn một tác dụng khác nữa cơ. Khi Trương Lập hỏi là gì, Mã Cát Sường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đỏ ửng lên, dẫn cả bọn vào trong làng, miệng lý nhí đáp, sau này mới cho anh biết. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn quanh thôn làng, quanh quanh đó áng chừng có khoảng năm ba chục nếp nhà, mỗi nhà đều có chuồng nuôi gia súc, có khoảnh đất ruộng khá lớn, có điều, những người gã trông thấy chỉ toàn là người già cùng với đàn bà trẻ con. Đàn ông đàn bà ở đây đều chít khăn trên đầu, nhìn kiểu buộc khăn, rõ ràng họ thường dùng đầu để đội hàng hóa vật dụng. Bên trên họ khoác một loại áo cộc không cổ, không móc cài, phía dưới mặc một thứ khá giống váy quây, có người già khoác một dạng giống áo di lê, lại có người khoác tấm áo rộng 1 mét, dài 2-3 mét, quấn lại trước ngực rồi hất ra phía sau, các bé gái đều đeo hoa tai, chừng như bằng gỗ hoặc bằng tre gì đấy, trước ngực có trang sức bằng bạc, mặc áo hoa chiết eo và váy ống dài, bé trai thì bên hông phải dắt một con dao nhỏ, nhét trong vỏ bằng gỗ, trên vỏ buộc chẳng chịt các loại dây vải đủ màu. Những người già, đàn bà và trẻ nhỏ ấy đều tò mò quan sát đám khách lạ qua ô cửa sổ gỗ, từ phía sau cánh cửa, hoặc từ những khe hở nhỏ trên bức tường thấp lè tè. Người ở đây đen, gầy, ai nấy đều toát lên một vẻ mệt mỏi như người mới bình phục sau trận ốm nặng lâu ngày. Da rẻ người già hệt như mặt đất bị hạn hán làm cho khô khốc, để lộ ra những vết dạn nước chẳng chịt trên mặt và cánh tay, lũ trẻ con thì đầu to thân nhỏ, nấp sau lưng người lớn, len lén dỏm qua, đôi mắt to tròn, đen láy. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy những người này, trong lòng bọn Trác Mộc Cường ba đều chợt thấy trào lên một niềm thương cảm, như thể gặp phải một đám người đói khát thảm hại trong ốc đảo xanh trên hoang mạc, trông thật không hài hòa, khiến cho ngôi làng vốn đẹp như tranh ấy lại bị phủ lên một cảm giác tang thương của một tòa thành đổ nát trên sa mạc vào buổi hoàng hôn u ám. Rồi cả ánh mắt của những dân làng đó nữa, người già thì lạnh lùng, cảnh giác, trẻ con thì yếu ớt, khẩn nài. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bị những ánh mắt phức tạp ấy nhìn chằm chằm vào vốn không phải chuyện hay ho gì, cảm giác như thể mình là một con quái vật bị người ta soi xét vậy, khiến cho đến bước đi cũng trở nên cẩn trọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng không hiểu có phải vì cảm giác bị một đám người nhìn chăm chú quá đối khó chịu, hay là vì thấy đám trẻ giống như trẻ con chết đói ở châu Phi đó quá đáng thương. Mẫn mẫn định xoa dịu bầu không khí ấy đi một chút, bèn lấy một miếng lương khô hàm lượng calorie cao trong túi ra, vẫy vẫy tay với đứa trẻ đứng gần mình nhất, nở một nụ cười thân thiết rồi nói bằng tiếng tảng cổ, tới đây, tới đây. Đứa bé gầy gò vàng vọt ấy trợn tròn cặp mắt to đầy sợ hãi, chẳng những không dám lại gần, ngược lại còn nấp ra sau lưng một bà già, chỉ để lộ nửa gương mặt nhỏ nhắn nhìn mẫn mẫn với vẻ giò xét. Tới khi mã cắt giang rộng hai cánh tay, đứa bé mới hân hoan chạy ra từ phía sau lưng bà già, ảo đến rụi đầu vào lòng cô. Mã Cát Bế đưa bé lên, nói với bọn Trác Mộc Cường Ba, vì chiến tranh, tráng niên trong làng hầu hết đều đã tử trận hoặc bị sung vào làm quân cận vệ của Vương quốc, hiện giờ ở đây chỉ còn lại người già và trẻ con. Vì người hạ qua ba đã bị tiêu diệt, vậy nên mỗi khi đói kém, cũng chẳng có người mang hạt giống đến tặng như trước đây nữa. Bây giờ, lương thực trong thôn lúc nào cũng thiếu thốn, những người già buộc phải liều mình vào rừng bắt giã thú hoặc hái quả về ăn. Pháp sư Á La liền hỏi, không phải trận chiến 18 năm trước đã kết thúc rồi à? Sao mà? Lúc này, đứa bé trong lòng Mã Cát vừa được cô khích lệ, đã đưa tay nhận lấy thức ăn của Mẫn Mẫn đưa cho. Mẫn Mẫn đang dạy nó cách bóc lớp giấy bọc bên ngoài. Mã Cát mở to mắt đáp lời Pháp Sư, trận chiến 18 năm trước thì kết thúc từ lâu rồi, nhưng 6 năm trước lại đánh nhau với Yaka một bận nữa, đánh suốt 3 năm mới ngừng đó ạ. À? Pháp Sư Á là sự hiểu ra. Vào thời điểm đó, trong nhật ký thôn công bố có ghi chép về việc thứ tháp nhĩ gây ra họa gì đó, họ còn đang lo cho mình chẳng xong, làm gì có ai ra khỏi thôn làng, đương nhiên cũng không thể nào có ghi chép về trận chiến tranh 6 năm về trước được. Trận chiến 6 năm trước, có thể xem như là kéo dài của cuộc chiến tranh 18 năm về trước. Dường như nhớ lại những điều thương tâm trong quá khứ, sắc mặt mã cát bóng trở nên ảm đạm hẳn đi, làm Trương Lập nhìn mà thấy nhói đau trong lòng. Nghe mã cát thủ thì kể lại, Bọn trác Mộc Cường Ba đã có nhận thức rõ ràng hơn về cuộc chiến tranh nổ ra vào 18 năm trước. Trận chiến ấy là do Vương quốc Lang Bu ở bên bờ biển sinh mệnh khởi xướng. Nguyên nhân tại sao thì Mã Cát không rõ lắm. Nhưng kết quả thì phe gây chiến Lang Bu đã bị đánh bại. Quân đội Yaka băng qua biển sinh mệnh. Cả một vùng thôn trang lớn của Vương quốc Lang Bu bị đại quân Yaka quét sạch. Cha mẹ của Mã Cát cũng đã qua đời trong cuộc chiến ấy. Trong lúc Mã Cát kể chuyện, đứa bé trong lòng cô lần đầu tiên được nếm thứ thực phẩm dinh dưỡng cao của đường mẫn đưa cho sung sướng gieo lên thích thú mẫn mẫn cũng thử tiến thêm một bước tiếp xúc với nó giang tay đón lấy đứa trẻ từ tay mã cát những đứa bé khác đang vây xung quanh cũng dần bớt cảnh giác lần lượt quay lại gần xin mẫn mẫn phát cho chúng món đồ ăn lạ kia mẫn mẫn bị quây chặt kín không sao thoát thân nổi ánh mắt lũ trẻ lại hướng về phía lữ cánh nam có lẽ do bản tính thiên bẩm của phụ nữ lữ cánh nam cũng bắt đầu phân phát thức ăn cho đám trẻ cùng với mẫn mẫn lại thấy hầu hết những đứa trẻ này đều suy dinh dưỡng hoặc khắp người đầy những vết thương nhỏ nếu không xử lý tiêu độc sát trùng e rằng rất dễ nhiễm bệnh cô bèn vừa phát thức ăn vừa giúp những đứa trẻ bệnh tật gầy gò xử lý vết thương lũ trẻ có thức ăn chỗ nào bị thương được những cái bình nhỏ kỳ lạ xịt vào một cái là hết đau luôn liền chạy đi khắp nơi thông báo tin tức vừa lan đi lữ cánh nam và mẫn mẫn lập tức bị dân làng vây kín không nhúc nhích nổi Mấy người hội đội trưởng Hồ Dương cũng muốn lại giúp một tay, nhưng dân làng thấy một đám đàn ông dâu rìa xồm xoàm thì chẳng ai chịu tin cả. Pháp sư Á La thì chỉ muốn mau mau chóng chóng gặp được địch ô đại nhân của thôn làng. Xét cho cùng, họ đã quá khao khát được biết suốt cuộc đây là nơi như thế nào, cũng có quá nhiều thắc mắc cần một lời giải đáp. Một Ferry Chimili hay còn gọi là Hudu, lều đá, kim tự tháp đất. Audio điện tử võ tấn bền Căn nhà của địch ô an cát mẫu ở trung tâm thôn làng, thân nhà hình tròn, nhìn các cửa sổ thì ít nhất cũng chia làm ba tầng, bốn góc có kinh phướn, phía dưới có rất nhiều tượng quỷ thần điêu khắc bằng gỗ, Pháp Sư Á La Kiến Văn Quảng Bác như thế mà cũng không nói được đó là những tượng gì. Mã cát vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi ầm ý, địch ô đại nhân, địch ô đại nhân, con tìm được cho ông người đọc được chữ mã nhĩ rồi này. Kha kha, a à mễ về đấy hả, sao lớn tiếng thế, lại gây họa gì bên ngoài rồi phải không? Mã Cát vừa xấu hổ vừa bối rối, vội nói, địch ô đại nhân nói bừa nhé, có khách quý đến đây nè. Ủa, lúc này ông già kia mới quay người lại, chú ý đến bọn trác mộc cường ba, người hạ qua ba à. Sao có thể được, địch ô ăn cát mẫu khoảng tầm 60 đến 70 tuổi, trông vẻ bề ngoài còn già nua hơn Pháp Sư Á La, gương mặt đầy những nếp nhăn sâu hóm, trên đầu chít khăn, nhưng không để tóc, mà chỉ có hai hàng râu dài bên mép và tròm râu dưới cầm tụ lại một chỗ, Mã Cát cười cười nói, "Địch Ô cũng có lúc không linh rồi nhé. Họ không phải người hạ qua ba đâu, họ là quý khách từ bên ngoài tới đấy." Tiếp đó, cô lần lượt giới thiệu từng người trong bọn Trác Mộc Cường ba, rồi tự tiện lấy trong phòng trong của Địch Ô đại nhân ra rất nhiều nệm cho mọi người ngồi xuống. Sau khi biết được thân phận của mấy người bọn Trác Mộc Cường ba, vị Địch Ô đại nhân ấy liền thẳng thừng nói luôn, "Nói mục đích của các vị đi, những vị khách phương xa." Pháp sư Á La nói chúng tôi tìm kiếm vết chân của bạc ba La Quang Vinh, đến vùng đất này, chúng tôi. a à, tuy biết rằng làm vậy là rất thiếu lễ độ, nhưng vị địch ô an cát mẫu vẫn không sao nén nổi cất tiếng ngắt lời, người qua ba. Bạc ba La thần miếu, tôi hiểu rồi, ông đứng dậy, bất an đi đi lại lại mấy bước, đoạn nói, hình như tất cả những người từ bên ngoài đến, đều vì bạc ba La thần miếu cả. Nơi đó không dễ gì đến được đâu, ông đưa mắt liếc sang phía mã cát, rồi thở dài nói tiếp, thôi được, tôi có thể nói cho các vị biết chuyện về bạc ba la thần miếu và bộ tộc qua ba. Chỉ hiềm nỗi, những điều tôi biết cũng chẳng nhiều nhận gì. Ông già vuốt vuốt lại vạt áo, ngồi trở xuống, trầm chậm, chậm cất tiếng, người vi đạt chúng tôi đã đến định cư ở nơi này từ rất sớm, rất sớm, chỉ hơi muộn hơn so với người ở hang và người núi tuyết thôi. Người núi tuyết, nhạc dương vừa nghe thấy cách phát âm đó đã kinh ngạc thốt lên cách phát âm chữ người núi tuyết của địch ô an cát mẫu gần giống với sa tư mã tang mễ hoặc cáp tư khoa ngưỡng hí còn khi nhạc dương ghép các âm núi tuyết và người trong tiếng tạng cổ vào thì lại nhận ra phát âm không giống thế pháp sư á la bèn giải thích cách phát âm người núi tuyết chắc là của tiếng tượng hùng hoặc một loại ngôn ngữ cổ còn sớm hơn cả tiếng tượng hùng và vẫn được lưu giữ đến tận ngày nay vì vậy không thể dùng tiếng tạng cổ để ghép âm lại được địch ô an cát mẫu dừng lại nhạc dương ngại ngùng giải thích tôi tôi muốn nói không biết địch ô đại nhân có thể kể về người núi tuyết trong truyền thuyết của các vị được không? Từ sau khi Pháp Sư Á la nhắc đến người núi tuyết, Nhạc Dương đã tra tìm trong kho dữ liệu của giáo sư Phương Tân các tư liệu về người tuyết Tây Tạng. Không tra thì không biết, cha ra liền không khỏi giật mình, từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày nay, số lượng các ghi chép chính thức về việc tìm kiếm người tuyết ở dãy Himalaya và vùng phụ cận phải lên đến hơn nghìn, số lần các đoàn khảo sát tiến vào dạng núi với danh nghĩa tìm kiếm người tuyết, so với số lần khảo sát đỉnh cho mơ lung ma còn nhiều hơn gấp bội. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị. Chẳng hạn, có nhà khoa học cho rằng, con người và người tuyết có cùng một tổ tiên. Hai triệu năm trước, vượn người phương Nam một bắt đầu từ trên cây xuống đất, mở ra một phương thức sinh tồn hoàn toàn mới. Vượn người phương Nam có thân thể cao lớn, trong đó có một bộ phận tiến hóa thành người, còn một bộ phận khác thì phân hóa thành loại nhỏ bé, loại cao lớn và người nguyên thủy Paranthropus boisei. Ban đầu, vượn người phương Nam tiến hóa thành người khéo léo Homo habilis, cũng chính là những tổ tiên có thể chế tạo ra các công cụ bằng đá đơn giản, mở ra thời kỳ đồ đá cũ của loài người. Một triệu năm trước, băng hà bao phủ trái đất, tiến trình hoang mạc hóa ở châu Phi tăng tốc, một nhóm người Homo habilis ở châu Phi lại tiến hóa thành người đứng thẳng Homo erectus, họ học cách sử dụng lửa, ngôn ngữ cũng rõ ràng hơn. Đất đai châu Phi bị sa mạc hóa mỗi lúc một nhiều, khiến người đứng thẳng Homo erectus không thể không rời bỏ châu lục này, Di cư đi khắp thế giới. Người Vượn Bắc Kinh, người Nguyên Ngưu, người Lam Điền rất nổi tiếng ở Trung Quốc, đều thuộc nhánh người đứng thẳng Homo erectus này cả. Người Homo erectus đến châu Âu muộn hơn một chút, ở đây, họ tiến hóa thành người Homo neanderthalensis. Khoảng 250.000 năm trước, môi trường châu Phi càng trở nên khắc nghiệt, một nhóm người đứng thẳng Homo erectus ở đây đã tiến hóa thành người có trí tuệ Homo sapiens. Người Homo sapiens bắt đầu cuộc đại di cư toàn cầu lần thứ hai. Những người đứng thẳng Homo erectus ở những nơi khác cũng có sự tiến hóa với mức độ khác nhau, họ đã sống chung với người Homo sapiens trong một thời kỳ rất dài. Mãi đến khoảng 60.000 năm trước, lại một đợt băng hà nữa phủ khắp địa cầu, môi trường sinh tồn trên cả trái đất đều trở nên khắc nghiệt, người Homo sapiens không ngừng tiến hóa trong lao động, cuối cùng đã trở thành người Homo sapiens kỳ cuối, hoặc gọi là người mới, người hiện đại, về ngoại hình và dung lượng bộ não gần như tương đương với con người ngày nay và đồng thời dần dần thay thế người đứng thẳng Homo erectus vẫn chưa thể tiến hóa được. Người ta chia người Homo sapiens kỳ cuối ra làm bốn đại chủng, Trung Quốc, Đông Á, người Indian ở châu Mỹ chủng da vàng, gọi là người Mongoloid hay người Mông Cổ, người châu Âu, Bắc Phi, Nam Á thuộc chủng da trắng, hay gọi là người Europeoid hay người cao cây soi, ngoài ra còn có chủng da đen ở châu Phi, da nâu ở châu Úc, từ đó hình thành cách cục của nhân loại ngày nay. Điều khiến các nhà nhân loại học và nhà nghiên cứu Tây Tạng thấy thú vị là có rất nhiều truyền thuyết viễn cổ của Tây Tạng có những điểm tương đồng đến đáng ngạc nhiên với lịch sử tiến hóa của loài người, chẳng hạn như truyền thuyết về nguồn gốc loài người của dân tộc Tạng cho rằng con người từ loài vượn tiến hóa nên, còn cả truyền thuyết về cuộc chiến giữa người núi tuyết và người ở hang gần như chính là một phiên bản của sự cạnh tranh giữa người Homo erectus và người Homo sapiens, thậm chí cả từ người núi tuyết cũng ngầm ám chỉ đến thời kỳ băng hà. Vì vậy, những nhà nhân loại học ấy suy đoán Người tuyết mà ngày nay vẫn được đồn đại lưu truyền trong vô số các câu chuyện, cũng như được rất nhiều người tận mắt trông thấy đó, rất có thể là một chủng người Homo erectus đã tiến hóa để thích nghi với sự sinh tồn vùng sông băng trong cuộc chiến giữa người Homo erectus với người Homo sapiens. Vì sông băng tan chảy, đa phần không gian sinh tồn còn lại đều bị người Homo sapiens chiếm cứ, duy nhất chỉ có cao nguyên núi tuyết trên nóc nhà thế giới này là vẫn còn giữ lại một mảng không gian thích hợp để người tuyết sinh tồn mà thôi. Hơn nữa, thông qua nghiên cứu các tư liệu Nhạc Dương và Trương Lập còn phát hiện, cả quá trình tiến hóa của loài người, cực kỳ tương đồng với quá trình sản sinh ra lang vương mà giáo sư Phương Tân đã nói, gần như có thể nói là đồng nhất. Cũng có nghĩa là, dù là chủng loại nào, cũng đều phải trải qua một quá trình giống nhau, mới có thể tiến hóa nên đủ trí tuệ. Khi sự thay đổi khắc nghiệt của môi trường sống, cuộc sống lao động tập thể, những cuộc thiên di không ngừng, số lượng quần thể và năng lực chống lại môi trường đều đạt đến mức độ nhất định, thì bắt đầu định cư, trải qua nghìn vạn năm tích lũy, rồi mới từ từ thay đổi được. Địch Oan Cát mẫu không có những tri thức khoa học phổ thông này, nhưng ông được nghe những truyền thuyết từ đời cha ông, ông nội ông, cụ kỵ ông kể lại. Ông nói người núi tuyết là một trong những cư dân sớm nhất của nơi này, tất cả các truyền thuyết đều nói như vậy. Chiều cao của họ ít nhất cũng gấp đôi người bình thường chúng ta, tương truyền rằng người núi tuyết có lớp lông rất dày, đi lại dễ dàng trên núi tuyết, không hề sợ đóng băng và giá lạnh, dùng tay không có thể đánh ngã được bò rừng và báo tuyết. Họ cũng có bộ lạc có công cụ sản xuất của riêng mình, có điều so với công cụ của chúng ta thì hơi kém một chút. Hầu hết đều bằng đá, cũng có một ít chế phẩm kim loại. Nhưng truyền thuyết về họ rất ít, dù sao thì trong chúng tôi cũng chưa ai từng thấy họ cả, mà có rất nhiều truyền thuyết còn do người hạ qua ba kể lại cho chúng ta nữa. Thấy phần nội dung truyền thuyết mà địch ô Cát cắt mẫu kể ra quá ít, nhạc dương không khỏi trao mày lại, thoáng nheo mắt, anh liền thấy Pháp Sư Á là đang nhìn mình chầm chầm, ý chừng muốn nhắc anh đừng tùy tiện ngắt lời địch Oan Cát cắt mẫu nữa. Địch ô ăn cắt mẫu thấy nhạc dương không còn câu hỏi nào khác, mới tiếp tục nói, thực ra, tổ tiên chúng tôi tới vùng đất này là để tránh chiến tranh loạn lạc, những người tới đây gần như đều có cùng một mục đích ấy. Người qua ba là nhóm cuối cùng thiên di tới chốn này, nhưng lại là những người mạnh mẽ nhất, tuy họ cũng giống như chúng ta, đều được gọi là hậu nhân của người ở hang, nhưng niên đại cách nhau quá xa, nên giữa hai bộ tộc có những khác biệt rất lớn. Bọn họ chiếm cứ tầng cao nhất vốn thuộc địa bàn của người núi tuyết, đồng thời điều động nhân thủ ở thánh vực xây dựng nên bạc ba la thần miếu, không có bộ tộc nào dám phản kháng cả. Tại sao lại chọn tầng cao nhất? Đội trưởng Hồ Dương buột miệng hỏi, tầng bình đài thứ hai này ước chừng ở độ cao khoảng 4.000m so với mực nước biển, còn tầng thứ ba thì sắp xỉ đạt 6.000m, gần đến lần danh tuyết, mà độ cao quá 5.000m so với mực nước biển không thích hợp cho con người sinh sống, đây là thường thức hiển nhiên. Địch ô đại nhân đáp, tại sao ư? Có thể vì người ở trên đó ít nhất, trước khi người qua ba tới đây tầng bình đài thứ ba hầu như chỉ có người núi tuyết môi trường trên đó không thích hợp lắm cho các bộ tộc khác sinh sống nhưng khi người qua ba cưỡng chiếm nơi đó những người núi tuyết phản kháng hoặc bị giết hoặc đều bỏ trốn cả về sau mới có truyền thuyết kể rằng bộ tộc qua ba tìm được một nơi gần như hoàn mỹ vì chỗ đó lúc nào cũng có băng tuyết và sương mù bao phủ nên chưa từng được phát hiện bao giờ tương truyền rằng nơi ấy có một vùng đất rộng lớn không có thời tiết biến đổi không có những khu rừng xương trắng và lũ ác thú khủng khiếp, lại rất gần núi thần. Ở nơi ấy, đồng cỏ mãi mãi một màu xanh, mãi mãi ấm áp, mây mãi mãi giữ một màu trắng, từ đầu năm tới cuối năm đều là mùa xuân. Cũng có truyền thuyết nói rằng, người qua ba đã tạo nên tất cả những thứ ấy, tóm lại là, trong truyền thuyết, người qua ba thực sự rất lớn mạnh, họ có những loại vũ khí mạnh nhất, có vô sư mạnh nhất, có quân đội mạnh nhất, kỹ nghệ của họ khiến người ta phải kinh ngạc, trí tuệ của họ lại càng cao tuyệt họ không sử dụng chữ mã nhĩ nữa mà dùng một loại văn tự khác lại còn phát minh ra thứ dùng để viết chữ không cần viết trên vỏ cây nữa chẳng những thế họ còn có thần thông thao túng được cả ngọn lửa khiến khúc cây tự động di chuyển nói tới đây địch oan cắt mẫu ngừng lại mỗi lần nghe thấy các thông tin này những người từ bên ngoài đến thông thường đều hết sức kinh ngạc có điều mấy người này hình như chẳng hề ngạc nhiên một chút nào mà chỉ tiếp tục hỏi về sau thì sao sau khi người qua ba chiếm lĩnh tầng bình đài thứ ba thì thế nào về sau địch ô đại nhân lục tìm trong ký ức truyền thuyết kể rằng họ đã xây dựng rất nhiều tòa thành đá trên tầng bình đài thứ ba đến cả những người thợ xây bị chiêu mộ cũng phải thừa nhận đó là một kỳ tích là điềm lành do thần ưng trên trời đưa tới những truyền thuyết tôi vừa kể cho mọi người đó cũng là do họ mang về nhưng về sau người qua ba đã bảo vệ rất chặt những tòa thành ấy họ đuổi hết những người khác xuống các tầng dưới mọi bộ tộc khác đều không được phép đặt một chân lên tầng thứ ba này. vì thế những chuyện xảy ra sau đó chúng tôi cũng không thể nào biết được. cũng từng có người thử tìm cách lén lên tầng thứ ba, nhưng nghe nói những người thượng qua ba ở trên đó đều không chút nương tình mà giết sạch tất cả những kẻ nào dám đặt chân lên đất cấm của họ. a, à, sao lại thế? mã cát không kìm được bột miệng thốt lên. kể cả pháp sư á la, tất cả những người khác đều cảm thấy thật khó tin. nếu những người lên đó đều bị giết chết vậy làm sao tin tức lan truyền xuống dưới đây được? Nhạc Dương thắc mắc, địch ô đại nhân đáp, thì cũng có những dũng sĩ liều chết lên tầng bình đài thứ ba và may mắn chạy thoát trở về. Trước đây, người thượng qua ba về đại thể cũng giống như chúng tôi, phân bố khắp nơi, chủ yếu sống thành các bộ lạc, mà giữa các bộ lạc cũng có tranh đấu, hiểm khích, vì vậy, chỉ cần ở trên đó cẩn thận không để gặp phải bọn họ thì cũng vẫn còn cơ may sống sót trở về. Đương nhiên, những tin tức này cũng mới lan truyền đi từ một hai trăm năm gần đây. Theo các truyền thuyết xa xưa của bộ tộc, vào khoảng mấy trăm năm trước, những người lên tầng bình đài thứ ba đó đều tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào để sống sót trở về, nhất loạt đều ra đi rồi biến mất vĩnh viễn. Đám trác mộc cường ba đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, không đúng rồi, cách nói này hoàn toàn không khớp với những gì họ đã biết. Bộ tộc qua ba chính là đạo quân ánh sáng, đó là một cánh quân hoàn chỉnh, sao lại có thể phân chia thành các bộ lạc khác nhau được. Lẽ nào vì thời gian quá lâu, đạo quân ánh sáng cũng bị phân chia thành từng nhóm nhỏ, rồi tranh đấu với nhau để giành được quyền thống trị tối cao. Còn Pháp Sư Á La thì lại càng thầm khẳng định, tuyệt đối không thể nào, nhất định là có sai sót gì ở đâu đó. Truyền thuyết sai ư, hay là những người tự xưng đã lên tầng thứ ba ấy, căn bản chưa từng đặt chân lên đó, chẳng qua chỉ bịa tạc ra để lè bịp mọi người mà thôi. Họ lên đó làm gì vậy? Nhạc Dương thắc mắc. Làm gì ư? Địch ô ăn cắt mấu cười khổ đáp, tại sao các vị lại không ngại đường xa ngàn dặm, không sợ bao hiểm nguy gian khó trùng trùng trên đường để tới tận nơi này. Tại sao khi đồng bạn tử thương vô số, các vị cũng vẫn không chịu quay đầu? Đừng nói với tôi rằng, các vị đến được đây mà không hề thương vong gì. Vậy thử hỏi, các vị vì điều gì mà nhất định phải lên tầng bình đài thứ ba ấy? Nhạc Dương Toan mở miệng, địch ô an cắt mẫu lại tiếp lời, chúng tôi, cũng giống như các vị thôi, nghe nói phía trên đó có vùng đất được thần linh ban phước, có thức ăn không bao giờ cạn kiệt, không có thiên địch và giã thú xâm hại, có ai mà không muốn tận mắt nhìn thấy một lần trong đời chứ? Tình trạng của chúng tôi ở đây thế nào, các vị cũng đều đã thấy cả rồi. Chiến tranh, bệnh dịch, dã thú đầy rẫy khắp nơi, mỗi ngày chúng tôi đều phải vật lộn vùng vẫy trên làn danh sinh tử. Mỗi năm đều bị cái đói và bệnh tật cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Càng huống hồ những năm gần đây, những người giáp mễ từ bên ngoài đến như các vị mỗi lúc một nhiều, từ nơi bọn họ chúng tôi biết được rằng ở bên ngoài có một thế giới hoàn toàn khác với nơi đây. Một thế giới rộng lớn vô cùng. Một thế giới, nếu đi bộ thì tốn 10 năm cũng chẳng thể đi hết. Những người ấy có màu da khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, lại còn phát minh ra những thứ dẫu có trong mơ chúng tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi nữa. Thử hỏi, các vị có biết rằng, những người sống ở đây khát khao được rời khỏi chốn này thế nào hay không? Họ khát khao được ra xem thế giới bên ngoài ấy, tận mắt nhìn thấy con chim sắt biết bay trong truyền thuyết, nhìn thấy những con sâu sắt khổng lồ có bánh không cần sức người sức ngựa cũng có thể lao như bay về phía trước. Cứ nói, nói mãi, khóe mắt địch ô đại nhân cũng hơi ươn ướt, thế nhưng, người qua ba đã xây nên một rào chắn không thể nào vượt qua ở phía trên đó, họ khiến người bên ngoài không thể tìm được nơi này, đồng thời cũng khiến người ở trong đây không thể ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhiều lúc, những người dân bình thường có thể sẽ cho rằng, những dũng sĩ đã lên trên ấy và không bao giờ trở về nữa, chắc hẳn đã tìm được lối ra, và rời khỏi nơi đây rồi cũng nên tuy rằng biết rõ là không thể nào thế được, nhưng họ vẫn không sao kìm nén được suy nghĩ ấy. Càng huống hồ, rất nhiều lúc, chúng tôi còn buộc phải lên trên đó nữa. Địch ô ăn cát mẫu lại đổi giọng, chầm chậm thở dài nói, như các vị đã thấy đấy, ở tầng thứ hai này thời tiết biến đổi rất đa đoan, có lúc chỉ cần một trận thiên tai thôi cũng đủ khiến cả một bộ lạc mất hết mùa màng rồi. Ví như mấy bộ lạc ở phương Bắc chẳng hạn, gặp một trận lụt lớn, vậy là chẳng thu hoạch được một hạt lương thực nào. Mà người hạ qua ba thì cũng không phải năm nào cũng xuất hiện, có khi mấy chục năm họ mới xuất hiện một lần cũng không chừng. Để bộ lạc có thể tiếp tục sinh tồn, các dũng sĩ của Yaka buộc phải liều chết lên tầng thứ ba ăn trộm hạt giống, còn dũng sĩ của Lang chúng tôi thì phải vượt qua rừng xương trắng xuống chỗ của người hạ qua ba bên dưới. Lương thực của người hạ qua ba lúc nào cũng sung túc dồi dào, nếu gặp may, thì thường thường cũng có dũng sĩ mang được hạt giống trở về. Có điều, đến giờ thì e rằng phía yaka khó lòng mà trộm được hạt giống của họ nữa rồi chỉ mong các bộ lạc bên đó vẫn có thể tiếp tục cầm cự được tại sao thế ba năm trước các dũng sĩ đi trộm lương thực kết quả là bị tiêu diệt toàn bộ chỉ có một người chỉ còn một tay một chân bò về được đến côn ba thoát người đó mang về một tin tức nói rằng người qua ba đã có vương của họ rồi nhìn những ánh mắt có vẻ không hiểu lắm của những vị khách phương xa địch Oan cát mẫu giải thích người qua ba vốn cũng giống như các bộ lạc ở tầng thứ hai này họ phân tán ra sống ở các khu vực khác nhau theo từng bộ lạc giữa các bộ lạc ấy thường có khoảng cách dường như cũng không hòa bình gì cho lắm thế nhưng một khi họ đã có vương vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác có nghĩa là toàn bộ người thượng qua ba trên tầng thứ ba đều đã được thống nhất thành một mối giờ thì chỉ biết hy vọng bọn họ sẽ không tiêu diệt hết các bộ lạc như chúng tôi mà thôi pháp sư á la lại hỏi vậy còn hạ qua ba tộc hạ qua ba tộc là như thế nào địch ô đại nhân gật đầu nói sự thực là trong các truyền thuyết của đời trước lưu truyền lại có một khoảng thời gian rất dài chúng tôi không hề biết về sự tồn tại của người hạ qua ba khoảng chừng hơn trăm năm sau khi người thượng qua ba xuất hiện chúng tôi mới biết rằng còn có người hạ qua ba nữa bọn họ nói rằng họ và người thượng qua ba cùng đến vùng đất này nhưng không hiểu vì nguyên do gì họ lại ở phía bên dưới mà không tiếp tục đi lên trên cao vậy tại sao họ lại bị tiêu diệt thế trác mộc cường ba hỏi địch ô an cắt mấu cười khổ lắc đầu, làm sao tôi biết được. Nhưng chắc đến quá nửa là có liên quan đến người thượng qua ba rồi. Một hai trăm năm gần đây, những thôn làng bị tiêu diệt đa phần đều có liên quan đến người thượng qua ba. Các thôn làng bên Yaka còn bị tiêu diệt nhiều hơn, ví như trộm lương thực bị phát hiện, là phải chuẩn bị tâm lý đón nhận kết cuộc ấy rồi. Chắc một cường ba kinh ngạc thốt lên, sao có thể vậy được? Rất rõ ràng, những hạt giống ấy có lẽ chính là lương thực vàng mà đội trưởng Hồ Dương nói tới lẽ nào vì chất đất hay nguyên nhân nào đó khác, khiến cho sản lượng của lương thực vàng trồng trên tầng bình đài thứ hai này sau mấy đời liền giảm xuống. Mà dù có thế chăng nữa, những người thượng qua ba kia có nhiều lương thực đến độ ăn chẳng hết, chia một phần cho cư dân ở tầng thứ hai này thì có làm sao? Lại còn cấm cửa người ta, một khi phát hiện kẻ nào xâm phạm, liền tiêu diệt toàn bộ thôn làng bộ lạc của họ, đây là đạo lý gì chứ? Còn người hạ qua ba nữa, sao họ lại kinh động đến người thượng qua ba? Ruộng của họ cũng có lương thực vàng, có thiếu thốn gì nữa đâu Pháp Sư Á La đưa tay ngăn chắc một cường ba lại, tiếp tục hỏi chuyện người hạ qua ba bị tiêu diệt xảy ra vào lúc nào vậy Địch Ô Đại Nhân đáp, ừm, um, chắc khoảng 4 năm trước gì đó, lúc đó cả thôn Côn Ba thoát và thư đội công nhật đều bị kinh độc, vì có cả một nhóm lớn người thượng qua ba đi qua khu vực gần thôn làng bọn họ Họ còn tưởng rằng làng mình sắp bị đổ sát nữa cơ 4 năm trước, cũng chính vào khoảng thời gian đó, người qua ba điên ấy thoát ra khỏi nơi này nếu là vậy, nếu là vậy thì thời gian đã gắn kết với nhau rồi. Thì ra ngôi làng bên dưới bị người thượng qua ba tiêu diệt, thang trời và bánh xe nước cũng bị người thượng qua ba phá hoại. Nhưng mà, kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy, những vết thương đó đều không phải do vũ khí của con người tạo nên, việc này thì giải thích thế nào đây nhỉ? Đúng rồi, thủ hộ linh, nhất định là thế rồi. Nhạc Dương đã sắp xếp lại toàn bộ các đầu mối thành một đường liền mạch trong óc. Nói tới đây, địch ô an cát mẫu đã đứng lên, đảo mắt nhìn những vị khách lạ, đoạn tiếp lời, được rồi, đó là tất cả những gì tôi biết, nhiều chuyện bản thân tôi cũng không hiểu rõ cho lắm. Nếu các vị còn muốn tìm hiểu thêm nữa, hay là đến tước mẫu tìm đại địch ô thứ kiệt đại nhân của vương quốc lang bu chúng tôi đi, ông ấy biết rất nhiều bí mật. Và lại, rất nhiều truyền thuyết tôi biết, đều là nghe ông ấy truyền lại cả. Thấy địch ô đại nhân hơi cúi người, bọn trác mộc cường ba vội vàng đứng dậy nói, được địch ô đại nhân cho biết nhiều điều như vậy, chúng tôi thực sự vô cùng biết ơn cũng làm phiền ngài lâu quá rồi, thật xin lỗi. Vậy, vậy chúng tôi, xin phép được cáo từ ở đây. Mã Cát đứng bên cạnh bèn cất lời mời, đến nhà em đi, nhà em ở ngay phía trước đây thôi. Địch ô đại nhân mỉm cười nói, có gì đâu, vừa nãy nghe nói có người hạ qua ba đang phân phát thức ăn, lại còn trị bệnh cho người trong thôn chúng tôi nữa, tôi phải cảm ơn các vị mới đúng. À, đợi đã, cường ba. Chắc mộc cường ba vừa bước ra đến cửa, ánh sáng của Sangrila đang chiếu lên người gã gã quay người lại, thấy địch ô đại nhân đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ rồi cất tiếng hỏi, tôi có thể xem mắt của anh được không? Trác Mộc Cường Ba Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, địch ô đại nhân bèn đưa hai cánh tay gầy guộc khô héo ra, kéo mí mắt gã xuống, chỉ thấy bên dưới và hai bên nhãn cầu, có khá nhiều sợi tơ máu màu xanh rất khó nhận ra, thậm chí có sợi đã chuyển sang màu đen, thoạt trông giống như con sâu nhỏ màu đen đang bò theo nhãn cầu vươn thẳng vào trong xương sọ. Địch ô an cắt mẫu lùi lại một bước, hít sâu rồi thở hắt ra, không ngờ lại là nó. Bọn Trác Mộc Cường ba dường như cũng biết địch ô an cắt mẫu nói đến thứ gì, Pháp Sư Á La Kinh ngạc hỏi, địch ô nhận ra ư. Địch ô an cắt mẫu đáp, ừm, um, đại thanh liên cổ trong địa ngục bát đại cổ độc, thì ra các vị cũng biết, bao nhiêu lâu rồi. Trác Mộc Cường ba không sao kìm nén được cảm giác vui sướng dâng trào lên trong tâm khảm, không ngờ chưa cần đến bạc ba la thần miếu, mới tới thôn làng đầu tiên ở Sanrila đã có người nhận ra được loại cổ độc này rồi, thử hỏi gã làm sao mà không vui mừng ra mặt cho được. Gã nôn nóng nói, tôi, tôi vẫn còn 3 tháng thời gian, địch ô đại nhân, tôi. Tôi, có thể chỉ được không vậy? Pháp sư Á là đứng bên cạnh bổ sung thêm, đây cũng là một mục đích tìm kiếm bạc ba la thần miếu của chúng tôi. Địch ô an cát mẫu nhìn Pháp sư Á là với ánh mắt ngờ vực, tựa như rất khó tin bạc ba la thần miếu lại có phương pháp trị liệu cổ độc. Ông Vân vê tròm dâu dài, rồi khe khẽ lắc đầu, ừm, um, đại thanh liên, không ngờ trong những năm còn sống trên đời này, tôi lại có thể thấy nó lần nữa. Tôi không biết cách giải, nhưng vẫn một câu nói đó thôi, hãy đi tìm đại địch ô thứ kiệt đại nhân. Trước đây, tôi từng thấy đại thanh liên cổ một lần, chính là do ông ấy sử dụng. Cả bọn đều hiểu ý của địch ô an cắt mẫu, nếu đã có thể sử dụng, vậy thì quá bán là cũng có thể giải trừ loại cổ độc này. Có điều, địch ô an cắt mẫu lại bổ sung thêm, tốt nhất các vị nên cẩn trọng, thứ kiệt đại nhân không dễ nói chuyện như tôi đâu. Vậy thế, từ đây đến tước mẫu cần bao nhiêu thời gian vậy? Nhạc Dương hỏi thêm. Địch ô đại nhân đáp, nếu không xảy ra chuyện gì, khoảng ba ngày đi bộ là tới nơi rồi. Cảm ơn, thật vô cùng cảm ơn ngài, cảm ơn ngài lắm, địch ô đại nhân. Mỗi người đều bày tỏ sự cảm kích của mình với địch ô an cắt mẫu. Rời khỏi căn nhà của địch ô an cắt mẫu, chỉ thấy đường mẫn và lữ cánh nam đã bị một đám đông vây kín. Hai cô đang khám bệnh cứu người, phân phát các thứ cần thiết cho cuộc sống, bận đến không ngơi tay ngơi chân ra được giây phút nào. Giáo quan, cô mẫn mẫn, Trương Lập và Nhạc Dương từ đằng xa đã ngoác miệng hét lên, họ đều nôn nóng muốn báo tin này cho hai người. Cường ba thiếu ra được cứu rồi, đây là tin mừng tài trời chứ chẳng chơi. Nghe thấy tin tức khiến lòng người phấn chân ấy, mẫn mẫn hạnh phúc gục đầu vào vai chắc một cường ba, kích động nói trong nước mắt, anh cường ba, đúng là người tốt sẽ có phúc, em biết là anh sẽ không sao mà. Chắc một cường ba nói, phải rồi, phải rồi, anh sẽ không sao đâu. Được rồi, đừng khóc nữa, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Bọn Trương Lập, Nhạc Dương cũng sẽ cười em nữa đó. Lữ cánh nam đứng một bên, nét mặt cũng lộ vẻ hân hoan mừng rỡ. Cô lướt nhìn đám người đang chen chúc, vội gọi đội trưởng Hồ Dương và Pháp Sư Á La, mọi người, mau giúp tôi phân phát các thứ này. Nhạc Dương cảm thấy hơi tiêm tiếc, bèn nói, giáo quan, phân phát hết đồ ăn cho dân làng, vậy chúng ta thì sao? Lữ cánh nam nói, chúng ta ăn làm sao hết được nhiều thế. Nhưng đối với những người này, thì có thể cứu mạng họ đó. Nếu không tới đây, cường ba, làm sao, làm sao có thể, nói tới đây, trong mắt cô đượm lên một vẻ dịu dàng. Cả bọn bận rộn suốt cả ngày trời, mã cắt nhìn đường mẫn và lữ cánh nam thuần thuộc chữa trị cho dân làng, nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi nhân lúc rảnh rỗi, gọi mẫn mẫn ra nói, chị mẫn mẫn, ngày mai nếu mọi người có thời gian, em muốn, em muốn nhờ mọi người đến thăm mấy người bệnh nặng lắm, Đường Mẫn nói, ngày mai à, ngày mai bọn chị phải đi tước mẫu rồi, bệnh của anh Cường ba phải chị gấp. Hay là tối nay em dẫn đi luôn, biết đâu có thể giúp được gì cho họ. Mã Cát len lén liếc mắt sang phía Trương Lập. Trương Lập nãy giờ vẫn chăm chú ngắm nhìn Mã Cát, thấy cô đưa mắt qua, hai má liền đỏ bừng lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh ngoảnh đầu đi. Bấy giờ, Mã Cát lại lấy làm khó xử nói, ngày mai đã đi rồi sao? Ừ, nhưng bọn chị sẽ trở lại thăm em mà tối nay thì không được rồi, chỗ đó ở bên ngoài thôn làng cơ. Ngày mai, ngày mai mọi người cũng sẽ đi qua nơi ấy đấy. Mã cắt nghĩ ngợi dây lát, rồi nói. Được rồi, đường mẫn liền gật đầu đáp ứng. Hai Australopithecus, buổi tối, cả bọn kéo đến nhà mã cắt. Nhà cô ở phía bắc thôn, nằm bên con sông nhỏ, căn nhà không lớn lắm, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Nhà chia làm hai tầng, có cầu thang độc ngục dẫn lên xuống, hai tầng đều chỗ ô cửa sổ nhỏ hướng về phía ánh sáng, chỗ thông phong có bếp lửa. Trong nhà gần như không có đồ đặc gì, chỉ có mấy món đồ theo đơn giản treo trên tường. Bữa tối rất bình thường, chẳng có gia vị gì, thức ăn đạm bạc, xong cũng đã lâu lắm rồi họ không được ăn thứ gì ngoài lương khô. Cơm nắm, bánh rau dại, một ít nấm ngâm muối hoặc hong khô, trộn với thứ bột cay cay giống như ớt, má cắt còn lấy ra một loại thức uống tự chế khá giống rượu gạo, mấy người bọn đội trưởng Hồ Dương đều nức nở khen ngon. Trong bữa ăn, Trác Mộc Cường ba hỏi Mã Cát về lịch sử của Thánh Vực và tình hình các thôn làng xung quanh. Cô bèn kể lại một lượt những gì mình biết, những truyền thuyết đã được nghe cho họ. Thánh Vực này được ai phát hiện, phát hiện vào lúc nào thì từ lâu đã chẳng còn ai biết được. Chắc là từ rất lâu, rất lâu trước đây, hơn một vạn năm trước, đã có những cư dân nguyên thủy cư trú ở gần núi tuyết phát hiện ra chốn này. Vì nơi này không có gió thốc dữ dội, có thể coi là một ốc đảo giữa vùng băng tuyết, nên lẽ tự nhiên là có người di cư tới đây trải qua hơn vạn năm không biết đã có bao nhiêu bộ tộc thiên di tới tính riêng các bộ tộc mà mã cát biết đã có thôn mã ba ở gần đây tự xưng là hậu duệ của người cát mà người cát lại phát triển từ người dân tộc ngục mà ra dân làng đa ngưỡng thì cho rằng tổ tiên của mình là người dân tộc niên đầu sói các làng qua ninh na ninh thì lần lượt là hậu duệ của người côn ngô người vi làng vị huyết nhẫn khá lớn mạnh là hậu duệ của bộ tộc bạch lang gần như mỗi thôn làng đều là một chủng tộc khác nhau Pháp Sư Á La nghe khá chăm chú, phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc, mấy chủng tộc mà Mã Cát Thuận miệng kể ra ấy, không ngờ bao gồm cả những chủng tộc khởi nguyên trong truyền thuyết của người Tạng và cả tộc Khương, tộc địch trong các ghi chép lịch sử thời hạ, thương, chu. Khoảng cách về cả thời gian và cương vực của những dân tộc này đều cực lớn. Nói một cách dễ hiểu hơn, thì ở đây vừa có người triều hạ, vừa có người triều thương, hay người nước tần, nước tề thời chiến quốc là hàng xóm, hoặc hung nô triều Hán và đột quyết thời đường ở sát cạnh nhau, đi vài bước là tới. Về lịch sử của thánh vực thì Mã Cát cũng chỉ biết ngần ấy. Tới đây sớm nhất là người núi tuyết, cũng có truyền thuyết nói rằng, người núi tuyết vốn là những sự sống được núi tuyết mang thai đẻ ra, vì vậy bọn họ vốn đã cư trú trên tầng bình đài thứ ba kia rồi. Về sau mới lục tục có những người khác tới đây, mới đầu người ít, đất rộng, ai nấy đều tìm những vùng đất thích hợp để sinh sống, sản xuất, mọi sự hết sức bình an vô sự. Về sau khi người dần đông lên, không tránh khỏi việc xuất hiện những tranh chấp thánh vực này cũng chẳng khác gì những nơi khác bên ngoài, hết phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân, có điều quy mô và mức độ thảm khốc nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Cũng đã từng xuất hiện một khoảng thời kỳ thống nhất ngắn ngủi, nghe đâu gọi là vương triều Thái Dương gì đó, nhưng thời gian cũng không được dài lắm, sau rồi lại phân khai. Còn về người núi tuyết ở tầng bình đài thứ ba, vì việc lên xuống một tầng không phải chuyện dễ, và lại thời đó tầng thứ ba ấy còn chưa có người qua ba xuất hiện, không giống như bây giờ. Thời đó, trên tầng thứ ba cũng thiên tai liên tiếp, mà có những nơi còn thoát nóng thoát lạnh, ngoài người núi tuyết ra, đó không phải là nơi thích hợp cho tất cả mọi người cùng sinh tồn. Vì vậy, trong truyền thuyết, suốt một hai vạn năm liền đều chỉ có người núi tuyết sống ở trên đó. Nhạc Dương lại hỏi cặn kẽ mã cát về tình hình của những người tuyết ấy, đặc biệt là sau khi bị người qua ba đánh bại, kết cục của họ như thế nào. Nhưng mã cát chỉ có thể lắc đầu trước câu hỏi ấy. Người ở bên ngoài thi thoảng còn có cơ hội thấy bóng dáng người tuyết, nhưng người ở thánh vực thì không như vậy, bọn họ cơ hồ chưa từng thấy người núi tuyết lần nào, mà biết rằng có một chủng người như vậy nhờ các truyền thuyết cổ xưa. Và lại, họ nhớ đến người núi tuyết đa phần cũng chỉ vì người qua ba, còn chuyện người núi tuyết bị người qua ba đánh bại, bỏ trốn, trốn chạy đến nơi đâu thì ai có thể biết được chứ. Nhạc Dương không khỏi thêm một lần thất vọng, đành nghe mã cắt kể tiếp. Thời bấy giờ cũng có những bộ tộc đến đây, phát hiện nơi này không thích hợp cho họ sinh tồn, rồi lại ra đi nhưng nơi này gần như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, nên dù là tới đây, hay rời khỏi nơi đây, cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý 10 người chỉ có thể sống một, đồng thời phải đối mặt với kết quả đó. Nhưng rốt cuộc vẫn có những người sống sót rời khỏi nơi đây, họ đã mang sự tồn tại của thánh vực này lan truyền đi khắp nơi như một thần thoại. Vì vậy, từ hơn nghìn năm trước, ở cao nguyên thanh tạng chắc hẳn có khá nhiều người đã nghe nói đến các truyền thuyết tương tự, biết rằng có một nơi như thế tồn tại trên đời, cho tới khi những người qua ba đến đây. Vào khoảng hơn 1.000 năm trước, một nhóm người qua Ba Đông nhất đã đến nơi này, sự lớn mạnh của họ khiến tất cả những bộ tộc khác ở thánh vực đều không dám phản kháng. Mới đầu mọi người còn chưa biết đến sự tồn tại của họ, đợi khi phát hiện ra, thì người qua Ba đã chiếm cứ toàn bộ tầng bình đài thứ ba, đồng thời đánh đuổi người núi tuyết ra khỏi vùng đất của họ. Bấy giờ cư dân thánh vực còn ngỡ rằng nơi này sẽ lại thống nhất về một mối, nhưng về sau mới phát hiện ra, người qua Ba vốn không hề có dự định này, họ chỉ đến các thôn làng bắt đi thanh niên trai tráng để lên tầng thứ ba xây dựng thành trì đồng thời họ cũng mang đến cho cư dân ở thánh vực một tin tức bên ngoài núi tuyết đang chìm vào một thời kỳ đen tối nhất hỗn loạn nhất để tránh chiến hỏa lan đến nơi đây thánh vực đã bị bọn họ phong tỏa cấm chỉ bất cứ người nào ra vào ngoài ra họ cũng hứa sẽ mang đến cho tất cả một cuộc sống an cư lạc nghiệp quy củ được đặt ra từ đấy sau đó thì không còn ai có thể ra thế giới bên ngoài kia nữa nghe nói là không chỉ có một tòa thành đá, không biết bao nhiêu đời người, bỏ ra hơn trăm năm mới hoàn thành. Tất cả cư dân thánh vực đều vô cùng hân hoan chờ người qua ba thực hiện lời hứa của họ, mang đến cho mọi người một cuộc sống no đủ, không có bệnh tật, người cấy cầy có ruộng có vườn, ai ai cũng có nhà ở thoải mái. Chẳng ngờ rằng, sau khi xây xong các tòa thành đá, người qua ba trên tầng thứ ba ấy liền không còn liên hệ gì với họ nữa. Còn những người già thuộc nhóm cuối cùng tham gia xây dựng những tòa thành đá ấy, cũng không nói năng nửa lời về chuyện này, tựa hồ đã xảy ra biến cố kỳ lạ gì đó, chỉ trong những lúc hồi tưởng lại, mới cảm thán thốt lên hai tiếng, kỳ tích. Sau rồi thì chuyện về tầng thứ ba và người qua ba đều nhạt dần, cư dân thánh vực lại sống cuộc sống vạn năm nay vẫn không thay đổi của họ, chỉ có điều, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, không còn người nào rời khỏi đây nữa. Nói tới đây, mã cắt đặt một ngón tay lên môi dưới, nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi ngạc nhiên thốt lên, kỳ lạ lắm nhé. Sau khi các tòa thành đá được xây, trong các truyền thuyết kể lại suốt mấy trăm năm liền thánh vực đều không có chiến tranh nổ ra lúc ấy mọi người còn rất đoàn kết sống tự cấp tự túc không tranh đoạt gì cả sau một thoáng kinh ngạc mã cắt kể tiếp không rõ từ lúc nào thánh vực lại bắt đầu bùng nổ chiến tranh kể từ đó thì chiến loạn kéo dài liên tu bất tận thôn làng đánh với thôn làng bộ lạc đấu với bộ lạc rồi lại hình thành nên các liên minh thôn làng liên minh bộ lạc rồi các liên minh đánh nhau đánh mấy chục mấy trăm năm liền cuối cùng thì lấy biển sinh mệnh làm danh giới, hình thành nên hai vương quốc lớn Lamu và Eka. Sau khi hai vương quốc lớn này được thành lập, từng có một độ huy hoàng, tưởng rằng đã lớn mạnh lắm. Không biết ai đã để sướng ra việc lên tầng thứ ba, nhưng chẳng ai ngờ được rằng, đội quân mà họ tưởng là mạnh mẽ ấy, mới lên tầng thứ ba đã bị tiêu diệt toàn bộ. Khi đó, người ta mới nhớ ra quy củ mà người qua ba đã đặt ra từ thuở trước, bất cứ ai cũng không được ra vào. Chuyện mã cắt biết, đại đề cũng chỉ có vậy. Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng đã biết, ở thôn công Nhật Lạp và các thôn làng khác, dân chúng thông thường đều chỉ có ngôn ngữ của mình mà không biết chữ. Người duy nhất thực sự hiểu biết và nắm bắt được các tri thức, e rằng chỉ có vị địch ô trong thôn làng. Còn tư liệu văn hiến, thì chỉ đại địch ô của vương quốc mới có. Cũng may là Mã Cát từ nhỏ đã rất thân cận với địch ô An Cát Mẫu, nên mới nghe được từ nơi ông khá nhiều điều. Nhạc Dương nghe hết sức chăm chú, trong đầu không ngừng sắp xếp lại các đầu mối, bộ não hoạt động cơ hồ hết công suất. Thời kỳ hắc ám, hỗn loạn nhất ở bên ngoài núi tuyết mà những người qua ba ấy nói, chắc hẳn chính là cuộc diệt Phật, cấm Phật quy mô lớn nhất. Sau đó họ cấm chỉ người ở đây ra bên ngoài, tự nhiên là có liên quan đến việc họ mang theo số báu vật của tứ phương miếu kia. Một khi có người ra được bên ngoài, thì sẽ có khả năng tiết lộ bí mật của nơi này, mà số báu vật ấy đủ để mang đến cho cả thánh vực này tai họa diệt phong, còn những tòa thành đá mà họ phải xây dựng mất hơn trăm năm mới hoàn thành kia, rất có thể trong đó có một tòa chính là Bạc Ba La Thần Miếu. Mặc dù không cho người ở đây ra ngoài, nhưng bản thân họ nhất định đã phái người trở ra, vị sứ giả đến cổ cách có lẽ đã đi ra từ nơi này. Nhiệm vụ của ông ta hẳn là đi xem xem thời kỳ đen tối ngoài kia đã kết thúc chưa. Không, không đúng rồi, người qua ba mạnh như vậy, nếu lúc ấy họ biết được thời kỳ đen tối kia đã kết thúc rồi, nếu họ đã có năng lực mang báu vật của Tứ Phương Miếu tới đây, vậy thì nhất định cũng có khả năng mang chúng trở ra bên ngoài, hà tất phải để sứ giả mang theo tín vật chỉ dẫn phương hướng, để hậu nhân khai quật lên làm gì. Đúng rồi, người qua ba đã hứa với cư dân ở Thánh Vực sẽ cho họ một cuộc sống an định thanh nhàn, sau đó mới bắt đầu xây dựng nhiều tòa thành đá. Từ quy mô thôn làng của người hạ qua ba, có thể thấy rằng họ thực sự có năng lực làm được điều đó, cũng có nghĩa là ban đầu đúng là họ định làm như thế. Nếu như Đại Thiên Luân Kinh là do người qua ba viết nên, vậy thì có một số chi tiết lịch sử trong đó, hẳn là đã kết hợp thần thoại của họ với lịch sử của thánh vực này mà viết nên, từ đó suy ra, sự tồn tại của Sandrila thiên đường hạ giới, chắc hẳn là một ý tưởng của họ. Vậy thì tại sao, sau khi xây thành xong, họ lại đoạn tuyệt quan hệ với cư dân thánh vực? Tại sao sau đó mấy trăm năm liền thánh vực đều không có chiến tranh? Đọc trong các ghi chép của thôn công bố, thì chiến tranh cũng chỉ bùng nổ vào khoảng một hai trăm năm gần đây mà thôi, phải chăng người qua ba đã làm gì đó? làm sao họ có thể làm được? Trên tầng thứ ba kia, đã xảy ra biến cố. Rốt cuộc đó là biến cố gì? Lẽ nào biến cố ấy đã khiến bộ tộc qua ba hùng mạnh nhất cũng lực bất tòng tâm với việc ra khỏi chốn này? Nhưng Mã Cát nói, trong khoảng trăm năm trở lại đây, cũng từng có vô số người muốn lên tầng thứ ba ấy, mà chẳng ai sống sót trở về, chứng tỏ ở trên đó vẫn còn thực lực mang tính áp đảo. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Họ vẫn còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, có điều sau bữa cơm, trời tối rất nhanh, mà người ở thôn công Nhật Lạp đều có thói quen ngủ sớm. Trương Lập vốn muốn tìm Mã Cát nói chuyện, nhạc dương cũng rất cổ vũ, nhưng Trương Lập cứ ấp à ấp úng mãi chẳng biết nói gì, vừa vào đến nhà Mã Cát đã bỗng dưng biến thành bé ngoan ngồi im thiên thít. Phòng ốc nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi, Lữ Cánh Nam, Đường Mẫn và Mã Cát ở chung một phòng, Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương ở một phòng, đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư Á La, Ba tan ở một phòng. Nằm trên tấm thảm da bò dễ chịu, Trác Mộc Cường ba hỏi, Nhạc Dương, cậu rất hứng thú với người núi tuyết hả? Nhạc Dương đáp, không phải, Cường ba thiếu ra, lần trước tôi có nói với anh rồi mà, chúng tôi đã thảo luận với Pháp Sư Á La về quan hệ của người núi tuyết với Sandrila. Sau đó, tôi và Trương Lập lại tìm được thêm một chút tư liệu trong máy tính của giáo sư Phương Tân. Cá nhân tôi cho rằng, tuy người núi tuyết đã bị đánh bại, nhưng rất có khả năng họ vẫn chưa bỏ đi, hoặc là bỏ đi rồi lại trở về, họ vẫn còn ở đây, ở trên tầng bình đài thứ ba kia kia. Trác Mộc Cường ba khẽ chờ mình hỏi, sao lại nói thế? Nhạc Dương cũng như người qua, trả lời gã, đầu tiên, những người nước ngoài được gọi là chuyên gia kia, dẫu rằng họ có cái tư chất ấy hay không chăng nữa, nhưng đã có nhiều người quan tâm đến người tuyết như vậy, thì hẳn là cũng chẳng phải chuyện bắn tên không đích. Những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết đó cũng không phải bịa tạc vô căn cứ. Lần trước, Pháp Sư Á là chỉ kể một câu chuyện rất đơn giản, nhưng trong văn hóa Tây Tạng, còn có rất nhiều thần thoại truyền thuyết tương tự như thế, có chuyện đã xuất hiện từ trước khi có các ghi chép lịch sử, cũng có chuyện được người đời sau chép lại. Bằng không, với năng lực và sức tưởng tượng của đám người nước ngoài ấy, cũng không thể nào mà liên hệ người tuyết và Sandrila lại được với nhau đâu. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, đoạn hỏi, thế thì sao chứ? Những nhà nghiên cứu nước ngoài ấy cũng chỉ muốn thông qua người tuyết để tìm đến nơi này. Chúng ta đã đến được rồi, lên tầng trên là có thể thấy được shangri thực sự, đầu mối này đối với chúng ta đã đâu còn quan trọng lắm nữa. Nhạc Dương lắc đầu đáp, nhưng đây lại là một mặt để chúng ta hiểu thêm về người qua ba đó. Càng đến gần bạc ba la thần miếu, chúng ta càng phải sục xạo thêm các đầu mối, càng tìm được nhiều, khi tổng hợp chúng lại, mới có thể đưa ra kết luận gần với chân tướng sự thực nhất. Chẳng hạn, Nhạc Dương nói, theo lời địch ô cát mẫu, người tuyết đã tiến hóa tới hình thái bộ lạc, đồng thời đã có cả công cụ bằng kim loại. Đây là một thể chế tương đối văn minh rồi, ít nhất cũng phải tương đương với văn minh đồng thời thao thời nhà Thương. Nhưng tại sao những người tuyết được phát hiện cho đến nay, đa phần đều ở trạng thái người vượn hoang dã, trí lực đần độn vậy nhỉ? Rốt cuộc người tuyết có phải người núi tuyết không? Về vấn đề này, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể có kết luận chuẩn xác được. Còn nữa, người núi tuyết bị bộ tộc Qua Ba đánh bại bỏ chạy, đã chạy đi đâu rồi? Tại sao lại lưu truyền nhiều câu chuyện thần thoại dân gian và tôn giáo về họ đến thế? Càng không cần phải nói đến những người tự xưng là đã tận mắt chứng kiến từ thời cận đại đến nay, người nào người nấy đều miêu tả rất thật. Hơn nữa, tôi còn có phát hiện mới trong một số tư liệu. Nhạc Dương vuốt lại tấm thảm lông, hai mắt sáng bừng lên, ở châu Mỹ, người Indian gọi quái vật chân to là Sasquatch 1, về mặt phát âm ít nhất cũng có điểm tương đồng với phát âm của từ người núi tuyết đúng không? Hơn nữa, tôi còn tìm được một số tài liệu viết rằng, một số bộ tộc Indian gọi thứ quái vật giống người là Uma. Theo các truyền thuyết đời đời lưu truyền trong bộ tộc, Uma cư trú ở gần miệng núi lửa St. Helen. Khi đại thảm họa giáng xuống, Uma sẽ dẫn những người Indian trí tuệ tìm đến cái rốn của địa cầu, nơi tránh nạn duy nhất và cuối cùng. Tôi tin rằng, các tư liệu ấy cũng đã xuất hiện trong hồ sơ của các nhà nghiên cứu nước ngoài kia từ rất lâu rồi, thông tin ẩn chứa trong đó là gì chứ? Giáo quan đã từng nói, tất cả mọi sự việc đều không đột nhiên xuất hiện, vạn vật vạn sự đều có nguyên nhân của nó, dù là cách xa nhau nghìn vạn dặm đường, cũng tồn tại những đầu mối liên hệ mà ta không thể nhìn thấy. Trác Mộc Cường ba đưa tay lên dây dây chán suy tư. Những lời nhạc Dương hình như đã khơi gợi lên điều gì đó trong gã, nhưng hết sức mơ hồ, hình như trước đây gã đã từng tra tìm các tư liệu tương tự như thế thì phải. Nhạc Dương nằm bên cạnh bèn nhắc nhở Châu Mỹ, xứ giả Maya. Trác Mộc Cường ba liền sực nhớ ra, phải rồi, Maya ở Châu Mỹ. Khi họ trở về từ Bạch Thanh đã từng tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu quan hệ giữa châu Mỹ và Tây Tạng. Có rất nhiều đầu mối rõ rệt cũng như ngấm ngầm chỉ ra, vị sứ giả ấy đã đến tận châu Mỹ xa xôi để chôn giấu tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, nhưng tại sao lại phải giấu chiếc gương đồng ấy, thì đến giờ họ vẫn hoàn toàn không hay biết. Có điều, hồi ức bất chợt ấy lại khiến Trác Mộc Cường Ba cảm thấy ảo não vô cùng, chuyện vừa mới xảy ra không được bao lâu, vậy mà gã đã hầu như quên sạch rồi, lẽ nào gã đã già nua đến mức ấy, hay là do đại thanh liên cổ gây ra? nhạc dương lại nói nếu như tôi chỉ nói là nếu như thôi nhé cách xưng hô và truyền thuyết về dã nhân ở châu mỹ là do vị sứ giả ấy mang đến vậy thì tại sao ông ta phải làm vậy người núi tuyết có phải là uma không chẳng phải họ đã bị đánh bại đuổi đi rồi hay sao liệu có phải vì người núi tuyết đã cư trú ở đây mấy vạn năm biết rõ các con đường dẫn tới nơi này trong núi tuyết nếu người núi tuyết không quay trở lại uma sao có thể tìm được cái rốn của địa cầu nếu người núi tuyết vẫn ở trên tầng bình đài thứ ba kia, vậy thì quan hệ giữa họ và người thượng qua ba giờ là như thế nào? Phải chăng khi đối mặt với người thượng qua ba, chúng ta đồng thời cũng phải đối mặt với một đám dã nhân khổng lồ cao đến 3-4 mét, toàn thân mọc đầy lông lá? Dĩ nhiên, đây đều chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, không có chứng cứ gì hết. Nhạc Dương nói tới đây, cũng cảm thấy không chắc chắn lắm, xét cho cùng, nghĩ ngợi rồi suy đoán lung tung cũng không phải là con đường chính để nghiên cứu khoa học, trác mộc cường ba cười cười hỏi trương lập thì sao cậu có ý kiến gì không không nghe thấy trương lập đáp lời nhạc dương mới phát hiện anh và cường ba thiếu ra thảo luận cả một hồi lâu mà trương lập cũng không tham dự lấy nửa lời bèn ngoảnh đầu lại nhìn thì ra trương lập sớm đã ngủ tiết thò lò từ lúc nào rồi chắc cũng lâu lắm anh không được ngủ trên tấm thảm nào dễ chịu như thế bôn ba cả một ngày thực sự ai cũng rất mệt mỏi chắc mộc cường ba và nhạc dương nói thêm vài câu nữa rồi cũng ngủ luôn Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Nhạc Dương làm khi thức giấc là lay Trương Lập, dậy đi, đồ lười. Trương Lập lúng búng trong miệng nói, mã cát, hai chân kẹp chặt vào tấm thảm. Nhạc Dương hơi ngả người ra phía sau, thốt lên, chật chật, anh chúng phải bùa phải ngải rồi hả? Ngủ mà cũng gọi tên người ta, tối qua lại không dám tìm người ta nói chuyện. Dậy đi, dậy đi, vừa nói, anh lại thúc thêm hai cái nữa, tiếng động làm chắc Mộc Cường ba cũng giật mình tỉnh giấc để cậu ta ngủ thêm lúc nữa đi nhạc dương trác mộc cường ba nói nhưng nhạc dương lại phát hiện ra điều không ổn vừa lắc vừa lay như thế mà trương lập không hề có phản ứng gì anh liền giờ thử lên mặt trương lập kế đó vội vàng giờ lên chán mình rồi lại đặt tay lên chán trương lập lần nữa vội vàng nói trương lập bị sốt rồi trác mộc cường ba khẽ cười nói biết rồi từ lúc gặp mã cát hôm qua lúc nào mà cậu ta chẳng nóng bừng bừng lên nhạc dương lắc đầu không phải đâu cường ba thiếu ra, anh ấy sốt thật đấy, đầu nóng như lửa vậy. Anh rút ở bên cạnh chiếc đồng hồ đeo tay ra một cái cặp nhiệt độ cỡ bằng que tăm, quẹt quẹt hai ba cái lên áo rồi nhét vào miệng Trương Lập, đổ ngốc, ngậm vào. Sao lại sốt cao thế này? Trương Lập lầu bào đáp, tôi có cố ý đâu. Nhạc Dương đang chuẩn bị bảo tên này vẫn còn tỉnh táo, thì Trương Lập lại ú ớ bồi thêm một câu, em đẹp quá. Hừ hừ, kế đó là một chàng những âm thanh lung búng không nghe rõ là gì. Trác Mộc Cường ba cũng lại gần giờ chán Trương Lập, rồi gọi lớn, mẫn mẫn, em dậy chưa? Trương Lập bị sốt rồi, qua đây xem sao. Chỉ thoáng sau, Lư Cánh Nam đã bước sang, Đường Mẫn ở phía sau, mã cát cũng đi theo. Lúc này đã có kết quả đo nhiệt độ cơ thể Trương Lập, không ngờ lại sốt cao đến 40 độ. Đường Mẫn nói, nhất định là vết thương hôm qua bị nhiễm trùng rồi, tối qua quên mất không xem vết thương cho anh ấy, mà anh ấy cũng chẳng nói gì, đều tại em hết, sao lại quên được cơ chứ? Nói đoạn liền vén chăn lên kiểm tra vết thương của Trương Lập. Mã cát đỏ bừng mặt, xấu hổ quay đi, cô vẫn chưa từng thấy đàn ông chỉ mặc độc một chiếc quần cộc bao giờ. Có điều, thấy mọi người trong phòng đều không để ý, cô lại ngượng ngùng ngoảnh mặt lại, lo lắng nhìn vết thương của Trương Lập. Trời vẫn chưa sáng hẳn, phải bật thiết bị chiếu sáng, chỉ thấy cánh tay Trương Lập vừa đỏ tấy vừa sung phù lên, đã mưng ngủ. Lữ cánh nam nói, phải lập tức rửa vết thương cho cậu ta, tên nhãi này, như vậy mà cả ngày hôm qua không hé răng lấy một lời nhạc dương thấp giọng lầm bầm cả ngày hôm qua anh ta cứ phiêu phiêu thần hồn lơ lửng như hút ma túy quá nửa là chẳng cảm thấy đau đớn gì đâu phải đấy đường mẫn cũng khẳng định em cũng cảm thấy hôm qua hồn phách trương lập cứ để đâu đâu ấy nói đoạn cô đưa mắt nhìn sang phía mã cát có điều họ toàn nói chuyện bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn mã cát chỉ biết mở to mắt nhìn mà chẳng hiểu gì rửa vết thương bôi thuốc kháng sinh hạ sốt xử lý mọi thứ xong xuôi đường mẫn ngước mắt nhìn trác mộc cường ba Trác Mộc Cường ba không chút do dự, nói ngay, chúng ta đợi cậu ấy khỏe hẳn đã. Từ đây đến tước mẫu cũng không mất nhiều thời gian lắm, chẳng phải vậy sao? Nhạc Dương vỗ vỗ lên má Trương Lập, tỏ vẻ không biết làm sao hơn, đồ ngốc. Rồi lại véo thêm một cái, vừa ngoẹo đầu, liền trông thấy vẻ mặt trách móc của Mã Cát, vội vàng nở một nụ cười hiền hòa, nhường vị trí của mình cho cô. Mã Cát quỳ xuống bên cạnh Trương Lập, thử đưa tay giờ chán anh, rồi lại vột vàng rụt tay về, dè dặt hỏi Nhạc Dương, anh Trương Lập vì em mới bị thương, phải không? Nhạc Dương thầm nhủ, đừng có mà ngốc, anh ta bị thương từ lâu rồi, liên quan gì tới cô đâu chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng anh chàng vẫn nói, chuyện này, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, có lẽ, có thể. Ừm, chuyện này, đoạn quay mặt đi, thầm nghĩ, đồ thối thây, tôi nhân nghĩa với anh hết mức rồi đấy nhé, hì hì, đúng thật là. Đúng lúc ấy, Trương Lập lại ú ớ nói, mã cát. Em đẹp quá, Tuy không hiểu Trương Lập nói gì, nhưng hai tiếng mã cắt thì mã cắt nghe rất rõ, rồi lại nhìn vẻ mặt những người khác, chẳng cần đoán cũng biết anh chàng kia đang nói gì. Nhớ lại cái bóng hoảng hốt bỏ chạy bên bờ hồ hôm qua, đôi mắt to tròn sáng rỡ như sao của mã cắt chợt khép lại, bất giác toát lên một vẻ yêu kiều diễm lệ vô cùng. Nhạc Dương thầm nghĩ, cái tên này bị sốt đến hồ đồ rồi hay vẫn còn tỉnh táo vậy nhỉ? Hừ, nhất định là đầu óc có vấn đề rồi, lúc tỉnh táo anh ta làm sao dám nói vậy trước mặt mã cắt chứ? lúc này trời đã sáng, đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại cũng đều thức giấc, biết chuyện Trương Lập suốt cao, cả bọn đều đồng ý ở lại ngôi làng này nghỉ ngơi vài ngày. Khoảng thời gian này, ngày nào cũng phải qua lại giữa rừng rậm nguyên sinh đầy dãy quái thú, có thể thấy đồng loại thêm mấy ngày cũng là điều tốt. Lấy Trương Lập ra làm vật thí nghiệm, đường mẫn tranh thủ thời gian rảnh dạy cho mã cắt một số kiến thức thông thường về chăm sóc người bệnh. Như đếm tốc độ truyền dịch, đo nhiệt độ cơ thể, mã cắt học rất chăm chỉ và nghiêm túc thi thoảng mẫn mẫn lại ngẩng đầu lên nhìn chắc một cường ba, nhoẻn miệng cười với gã một cái, nội dung hàm chứa trong nụ cười ấy, thì chỉ có họ mới biết được. Lúc này, lư cánh nam trần nói, mã cát, hôm qua không phải cô nói muốn dẫn chúng tôi đi thăm mấy người bệnh nặng sao? Giờ có thời gian rồi, bây giờ cô dẫn chúng tôi đi, hay là... À, mã cát giờ mới nhớ ra hôm qua mình đã nhờ họ đến thăm mấy người bệnh nặng. Cô đưa mắt nhìn Trương Lập, rồi lại ngước nhìn mọi người, vẻ mặt xem ra khó lựa chọn lắm đường mẫn liền gợi ý còn có ai khác biết chỗ ấy không à mọi người đợi em một chút mã cát tựa như nhớ ra điều gì đó chạy vù ra ngoài thoáng sau đã trở lại nói địch ô đại nhân sẽ dẫn mọi người đi em em ở lại đây vừa nói hai má cô lại ửng hồng lên được đấy mã cát vậy nhờ cô chăm sóc anh trương lập của chúng tôi nhé mã cát chấp chấp đôi mắt to tròn nụ cười của nhạc dương thật kỳ quặc hết sức đường mẫn đeo thiết bị thông tin lên tai mã cát chỉ cho cô cách sử dụng, rồi dặn, nếu xảy ra chuyện gì thì dùng cái này báo với chúng tôi, dù cách rất xa cũng vẫn nghe thấy được. Đội trưởng Hồ Dương nhìn Nhạc Dương và Đường Mẫn với ánh mắt kỳ quặc, hỏi, tôi cũng ở lại chăm sóc Trương Lập chứ nhỉ? Anh ở lại làm cái gì chứ? Nhạc Dương vừa nháy mắt, vừa ra dấu tay, Đường Mẫn cũng phụ họa, Trương Lập đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Đội trưởng Hồ có ở lại cũng chẳng giúp được gì đâu, chúng ta cùng đi thăm những người bệnh nặng kia đi, biết đâu anh lại giúp được cũng nên. Đội trưởng Hồ Dương nhìn Trương Lập, rồi lại nhìn cô bé đang căng thẳng kia, rồi như đã hiểu ra, gật gật đầu nói, chúng ta đi thôi nào. Ra phía bên ngoài, Lữ Cánh Nam mới chất vấn đường Mẫn và Nhạc Dương, hai người đang làm gì vậy? Cô ngưng lại, nghiêm mặt hỏi, vấn đề của chúng ta vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Đã tìm được bạc ba la thần miếu rồi sao? Tìm được tử kỳ lân rồi à? Cổ độc trên người cường ba thiếu gia đã giải được rồi à? Phía sau còn có truy binh, phía trước ra sao thì chúng ta hoàn toàn không có manh mối, chặng đường này của chúng ta không thể có thêm chuyện rắc rối gì nữa đâu. Tôi biết, Trương Lập có tình cảm với Mã Cát, nhưng hai người cần gì phải ở bên cạnh đổ dầu vào lửa nữa. Hai người tưởng làm vậy là tốt cho cậu ta à? Hai người đã bao giờ nghĩ chúng ta sắp phải rời khỏi nơi đây chưa? Hai người muốn để Trương Lập lại đây, hay là muốn khiến cậu ấy bất an lo lắng cho Mã Cát suốt chặng đường còn lại? Hay để cho cô bé ấy một mối tương tư khắc cốt ghi lòng? đừng quên là giữa họ có khoảng cách rất lớn, căn bản không thể nào ở bên nhau được. Hơn nữa, chúng ta không phải khách du lịch, hành trình này vốn đầy dẫy những hiểm nguy, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vạn nhất trương lập. Hai người có thể nghĩ đến hoàn cảnh của chúng ta trước rồi mới làm vậy được không? Đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư Á La và Ba tang đều không bày tỏ thái độ, nhạc Dương bị mắng cho một trận, chỉ biết cúi đầu. Nhưng Mẫn Mẫn thì không phục, cô ngẩng cao đầu nói, em cảm thấy mới thốt lên được ba chữ ấy đã bị trác mộc cường ba tiếp lời ha ha tôi cảm thấy giáo quan nói rất có lý đối với chuyện này chúng ta nên giữ thái độ khách quan việc của trương lập nên để từ cậu ta giải quyết chúng ta không giúp đỡ cũng không ngăn cản phải vậy không đội trưởng hồ dương cũng nói này chúng ta đến chỗ địch ô đại nhân đã người ta đang đợi đấy lữ cánh nam chán nản lắc đầu lòng thầm nhủ không giúp sức à các người đã hết lòng giúp cậu ta rồi đấy thôi một cô bé tuổi mới lớn sống trong môi trường hoàn toàn biết kín, đối mặt với một gã bộ đội đặc trùng đến từ thế kỷ 21, các người bảo mã cát làm sao mà kháng cự nổi đây. Ba Sasquatch hay còn gọi là Bigfoot, là một loài động vật linh trưởng rất hiếm gặp mà nhiều người cho rằng sống ở vùng hoang dã châu Mỹ. Mặc dù nhiều người tự nhận rằng đã thấy hoặc phát hiện ra dấu chân của Bigfoot, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai bắt được hay tìm thấy xác chết nào của chúng. Cho tới khi tảng đá cử động, vụn đá rơi xuống lạo xạo, bọn họ mới phát hiện đó là một con người, ai nấy đều giật thoát mình. Người này toàn thân mọc kín một thứ vật chất trông như sỏi, cả phần đầu và mặt cũng bị thứ đó bao phủ, thân mình dựa vào vách đá, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra được. Bộ mặt đó, không thể nào gọi là dữ tợn, phải nói là kinh khủng khiếp mới đúng. Nhóm người chắc Mộc Cường ba tìm được địch ô an cắt mẫu, nói rõ ý định. Địch ô đại nhân gật đầu, dẫn họ ra khỏi cổng làng, đi về hướng họ đã tới lúc đầu. Dọc đường gặp dân làng, Ai nấy đều mỉm cười chào hỏi, giờ dân làng công nhật lạp đã không còn thù địch với họ nữa rồi. Nhưng Nhạc Dương lại phát hiện, có ba người bộ dạng trông như lão nông, lúc đi qua gặp họ, nét mặt hoàn toàn không lộ cảm xúc gì, không vồn vã cũng chẳng lạnh lùng, ánh mắt đượm vẻ cảnh giác. Có lẽ họ không biết hôm qua mẫn mẫn và giáo quan đã phân phát lương thực cứu trợ dân làng cũng nên, hoặc là không phát cho họ, dân làng đông như vậy, thế nào chẳng bị sót. Nhạc Dương cũng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy ba người ấy có hai người cột một chân một người cụt tay trái, nhìn cứ quái quái làm sao, lúc lướt người qua mới không nén được ngoảnh đầu lại nhìn thêm lần nữa, vừa khéo trông thấy người cụt hoàn toàn từ gối trái trở xuống đang chầm chầm nhìn mình, ánh mắt hung hãn lạ thường, nhạc dương vội quay đầu lại, trong lòng vẫn chưa hết sợ. Vừa đi, nhạc dương vừa âm thầm ghi nhớ vị trí, nơi này ở sâu trong rừng, không xa chỗ trương lập gặp mã cắt hôm qua lắm, đằng trước có một hang động trông rất kỳ lạ. Địch ô an mẫu nói, chính là chỗ này, bọn họ đều là những người chúng phải cổ độc trong chiến tranh. Thuật sử dụng cổ độc của vương quốc chúng tôi và vương quốc Yaka khác nhau, vì vậy chúng tôi cũng không có cách nào giải trừ được. Hôm qua tôi thấy các vị chữa trị cho dân làng, biết đâu lại giúp được điều gì đó. Mà tìm hiểu thêm một chút về cổ độc, biết đâu lại giúp được cho các vị ít nhiều. Nơi này bị cách ly hoàn toàn phải không? Lữ cánh nam nhìn cảnh trí xung quanh, cất tiếng hỏi. Địch ô đại nhân đáp, đúng thế, vì sợ bị truyền nhiễm, mà cũng tránh để dân làng sợ hãi họ đều bị cách ly ở nơi này ngoài làm như vậy chúng tôi cũng chẳng còn cách nào tốt hơn nữa vậy họ ăn uống như thế nào đường mẫn hỏi địch ô đại nhân mỉm cười đáp mã cát mỗi ngày mã cát đều mang đồ ăn đến cho họ sự thực là cũng chỉ có tôi và mã cát là sẵn lòng đến nơi này tất cả dân làng đều không dám đến gần mã cát quá họ sợ bị truyền nhiễm kỳ thực mã cát chắc là không bị nhiễm phải những thứ cổ độc đáng sợ ấy đâu tôi biết chứ một đứa bé thiện lương như nó làm sao lại bị truyền nhiễm cho được ở cửa hang địch ô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa hy vọng các vị đừng phát ra những âm thanh quá kinh ngạc dẫu sao thì những người ở trong đó cũng hơi đáng sợ sự thực là không cần địch ô an cắt mẫu phải nhấn mạnh như thế khi đứng ngoài cửa hang họ đã cảm nhận được điều đó rồi một luồng hôi thối nồng nặc bên trong xộc ra đó là mùi thịt thối giữa mương ngủ pha lẫn với mùi của chất bài tiết trong hang rất tối tăm chỉ có những tia sáng yếu ớt từ trên đỉnh rót xuống, không khí bên trong những trụ sáng ấy tưởng chừng như đã biến thành một dạng chất keo kết dính, đục ngầu lên đủ thứ tiếng rên rỉ yếu ớt và đau đớn vẳng ra, nghe như những mũi rùi nhọn đâm vào tai. mới đi vào được nửa đường, mẫn mẫn đã phải trao mày, mùi không khí ở đây quả thực là rất kinh khủng. không chỉ mình cô, cả nét mặt nhạc dương cũng không lấy gì làm dễ chịu cho lắm, mỗi người đều đang cố đè nén cảm giác buồn nôn ngửa xuống. lúc này, địch ô đại nhân đã dừng lại cất lời, "Bà ca, chúng tôi đến thăm cậu đây, cậu khỏe không?" Bọn Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn quanh quất khắp bốn phía, nhưng không thấy người nào, xung quanh chỉ có vách đá xám xịt, Địch Ô An Cát Mẫu đang nói chuyện với ai vậy? Chỉ có Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La là chú ý thấy, ở một góc tường, có hơi thở rất yếu ớt, đó cũng là nơi ánh mắt của Địch Ô An Cát Mẫu dừng lại. Có điều, nhìn kỹ lại thì đó cũng chỉ là một đống đá mà thôi. "Địch Ô đại nhân, hôm nay Mã Cát không đến ạ?" À nơi góc tường vang lên tiếng hồi đáp yếu ớt giọng nói rất già nua mệt mỏi nhưng bọn trác mộc cường ba trận tròn hết cả mắt lên cũng vẫn chẳng thấy người nào hết cho tới khi tảng đá cử động vụn đá rơi xuống lạo xạo bọn họ mới phát hiện đó là một con người ai nấy đều giật thoát mình người này toàn thân mọc đầy một thứ vật chất trông như sỏi cả phần đầu và mặt cũng bị thứ đó bao phủ thân mình dựa vào vách đá nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện được bộ mặt đó không thể nào gọi là giữ tợn được phải nói là kinh khủng khiếp mới đúng. Mã Cát nói, đã tìm cho tôi một nơi rất tốt, bao giờ thì đưa tôi đi vậy. Người đàn ông tên là Bạc Ca ấy vừa cất tiếng, vụn đá trên mặt liền rơi xuống là tả. Anh ta khẽ nhúc nhích một chút, trên người cũng có từng mảng từng mảng sỏi lớn rơi xuống, lộ ra phần thịt màu đỏ tươi, có chỗ, lại còn lộ ra cả xương trắng hiếu. Địch ô an Cát Mẫu nói với Bạc Ca, à, một hai hôm nữa đi, sức khỏe cậu vẫn còn trụ được, trong thời gian ngắn thì chắc không sao đâu chỗ ấy ta cũng xem qua rồi, được lắm, đích thân mã cát chọn đấy. Khi nghe thấy mã cát đã đích thân chọn nơi đó, ánh mắt bạc ca thoáng lộ ra một tia hy vọng, khẽ mấp máy môi nói, đi được thì tốt, đi là tốt, khỏi phải liên lụy mọi người. Mã cát vẫn khỏe chứ, sao hôm nay không đến? Địch ô an cát mẫu đáp, có bệnh nhân mới, mã cát phải chăm sóc cho người đó. Ồ, trên gương mặt đáng sợ của bạc ca, không ngờ lại nở được một nụ cười ấm áp. Địch ô an cát mẫu lấy một thùng nước, đổ từng gáo từng gáo lên người bạc ca, rồi nói, đây là na nhật bạc ca, từng là dũng sĩ của vương quốc lang bu chúng tôi, sau một lần hành thích thất bại, cậu ấy bị chúng phải nham cổ, thân thể đang hóa thành nham thạch. Cả người cậu ấy sẽ dần dần biến thành một tảng đá, giờ đã đến thời kỳ cuối rồi, không thể đi đâu được nữa, giờ thì cả thức ăn cũng chẳng nuốt được, mỗi ngày đều phải dùng nước tưới 3 đến 4 lần, bằng không thân thể sẽ cứng đơ, giống như các vị vừa trông thấy đó, nhúc nhích một chút là nước toát ra. Đường mẫn lấy cái kẹp nhỏ gắp lên một miếng vụn đá rơi dưới đất, kinh ngạc thốt lên, đây là. Đây là tầng chất sừng, bọc bên ngoài tổ chức xương. Thân thể anh ấy không phải đang biến thành đá, mà là biến thành xương. Đợi một chút, hình như em có biết chứng bệnh này, hình như ở đâu đó cũng có ca tương tự như thế thì phải. Đội trưởng Hồ Dương liền nhắc nhở, tra tư liệu. Trác Mộc Cường ba quỳ một chân xuống, lấy máy tính sách tay ra, nhập vào các từ khóa cốt hóa, các cơ quan tổ chức trên cơ thể cốt hóa để tìm kiếm. Không lâu sau, máy tính liền cho ra mấy kết quả, trong đó chứng cốt hóa cơ bắp khá phù hợp với tình trạng của người đang ở trước mặt họ lúc này. Đường Mẫn nói: "Đúng rồi, chính là nó đấy, em nhớ những người đó được gọi là người san hô. Đây là một loại biến dị gen di truyền, cơ bắp và các tổ chức mềm trên cơ thể người, thậm chí cả các cơ quan nội tạng, mạch máu đều dần dần hóa thành xương. Khi bệnh đến giai đoạn cuối, thân thể người bệnh không thể hoạt động gì được nữa, toàn bộ đều biến thành xương hết." Trác Mộc Cường ba gấp máy tính lại, những người khác cơ hồ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể dùng phương pháp khoa học để biết đây là chứng bệnh gì, xem ra cổ độc và y học hiện đại cũng vẫn có liên quan đến nhau. Địch Oan cắt mẫu thoáng thấy một tia hy vọng, vội hỏi, "Sao rồi? Có cách chữa trị không?" Đường Mẫn Lý nhí nói, "Chúng tôi biết đó là bệnh gì, nhưng cũng không có cách nào cứu chữa cho anh ấy được." Sự thực là, với kỹ thuật y học hiện nay, vẫn chưa có phương pháp nào thực sự hữu hiệu để chữa trị chứng bệnh này cả. Đường mẫn thở phào, đồng thời cũng tăng thêm mấy phần sợ hãi, lẽ nào loại cổ độc này đã đạt đến mức có thể gây biến dị trong gen rồi hay sao? Đây là thuật phù thủy được phát minh bởi những con người từ một nghìn năm trước đó thật sao? Địch ô an cát mẫu gật đầu, ừm, bà ca cũng đã có chuẩn bị rồi, nơi này cũng chỉ có mình cậu ấy là nham nhân thôi, mã cát đã tìm cho cậu ấy một nơi sơn thanh thủy tú để yên nghỉ rồi. Nhạc dương buồn miệng hỏi, không phải sẽ thiên táng sao? Sắc mặt địch ô an cát mẫu trầm xuống, rồi lập tức mỉm cười nói: "Thiên táng, chỉ những người có phẩm đức cao quý mới được hưởng đãi ngộ đó thôi, không phải tùy tiện ai cũng được, hơn nữa, những người chúng cổ độc chỉ có thể dùng thổ táng hoặc hỏa táng thôi. Vì vậy, có thể tìm được một nơi thanh tĩnh vắng vẻ, cảnh sắc tươi đẹp, đã là tốt nhất cho họ rồi." Nói đoạn, ánh mắt dò hỏi lại hướng về phía pháp sư Á La và Trác Mộc Cường Ba, tựa như đang hỏi: "Lẽ nào cả chuyện này mà các vị cũng không biết ư?" Sắp xếp cho bà ca xong, họ lại tiếp tục đi vào trong. Không ai nói năng gì nữa, đặc biệt là Mẫn Mẫn, chẳng có chuyện gì khiến cô khó chịu hơn là nhìn thấy người bệnh nặng mà mình lại không thể giúp được gì cho họ. Người thứ hai ở cách đó cũng không xa lắm, nằm trên một chiếc giường bằng đá, những tiếng rên rỉ yếu ớt họ nghe thấy ban nãy chính là phát ra từ đây. Bước lại gần, họ mới phát hiện người trên giường là một bà già đầu tóc bạc phơ, trong lòng lại thầm thở phào một tiếng, ít nhất thì mặt mũi bà già này cũng không bị biến đổi gì chỉ có phần từ cổ trở xuống là dường như bị làm sao đó, thân thể phình to hoàn toàn không hợp tỷ lệ với phần đầu. Trên người bà đắp tượng trưng một tấm chăn màu đen. Bà già nằm trên giường đá không nhúc nhích được, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khiến người ta nổi da gà. Ôi cha! Ôi cha! Địch ô an cát mẫu nói, bà Đan Châu là mẹ của đôi vượng, con trai bà ấy không hiểu sao bị chúng phải vạn xà thực tâm cổ trong chiến tranh. Đôi vượng trở về thôn làng đã bị thương rất nặng, cổ độc chưa phát thì đã rời khỏi thế gian này. Mẹ già ôm xác con khóc suốt một ngày một đêm, tôi không biết loại cổ độc này lại truyền nhiễm, không ngờ bà Đan Châu cũng bị chúng phải vạn xà thực tâm cổ, giờ thì giống như có một vạn con rắn đang cắn xé thịt ra bà ấy, gặm xương bà ấy vậy. Dường như nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng rên rỉ của bà Đan Châu nhỏ đi nhiều, bà gắng gượng cất giọng dịu dàng hỏi, mã cát, mã cát đến phải không? Trên gương mặt đau đớn ấy không ngờ lại nở ra một nụ cười rạng rỡ vô cùng. Không hiểu vì sao, lư cánh nam nhìn thấy cảnh ấy trái tim bỗng quặn thắt địch ô an cát mẫu nói bà đan châu tôi đây an cát mẫu chúng tôi đến thăm bà bà đan châu mở to đôi mắt đục ngầu chăm chú quan sát đám người mới đến nhìn thấy bóng đường mẫn lấp ló phía sau liền tươi cười nói an cát mẫu à, ông gạt tôi đó không phải là mã cát thì là ai chứ đến khi nhìn rõ đó không phải mã cát bà đan châu lại hưởng cười đau đớn nói xin lỗi tôi nhìn nhầm người rồi Địch ô an cắt mẫu nói, họ là bạch độ mẫu được thượng thiên phái đến thăm bệnh cho bà đấy. Nói rồi, ông chuẩn bị nhấc tấm chăn trên người bà Đan Châu xuống, để bọn Trác Mộc Cường ba nhìn rõ tổn thương do vạn xà thực tâm cổ gây ra với cơ thể. Nhưng, bà Đan Châu thấy có nhiều người, liền hoảng hốt kéo chặt đầu chăn bên kia, và lại bắt đầu rên rỉ ôi cha. Ôi cha! Đội trưởng Hồ Dương phát hiện ra điều gì đó, liền đề nghị, mấy người chúng ta sang bên kia xem đi. Nói rồi, anh quay sang bảo địch ô an cắt mẫu, chúng tôi không đi lung tung cũng không đụng chạm gì đâu đám đàn ông bọn trác mộc cường ba đều tránh đi hết chỉ để lại đường mẫn và lữ cánh nam địch ô đại nhân lúc ấy mới cẩn thận nhấc tấm chăn phủ lên thân thể bà đan châu ra á à, đường mẫn đã gắng hết sức để kiềm chế bản thân rồi mà vẫn không sao nén nổi phải đưa hai tay lên bịt miệng phát ra một tiếng kêu khe khẽ bên dưới tấm chăn không thể gọi là một thân thể mà chỉ có thể nói là một đống thịt giống như phần sau của con kiến vậy một phần thân lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng bình thường, có bảo đấy là một quả núi nhỏ cũng chẳng quá đáng. Nếu chắc Mộc cường ba có thể coi là lưng hùm eo gấu, vậy thì một cái bắp tay của bà đan châu này cũng to ngang với cả thân người gã rồi, vòng ngực của bà giống như đeo thêm một cái phao bơi làm bằng lốp ô tô, lớp da nhăn nheo phủ lên trên, phần thịt lồi ở bụng tre xuống tận đầu gối, để lộ ra cặp đùi to như hai cái trống, bàn chân giống như quả bong bóng được thổi căng phồng, ít nhất cũng phải to gấp 4-5 lần chân người thường, xương phồng bóng cả lên, Chẳng những vậy, khắp người bà lão này tỏa ra một thứ mùi cực kỳ khó ngửi. Địch ô an cát mẫu giải thích, chúng phải vạn xà thực tâm cổ, vì lũ rắn trong người mỗi lúc một nhiều, nên thân thể sẽ từ từ phình to ra, thông thường bắt đầu từ phần thân dưới, đến cuối cùng thì cả người vỡ toang, vạn con rắn cùng đổ về tim. Như bà Đan Châu thì đã đến thời kỳ cuối rồi. Lữ cánh nam lấy hết can đảm, khe khe ấn nhẹ lên đùi của bà Đan Châu, cảm giác như thể đang ấn vào một quả bóng ra bên trong đầy nước cô lại kiểm tra những triệu chứng khác trên cơ thể, rồi nói với đường mẫn, trong cơ thể không có mỡ tích tụ, cũng không phải sẹo thịt lồi, mà hoàn toàn là phình trướng lên. Tôi nghĩ, triệu chứng này không phải xa lạ với chúng ta, chỉ là chưa bao giờ gặp trường hợp nào nghiêm trọng như vậy thôi. Đường mẫn cũng thử kiểm tra lại mấy triệu chứng khác, rồi đưa ra kết luận, phù thúng, bệnh sán chỉ. Lữ cánh nam gật đầu, cô cũng cho là vậy. Tuy nhiên, cô vẫn giữ thái độ cẩn trọng, nói, ít nhất cũng là thứ gì đó tương tự như vậy. Tôi nhớ Pháp Sư Á La từng nói, ký sinh trùng chính là loại cổ độc nguyên thủy nhất, cơ bản nhất, cơ chế phát bệnh của loại cổ độc này có lẽ là tương đồng với bệnh sán chỉ mà chúng ta đã biết. Nếu là sán chỉ, đã phù thũng đến mức này, trong cơ thể sao thể chỉ có một vạn con được, sợ rằng phải đến cả 10 vạn con ấy chứ. Đường mẫn nghĩ ngợi dây lát, đoạn nói, trong đống trang bị của Merkin cung cấp, cũng có thuốc chỉ ký sinh trùng, chỉ là không biết có hiệu quả hay không thôi, nhưng chúng ta cũng có thể thử xem sao đường mẫn nói với địch ô an cắt mẫu bệnh của bà đan châu chúng tôi có thể thử một phen nhưng cũng không dám bảo đảm đâu địch ô an cắt mẫu nói thật cảm ơn các vị quá thượng thiên sẽ bảo vệ các vị sẽ bảo vệ bà đan châu kế đó ông lại có vẻ hơi khó xử nhìn đường mẫn và lữ cánh nam nói phải lau rửa người cho bà đan châu ngày nào mã cắt cũng giúp bà ấy chuyện này nhưng tôi nhìn nụ cười của vị địch ô đại nhân đường mẫn và lữ cánh nam bèn tiếp lấy thùng nước và khăn bông Bà Đan Châu không cử động được, đại tiểu tiện đều tại chỗ, chất thải dính đầy lên người, có điều không hiểu mã cắt tìm ở đâu được một loại cỏ giống như cỏ lau, kê vào những chỗ da nhăn nheo đùn lên thành đống của bà Đan Châu, lại trải một lớp dày bên trên giường đá. Loại thực vật này vừa thoáng khí lại hút nước rất tốt, bà già đó nằm trong hang này không biết đã bao lâu rồi, vậy mà không hề bị hoại tử chút nào cả. Đây là gì thế? Đường Mẫn hỏi. Địch ô ăn cắt mẫu đáp, đây là cỏ lác, cứ 3 tháng là có thể thu hoạch một lần, Mã Cát đã chất hết số cỏ mà con bé có thể thu thập được ở đây. Ông chỉ vào một góc hang, quả nhiên thấy một đống cỏ chất lên như trái núi nhỏ trong đó. Giúp bà Đan Châu rửa sạch thân thể không phải chuyện dễ dàng, chỉ được một chốc, lư Cánh Nam và Đường Mẫn đã lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt là lúc rửa sạch những chất thải ô uế kia, họ đều chưa từng làm bao giờ, cả hai đều phải trao mày, cố nén nhịn cảm giác buồn nôn. Vậy mà bà Đan Châu còn không hài lòng lắm với hai người mới này. Ôi cha, tay mã cát nhẹ hơn các cô nhiều lắm. y dài, aia, à, tôi sắp dụng ra rồi. aia, à. ôi chào ôi, tay các cô bấm vào thì tôi rồi. cuối cùng cũng rửa sạch người cho bà già ấy, thay một lớp cỏ mới, đường mẫn khẽ thở dốc, hỏi mã cát, cô ấy ngày nào cũng đến thay rửa cho bà đan châu một lần ạ. nhận được câu trả lời khẳng định của địch ô an cắt mẫu, cô không khỏi thầm nhủ, cô bé ấy phải lật cả một tấm thân to như trái núi nhỏ thế này lên, làm sao cô ấy làm được nhỉ? Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cho bà Đan Châu dùng một liều nhỏ thuốc trừ run sán diện rộng trước, sau đó dặn dò địch ô an cắt các mẫu cách dùng và liều dùng, cũng như cách quan sát hiệu quả trị liệu, rồi mới đi sâu vào trong hang tìm bọn Trác Mộc Cường Ba. Mấy người đám Trác Mộc Cường Ba đang ở phía bên kia hang động, vây quanh hai người thân thể bị biến dạng một cách kỳ quái. Cả hai người này đều mặt mũi vặn vẹo biến dạng, xương cốt hoại tử, thân thể lõm khọm gù hẳn xuống, khắp người đầy những vảy sẹo màu đen, mưng ngủ, chảy máu, cơ thể tỏa ra một thứ mùi khiến người ta chỉ muốn nôn ẹ. Thấy đường mẫn, Lư Cánh Nam và địch Ô An cát mẫu đi tới, đội trưởng Hồ Dương cất tiếng, hai người này bị bệnh phong. Họ đã dùng máy tính kiểm tra lại các thông tin liên quan rồi. Địch ô đại nhân nói, họ chúng phải quỷ diện cổ. Người chúng thứ cổ độc này, thân thể sẽ bị biến dạng nghiêm trọng, mặt mũi trở nên cực kỳ đáng sợ. Loại cổ độc này rất ác hiểm, nghe nói, nếu họ sinh con, thì con cái cũng sẽ bị như vậy, thậm chí cả con của con cái họ cũng thế, đời đời tiếp nối, không bao giờ chấm dứt cả. Mặc dù đã biết đó là bệnh phong, nhưng họ cũng không có cách nào trị liệu, chỉ biết bày tỏ sự tiếc nuối với địch ô an cát mẫu. Vị địch ô già cũng không nói gì, bởi sự thực là, chỉ cần cứu được một người ở đây thì cũng là điều hết sức đáng mừng rồi. Địch ô an cát mẫu lại dẫn họ đi thăm mấy người chúng cổ độc khác cũng được an trí trong hang động, mỗi người lại mỗi khác, tuy nhiên, cũng có một vài người họ có thể tìm được trong máy tính tư liệu về các ca bệnh tương tự để đối chiếu. chẳng hạn, có một người bàn tay bàn chân bị biến dạng nghiêm trọng, trên da mọc đầy các sẹo thịt, tựa như những nụ hoa đỏ. Địch Oan Cát mẫu nói đó là vạn hoa cổ, nhưng thông qua đối chiếu trên máy tính, họ cho rằng đó là một dạng biến thể của u độc đầu v. Phương pháp trị liệu hiện nay thông thường là dùng tia laser đốt hết những khối u thừa đó đi, nhưng không thể chỉ tận gốc được, vì sau đó chúng sẽ mọc trở lại còn hai người nữa chúng phải đầu diện cổ, trong đó có một người đầu to như cái đấu. Thật khó mà tưởng tượng nổi, nếu một người có khoang miệng lộ hẳn ra bên ngoài, má hóp vào bên trong, mũi mọc ngược vào trong, hai mắt không đối xứng thì sẽ như thế nào, còn người kia cũng có một bộ mặt rất khó hình dung, miêu tả chuẩn xác một chút, thì như thể người ấy quấn cả một bộ lòng ruột lên mặt mình, ngũ quan hoàn toàn biến mất. Theo quan sát của họ và sự phân tích của máy tính, tổ chức xương đầu của người thứ nhất dường như đã bị biến dị, còn người thứ hai thì tổ chức mạch máu trên đầu bị mọc khối u. Thật không sao tưởng tượng nổi, cùng một loại cổ độc tại sao lại có thể gây ra hai trạng thái biến dạng hoàn toàn khác nhau như thế. Họ cũng gặp những thụ nhân giống như người mà mã cắt chào hỏi lúc ở cổng làng, một người đã bị xâm thực lên đến đùi non, hai chân chỉ còn màu xám xịt mục ruống, mới chạm khẽ vào, đã có chất bột lả tả rơi xuống như được gắn bằng thạch cao, để lộ ra những mạch máu đỏ tươi và dễ thực vật màu đen bên trong, hai bàn chân thì giống như dẫm lên hai đống tóc đen nháy, toàn bộ đều là những sợi rễ cây. Theo lời địch ô an cắt mẫu, người này đã không thể nào đi lại được nữa, hai chân cũng không thể chạm đất quá lâu, bằng không hai búi lùng bùng trông như búi tóc ấy sẽ xuyên qua gan bàn chân xuống đất. Một khi chúng đã bám dễ vào mặt đất thì sẽ sinh trưởng càng nhanh. Còn người kia thì đã bị thực vật hóa lên đến phần eo, hai chân đã hoàn toàn mất cảm giác. Địch ô đại nhân nói, người này vẫn còn 4 năm tháng nữa, khi nào phần màu xám xịt kia lên đến ngực thì cơ hội sống sót gần như là bằng không đường mẫn định lấy một hai sợi dễ cây nhỏ như sợi tóc ấy về nghiên cứu ban đầu địch ô an cát mẫu tỏ ra hơi do dự nhưng nghĩ đến việc biết đâu họ lại tìm ra được nguyên nhân người biến thành cây cuối cùng ông và mấy thụ nhân kia cũng miễn cưỡng đồng ý kết quả là thụ nhân ấy bị đau đến nghiến răng nghiến lợi suýt chút nữa thì ngất xỉu bấy giờ địch ô an cát mẫu mới cho họ biết trước đây cũng có người từng làm vậy Giật đứt hết những thứ mọc chìa ra như tóc ấy đi, kết quả là đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng chẳng bao lâu sau những sợi tóc bị nhổ đi ấy lại mọc ra như cũ. Từ đó trở đi, không còn ai làm như vậy nữa. Cuối cùng, Đường Mẫn phát hiện ra, thứ trông như tóc ấy thực ra là một kết cấu có tế bào thực vật bám vào các dây thần kinh, nhổ một sợi tóc ấy cũng bằng như trực tiếp giật đứt một dây thần kinh, cảm giác gần như lấy búa đập nát đầu ngón tay vậy, chẳng trách người kia lại đau đến cơ hồ muốn ngất đi như thế. Còn mấy người chúng cổ độc khác lại càng khó hình dung hơn, không chỉ hình dạng khó thể dùng ngôn ngữ miêu tả cho rõ ràng, mà đường mẫn cùng lữ cánh nam tra hết các tư liệu trong máy tính cũng không có đầu mối gì, thậm chí cả thứ gì gây nên biến dị cũng không rõ. Có điều, dựa vào những loại cổ độc mà họ đã tiếp xúc cho đến lúc này, đủ thấy cổ độc đã bao hàm từ động thực vật, đến ký sinh trùng, nấm khuẩn, virus, thậm chí cả sinh vật biến đổi gen. Thực khó mà tin nổi, đây là những thứ mà cổ nhân từ nghìn năm trước đã tiến hành nghiên cứu nhìn những người bệnh hình thù dị dạng sẹo lồi sẹo lõm mọc khắp người mùi hôi thối lở loét bốc lên nồng nặc đường mẫn cảm thấy thật khó tin lẽ nào tất cả những người này đều do cô bé tên là mã cát ấy một tay chăm sóc hay sao cô nghĩ thế bèn hỏi luôn ra miệng địch ô an cát mẫu gượng cười đáp đương nhiên ngoài tôi và mã cát làm gì còn ai dám đến nơi này nữa đâu vậy nếu có ngày nào mã cát không tới thì sao thì họ sẽ lặng lẽ chờ đợi chờ đợi cái chết hoặc là chờ đợi mã cát địch ô an cát mẫu bất giác nở ra một nụ cười hiền hòa nói với những người khách lạ thực ra số phận của những người chúng cổ độc này lẽ ra phải bị bỏ ở trong rừng xương trắng bên ngoài thôn làng cho tự sinh tự diệt mã cát đã phát hiện ra hang động này rồi chuyển những người đó vào đây hàng ngày đều đưa nước và thức ăn tới dốc lòng chăm sóc họ như chăm sóc thân nhân của chính mình vậy mã cát là con bé rất có quyết tâm chuyện mà nó muốn làm thì phải làm cho bằng được từ nhỏ nó đã như vậy rồi không ai dạy cô ấy tự cô ấy nghĩ là cần làm chuyện này à? Đường Mẫn không tin có ai vừa sinh ra đã có tấm lòng Bồ Tát, mới ngần ấy tuổi mà đã chăm sóc bao nhiêu người mắc bệnh nặng như vậy, đó không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Địch ô an cát mẫu mỉm cười nói, thực ra, mới đầu mã cát cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy, chỉ là cô ương kim của con bé bị chúng phải thất tâm cổ, mã cát và cô ương kim của nó rất thân thiết, nó không cho dân làng đuổi cô ương kim đi, liền tìm ra nơi này, hằng ngày đều đến chăm sóc cô ấy. Người chúng phải thất tâm cổ, bình thời thì chẳng khác nào người thường cả, nhưng khi cổ độc phát tác thì chẳng còn nhận ra người thân người quen gì nữa, đầu óc trở nên điên cuồng, không thể dùng lý lẽ của người bình thường để lý giải được. Từ năm 10 tuổi, Mã Cát đã bắt đầu chăm sóc ương kim, suốt 5 năm dòng cho tới khi cô ấy qua đời. Lúc ấy, người trong làng không ai tin con bé ấy có thể kiên trì được đến cùng. Ngày nào Mã Cát cũng bị thương, không phải bị cào cấu, thì là bị cắn xé, nhưng nó không hé răng than van lấy nửa lời. Mã Cát chăm sóc cho Ương Kim được nửa năm thì trong làng lại đưa tới đó người chúng cổ độc thứ hai, chính là thụ nhân ở đầu làng, tên là Thứ Nhân Lang Ca. Mã Cát cũng không từ chối, hoặc có lẽ đối với nó một hay hai người cũng chẳng có gì khác biệt cả. Về sau lại có người thứ ba, thứ tư. Thực ra trong làng chúng tôi cũng chỉ có khoảng ba bốn người chúng cổ độc đó thôi. Về sau các thôn làng khác nghe được tin này, những người chúng cổ độc ở những nơi ấy cũng đều tới đây hết. Tôi nghĩ chắc rằng chẳng có ai muốn chịu đói chịu khát, chịu đựng nỗi cô đơn và sợ hãi trong rừng xương trắng tối tăm lạnh lẽo ấy cả. Mã cắt đối xử với mọi người đều như nhau, dường như nó đã quên mất ban đầu tại sao mình lại tới đây rồi, nó cũng không có lấy một lời oán trách, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, để những người ấy được bớt đi phần nào đau khổ. Nhạc dương thấy tim mình nhói lên, tựa hồ đã ý thức được mình vừa phạm phải sai lầm gì. Trác Mộc Cường Ba cũng cảm nhận được, những người chúng cổ độc ấy, chỉ cần nghe thấy tên Mã Cát, cho dù đau đớn đến mấy, trên gương mặt họ cũng đều nở một nụ cười. Nghe câu chuyện tưởng chừng rất đối bình thường ấy, Ba Tang cũng không khỏi động dung, anh ta thực sự không có cách nào liên tưởng cô gái trong câu chuyện với cô bé má cắt mình gặp bên hồ hôm trước, với nụ cười thuần khiết như hài đồng, khiến người ta nhìn một lần là khó thể nào quên của cô. Anh ta không thể hiểu nổi, trên đời này lại có người như vậy sao? Cô ấy còn vui vẻ được sao? Còn hạnh phúc được sao? Tại sao cô ấy vẫn có thể cười vui như thế? Trên đường trở về làng, nhạc dương tò mò hỏi về cái nồi lớn đặt ở cổng làng, địch ô an cắt mẫu cười cười, rồi giải thích chuyện về cái nồi lớn đó hả, truyền thuyết kể rằng, từ rất lâu rất lâu trước đây, trên tầng thứ hai của thánh vực này có Lâm Quốc và Trạch Quốc, hai nước giao chiến liên miên. Có một lần, vương tử của Lâm Quốc bị thương rất nặng, một mình chạy đến vùng này. Năm đó cũng mất mùa đói kém, vương tử bị thương nặng, lại không có gì ăn, tưởng chừng không sống nổi. Lúc ấy, có một cô gái xinh đẹp lương thiện cư trú ở vùng này tên là Như Thu Kiệt Mẫu đã cứu sống vương tử. Vương tử bị lạnh, nàng liền dùng thân thể mình ủ ấm, vương tử bị đói, nàng liền cắt thịt trên thân mình cho vương tử ăn, còn bản thân nàng thì chỉ nhai cỏ khô cầm hơi. Được Như Thu Kiệt Mẫu tận tình chăm sóc, vương tử đã sống lại, chàng đã nặng lòng yêu say đắm người con gái cứu sống mình ấy. Còn Như Thu Kiệt Mẫu cũng sớm đã đem lòng yêu vương tử, hai người bèn kết tình chồng vợ, hẹn ước trăm năm. Chỉ có điều, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, không kịp nói lời từ biệt, vương tử đã lại khoác chiến bảo lên đường ra trận. Đến khi chiến tranh kết thúc, vị vương tử ấy chợt nhận ra mình không thể tìm được nơi người vợ năm xưa đã cứu mạng mình. Chàng chỉ lờ mờ nhớ được, dáng núi nơi ấy giống như một cái vạc, vì vậy vương tử một mặt phái người đi khắp nơi tìm kiếm, đồng thời lại sai người dựa theo ký ức của mình đúc nên một cái vạc lớn, đặt trước cổng lớn của vương thành, thông báo nếu có người biết được nơi này sẽ ban thưởng lớn. Cuối cùng, vương tử cũng tìm được người vợ đang khổ sở đợi chờ chàng khi ấy chàng đã trở thành quốc vương của lâm quốc hai vợ chồng họ sống hạnh phúc bên nhau tới lúc bạc đầu cái vạc lớn ấy được đưa trở lại nơi hai người lần đầu gặp mặt để làm chứng cho tình yêu của họ về sau khi quốc vương băng hà vương phi cũng không muốn sống tiếp bèn nhờ đại địch ô của vương quốc đưa quốc vương tới đây dùng cái vạc lớn này để tiến hành nghi thức hợp nhất linh hồn cùng nhau nắm tay về trời mãi mãi không lìa xa nhau nữa sau đó người vi đạt chúng tôi di cư tới đây, chọn đất cắm bia, lập nên thôn làng này, cái vạc này trở thành vạc hạnh phúc được dân làng truyền tụng từ đời này sang đời khác. Những đôi nam nữ luyến ái nhau, đều len lén ra trước vạc phát nguyện hẹn thề, bày tỏ tình yêu. Nói xong, địch ô an cát mẫu mỉm cười nhìn nhạc dương, tựa hồ muốn nói, đây là một câu chuyện tình đẹp lắm phải không, sau lại bổ sung thêm, đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết. Rốt cuộc là thôn công Nhật Lạp chúng ta có trước hay cái vạc này có trước, trong các thư tịch cổ xưa của thôn làng không hề có ghi chép rõ ràng. Nhạc Dương lại hỏi thêm, vậy nghi thức linh hồn hợp nhất đó, rốt cuộc là như thế nào vậy? Địch ô an cắt mẫu thu lại nụ cười, nói, đó là một nghi thức rất cổ xưa của chúng tôi. Nhạc Dương thấy nét mặt của địch ô đại nhân, thầm đoán chắc đây là một loại nghi thức không thể tùy tiện cho người ngoài biết, bèn không hỏi thêm nữa. Địch ô an cát mẫu thầm khen cho sự nhạy bén và khả năng lý giải của anh chàng trẻ tuổi này, nghĩ ngợi một chút, rồi chuyển qua chủ đề khác, kể ra thì, câu chuyện của Mã Cát cũng khá giống với truyền thuyết đấy chứ. Hả, nhạc dương thốt lên, A à Mế cũng từng cứu được vương tử à. Địch ô an cát mẫu cười cười, còn chưa kịp trả lời thì đã có người dân trong làng chạy đến tìm hỏi chuyện gì đó, nhạc dương đành tạm gác chuyện kia lại. Về đến trong làng, đường mẫn mới phát hiện Mã Cát đang ở trong phòng trương lập bối rối điều chỉnh vặn đi vặn lại thiết bị thông tấn, rồi lại chống cầm ủ rũ, một điệu bộ hết sức bình thường như thế, nhưng khi cô thể hiện ra lại sao mà đáng yêu, khiến người ta phải thương xót đến lạ thường. Thì ra Trương Lập vẫn chưa tỉnh, chốc chốc lại nói mớ vài câu, mã cắt nghe chẳng hiểu gì cả, cô liền nhớ đến thiết bị liên lạc mà đường mẫn để lại, nhưng lần này rõ là đã làm theo hướng dẫn rồi mà chẳng có tác dụng gì cả. Thấy mấy người bọn chắc Mộc Cường ba trở về, mã cắt nhảy bật lên, cầm thiết bị liên lạc đưa cho đường mẫn nói, chị mẫn mẫn, cái này, cái này, không có tiếng nữa rồi bộ dạng trông hết sức tuổi thân đường mẫn nhìn lại mới phát hiện ra không hiểu ai đã rút dây điện nối giữa thiết bị liên lạc với thiết bị nguồn ra rồi cô chỉ liếc về phía lữ cánh nam một cái nhưng cũng không nói gì rồi chỉ cho mã cắt biết nguyên nhân tại sao thiết bị không hoạt động có điều mã cắt lại phát hiện ra sau khi trở về người nào người nấy đều nhìn mình với ánh mắt khác hẳn cô bèn hỏi mọi người sao vậy ạ à? lẽ nào các cô các chú ấy khiến mọi người không vui ư cả bọn rõ ràng đều không ngờ mã cát lại hỏi thẳng như vậy. nhạc dương vội vàng cười cười giải thích, à, không, không, làm gì có, nhưng mà chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều, có hơi áy náy một chút. ô, không sao đâu. mã cát ngược lại còn an ủi họ, tấm lòng của mọi người em hiểu mà. đội trưởng hồ dương chợt hỏi, mã cát, một mình cô chăm sóc những người này làm sao? làm sao mà chăm sóc hết được? mã cát mở to mắt, lắc đầu nói không phải một mình cháu đâu còn có địch ô đại nhân nữa nhưng mà người trong thôn đều không biết đâu nếu phát hiện địch ô đại nhân cũng đến đó chắc họ không dám đến nhờ địch ô đại nhân thăm bệnh nữa mất nói tới đây cô nhoẻn miệng nở một nụ cười danh mãnh cô không mệt sao ba tang cất giọng khàn khan hỏi đây mới là lần đầu tiên mã cắt nghe thấy ba tang lên tiếng cô giật mình thoáng ngẩn ra rồi khe khẽ bặm môi trong mắt đảo tròn tựa như đang nghĩ ngợi xem mệt rốt cuộc là ý gì Tại sao phải mệt chứ? Mã Cát trả lời. Được ở bên mọi người, không phải là một điều rất vui hay sao? Thế rồi Mã Cát bắt đầu kể, như thể đang đếm các đồ quý trong nhà ra vậy. Lời khen của bà Đan Châu giống như đoá tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi quanh năm băng giá. Chú bạc ca biết rất nhiều câu chuyện hay. Bàn tay chú Tố Lang còn khéo léo hơn cả. Chú ấy biết làm rất nhiều món đồ chơi nhỏ thú vị bằng gỗ. À, còn nữa, còn nữa, tiếng hát của chú Lang ca có thể sánh ngang với chim bách linh trong rừng cô ương giang còn biết kết giỏ hoa bằng cỏ lác nữa. Câu trả lời của Mã Cát khiến cả đám người đến từ thế kỷ 21 ấy đều dịn mồ hôi. Khi gặp những người chúng cổ độc đó, họ căn bản không thể nào coi đó là con người giống mình, mà cùng lắm chỉ có sự thương hại mà thôi. Nếu đổi lại để họ đi chăm sóc những người ấy, bản thân họ cũng không dám đảm bảo mình có oán thán hay không. Nhưng Mã Cát thì khác, cô thực sự đã đạt đến cảnh giới coi ai cũng như ai. Một cô bé cùng chuyện trò tán gấu, vui vẻ kể chuyện, hát ca với các cô các chú, có gì mà phải mệt chứ? Đúng vậy, tại sao phải mệt chứ? Giống như một người mẹ, cả ngày phải thay tã lót cho đứa con mới ra đời của mình mười mấy hai mươi lần, hoặc như người con trẻ tuổi khỏe mạnh, cõng mẹ già sáu bảy mươi tuổi lên phố đi dạo, tại sao phải mệt chứ? Phải thấy hoan hỉ mừng vui mới đúng chứ? Thấy mọi người không ai nói gì, Mã Cát lại nói tiếp suy nghĩ của mình, thực ra, bọn họ cũng đáng thương lắm, nếu Mã Cát không chăm lo cho họ, thì chẳng ai để ý đến họ nữa cả thỏ trắng con bị thương thì thỏ mẹ sẽ mang cỏ non về cho nó dê con bị thương dê mẹ sẽ liếm vết thương cho nó dân làng công nhật lạp bị thương mã cát sẽ chăm sóc cho họ sau này mã cát sẽ trở thành đại địch ô của vương quốc lang bu lúc ấy cả vương quốc sẽ không còn ai bị thương cũng không còn ai phải chịu khổ nữa mọi người đều có thể sống thật vui vẻ bên nhau đường mẫn không nén được đưa tay lên âu yếm xoa đầu mã cát cô bé này tuyệt đối có khả năng và tiềm lực trở thành một y tá giỏi còn ba tang anh ta đanh mặt lại, chậm chậm bước ra ngoài. Anh ta căm ghét thứ cảm giác ấy, ở cái thế giới này, kẻ mạnh làm vua, kẻ nào thích ứng được thì sẽ sinh tồn, những con người và sự vật đến chính bản thân mình cũng không thể tự chăm sóc ấy, lẽ ra cần phải bị đào thải mới đúng. Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao chỉ vì một cô bé con, lại khiến lòng mình thấp thỏm bất an như vậy? Hai ngày sau, không ngờ Trương Lập vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, tiếp tục sốt cao, miệng thì lẩm bẩm nói mớ, lúc khóc lúc cười. Nhạc Dương là người lo lắng nhất, không biết Trương Lập có bị nhiễm phải loại ký sinh trùng đáng sợ như của Son hay không. Có điều cả Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn đều khẳng định rằng bệnh của Trương Lập và Son hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đúng là có liên quan đến Son thật. Lữ Cánh Nam nói với Nhạc Dương, vì cái chết của Son mà Trương Lập luôn tự trách mình, tâm trạng cực kỳ ức chế. Sau khi Son chết, anh luôn dùng quá sức mình, cố gắng quan sát cẩn thận hơn một chút, bày bố cảm bẫy nghiêm mật hơn nữa. Rồi bận gặp phải bầy dán khổng lồ hôm trước, Trương Lập lấy thân mình mạo hiểm, chủ động dẫn dụ một đám đông nhất, việc làm ấy đã vượt quá cực hạn chịu đựng của cơ thể anh. Vài vết thương trên người vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau khi gặp được Mã Cát, tâm trạng Trương Lập biến đổi đột ngột, chính sự thay đổi đột ngột từ bi thương sang hoan hỉ, cộng với cơ thể thoát nóng thoát lạnh sau khi bị thương, mới là nguyên nhân khiến Trương Lập bất ngờ đổ bệnh nặng như thế. Mẫn Mẫn ở bên nói, có điều, đây biết đâu lại là một chuyện tốt. Nếu Trương Lập cứ tiếp tục đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống, cho tới khi cơ thể không thể nào chịu đựng được nữa mới bùng phát ra thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn nhiều. Trận ốm này có thể coi như đào thải độc tố, tháo gỡ đi phần nào những khúc mắc uất trong lòng Trương Lập, khiến gánh nặng trong lòng anh ấy nhẹ bớt, sau này mới có thể từ từ điều chỉnh được. Hai ngày này, Mã Cát trở thành người chăm sóc chính cho Trương Lập, đến cả người chẳng hiểu gì chuyện tình ái như Nhạc Dương cũng nhìn ra, cô bé này đối xử với Trương Lập khác hẳn với những người khác phải nói thế nào nhỉ nhạc dương lờ mờ cảm thấy hơi rông giống như hồi đó ba ba tô chăm sóc cho cường ba thiếu gia nhưng lại không hoàn toàn giống thế ba ba tô nhiệt tình cởi mở vui buồn gì đều lộ ra mặt hết giống như một cô em gái chăm sóc cho người anh trai bị ốm còn má cắt thì lại thu giấu cảm xúc vào trong giống như một người mẹ chăm lo con thơ yêu thương lo lắng hân hoan bao nhiêu cảm xúc thảy đều dồn cả lại vẻ đẹp của hai người cũng hoàn toàn khác biệt nếu nói ba ba tô giống như một đóa mẫu đơn nở rộ dưới vầng dương diễm lệ, thì mã cát chính là một bông sen còn đang hé nụ giữa ngày hè, mang đến cho người xung quanh một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Lúc cô chống cầm mỉm cười, bộ dạng thật khó diễn tả, chỉ hơi nhíu mày một chút thôi đã khiến người ta thần hồn mê mẩn rồi. Nhạc dương xưa nay vẫn tự phụ là người ý chí kiên định, vậy mà trước mặt mã cát cũng không thể cầm cự được, thường hay đưa mắt lướt nhìn, cũng chẳng biết là đang nhìn trương lập hay nhìn cô nữa, tâm tư lại lơ lửng bay đến tận châu Mỹ xa xôi rượu vợi. Ngoài ra, Pháp Sư Á La và Địch Ô An Cát Mẫu thường bàn luận về tôn giáo, cũng thăm dò được khá nhiều điều về shangri la Còn bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba, thân thể cường tráng, tự nhiên là đảm nhận các công việc nặng nhọc như chặt củi, săn bắn, kiếm thêm đồ dự trữ cho cô nhi quả phụ trong làng. Nói theo cách của Nhạc Dương, cả nhóm đã thành một đội cứu trợ tình nguyện rồi. Đến ngày thứ ba, Trương Lập mới hồi phục được ý thức. Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của anh chàng là, "Hôm nay mã cát không đến à?" Làm Nhạc Dương ngồi trông bên cạnh gần 2 tiếng đồng hồ suýt nữa thì mắc nghẹn, tức tối chỉ thẳng vào mặt Trương Lập ngoác miệng ra mắng, "Người trọng sắc khinh bạn thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng đến mức như anh thì mới là lần đầu tiên tôi gặp đấy, hừ." Trương Lập nửa đùa nửa thật nói, "Được rồi, được rồi, tôi biết cậu trông ở đây đã lâu lắm rồi, nhưng mà tôi nhớ loáng thoáng hình như hai ngày nay toàn là mã cát ngồi ở đầu giường cơ mà nhỉ?" Nhạc Dương lại kêu lên, cái đồ này, sao anh biết giỏi thế? Giả bộ hôn mê chắc. Trương lập lảng đi không trả lời, cười hì hì nói, cha cha, giờ mới cảm nhận được sự hưởng thụ của cường ba thiếu ra lúc ở bộ tộc cu cua đấy nhé. Chẳng trách cường ba thiếu ra lại hôn mê lâu thế, nếu đổi lại là tôi, dù có hôn mê cả tháng cũng thấy đáng ấy chứ. Nhạc dương không nói gì, ngẩn người ra một lúc lâu, mới lên tiếng, tôi bảo này, hãy rời xa mã cắt đi. Hả, cậu nói cái gì? Tôi nói là, anh không thể ở bên má cát được. Hả, cậu nói vậy là ý gì hả, đồ nhãi nhép. Trương Lập chụp lấy cổ áo nhạc dương, ngồi bật dậy chất vấn, cậu nói vậy là có ý gì. Nói đi, có phải cậu ganh tị với tôi không? Nếu cậu cũng thích mã cát, thì có thể quang minh chính đại cạnh tranh công bằng với tôi. Giỏi thì giờ hết bản lĩnh ra đi, đừng làm bộ làm tịch nữa, tôi biết cậu chẳng tử tế gì từ lâu rồi. Nói đi, lúc cậu đi tìm cô ba ba tô của cậu, tôi có cản cậu hay không hả? tôi còn giúp cậu ghép cái từ tiếng anh ấy còn gì hư giờ đến lượt tôi rồi cậu giỏi lắm chẳng những không giúp còn ngăn cản tôi nữa còn là anh em không hả phì phì. nhạc dương đợi trương lập nói hết mới chậm rãi nhắc lại nói thực lòng bởi vì tôi cảm thấy anh không xứng ở bên cô ấy tôi không xứng cậu xứng chắc tôi cũng không xứng anh có biết cô gái anh yêu là người như thế nào không cô ấy là tiên nữ đấy tiên nữ tôi mặc xác cô ấy là cái gì nữ tôi hỏi cậu cô ấy không phải là phụ nữ à tôi có phải là đàn ông không thế không phải là xong rồi à tiên nữ tiên nữ thì không cần người yêu chắc tiên nữ thì không thể yêu con người chắc tôi không xứng hừ người đẹp và quái thú tiên nữ và ma quỷ thế chẳng xứng quá còn gì quái thú ma quỷ nhìn bộ dạng nghiến răng kèn kẹt của trương lập xem ra cũng có vài phần dữ tợn của lũ ma quỷ trương lập lại nói cậu không biết à ở nước ngoài, bộ đội đặc chủng được gọi là quân lính của quỷ đấy. Nói gì thì nói, tôi cũng được coi là một nửa ma quỷ rồi. Nói đoạn, anh chàng ngẩn ngơ ngửa mặt lên trần nhà mơ mộng, nghĩ lại thì tôi và Mã Cát cũng xứng đôi lắm đấy chứ. Nhạc Dương chưa bao giờ ngờ rằng, vừa nhắc tới Mã Cát, Trương Lập liền như biến thành một con người hoàn toàn khác, tư duy nhạy bén, ứng biến nhanh nhẹn, đến cả mình cũng nhất thời tắc tị chưa tìm được lời nào đối đáp kịp. Anh chỉ đành thở dài nói, giáo quan nói không sai chút nào chúng ta đến đây là để thực hiện sứ mệnh của mình. Ở một nơi phía trước có mãnh thú, phía sau có truy binh, không thể gây thêm rắc rối nữa. Anh và Mã Cát cách nhau cả nghìn năm văn minh, lại có rất nhiều khác biệt về tập tục thói quen, hai người vốn không thích hợp. Trương lập tức thì lớn tiếng ngắt lời, hợp hay không hợp, đấy là chuyện của hai người chúng tôi chứ. Tôi vốn không tin vào chuyện mới gặp đã yêu, nhất kiến trung tình, nhưng kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Mã Cát lần đầu tiên, tôi đã tin rồi. Lẽ nào yêu là phải phân biệt tuổi tác, quốc tịch, phong tục và tín ngưỡng hay sao? Lẽ nào tình yêu có thể dùng quan niệm vật chất và giá trị để đo đếm hay sao? Tôi mặc xác là giáo quan hay là cường ba thiếu gia, họ có thể mệnh lệnh cho tôi làm bất cứ nhiệm vụ gì, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu một người được. Tôi cứ yêu Mã Cát đấy, tôi yêu Mã Cát, bất cứ ai cũng không thể thay đổi suy nghĩ của tôi hết. Trương Lập mặt đỏ tía tai, thái độ cứng rắn kiên quyết, hai câu cuối cùng gần như là gầm lên vậy vừa khéo lúc ấy mã cát cũng đi đến cửa còn chưa vào trong phòng đã nghe thấy trương lập ở bên trong gầm lên cô chỉ nghe được hai ba câu cuối cùng rõ ràng là trương lập lại lớn tiếng gọi tên mình ra nhưng không hiểu câu ấy là ý gì một ý nghĩ lóe lên trong đầu liền ngay sau đó cô đã có chủ ý mã 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 cát vừa thấy mã cát xuất hiện ngoài cửa nhạc dương liền lắp ba lắp bắp gọi tên cô dẫu sao thì anh cũng đang đóng vai không đẹp cho lắm Trương Lập thì vẫn nhìn Nhạc Dương với ánh mắt khiêu khích, như thể muốn nói, tôi nhất quyết ở bên mã cắt đấy, cậu làm gì được nào. Mã cắt cầm đến một cái hộp nhỏ, cẩn thận đi đến bên chiếc giường lót bằng mấy tấm thảm, quỳ một chân xuống đất, chậm chậm mở nắp ra, rồi bảo Trương Lập, anh Trương Lập, cái này, cái này là. Uống vào, bệnh của anh sẽ khỏi nhanh thôi. Nhạc Dương liếc mắt ngó vào xong, cũng chẳng buồn tranh luận với Trương Lập nữa, chỉ cố nhịn cười hích hít, nói, hình. Hình như là phân chó thì phải. Mới đầu vừa nhìn thấy thứ trong hộp, trường lập đã hơi trao mày rồi, giờ còn bị nhạc dương lớn tiếng nói toạc ra lại càng cảm thấy khó mà nuốt được. Anh khó nhập ngước nhìn mã cắt hỏi, đây, đây là cái gì thế? Mã cắt nghiêm nghị trả lời, đây là mật lộ hoàn, mỗi năm địch ô đại nhân cũng chỉ xin được của đại địch ô một viên. Mã cắt giải thích chừng 15 phút đồng hồ, trường lập và nhạc dương rốt cuộc cũng hiểu ra, cái viên mật lộ hoàn trông giống cục phân chó này về cơ bản thì giống như một loại linh đơn rượu dược có thể trị được bách bệnh khởi tử hồi sinh, chỉ có điều ngoại hình quả thực là. Trương Lập nhìn viên mật lộ hoàn ấy, cầm lên rồi lại đặt xuống, cầm lên rồi lại đặt xuống, khoảng cách càng gần lại càng thấy khó mà nuốt được, cuối cùng đành thẽ thọt hỏi, cái này, cái này, thành phần như thế nào vậy? Mã Cát liền tỏ vẻ không vui, giận dỗi nói, em mặc kệ, người ta khó khăn lắm mới xin được cho anh một viên linh dược, anh lại còn chê bai đùn đẩy. Bây giờ em phải đi một chút, khi nào quay lại anh nhất định phải uống rồi đấy nhé anh nhạc dương giám sát anh ấy hộ em nhé mã cát vừa dứt lời liền quay người đi luôn trương lập đần thối mặt ra nhìn nhạc dương chỉ thấy nhạc dương cười cười bảo nuốt đi còn đợi gì nữa linh dược đấy trương lập cầm viên thuốc ấy lên đưa lại gần quan sát rồi lại ngửi ngửi sau đó đặt trở lại vào hộp lồng ngực phập phồng điều chỉnh hơi thở một hồi đoạn nghiến răng nói uống thì uống của mã cát đưa cho dù là thuốc độc tôi cũng chẳng từ nói xong anh chàng lại ngước mắt lên nhìn nhạc dương hỏi, cậu, cậu có thể quay mặt đi không? Không dược, nhạc dương nói, mã cắt đã bảo rồi, tôi phải giám sát anh, nhất định phải tận mắt nhìn thấy anh uống hết thuốc mới được. Trương Lập lấy hết dũng khí và can đảm, nhắm tịt mắt lại. Cùng lúc đó, mã Cát len lén tìm gặp đường mẫn, nói, chị mẫn mẫn, à, có chuyện này. Chúng ta có phải bạn tốt của nhau không? Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là bạn tốt rồi. Thế, chị có thể giữ bí mật hộ em được không? Cô mở to đôi mắt tròn nhìn đường mẫn đầy mong đợi. Tất nhiên rồi. Ừm, em biết mọi người có thể nói nhiều thứ tiếng nữa, chị. Chị có thể giảng cho em, câu này, câu này có nghĩa là gì không? Nhưng không được nói với ai khác đâu đấy. Được rồi, em cứ nói ra nghe xem nào. Không được nói với ai đâu đấy nhé. Biết rồi mà, em thấy chị mẫn mẫn giống người thích buôn chuyện lung tung lắm à? Mã cắt liền bắt trước giọng của Trương Lập, rồi bỏ đi tên của mình, lặp lại một lượt tôi cứ yêu đấy, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi cả. À, Mẫn Mẫn vừa nghe đã bật cười, Mã Cát vội căng thẳng hỏi, Nghĩa, Nghĩa là gì thế? Chị Mẫn Mẫn, chị đừng cười mà, câu ấy Nghĩa là gì thế? Đường Mẫn bèn mỉm cười giải thích, câu đó ấy à, là các anh chàng ở chỗ chị, bày tỏ tấm lòng chung trinh với cô gái của lòng mình, cả đời cũng không bao giờ phân ly. Có phải Trương Lập nói không? Cuối cùng, đường Mẫn đột nhiên hỏi. Không, 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 không phải đâu, em đi trước đây, nhớ giữ bí mật đấy nhé, chị mẫn mẫn. Mã cắt xua tay lia lịa, nhưng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ kia đã bán đứng cô, mã cắt cuống cuồng bỏ chạy. Nhìn bóng mã cắt đi xa dần, đường mẫn cứ bật cười khúc khích mãi không thôi. Cùng lúc ấy, Trương Lập và Nhạc Dương đang thảo luận một chuyện khác. Ý cậu là, ba ngày nay mọi người đều đi chặt củi gánh nước, săn bắn, tích chữ lương thực à. Nhạc Dương gật đầu, chứ còn gì, cứ như đội cứu trợ ở châu Phi ấy. Trương Lập lại hỏi, vậy, mọi người không ra cố thêm các cạm bẫy ở ngoài làng à? Tại sao phải ra cố thêm cạm bẫy ở ngoài làng? Ngu thế, cậu nghĩ xem, chúng ta có thể tìm được chỗ này, vậy thì bọn mất Kin nhất định cũng có thể tìm được, mấy cái bẫy ngoài kia chỉ có thể dùng để ngăn cản lũ dã thú, làm sao ngăn được bọn người như mất Kin chứ? Cậu nghĩ là chúng sẽ ở đây chặt củi gánh nước, chỉ bệnh cứu người như chúng ta chắc. Nhạc Dương sực hiểu ra, cũng phải, bọn chúng không đến cướp bóc đã là may lắm rồi trương lập đanh mặt lại nói nếu bọn chúng định cướp bóc thật thì dân làng ở đây làm sao chống lại súng ống hiện đại được nhạc dương lập tức đứng dậy tôi phải báo cho cường ba thiếu ra ngay mới được